như đại dương khí thế nối liền trời mây, ống ánh thần quan tứ xạ, đây là linh vương khí tức đang giải phóng, dân trào, mỗi một tia đều trầm trọng tuyệt thế, muốn ép sụp càng khôn. Thậm chí đây chính là đầy đủ lục đại nội vũ trụ sắp xếp ở trong hư không, lẫn nhau gian chảy ra gần sóng đang xen vào nhau, diễn hóa ra một cái khủng bố mênh mông linh giới. Linh vương phi thường mạnh mẽ, tự biết thân thể đánh không lại đạo lăng, vận chuyển hắn mạnh nhất chiêu số, muốn cùng đạo lăng chém giết. Tầng 6 tôn chủ Linh vương cảnh giới cao hơn đạo lăng một đoạn dài, hiện đang diễn hóa ra linh giới vô thượng tuyệt học, lục đại nội vũ trụ hợp làm một thể, đem linh vương khí tức thúc đẩy đến đỉnh cao nhất trình độ. giết Đạo lăng rống to, cơ thể hừng hực thiêu đốt, đây là vĩ đại lực chi cội nguồn đang phập phồng, bạo phát thời khắc phát ra núi lở hải nước nổ vang. Đạo lăng căn bản không có tâm tình ở đây cùng linh vương hao tổn nữa, toàn thể khí huyết rung động, trong cơ thể chìm nổi chư thiên đạo hỏa trực tiếp thức tỉnh, quấn quanh đạo lăng thể xác thời khắc này, trời sập đất nứt, hết thảy đều bị hỏa tán, đạo lăng khí quán thương hải, cú đấm này đánh ra vô thượng thiên uy, một mảnh lại một mảnh lượng lớn năng lượng cội nguồn đều bị thiêu đến không còn một mống. Mảnh này linh giới vũ trụ đều đang vặn vẹo, muốn ở đạo lăng vô thượng quyền thế giới rất gần với nổ tung. Hắn thôn vệ chuẩn đế đạo hỏa, đạo lăng chiến lực càng thêm khủng bố, nếu là đạo chủ lại một lần nữa cùng huyết tứ tử quyết đấu, khẳng định có thể tru diệt hắn. Có người điên cùng rít gào, đối với đạo chủ tôn sùng rất nhiều cho rằng hắn chính là vô địch vô liêm sĩ linh vương trống to tao ngộ áp chế không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ hỏa diễm như vậy bá tuyệt thiêu hắn nội vũ trụ đều muốn làm khô hắn điên cùng vận chuyển các loại đại thần thông nhanh như tia chớp thức tỉnh mười mấy môn đại thần thông ở linh giới nội vũ trụ bên trong hiển hóa ra ngoài chống lại đạo lăng vô địch quyền thế đạo lăng quyền thứ hai đánh tới thân thể vũ trụ cùng vang lên nội vũ trụ nổ vang bản nguyên đều đi theo chập trùng, quá mức khủng bố cùng dọa người, như là một tôn khai thiên tích địa thần vương, một quyền đánh giết linh vương nội vũ trụ sụp nứt. Phốt. Linh vương kêu thảm thiết, ho ra một nguồn máu lớn, thiên linh cái có một cái khe lớn, kém chút bị đạo lăng một quyền đánh giết. Làm sao có khả năng? Linh giới đến cường giả vừa kinh vừa sợ, đây chính là linh vương, chiến lực mạnh mẽ làm người nghẹt thở, nhưng là ở đạo chủ dưới tay, dĩ nhiên có vẻ không đáng chú ý quả thực không cùng một đẳng cấp cường giả. Hống. Linh vương kém chút khí nổ, hắn coi thường đạo chủ, thời khắc này hắn bản nguyên bốc cháy lên, đây là linh giới đệ nhất vô nhị bản nguyên, phản phất thiên linh chi hải đang thiêu đốt, phật phòng vô số đạo thô to thiên linh chi khí. Thiên linh chi khí phun trào thời khắc, mơ hồ có từng sợi từng sợi chấn thế kinh khí ở lan tràn, như là vô số khẩu sát kiếm ở ra đóng, để đạo lăng thân thể đều có chút đâm nhói. Linh giới chính là một mảnh bên mông cổ giới, gốc gác không lường được, Tuy rằng hỗn độn cổ tỉnh từng nói linh giới ở thập đại cổ giới bên trong, thuộc về yếu kém một giới, nhưng là một giới này cũng có chấn giới bí thuật. Xèo xèo xèo. Linh vương toàn thân lỗ chân lông thư giãn, trong phút chốc phun trào khỏi ngàn vạn trọng kiếm mang, mỗi một ngụm cũng giống như là kiếm thai ở bạo phát, ngàn vạn khẩu kiếm thai đồng loạt bột phát ra, quả thực chính là diệt thế lưu tinh giáng thế. Thế nhưng để linh vương dọa người chính là, đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, hóa thành một tôn bất hủ thánh chủ, khí thông tinh không, xây dựng ra một cái vĩnh hằng bất diệt thánh vực. Đây là vô lượng kim thân ở cuộc khởi, vận chuyển thời khắc muốn nuốt hết toàn bộ đại vũ trụ, này ngàn vạn khẩu kiếm thai đánh xuống lại đây, đều bị chống lại. Hắn như là một tôn bất hủ thiên vương ở cất bước, mang theo ép người áp lực, mỗi một bước đi ra, đều thúc đẩy vô thượng chiến lực bắt đầu cuồn cuộn mà đi, che ngập bầu trời trấn áp hướng về linh vương. Trảm thiên linh đao. Linh vương phát ra tiếng trống to, nội vũ trụ bên trong nằm ngang một hơi lãng ngập trời linh đao, vần quanh thông thiên khí thế, có một loại đem vòng trời đều chém nứt gận sóng phát tán ra. Này một đao quá bá tuyệt, thuộc về linh giới bí mật bất truyền, trực tiếp bị linh vương cầm, quay về đạo lăng đánh giết. Xoạt! Thô to ánh đao hoàn toàn mờ mịt, đều muốn ép sụp 10 vạn dặm non sông, môn thần thông này cường đại tuyệt thế, nương theo linh vương ngập trời khí thế đang thức tỉnh, bổ về phía đạo lăng, muốn chém nứt chư thiên đại tinh. Đạo lăng lạnh trên một tiếng, nắm đấm dựng lên, thô bạo vô song cú đấm này có đồ thần diệt tiên lực lượng, đập cho vũ trụ đều rung, càng không rung động, khủng bố lực lượng sức mạnh ngang qua đi tới, chặt chẽ vững vàng nện ở trảm thiên linh đao tiến lên. Răng rắc. Cái này linh đao trực tiếp tách ra, nổ thành phấn vụn, linh vương tóc tai bù xù bay ngang ra ngoài, trong mắt tất cả đều là kinh hải, đạo chủ tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. ầm ầm Thời khắc này, vòng trời bị xé rách, một đạo đen thui chớp giật đánh tới, cái này hồn vương chớp mắt ra tay, Nắm lấy thời cơ chiến đấu Muốn muốn tiêu diệt đạo lăng nguyên thần Nguyên thần của hắn đánh giết đại thuật cực đoan dọa người Nơi này đều hóa thành hắc ám tinh không Đạo lăng xương sống đều phát lạnh Mi tâm của hắn đều nứt ra một cái lỗ hổng Nguyên thần đều phải bị chặt đứt Hồng vương nguyên thần trình độ không cần nhiều lời Thế hệ tuổi trẻ trên căn bản là đăng phong tạo cực Giết Thời khắc này đạo lăng rống to Trong ốc đại dương màu đen chập trùng Cái thế côn bằng ở hiện ra thậm chí xoay chuyển lên một khẩu màu đen kiếm thai. Cung bằng nguyên thần thuật, cùng hư không hóa kiếm thuật tổ hợp lại với nhau, khu vực này đều mơ hồ xuống, vạn dặm hư không đều bị cái kia nắm, hóa thành một khẩu khủng bố màu đen kiếm thai. Đây là... Này không phải hư gia đại thần thông à. Người vây xem đều ngốc tiếc, hư không hóa kiếm thuật phi thường bá tuyệt, một khi thức tỉnh hư không vô tận lực lượng bị nắm giữ, hóa thành cắn giết nguyên thần đại thần thông, thuộc về hư gia bí mật bất truyền, nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng nắm giữ. Thậm chí hư không hóa kiếm thuật phối hợp côn bằng nguyên thần thuật, hai đại truyền thừa đều muốn hợp làm một thể, tỏa ra đồ thần diệt tiên uy năng. Này! Hồng Vương kinh ngạc đến ngay người, đạo lăng nguyên thần làm sao có khả năng kinh người như vậy? Thậm chí nắm giữ hai đại tuyệt học, quá mức bá tuyệt. Hắn ở chấn hống, muốn liên thủ với Linh Vương đánh giết đạo lăng, hồn Vương rốt cuộc không phải người yếu, diễn biến một môn kinh thiên động địa phòng ngự thần thông, khói đen cuồn cuộn, che lấp vòng trời xoạt cung bằng cầm ngập trời sát kiếm quét ngang mà đến dết hướng về hồn vương mà đạo lăng thân thể luân động quả đấm đập về phía linh vương phúc linh vương kêu thảm thiết nội vũ trụ đều bị đánh ao hãm xuống toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung hắn bay ngang ra ngoài thân thể uốn lượn suýt nữa bị đạo lăng một đám đánh giết ở chỗ này ha ha đều tránh ra đi để cho ta tới trấn áp đạo chủ thời khắc này đổ nát bầu trời lan tràn ra trầm trọng áp lực đây là một vòng màu tím đại nhật nhanh như tia chớp vọt tới. Cống hoàng khí độ lăng vân, một tay cầm một tấm pháp chỉ phát ra uy nghiêm âm thanh, ta nắm thiên đế pháp chỉ, hôm nay trấn áp đạo chủ, hắn lũ phạm thiên quy, tiêu hao ta giới gốc gác, tội không thể tha, hôm nay ta đại biểu thiên đế, đem đạo chủ trấn áp 500 năm. Cống hoàng vẽ mặt trang nghiêm nghiêm túc, đại biểu thiên đế mà đến, muốn trấn áp đạo chủ. Đến thời điểm thiên đế dặn quá hắn, nếu là đạo chủ không muốn, có thể nắm thiên đế mật chiếu, đem đạo chủ trấn áp. Này mật chiếu chính là thiên đế ban tặng hắn, một khi thức tỉnh, giống như là hắn thiên đế một cái tay trấn đè xuống, không ai ngăn nổi thiên đế vô địch bi thế. Đạo Lăng đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi tất cả đều là sát khí ở lan tràn, nhìn về phía Cống Hoàng. Bốn phía người vây xem đều kinh sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này, đạo Lăng chiến lực quá bá tuyệt, thời khắc này linh vương trong những người này tâm rõ ràng một chuyện, đạo chủ đã là là vô địch giả bọn họ cùng đạo lăng so ra có một loại đẳng cấp uy thế. Phốt. Linh vương ho ra một nguồn máu lớn, sắc mặt vạn phần âm trầm, nếu không có hắn chiến lực mạnh mẽ sớm đã bị hung hăng đánh chết, coi như là hồn vương đều sắc mặt không dễ nhìn, hắn nhưng là bước đầu xây thành đế cơ, thế nhưng đạo lăng nguyên thần chiến lực dĩ nhiên có thể uy hiếp đến hồn vương, điều này làm cho hồn vương nội tâm có chút kinh hãi. Lẽ nào đạo chủ nguyên thần cũng đi đến một bước này? Thiên đế mật chiếu Bốn phía ồ lên, cổ chi nghe đồn thiên đế, chính là cuối nhìn năm tháng vô địch giả, nghe đồn trong cơ thể hắn chảy xuôi bốn vị trí đầu đại thiên đế huyết thống, được xưng trong truyền thuyết thiên đế thể. Loại thể chất này, ai cũng không biết hiểu mạnh yếu, thế nhưng căn cứ ngoại giới nghe đồn, có người nói thiên đế thể chính là các đời thiên huyết tẩm bổ đi ra, cũng chính là hiện tại đời thứ năm thiên đế. Cống hoàng cao cao tại thượng đứng thẳng trong hư không, cả người tử khí mông lung, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, hắn dường như bất hủ tử nhật dựng đứng ở chỗ này, cầm thiên đế pháp chỉ tuyên án nói, đạo chủ, ngươi phạm vào tội lớn, trấn áp ngươi 500 năm hy vọng ngươi có thể hối cải để làm người mới. Bốn phía náo động, cống hoàng lời nói khẩu khí quá to lớn, muốn cầm thiên đế mật chiếu trấn áp đạo chủ 500 năm. Vù. Giả bác quân bàn tay bỗng nhiên dơ lên, tinh không tự hồ hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, bao phủ thiên đế mật chiếu, muốn đem pháp chỉ trộm lấy lại đây. Nhưng là lần này giả bác quân tay trắng trở về, này mật chiếu phi thường khủng bố, trong dây lát bốc cháy lên, dâng lên ngũ sắc tiên quang, bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, nóng rực khủng bố, như là một vòng chư thiên đại nhật đang thiêu đốt. Dám khinh nhờn thiên đế mật chiếu, người cũng phải bị trấn áp. Cống hoàng giận dữ, con mắt đều dựng đứng lên, hắn cầm thiên đế mật chiếu lập tức ném ra ngoài, này trương pháp chỉ trực tiếp liền thức tỉnh, ngũ sắc tiên quang che lấp đại vũ trụ, như là một phần ngũ sắc tiên hà ngang qua vũ trụ tinh không. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, hắn hoàn toàn có thể cùng bình tĩnh cống hoàng lấy ra thiên đế mật chiếu trước hung hăng đánh giết, nhưng là đạo lăng cũng muốn biết biết, cái này thiên đế cường hãn như thế nào. Thiên đế mật chiếu cường độ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, nó thức tỉnh thời khắc nhật nguyệt tinh đấu đều đang run rẩy, chư thiên đại đạo cộng hưởng theo, đây là một loại đáng sợ huyết đang thức tỉnh, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Pháp chỉ bên trên, ngồi xếp bằng một cái cái bóng mơ hồ, vi nghiêm ngập trời, đây là một loại ý chí, một loại chúa tể chúng sinh vô thượng ý chí lan tràn mà ra thật là đáng sợ huyết chu vi vây xem cường giả run rẩy bên trong cơ thể của bọn họ huyết đều đang sôi trào có một loại muốn thần phục xuống dấu hiệu các đời thiên đế đã sớm ra đời thứ năm thiên đế cái này nghe đồn rất khả năng là chân thực coi như là người thứ ba thiên tử hậu tuyển nhân đều kinh sợ trong cơ thể hắn thiên huyết đều ở nổ vang vang vọng có một loại bị thiên đế bảo huyết trấn áp xuống dấu hiệu trấn áp Thiên đế hóa thân ngồi xếp bằng ở pháp chỉ trên, như là một tôn vô địch đế vương, thời khắc này hắn không bình tĩnh, vũ trụ rung rẩy, tinh không rung động, thiên đế mở miệng thành phép thuật, vùng sao trời này đại đạo đều đi theo nổ vang. Phi thường khủng bố thể hiện, để hỗn độn cổ tỉnh đều phi thường giật mình, này đời thứ năm thiên đế tuyệt đối không phải bình thường, chỉ riêng này chúng thể hiện chính là vô địch thần uy, còn chưa từng triệt để xuất thế, đã bức ép quần hùng muốn phục quỳ trên mặt đất. Ầm ầm. Thời khắc này, toàn bộ hòn đảo ngẫu mơ hồ xuống toàn bộ đại đạo chi hải đều đi theo chập trùng trên mặt biển cuồn cuộn lên ngàn vạn trọng sóng to gió lớn sao có thể có chuyện đó người xung quanh tê cả da đầu hình ảnh này quá kinh người đại vũ trụ hoàn toàn biến mất nói chuẩn xác bị một cái vô biên bàn tay khổng lồ thay thế cái này bàn tay quá mức không thể tưởng tượng nổi không nhìn thấy phần cuối liền như cùng một mảnh đại lục đè xuống hòn đảo diện tích cùng bàn tay diện tích so ra quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu trên hòn đảo tu sĩ như là con kiến giống nhau, ngước nhìn cái này đứng ngang ở vũ trụ bàn tay. Khi hắn đập động xuống thời khắc, toàn bộ hòn đảo triệt để mơ hồ, thậm chí ngập trời khí lưu trấn áp xuống, tranh giới đều nứt ra rồi, toàn bộ hòn đảo muốn chia năm xẻ bảy. Đây là cỡ nào thể hiện? Quả thực chính là pháp lực vô cùng, muốn ép sụp cửu thiên thập địa. phúc Một nhóm lớn cường giả đều ở ho ra máu, thân thể uống lượng, bọn họ kinh sợ, thiên đế chi thủ căn bản không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là quan thẩm thấu ra gần sóng, cũng làm cho bọn họ chống không ngừng, thân thể muốn hủy diệt sạch. Trấn áp đạo chủ, dùng thiên đế mật chiếu, có chút lãng phí. Cống hoàng lắc đầu, thế nhưng cũng không có những biện pháp khác, hắn đánh giá này thiên đế mật chiếu một khi đánh ra đến, coi như là vô địch giả đều phải bị trấn áp lại, này mật chiếu là thiên đế tiêu tốn rất nhiều bảo huyết luyện chế, giống như là thiên đế một cái tay đè ép xuống. Ầm ầm ầm, không trọn vẹn đại điện triệt để nát tan, ngũ sắc sặc sở bàn tay khổng lồ rơi xuống, mở ra một cái ngũ sắc vũ trụ, bao phủ đạo lăng, quay về hắn tiến hành tiêu diệt. Quá khủng bố, thiên đế mạnh như thế nào? Cái này mật chiếu tương đương với thiên đế một cái tay trấn áp xuống, ta tự hồ nhìn thấy đạo chủ thân thể nổ tung hình ảnh. Người chung quanh sợ hãi, một ít thờ phụng đạo lăng vô địch cường giả đều có chút dao động, cỡ này đáng sợ trấn áp, ai có thể đỡ được? Đạo chủ ra tay có người riết gào đứng dậy, nhìn thấy ngũ sắc trong vũ trụ nóng rực một mảnh, một cái bóng bỗng nhiên khủng bố vạn phần, quả đấm của hắn dựng lên, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm, nát tan càng khôn. Ngũ sắc vũ trụ lập tức nổ tung, đạo lăng ở trống to, toàn bộ mái tóc múa tung, dương quyền vang trời. Đây là đạo lăng vô địch quyền thế, toàn bộ hòn đảo đều đi theo chập trùng, trái tim tất cả mọi người bẩn đều ở trên rỉ, muốn ở đạo lăng ra quyền trong quá trình bắt đầu nát tan. Diệt tiên quyền đạo lăng quyền thế thông thiên thế không thể đỡ hắn nắm vô địch quyền ấn banh tạp mà lên cùng rơi xuống cự trưởng banh tạp cùng nhau ầm ầm trong phút chốc ánh sáng thời không hủy diệt nơi này triệt để hủy diệt hoàn toàn mơ hồ tự hồ trở lại hỗn độn niên đại vô cùng áp lực phóng xạ mà ra hòn đảo trực tiếp sụp nứt bốn phía một nhóm lớn cường giả đều bị cuốn bay rơi xuống đến đại đạo chi hải bên trong đánh chết một đám lớn một bộ chấn thế hình ảnh một tôn bất diệt chiến thần nắm quyền ấn chặn lại vô cùng cự trưởng, hình ảnh này hóa thành một cái vĩnh hằng, dấu ấn ở bốn phía người trong đầu, không cách nào tiêu diệt. Cống hoàng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, đạo lăng dĩ nhiên chặn lại rồi, hơn nửa thế lực ngang nhau. Thời khắc này hắn đem thiên đế mật chiếu ném đi hống lên, thiên đế ra tay, trấn áp đạo chủ 500 năm. Thiên đế mật chiếu nổ tung, ngồi xếp bằng ở thiên đế mật chiếu bên trong cái bóng đi ra, đạo lăng mở thiên mục hiểu rõ, mơ hồ nhìn thấy thiên đế hóa thân bên trong có bảy luân mơ hồ ngũ sắc vũ trụ. Bảy tầng tôn chủ. Đạo lăng có chút giật mình, cái này thiên đế đạo hạnh quá kinh người, hắn rất khả năng nhanh hắn tầng tám tôn chủ cảnh giới. Một cái pháp thân mà thôi, còn muốn trấn áp ta. Đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài, quần áo bay phần phật, nội vũ trụ triệt để nổ vang đứng dậy, hắn vô địch chiến lực đang thức tỉnh, trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, tự hồ gánh vác một đầu thái cổ côn bằng vấn thế, hống động đại đạo chi hải. Đạo lăng mang theo vô địch chiến lực, vụt lên từ mặt đất, côn bằng theo chập trùng, đem ngũ sắc bàn tay khổng lồ tạp thành một mảnh cho tàn. Khi hắn quyền thứ hai vận chuyển thời khắc, thiên địa rung mạnh, đại đạo chi hải đều rung động đứng dậy, khí thôn lang yên. Hết thảy đều nổ tung, vụn vặt, cú đấm này dường như hàng cổ đại tinh sinh ra, ẩn chứa đạo lăng tinh khí thần, liền như vậy đập phá đi tới. Vù. Thiên đế hóa thân bốc cháy lên, ngũ sắc bảo huyết thức tỉnh, sau gáy của hắn treo lơ lửng ngũ sắc bảo luân, chuyện này quả thật như là một vòng chư thiên bảo luân ở vận chuyển, tỏa ra vạn pháp bất xâm trùng ánh sáng lộng lẫy. Đây là hỗn độn của tỉnh giật mình nói, chư thiên bảo luân, xem ra cái này thiên đế là thật, chư thiên bảo luân chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền, các đời chỉ có thiên đế mới có thể nắm giữ, đây là một môn vô địch bí thuật, đủ để trấn áp càng khôn. Đương nhiên này không phải là một vòng, thiên đế pháp thể uy thế không không thể địch, cuối nhìn chúng sinh sau đầu của hắn treo lơ lửng ra một vòng lại một vòng ngũ sắc bảo luân, một vòng so với một vòng ống ánh hừng hực, có tới bảy luân ngũ sắc bảo nhãn ngang trời hiện ra, hóa thành một cái mơ hồ chư thiên đại vũ trụ. Ngũ sắc bảo luân tu luyện tới trạng thái mạnh nhất có thể diễn biến chính đại bảo luân, đương nhiên đây là cửu trọng thiên tôn chủ mới có thể làm đến. Hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ, phỏng chừng đạo lăng nếu là thật cùng thiên đế bản thể gặp gỡ, thắng bại khó nói. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, người xung quanh run rẩy, có một loại đối mặt cổ đế, bọn họ tâm sinh cúng bái, có chút người kém chút phục quỳ trên mặt đất trung rẩy. Mơ hồ chư thiên đại vũ trụ, vần quanh ngàn tỷ lớp thần quang, thúc đẩy thời khắc, hết thảy đều bị trấn áp lại, coi như là đạo lăng cú đấm này, cũng xuất hiện một loại bị thôn vệ, bị trấn áp thô bạo hình ảnh. Cung bằng chi lực Đạo lăng thân thể vần quanh vô cùng hung quang, thời khắc này hắn không ở dấu dốt, khí thế của hắn trong nháy mắt chống đỡ trời, nâng động mà lên, Mảnh liệt gợn sóng quét ngang trên trời dưới đất, muốn xé rách chư thiên vũ trụ. Đại dương màu đen cuồn cuộn lên ngàn tỷ lớp lượng lớn, côn bằng ra biển mà đi, nâng động mà lên, lan tràn kích nứt chư thiên vạn đạo vô cùng lực cảm, để ngũ sắc bảo nhãn thế giới theo vạn vẹo đứng dậy. Phá! Đạo lăng gào to, pháp lực vô biên, hai cánh tay hắn đều hóa thành côn bằng, thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh. ầm ầm! Đạo lăng ở thét dài, hai tay bỗng nhiên dương ra đi ra ngoài, xé rách tất cả, toàn bộ ngũ sắc bảo luân thế giới bị đạo lăng mạnh mẽ lôi kéo ra một cái khe lớn. Đại dương màu đen nhấn chìm rồi ngũ sắc bảo luân thế giới, đạo lăng lấy một loại vô thượng tư thái nhìn xuống thiên đế, để thiên đế này một bộ hóa thân theo vạn vẹo, muốn ở khí thế của hắn bên dưới nổ tung. Ai? Đạo lăng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quét hướng về phía sau, ngay ở hắn cùng thiên đế hóa thân tranh đấu thời khắc, một cái trắng nõn ống ánh tay ngọc mở rộng lại đây, trực tiếp liền mở rộng đến chuẩn đế đạo hỏa bên trong, chụp vào ngủ say tiên hoàng. Thiên nữ, này thật đúng là tiếng đến đồng thời. Đạo lăng hai mắt mở to, đây là một tòa niệm xa nhanh chóng kéo tới, chính con dao long lôi kéo niệm xa, thiên nữ liền ở trong này, nàng duỗi ra một cái tay, hung hăng đánh vào chuẩn đế đạo hỏa bên trong, muốn đem tiên hoàng cho mang đi thu phục, nàng nhìn ra tiên hoàng tiềm năng, tương lai có thể trưởng thành đến đỉnh phong cường giả trình độ. Tiên hoàng tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nó thôn vệ rất nhiều chuẩn đế đạo hỏa, một khi xuất quan đến thời điểm rất khó tưởng tượng mạnh bao nhiêu, tuyệt đối là một đầu vô địch tiên linh. Thiên nữ đến rồi. Cống hoàng kích động, thiên nữ chiến lực vô cùng cường thịnh, ở cổ thiên đình thiên nữ chỉ ở thiên đế bên dưới. Nàng chính là danh xứng với thực vô địch giả, xây thành đại đế căn cơ, tương lai có thể dùng tuyệt đối có thể bước vào đế cảnh một vị nữ đế. Cống hoàng cũng không nghĩ tới thiên đế hóa thân đánh không lại đạo lăng, điều này nói rõ đạo lăng chiến lực phi thường đáng sợ, nếu là thiên nữ ra tay, đem đạo lăng trấn áp hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Kinh nhần thiên đế, đáng chém cửu tộc. Chính con giao long thần thái âm lãnh, chúng nó lôi kéo niệm xa mà đến, này chính con giao long có thể không kém gì, đều là tôn chủ cảnh giới cường giả, khi chúng nó nhìn thấy đứng ở thiên đế hóa thân bên trên đạo lăng, sắc mặt trực tiếp chìm xuống. Hống. Chính con giao long chớp mắt phát ra rống to tiếng, như là chính tôn chân long ở hí dài, khí tức của bọn nó chớp mắt mãnh liệt đứng dậy, như là chính con giao vương ở đây thức tỉnh, trong miệng phun ra một phần lại một phần tia chớp màu tím. Chính cái tia chớp màu tím, thô to trình độ có thể so với dãy núi, một cái tiếp một cái, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen khoác vai, con mắt lành lạnh, sau lưng có vô biên vô hạn đại dương màu đen đang phập phồng, đối mặt chính con dao long đánh giết, này đại dương màu đen đang dệt vô cùng sức mạnh, như là một mảnh bất hủ thần hải đang phập phồng. Ầm ầm ầm. Tùy ý này chính con dao long công kích lại cường hoành, đối mặt côn bằng chi lực, chỉ có nổ thành cho tàn tư cách. Đạo chủ, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Thiên đế hóa thân từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, người này chiến lực sâu không lường được, chỉ là một bộ hóa thân liền như này kinh thế hải tục, rất khó tưởng tượng thiên đế bản thể mạnh như thế nào. Đùng! Đạo lăng bàn chân trực tiếp dơ lên, đem thiên đế này một bộ hóa thân dẫm thành phấn vụn. Đạo chủ! Cống hoàng con mắt đều nứt ra rồi, hắn kém chút khí nổ, đây chính là trần trụi kinh nhờn thiên đế, căn bản không đem cổ thiên đình để ở trong mắt, điều này làm cho cống hoàng rất khó tiếp thu đạo lăng cử động. Chính con dao long sắc mặt khó coi xuống, nhanh nắm lấy tiên hoàng tay ngọc cũng cứng ngắt xuống, miệng xa bên trong mở một đôi mắt, tiên hoàng mắt mở ra, ẩn chứa từng sợi từng sợi ý lạnh cùng sát khí, đạo lăng cách làm để thiên nữ nổi giận. ầm ầm đã đưa đến chuẩn đế đạo hỏa bên trong tay ngọc trực tiếp xoay chuyển, quay về đạo lăng, trực tiếp nghiền ép mà lên. Cổ Thiên Đình nhiều lần phạm ta, đưa ngươi chém, không biết hắn thiên đế còn có thể hay không thể tọa được. Đạo Lăng hai mắt mở to, hắn nhanh chân về phía trước, bàn tay giơ lên, năm ngón tay giang hào quang cuồn cuộn, quay về thiên nữ bàn tay mạnh mẽ đánh giết. Được lắm đạo chủ, ta vốn không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi quá mức rồi. Thiên nữ mắt phượng bên trong ý lạnh bắn ra bốn phía, mở rộng đi qua tay ngọc trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, ngũ sắc tiên quang như thác nước bão phát. Của nàng một cái tay quả thực hóa thành một đầu bất tử tiên hoàng, hừng hực thiêu đốt, một khi thức tỉnh phượng hót cửu thiên, đây là một môn cái thế đại thần thông đang thức tỉnh, tiên hoàng phủ vọt lên, lan tràn vô cùng sát quan, quay về đạo lăng tiến hành vô giết. Thiên nữ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, vừa xuất thế chính là siêu cấp đại thần thông, tiên hoàng đè ép tinh không, như là vực ngoại bạo sung mà đến một đầu bất tử tiên hoàng, quấn quanh mãnh liệt thần hỏa. Vậy ta còn thật muốn lãnh giáo một chút. Đạo lăng hai mắt ti chớp phun ra, trực tiếp liền xông lên trên, gánh vác đại dương màu đen theo chập trùng, hắn nắm giữ côn bằng chi lực, này chính là một môn vô địch bí thuật, cái gì sợ thiên hạ vô địch giả. Này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hai đại cường giả mới vừa giao thủ, đại đạo chi hải đều đi theo chập trùng, mảnh này chuẩn đế đã từng tu đạo nơi đều rất khó chịu đựng giữa bọn họ quyết đấu. Tiên hoàng hóc vang, lao xuống mà đến, hai đôi tiên sĩ tự hồ tiên kim đúc thành, quấn quanh cái thế sức mạnh, dĩ nhiên đem đại dương màu đen cho xé rách tình cảnh này để toàn trường người ngơ ngác đạo lăng triển khai nhưng là một môn vô địch bí thuật nhưng là thiên nữ dĩ nhiên có thể hung hăng xé rách đại dương màu đen có thể thấy được thiên nữ chiến lực đến cùng có cỡ nào kinh thế hải tục ầm ầm đạo lăng phía sau lưng bỗng nhiên phủ lao ra một đầu cái thế hung cầm côn bằng nâng động mà lên bộ tộc này đã từng tàn sát quá chân long hung khí cuồn cuộn này một môn bí thuật quả thực như là thông thần đem sống sót côn bằng triệu hoáng lại đây côn bằng cường đại tuyệt thế nhanh như tia chớp cùng tiên hoàng đụng vào nhau, như là hai đại tiên trân ở tinh không bên dưới va chạm, khổng lồ hỏa tinh bắn lên rất cao, tiếng len ken thật mà sừng sững. Giết! Đạo lăng gào to một tiếng, công bằng khí tức càng ngày càng hung mảnh, vô biên vô hạn pháp thể che lấp tiên hoàng, nghiền ép tiên hoàng thần thông đều ở rạn nứt. Liếu lo! Tiên hoàng hí dài, này chính là tiên hoàng một mạch cái thế thần thông, hai đôi tiên sĩ rọi sáng đại dương màu đen, dương cánh bay lượng thời khắc để côn bằng khổng lồ pháp thể đều đi theo lay động. Nhưng mà để bốn phía kinh sợ chính là, côn bằng căn bản không có tránh né, trực tiếp liền hung hăng ép đè xuống, đây chính là một tôn vô địch vương đang gầm thét, đại dương màu đen theo chập trùng, lấy sức mạnh kinh khủng đem tiên hoàng mạnh mẽ đập rơi xuống đất trên. Này! Người xung quanh đều hóa đá, đây cũng quá bá tuyệt, côn bằng đem tiên hoàng rung động mà rơi xuống, thiên nữ trên cánh tay có một vết nứt, rất hiển nhiên vừa nãy trong khi giao chiến nàng rơi vào hạ phong chỉ có điều côn bằng chi lực mạnh mẽ mà thôi, thiên nữ trước tiên đi lấy đi tiên linh, người này giao cho chúng ta. Chính con dao long hống lên, thiên nữ khẳng định cũng rõ ràng muốn trấn áp đạo lăng cần phải hao phí một chút thời gian, thế nhưng tiên hoàng muốn thức tỉnh rồi, một khi nó thức tỉnh đang muốn thu phục tiên linh, trên căn bản liền không thể. Chúng ta mười người liên thủ, nói không chắc có thể trấn áp hắn. Cống hoàng cả người sát khí thấu xương, cùng chính đại giao long liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp quay về đạo lăng tiến hành bắn vọt vừa xuất thủ đầy trời đều là thần thông trùng sáng, đè ép ở tầng tầng trong hư không, làm người nghẹt thở. Mười đại cường giả liên thủ, khu vực này đều ở hủy diệt, đại đạo chi hải đều đi theo phẫn hống, chỗ lan tràn đi ra động tĩnh thực sự là quá kinh người. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng không ở làm lỡ thời gian, hắn hoành sông lên, trong tay hoành ra một khẩu thanh kích lớn màu vàng ống. Dù sao cũng là đã từng đế binh, bị đạo lăng cầm, khí tức khủng bố tuyệt luân, phách đi tới thời khắc, trời sập đất nứt, đại đạo chi hải đều bị xé ra một cái đen thui khe lớn. Xì xì. Hai con dao long trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cống hoàng đang gầm thét, nửa cái cánh tay đều bị đánh đứt đoạn mất, phát ra tan nát cõi lòng thống khổ rít gào. Người xung quanh hóa đá, quả thực chính là một tôn vô địch chiến thần, nhất theo đại kích, xé ra tất cả trở ngại, thậm chí đối với cho phép niệm xa, trực tiếp đem niệm xa đánh cho chia năm xẻ bảy. Nếu là đem thiên đế nữ nhân trấn áp, không biết thiên đế còn có thể hay không thể tọa được. Đạo lăng trong con ngươi sát quan như biển sôi trào mà lên, thanh kích lớn màu vàng ống lại một lần nữa thức tỉnh, đang dệt ra đếm không hết tiên quan lực lượng, trực tiếp liền bổ ngang đi tới, đem toàn bộ niệm xa xé rách. Sáng như tuyết đại kích rọi sáng tinh không, tài năng tuyệt thế chi khí cuồn cuộn mà ra, nát tan non sông, trực làm người thân thể rạn nứt. Đây là cái gì binh khí? Đạo chủ nắm giữ đại kích làm sao sẽ kinh khủng như thế? Người chung quanh đều sửng sốt, một vài người da xương phát lạnh, cảm giác da thịt đều muốn tự chủ nước ra, cái này đại kích quá bá tuyệt, ống ánh tuyệt thế, đánh giết lực không gì sánh kịp, chuyện này quả thật chính là đế binh bên dưới vô địch binh đang thức tỉnh, trực tiếp liền đem niệm xa xé thành hai đoạn. Có chút người đã từng thấy cái này đại kích, cảm giác cùng phàn tộc đế binh phi thường rất giống, thế nhưng ai có thể biến mất đế binh dấu vết. Bất luận làm sao binh khí này phi thường khủng bố, quét ngang vô địch, đem niệm xa xé rách, thiên nữ kém chút bị đạo lăng chặn ngang chặt đứt đầu đội cửu hoàng quan nữ tử nộ ra, đen thui mái tóc vũ động, diễm lệ vô song trên gương mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Đạo chủ Năm lần bảy lượt gây sóng gió, ngươi cho rằng ta không thể đánh giết ngươi à? Thiên nữ tiên hoàng mục trực tiếp dựng đứng lên, con ngươi của nàng bên trong quả thực có hai con tiên linh ở ngủ say, trong tay ngọc nằm ngang một cái ống ánh thần tiên, trực tiếp liền đánh đi tới, hư không phát sinh đại diệt vong. Này thần tiên cực đoan khủng bố, tiên thể quả thực dường như một đầu chân long đang phập phồng, đang dệt ra ống ánh dấu vết, trực tiếp liền đánh đi tới, cùng thanh kích lớn màu vàng, vàng ống đụng vào nhau. Đã long tiên, chuyên khắc thân thể, nếu là bị đánh một cái, thân thể sẽ bị thương nặng, bảo vật này lại vẫn tồn tại. Hỗn động cổ tỉnh triệt để thay đổi sắc mặt, đây là một cái phi thường hiếm thấy tiên trân, được xưng đã long tiên, bởi vì đã từng quốc chết quá chân long, thiên nữ cầm này đã long tiên, cường đại tuyệt thế, thần tiên đang múa may đứng dậy thời khắc, chư thiên tinh đấu đều đi theo rung chuyển bất luận là đả long tiên vẫn là đạo lăng cầm đại kích tuyệt thế thần binh lợi khí va và chạm vào nhau thời khắc khu vực này bắt đầu đại diệt vong len keng đạo lăng cùng thiên nữ mới vừa giao thủ mảnh này tàn tạ hòn đảo triệt để vỡ diệt các loại ngập trời thần quan tứ xạ hai đại thần binh ở đây cuồn cuộn không ngừng đụng vào nhau bắn ra chùm sáng đều nứt ra rồi cửu tiêu ầm ầm đả long tiên như là hóa thành một đầu chân long uốn lượng thương cổ long đuôi vung vẫy đứng dậy lập tức đánh đi tới để đạo lăng đều có một loại lồng ngực sụp nứt xu thế. Hắn vặn xoay người tránh thoát khỏi đả long tiên, nhưng là này đã long tiên coi như là lan tràn xuất lực nói đều phi thường khủng bố, lan đến gần đạo lăng trên thân thể, đạo lăng bảo thể như là tiên trân ở len ken vang vọng, dĩ nhiên không cách nào lay động. Thiên nữ con mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể này quá mức khủng bố, đều gần sánh bằng thiên đế thiên đế bảo thể. Soạt. Sáng như tuyết đại kích lập tức phách tới, đến thẳng thiên nữ đầu người, cái này đại kích quá phong mang, thiên nữ cái cổ đều muốn nứt ra, nàng bỗng nhiên cúi người xuống tránh né đòn đánh này, từng sợi từng sợi đen thui tóc dài đều bị phong mang chi khí cắt rời. Được lắm đạo chủ. Thiên nữ triệt để thức tỉnh, nàng quả thực như là trong truyền thuyết thiên hoàng thể, trong cơ thể bảo huyết bạo phát thời khắc, như là phát sinh động đất, ngọc thể hừng hực một mảnh, đặc biệt tất dấu sáu tầng nội vũ trụ nổ vang vang vọng. Thiên nữ khí thế cường thịnh một đoạn dài, đỉnh đầu lơ lửng một mảnh thiên hoàng vũ trụ, lan tràn ống ánh đạo ngân, nội bộ ngũ say này một đầu bể nghệ cửu thiên cái thế tiên hoàng. Thiên hoàng đạo chủng. Khổng tức khuôn mặt trầm xuống, đây là trong truyền thuyết thiên hoàng đạo chủng, vô cùng quý trọng, giá trị có thể cùng không gian chi tâm loại bảo vật này sánh vai, đã vượt qua thông thiên đạo chủng cùng tinh không đạo chủng giá trị. Thiên nữ có thể có hiện tại uy danh, không phải là ngoại giới nghe đồn, nàng nắm giữ thiên hoàng đạo chủng cũng không phải là bí mật gì, một khi thức tỉnh uy thế như biển bắn ra. Giết, đạo lăng gào to, muốn đem thiên hoàng đạo chủng cướp đi, hắn cầm đại kích càng ngày càng kinh thế hải tục, nội vũ trụ bên trong đang dệt ra ống ánh tiên quang, tam thập tam trọng thiên chí bảo cũng theo thức tỉnh. Hai đại cường giả giao chiến, đều bị ngoại giới coi là vô địch giả. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ có cỡ nào cường thịnh, một khi triển khai va chạm, mảnh này đại đạo chi hải đều đi theo nổ vang chập trùng, vừa nãy xông tới nhiều người như vậy, đại đạo chi hải càng ngày càng hư nhược rồi, đạo lăng đều có thể dựa vào thân thể vượt qua lại đây. Bọn họ từ hòn đảo giết tới mặt biển, từ mặt biển giết tới một mảnh khác hòn đảo. Chỗ qua đều ở hủy diệt, sinh ra khủng bố bảo táp lớn, quả thực chính là vô địch giả chiến đài, đã long tiên cùng thanh kích lớn màu vàng ống không ngừng va chạm, bạo phát thần âm đều lan truyền đến ngoại giới. ầm ầm đã long tiên quấn quanh thanh kích lớn màu vàng ống, hai đại thần binh đang xen vào nhau, lẫn nhau gian tiến hành va chạm đạo lăng trực tiếp từ bỏ thanh kích lớn màu vàng ống, hắn ở thép dài, cùng mảnh bá tuyệt, trực tiếp phủ sông lên, dương quyền đánh giết. Vô địch đại uy thế cuồng cuộn mà ra, cú đấm này đều muốn ép sụp thiên cổ, khóa chặt thiên nữ thân thể, quay về nàng tiến hành đánh giết. Vù. Thiên nữ bàn tay nóng rực thiêu đốt, ống ánh chói mắt, nàng diễn biến tiên hoàng một mạch vô địch đại thần thông, song trưởng cùng thời gian lan tràn đi ra ngoài, thậm chí nội vũ trụ lực lượng đang thức tỉnh, đây chính là thiên hoàng đạo chủng sức mạnh, trong lúc nhất thời để thiên nữ cường đại tuyệt thế. ầm ầm ầm, khốc liệt va chạm, hai đại cường giả ở trên mặt biển triển khai ngập trời đối banh, mỗi sau một đòn, vạn dặm biển rộng đều đi theo lay động, cuốn lấy lên một cái lại một cái thô to sóng biển, đổ nát thập phương đám mây. Tùng tùng tùng, đạo lăng quyền thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khủng bố, hắn phát ra rống to tiếng, toàn thân thánh quang bắn ra bốn phía, sau lưng nằm uống lượng một cái mơ hồ cổ hải, tỏa ra nguyên thủy khí tượng, hắn dường như một tôn nguyên thủy chiến thần, muốn đập sập cửu thiên thập địa. ầm ầm, thiên nữ bị giáng đòn nặng nề, đạo lăng đòn đánh này quá khủng bố, chiến lực bảo táp một đoạn, lực ép thiên nữ vận chuyển cái thế đại thần thông, nện gõ nàng bàn tay bằng thịt rơi ra liên miên vết máu, khóe miệng đều tràn ra máu đỏ tươi. Ngươi dĩ nhiên là mẫu thể. Thiên nữ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng phát ra tiếng gào to, toàn thân sát quang ngập trời, động khủng bố sát niệm, thiên hoàng đạo chủng đều bốc cháy lên, thậm chí phía sau lưng nhảy ra một cái ngũ sắc tiên lộ, này tự hồ là đường nối thiên giới một cái đáng sợ đế lộ. Đây là đế cơ, thiên nữ đế cơ, một khi thức tỉnh nàng dường như một tôn chấp trưởng cửu thiên thập địa nữ vương, toàn thân uy năng vỡ tiêu, xúc động vũ trụ chư thiên sức mạnh kinh khủng. Đạo lăng nắm đấm đều đang lay động, thân thể muốn rạn nứt, đây là đế cơ uy năng, để thiên nữ khí thế lạnh lẽo vô cùng, song trưởng lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ đạo tổ bí cảnh bùng nổ ra khủng bố đạo âm mơ hồ có một khẩu thông thiên triệt địa đạo chung hiển hóa ra ngoài tự hồ có thể gánh chịu toàn bộ cửu tuyệt thiên ai mở ra bí cảnh thiên nữ sắc mặt âm trầm lại trực tiếp từ bỏ đạo lăng như là một đầu tiên hoàng nhằm phía đầu nguồn khu vực các ngươi ở đây trông coi tiên hoàng ta đi giết nàng đạo lăng không muốn từ bỏ cơ hội này hai cánh tay hắn cầm thanh kích lớn màu vàng ống trong giây lát cắt xuống đến mặt biển nứt ra một cái đại vực sâu Đòn đánh này dường như khai thiên tích địa, quay về thiên nữ tiến hành cắn vết. Đó là cái gì? Toàn bộ đạo tổ bí cảnh cường giả đều bị đã kinh động, thời khắc này mỗi người cả người đạo lực sôi trào, có một loại bị tước đoạt xu thế. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, ngẩng đầu nhìn phía một cái mơ hồ địa vực, chỗ kia có một khẩu đạo chung bỗng nhiên hiển hiện ra, đứng ngang ở trong thiên địa, tựa hồ chứa đựng toàn bộ vũ trụ thời không. Nó quá vĩ đại, thân trung buông xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân quả thực chính là thiên đạo hóa thành một khẩu cổ chung, thân chung nguy nga không thể leo tới, chung khẩu tự hồ có thể nuốt vào toàn bộ cửu tuyệt thiên. Hình ảnh này quá làm người sinh ra sợ hãi, cổ chung chấn thế, đang dệt ra vô cùng dị tượng, từng sợi từng sợi đạo ngân, giống như chân long, kỳ lân, vòng xoáy, hỗn độn. Chờ chút, những này cự hung hiện ra. Đây là một loại đối với nói thể hiện, đạo ngân đang dệt, tự nhiên mà thành, này cổ chung đủ để chấn thế, thoáng thẩm thấu ra từng đường tiếng chung vang vọng đến người sâu trong linh hồn tiếng chung này quả thực chính là thể hồ quán đỉnh làm người có một loại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện dấu hiệu thật là khủng khiếp cổ chung ta tự hồ nhìn thấy một cái đại vũ trụ tán ở cổ chung nội bộ người xung quanh đều vẻ mặt kinh hãi gần chết cái này cổ chung tự hồ không tồn ở trong thiên địa lại như là một loại đại đạo thể hiện đứng ngang ở trong vũ trụ sao trời không hiện ra thần uy chỉ hiện ra đại đạo thể hiện lẽ nào là trong truyền thuyết thiên đạo chung có người run sợ không gì sánh được nghĩ đến một cái cổ xưa nghe đồn cổ chi nghe đồn đạo tổ tế luyện thành một khẩu trời chung được xưng thiên đạo chung suy nghĩ một chút danh tự này liền hiểu là cỡ nào bá tuyệt lấy thiên đạo vì danh được xưng chung loại chí bảo bên trong bá chủ thế nhưng này thiên đạo chung chỉ là một cái truyền thuyết rốt cuộc đạo tổ khởi nguyên niên đại quá cổ lão cách nơi này năm tháng đã rất khó đi khảo chứng thập đại vô địch giả chỉ tồn tại ở cổ sử bên trong này đạo tổ bí cảnh bên trong xuất hiện một khẩu cổ chung hư hư thực thực mờ mịt không cần thiên đạo chung, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hải tục, truyền đi sẽ khiến cho động đất. Sông A, đạo tổ cổ động phủ rất khó mở ra, đại đạo kinh rất khó ở cổ động trong phủ. Toàn bộ đạo tổ bí cảnh tu sĩ đều điên cuồng, đỏ mắt lên hướng về chỗ cần đến vượt qua, khu vực này cách nơi này đối lập với xa xôi, cụ thể là ai mở ra bí cảnh không biết được, thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được khu vực kia bất phàm, ở cái này cổ chung bên dưới ngộ đạo, tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa xé tan. Sáng như tuyết đại kích rọi sáng vạn dặm tinh không, một khẩu thanh kích lớn màu vàng ống ở tinh không bên dưới hiển hóa ra ngoài, vần quanh tài năng tuyệt thế chi khí, một khi dân trào ra, đi ngang qua trùng sáng liệt không mấy vạn dặm hư không. Khủng bố hình ảnh, một đầu chân long dân trào gào thét, ở tinh không bên dưới vũ động đứng dậy, đã long tiên càng ngày càng cường đại tuyệt thế, quay về bổ tới thanh kích lớn màu vàng ống mảnh sông lên, để vùng đất này toàn diện tan vỡ. Vậy là ai ở tranh đấu? cái này roi thật giống là trong truyền thuyết đã long tiên. Người xung quanh vẻ mặt sợ hãi, đạo lăng cùng thiên nữ một đường dết ra đại đạo chi hải, lại dết tới nơi này, chỗ qua quần sơn sụp đổ, núi lở mây tan, các loại hủy diệt trùng sáng lan tràn mà ra, một triệu dặm non sông không ở yên tĩnh. Là đạo chủ, hắn đang đuổi giết thiên nữ. Một ít tuổi trẻ bá chủ đều chấn kinh rồi, thiên nữ là cỡ nào mạnh mẽ, trong năm tháng chìm nổi, ngày xưa huyết tứ tử lên đài thời khắc, nàng đều không đem huyết tứ tử để ở trong mắt. Ngoại giới có truyền lưu, thiên nữ cố nhiên cùng trong truyền thuyết thiên tôn, ma phật, thập vương, thiên đế. Chờ chút những người này có một ít chênh lệch, nhưng là tuyệt đối không có quá to lớn chênh lệch, thế nhưng đạo lăng ở trong mắt một số người cuối cùng còn là một vị nhân tài mới xuất hiện, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên đang đuổi giết thiên nữ. Thiên nữ ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Lưu lại một trận chiến. Đạo lăng gầm thét tiếng cuồn cuộn mà đến, hắn nhất theo đại kích không ngừng bổ về phía thiên nữ mỗi một đòn đều lệnh vòng trời hủy diệt sạch, có chút tinh đấu đều bị cắt rời xuống, nổ thành một đám lớn cho tàn. Vô liêm sĩ Thiên nữ mắt phượng bên trong tránh ra âm trầm, nàng đến mục đích thứ nhất là vì đế hồn châu, đệ nhị chính là vì đại đạo kinh, không nghĩ tới đạo lăng chiến lực cường hãn như vậy, căn bản là không cắt đuôi được, này một đường bị đuổi giết tới đây, thiên nữ cảm giác rất mất thể diện. Phanh Đã long tiên trong dây lát quay lại, cuốn quanh đếm không hết hung quang, này roi bị thiên nữ vung vẩy đứng dậy, dường như một đầu chân long ở trong tinh không vũ động đứng dậy, lập tức đánh đi tới để đạo lăng vị trí khu vực trực tiếp nổ tung. giết đạo lăng rống to, cánh bắt một cái màu vàng cổ hải mà cùng, thanh kích lớn màu vàng ống lan tràn ra tài năng tuyệt thế chi khí, trực tiếp cùng đã long tiên đụng vào nhau. Dãy núi này đều ở lay động, đạo lăng lấy tam thập tam trọng thiên cùng đại kích liên thủ nhốt lại đã long tiên, hắn phủ vọc lên thân thể hừng hực vận chuyển thông thiên quyền thế đánh về thiên nữ đầu lâu. Vù. Thiên nữ trên người mặt cửu hoàng y trực tiếp thức tỉnh, chính con tiên hoàng nương theo nàng vận chuyển, nàng không ở dấu dốt, chiến lực lập tức khủng bố đứng dậy, trong cơ thể thiên hoàng máu sôi trào, đây là tổ huyết sức mạnh đang thức tỉnh, thậm chí phía sau lưng nâng động ra một cái đi về tiên vực đế lộ. Đạo lăng trực tiếp thức tỉnh chân long thể binh. Toàn bộ sơn mạch triệt để bắt đầu rung rẩy, dường như chân long cùng tiên hoàng chém giết, va và chạm vào nhau thời khắc toàn bộ sơn mạch đều bị đánh thành hai đoạn đếm không hết thời loạn lạc bay hướng về bầu trời. Ầm ầm. Đạo lăng tinh khí thần leo đến đỉnh cao nhất, thân thể như tiên lô, vần quanh đốt trời tiên hỏa, cơ thể của hắn đang dệt ra vô cùng đạo ngân. Hắn đang thức tỉnh, đây là một loại vô địch khí tức lan tràn mà ra, khí sông tận sao trời, kinh sợ bốn phía chạy đi cường giả kém chút sụi ngã xuống đất. Đạo chủ càng ngày càng khủng bố. Bọn họ kinh sợ, nhìn thấy một hồi đỉnh cao nhất quyết đấu, thiên nữ tự nóng không yếu, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, chính con thiên hoàng nương theo nàng vận chuyển, nàng tựa hồ vận chuyển trong truyền thuyết tổ hoàng quyền, cú đấm này muốn chấn động toàn bộ vũ trụ. ở bốn phía rung rẩy dưới ánh mắt, cỡ này kinh thế hải tục đại thần thông, rốt cục đối banh cùng nhau, hết thảy đều sụp nứt, gãy vỡ hai đoạn sơn mạch tại bọn họ khí thế bên dưới vỡ thành phấn vụn, đạo lăng gánh vác đại dương màu đen, tràn ngập tuyệt thế hung khí, hoành áp đi tới thời khắc khủng bố vô biên, chính con tiên hoàng đều bị đại dương màu đen nhấn chìm hết thảy đều theo côn bằng run rẩy đây là vô thượng đánh giết lực lượng một khi nắm giữ cùng cảnh giới xưng tôn lấy lực phá phát các ngươi mau nhìn thiên nữ bị thương người xung quanh ngây người nhìn thấy thiên nữ bàn tay chảy máu bị đạo lăng khủng bố sức mạnh đánh bay hơn 10.000 dặm trong mắt của nàng lạnh lẽo vừa nãy của nàng đế cơ đều bị lay động mơ hồ có một loại bị đạo lăng một quyền oanh sụp xu thế được lắm đạo chủ thiên nữ phi thường quả đoán lấy ra một cái chân long giác trực tiếp cắt ra hư không, nàng trực tiếp bỏ chạy, nàng không e ngại đạo lăng, thế nhưng nàng không muốn ở chỗ này cùng đạo lăng truyền đấu. Chân long giác Đạo lăng cao mày, đối với xây thành đế cơ cường giả có một cách đại khái nhận thức, chiến lực cực đoan bá tuyệt, nếu không có hắn nắm giữ côn bằng chi lực, rất khó đem thiên nữ chấn thương. Đạo lăng nhanh chóng hướng về đạo tổ bí cảnh vượt qua, chiếc kia đạo chung đã biến mất rồi, hiện tại đã có một ít cường giả tiến vào cổ động trong phủ. Chỉ có điều đạo lăng vừa bước vào trong này thời điểm, hắn hải hùng khiếp vía, hắn nhìn thấy một tòa không thế nào tưởng tượng được sơn mạch, đang dệt ra ngập trời đạo ngân, rủ xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tinh hoa. Ngọn núi này quá đáng sợ, giá trị không lường được, chính là vô giá tiên trân, thậm chí ngọn núi đỉnh phong, càng là để hắn nội vũ trụ bên trong vũ trụ chủng tự chủ ông ông đứng dậy. Này, này thật giống là đại đạo thạch. Phàm là đi tới nơi này cường giả, cả người đều sợ hãi, từng cái từng cái con ngươi trợn tròn, cắt gao nhìn chồng chọc một tòa nguy nga trầm hồn cự sơn bọn họ yết hầu đều ở cổng động tâm tình kích động không cách nào truyền lời có người đều kém chút nhảy lên đến điên cuồng hét lên đại đạo thạch đại đạo thạch xây thành một ngọn núi trời ạ à, đây là cái gì tiên bảo tất cả mọi người điên cuồng đạo lăng đều bị kinh sợ nếu là một loại một khối đại đạo thạch đối với bọn họ tới nói không phải như vậy quý trọng thế nhưng này một ngọn núi đại đạo thạch xây thành một tòa đại đạo sơn này gốc gác quá không thể tưởng tượng nổi để bọn họ đều kinh hãi quả thực dường như nằm mơ đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự này đại đạo sơn giá trị căn bản là không có cách cân nhắc sợ là đại đế đều sẽ trông mà thèm loại bảo vật này không nói được cường giả thần thái điên cuồng không muốn sống nhằm phía đại đạo sơn ai không nghĩ đến đến này tông tiên trân ai cũng có thể nhìn ra này đại đạo sơn tự thành một thể chính là một khẩu thiên nhiên đại đạo bí bảo không nghi ngờ chút nào đại đạo sơn có tư cách vào hóa đến đế khí điểm này là vô dung hoài nghi Lúc cuộc đại đạo thạch ẩn chứa đại đạo tinh hoa, nhưng là ngọn núi này đều là đại đạo thạch xây thành, giá trị có thể nói vô lượng. Ầm ầm ầm. Chỗ này chớp mắt sát quang phóng xạ, các loại thần thông trùng sáng bạo phát, hơn trăm tôn cường giả nhằm phía đại đạo sơn thời khắc, ở nửa đường trên trực tiếp giao thủ, các loại lôi âm vang vọng, thần binh lợi khí ngang trời, ai cũng không muốn để cho người bên cạnh tới gần đại đạo sơn. Há có thể là như vậy dễ dàng được. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, nơi này đã mở ra một hồi, nếu là Đại Đạo Sơn thật có thể lấy đi, đã sớm không ở. Trên căn bản cầm không đi. Đạo Lăng mở thiên mục, quan sát tòa này Đại Đạo Sơn, nó cùng đạo tổ bí cảnh trên căn bản hợp làm một thể, nên thuộc về đạo tổ bí cảnh căn cơ. Muốn có được này Đại Đạo Sơn, không khác nào nói chuyện viễn vông, Đạo Lăng lại là dò xét đỉnh phong khu vực. Đại Đạo Sơn đỉnh phong, hoàn toàn mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra, thế nhưng đỉnh phong khu vực, để Đạo Lăng vũ trụ chủng đang sôi trào phía trên này chẳng lẽ có một viên hoàn chỉnh vũ trụ chủng hay sao? A, à, một đầu cự thú kêu thảm thiết, nó xung phi thường mãnh liệt, muốn leo đi tới thu lấy đại đạo sơn, ai biết mới bắn vọc một đoạn đường, toàn bộ thể xác đều ở tung huyết, bị một loại không thể kháng cự đại đạo thiên lực trấn áp thân thể rạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều nổ tung. Không chỉ là hắn một cái, mười mấy cái vương giả kêu thảm thiết, thân thể một cái tiếp một cái nổ tung, bị đại đạo sơn sức mạnh vô thượng tiêu diệt không còn một mống. Hí. Dưới chân núi tranh đấu cường giả Hải hùng khiếp vía, từng cái từng cái cấp tốc lui lại, sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị xuống, vừa nãy coi thường Đại Đạo Sơn, hiện tại đừng nói lấy đi Đại Đạo Sơn, hiện tại liền leo núi đều là một cái bằng trời vấn đề khó. Cùng vô lượng Kim Sơn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đây chính là một cái nơi tập luyện, chuyên môn mài dũa đạo hạnh. Đạo Lăng hơi nhíu mày, đạo tổ lưu lại thử thách, hoặc là truyền thừa địa, khẳng định không phải như vậy dễ dàng qua cửa, đây chính là vô địch giả lưu lại truyền thừa đạo lăng suy đoán này đại đạo sơn đỉnh phong nên có đại đạo kinh đừng tranh đây là bá chủ tạo hóa đại trưởng lão bọn họ nói không sai coi như là chúng ta đi tới nơi này cũng rất khó chiếm được bao lớn tạo hóa có người thở dài người tiến vào đều bình tĩnh không ít bọn họ ngước nhìn đại đạo sơn trên sườn núi có một tôn tiếp một tôn sâu không lường được cường giả ở leo đại đạo sơn đi ở đằng trước nhất là hai cái người thanh niên trẻ thanh y đạo nhân cùng tiên thiên đạo thể tiên thiên đạo thể khí tức phi thường khủng bố, thể xác bên trong 3.000 đại đạo đang dịch hóa thành một mảnh đại đạo hỗn độn, rủ xuống 3.000 đại đạo lực lượng. Dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, đối với đạo hạnh nắm giữ xuất thần nhập hóa, theo hắn leo, thân thể các đại bí cảnh ầm ầm vang vọng, thậm chí hắn đều có thể thôn vệ đại đạo sơn sức mạnh thần bí, rèn luyện thân thể. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đối với tiên thiên đạo thể là ni đóng giày truyền thừa địa đạo lăng phỏng chừng đạo chủ phủ rất có thể sẽ sinh ra một tôn vô địch giả. A-di-đà Phật Một tôn cổ tăng đi lại trầm ổn, thể xác tỏa ra cửu sắc Phật quan, thân thể bên trong có một vòng lại một vòng mênh mông Phật hải đang phập phòng, cổ tăng chiến lực không giống nhiều lời, chính là A-di-đà Phật đại đế đệ tử thân truyền, cuối nhìn năm tháng vô địch giả. Thiên hư nữ thân thể huyển diệt bất định, màu xanh quần áo phấp phới, nàng tư thái ngạo nhân, phong thái vô song, như là một tôn thời không hành giả, lơ lửng không cố định, đang hướng về đại đạo sơn đỉnh khởi hành. Thiên nữ trên người mặt cửu hoàng y, không giận tự uy, như là một tôn chúng sinh chi vương, bể nghệ thiên địa, nàng tự nhiên khủng bố vạn phần, từ lâu đi tới đại đạo sơn nơi này, đăng lâm đại đạo sơn. Sườn núi khu vực này, đầy đủ hơn 50 tôn cường giả, khí tức đều phi thường mạnh mẽ, không có một cái là người yếu, đại đa số đạo lăng cũng không từng gặp, toàn bộ đều là các đại giáo tuyết tàn nhân kiệt. Xem ra này bí cảnh, là hắn mở ra. Đạo Lăng nhìn chầm chầm thanh y đạo nhân, người này sâu không lường được, rất khả năng là đạo tổ đời sau, gánh vác một khẩu chuẩn đế đạo kiếm, khủng bố như vậy. Muốn mau nhanh leo núi, núi này trên khẳng định có đại tạo hóa. Đạo Lăng ngay lập tức sẽ hướng về đại đạo Sơn đi đến, thiên nữ những người này rất khả năng ở thời đại thái cổ liền đến quá đại đạo Sơn, hiện tại bọn họ từng cái từng cái lao tâm mất công sức leo núi, khẳng định vì mưu đồ, đại đạo kinh. Đạo tổ, được xưng vạn đạo chi tổ lưu lại kinh văn, là cỡ nào nghịch thiên tuyệt thế, nếu là đạo lăng có thể được, đại đạo kinh, khai sáng vạn đạo kinh tuyệt đối sẽ càng khủng bố. Đùng. Tiến vào đại đạo sơn, đạo lăng cảm ứng được mờ mịt trong hư không, lan tràn một loại vô thượng thiên lực, đây là bắt nguồn từ với đại đạo sơn sức mạnh, quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đây là nhằm vào đại đạo trấn áp, thời khắc này đạo lăng nội vũ trụ có một loại bị cầm cố xu thế, bất quá đạo lăng nội vũ trụ là cỡ nào kinh người, nơi này so đấu nhưng là đạo lực, đạo lăng nội vũ trụ có thể dung hợp không trọn vẹn vũ trụ chủng, càng tu thành nguyên thủy đại đạo. Âm âm âm. Đạo lăng nội vũ trụ bắt đầu vận chuyển, nội bộ quan hà hừng hực một mảnh, trực tiếp liền xé rách đại đạo sơn trấn áp, hắn đi lại trầm ổn, một bước tiếp một bước, cấp tốc hướng về đại đạo sơn đỉnh đi đến. Hiện tại leo núi cường giả rất nhiều, vừa nãy hư huyễn đạo trung hiện ra, đã là đã kinh động nơi này cường giả, bất quá muốn bò đến đại đạo sơn đỉnh, nhưng là một cái bằng trời vấn đề khó mờ mịt bên trong, đạo lăng cảm giác ngọn núi tự hồ thức tỉnh, tự hồ hóa thành một vòng đại đạo chi hải, vô cùng đạo ngân đang xen vào nhau, dâng lên tiên quang. Đạo lăng toàn thân thần quan tứ xạ, hắn nhìn thấy vô cùng đạo ngân ở hiện ra, ở trong biển ý thức của hắn chuyển động, điều này làm cho hắn giật mình, đại đạo sơn không chỉ có là một cái mài vũ nơi, cũng là một cái nơi truyền thừa, người leo núi có thể cảm ngộ đại đạo thiên lực, này rất khả năng là đạo tổ lưu lại. Đã có rất nhiều cường giả ngồi ở đại đạo sơn trên bế quan, tìm hiểu đại đạo, thậm chí đều có cường giả bắt đầu đổ kiếp, đột phá cảnh giới. Đại đạo Sơn quá rộng lớn, mỗi một khu vực cũng giống như là một vùng không thời gian, đạo lăng không ngừng cảm ngộ đại đạo Sơn chi biến, không ngừng hướng về chỗ cao cất bước. Mỗi đi một khoảng cách, đều phi thường gian nan, đại đạo Sơn sức mạnh càng ngày càng kinh thế hải tục, thậm chí đây là một loại đối với nói thử thách, nếu là mạnh mẽ vượt ải, chỉ sẽ khiến cho vô cùng đại đạo ép thân, như vậy căn bản không bò lên nổi. Đáng sợ, cổ tăng bọn họ đều tiếp cận thượng tầng, lúc này mới một ngày mà thôi ta phỏng chừng tiêu tốn một tháng đều không lên nổi tiên thiên đạo thể làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy bọn họ khoảng cách đỉnh phong đã rất gần dưới chân núi một cái người nghị luận sôi nổi bất quá thời khắc này toàn bộ đại đạo sơn kém chút nổ tung đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm trời ạ à, đó là cái gì quả thực chính là rút vân thế nhật tiên thiên đạo thể cùng thanh y đạo nhân toàn thể tỏa ra khủng bố đạo ngân bọn họ dĩ nhiên đang đến gần đỉnh núi khu vực mở ra một cái cổ động trong này rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang một cây khủng bố tuyệt luân cổ thụ cắm rễ ở bên trong dâng lên đại đạo luận ngân như là một quyển cổ kinh sống sách ở đọc này mẹ kiếp tiên thiên đại đạo thụ hỗn độn cổ tỉnh hống lên vô giá tiên trân giá trị chỉ đứng sau kiến một đây nhất định là đạo tổ lưu lại tiên thiên đại đạo thụ đầy đủ thai ngén mấy triệu năm thiên địa sơ khai hỗn độn một mảnh đại đạo luân âm như biển nổ vang cuồn cuộn riết gào, hỗn độn đều nứt, một cây tiên thụ rút ra rễ cây, khỏe mạnh trưởng thành, đại đạo hoa nở, dị tượng tuyệt thế. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, như là một bộ thiên đạo đồ mở rộng ra đến, ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, nhấn chìm rồi gốc này tiên thụ, hắn quả thực dường như đạo tổ ở tụng kinh, dâng lên lệnh người đời kinh hải gần chết đại đạo thiên âm. Một cây thụ, giống như đại đạo, mọc đầy các loại hình thù kỳ quái hoa, mỗi một cây hình hoa giống như chân long, kỳ lân, huyền vũ, thần hoàng, hỗn độn. Chờ chút chí tôn sinh linh. Thậm chí một ít đại đạo hoa, giống như hỗn độn bên trong dựng dục ra đạo nhân ngồi xếp bằng tụng kinh, này một cây thụ không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, lan tràn tiên thiên đại đạo lực lượng, gây nên cả tòa đại đạo sơn cộng hưởng. Nó ở tiên phủ bên trong hiện ra, ống ánh chói mắt, giá trị không lường được, tỏa ra như biển đạo âm, chấn động toàn bộ đại đạo sơn. Đây là cái gì thụ, làm sao sẽ như vậy nghịch thiên? ta thật giống nhìn thấy vô cùng đại đạo ở thụ bên trong hiển hóa ra ngoài, cái này chẳng lẽ là một cây trường sinh dược không thành. Tự hồ là đại đạo dựng dục ra tiên thụ, lẽ nào là đạo tổ trong cơ thể thai nén cái thế tiên dược. Nếu như có thể ngồi xếp bằng ở này một cây tiên trên cây tu luyện, rất khó tưởng tượng phải nhận được bao lớn tạo hóa, nhất định phải được hắn. Đếm không hết cường giả đều điên cuồng, một ít tinh thông cổ kim cường giả đều ngơ ngác thất sắc, rất khả năng là tiên thiên đại đạo thụ, đây chỉ là một loại trong truyền thuyết tiên thụ, nghe đồn ở trong hỗn độn thai ngén, giá trị không thế nào tưởng tượng được. Này rất khả năng là đạo tổ lưu lại tiên thiên đại đạo thụ, hiện tại đã triệt để thành thục, có thể nói là một loại ngộ đạo tiên bảo, cũng có thể nói là một loại hiếm thấy tuyệt luân tiên thiên đạo khí. Cổ tăng những cường giả này cũng là đỏ mắt, bọn họ tự nhiên có thể thấy được tiên thiên đại đạo thụ giá trị, đã vượt qua đại đạo sơn, nếu là có thể nắm giữ loại này nghịch thiên tiên trân, tương lai thành đế đô có to lớn hy vọng. Thiên đế sở cầu tiên thiên đại đạo thụ. Thiên nữ đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, thời đại thái cổ, tiên thiên đại đạo thụ chưa từng triệt để dựng dục ra đến, đây là đạo tổ chỗ lưu, nhất định phải ở đại đạo sơn mới có thể hoàn mỹ dựng dục ra đến. Nhưng là hiện tại Thanh Y đạo nhân biết được tiên thiên đại đạo thụ phương hướng, nhanh như tia chớp mở ra khu vực này, để tiên thiên đại đạo thụ tái hiện nhân thế gian. Vô Liêm Sĩ. Một tôn toàn thân tinh hà lực lượng khủng bố tuyệt luân cường giả nổi giận, hắn đại biểu mặt nạ màu bạc âm u con mắt nhìn chầm chầm tiên thiên đạo thể, bởi vì bọn họ khoảng cách tiên thiên đại đạo thủ có chút xa xôi, trên căn bản rất khó trong lúc nhất thời xông lên. Liên thủ xông lên. Thiên nữ động tác của bọn họ cực kỳ nhanh, mấy chục tôn bá chủ trực tiếp liên thủ, khí thôn hồng hoang, quay về tiên thiên đại đạo thụ cùng xung, mặc dù là được một cái cành, khả năng rèn luyện thành tiên thiên đại đạo dịch, cường thịnh đạo hạnh. Thanh y đạo nhân cùng tiên thiên đạo thể sóng vai mà đi, đối mặt cùng xung mà đến các cường giả, hai người hào không biến sắc. Đạo Lăng cũng ở hoành sung, thân thể tỏa ra vô lượng quang, nội vũ trụ ầm ầm vang vọng, toàn bộ bảo thể quấn quanh vô cùng đạo ngân, muốn giết tới cổ động phủ chống lại thiên nữ những cường giả này. Đạo Lăng, ngươi không nên tới. Tiên thiên đạo thể truyền âm nói rằng, bên cạnh ta cường giả chiến lực cực cường, có thể chống lại một hồi, ngươi hiện tại lập tức đi tiên thiên đại đạo thủ phía bên phải một dặm khu vực vực, khoảng cách đại đạo sơn đỉnh phong khu vực này, có chính đại cổ động phủ, chính là đạo tổ chính đại đệ tử thân truyền tu luyện đạo trường bên trái một dặm cổ động phủ phỏng chừng có thể trợ giúp ngươi dựng dục ra hoàng mỹ vũ trụ chủng đạo lăng trong lòng rùng mình càng thêm có thể suy đoán ra thanh y đạo nhân lai lịch khẳng định cùng đạo tổ có quan hệ trực tiếp hắn không nghĩ tới nơi này liền chính cái cổ động phủ bọn họ mở ra chỉ có điều là trong đó một cái thành thục thanh y đạo nhân gánh vác chuẩn đế đạo kiếm nhìn tiên thiên đại đạo thụ tự lẩm bẩm vật ấy nhất định cái này kỷ nguyên thành thục tương lai định là một tôn quét ngang dị vực các cường giả vô địch binh. Đạo tổ đối với tiên thiên đại đạo thủ mang nhiều kỳ vọng, vật ấy thai ngén đầy đủ mấy triệu năm, một khi bị tiên thiên đạo thể nắm giữ, phối hợp đạo thể của hắn, tương lai hắn sẽ đi phi thường xa xôi, vấn đỉnh đế lộ hy vọng sẽ càng to lớn hơn. Thiên nữ những người này đã giết tới, chỉ có điều đem thanh y đạo nhân gánh vác sát kiếm xuất khiếu thời khắc, toàn bộ đại đạo sơn đều rung rẩy theo, đây chính là một khẩu chuẩn đế đạo kiếm, hơn nữa còn là đạo tổ đệ tử binh khí, có thể ở đạo tổ bí cảnh triển khai mạnh mẽ tấn công nhất phạt người kia dừng bước hắn mở miệng cầm chuẩn đế đạo kiếm vì thế như biển thanh sát kiếm này bá tuyệt vô cùng nếu là thật đánh ra đến tiêu diệt mấy tôn vô địch bá chủ căn bản không có một chút nào độ khó đáng ghét tiên thiên đạo thể đi vào ta làm sao không biết nơi này có một cây tiên thiên đại đạo thụ xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có bọn họ những người này còn chưa từng triệt để xông lại đã thấy tiên thiên đạo thể tiến vào cổ trong động phủ hắn nhưng là tiên thiên đạo thể, nhận chủ tiên thiên đại đạo thụ hy vọng lớn vô cùng. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn tiên thiên đại đạo thụ rơi vào đạo chủ phủ trong tay à? Có người lớn tiếng quát hỏi, muốn xúc động thiên nữ cùng cổ tăng hung hăng ra tay, chỉ có điều người xung quanh cao mày, hai người bọn họ chưa từng ở sông về phía trước, tự hồ đối với thanh y đạo nhân phi thường kiên kỵ. Đạo chủ đang làm gì? Có người kinh ngạc, sưu tầm đạo lăng, kết quả phát hiện đạo lăng rời xa khu vực này, đang hướng về đại đạo sơn một cái nào đó khu vực bôn tập, tốc độ của hắn quá nhanh, hoành hành không trở ngại, đại đạo lực lượng rất khó chống đỡ được hắn. Nơi này tổng cộng 9 cái cổ động phủ, tiên thiên đạo thể chiếm cứ chỉ là trong đó một cái, đạo chủ cũng nghĩ tấn công cái kế tiếp, còn có 7 cái cổ động phủ. Có người nói, gây nên những bá chủ này đỏ mắt, chính đại cổ động phủ khẳng định tuyệt đối không phải bình thường, bọn họ không tranh nổi gánh vác chuẩn đế đạo kiếm thanh y đạo nhân cùng đạo chủ, lẽ nào những người khác còn không tranh nổi à? Nơi này triệt để đại loạn, mà đạo lăng trực tiếp liền vọc tới khu vực này, mở ra một cái mơ hồ cổ động phủ, chui vào. Một vài người chỉ có thể dương mắt nhìn, đạo chủ là cỡ nào cường giả, vô địch giả không ra tay, ai có thể làm gì được hắn. Cái cổ động phủ này cực kỳ kinh người. Đạo lăng mở ra cái thứ hai cổ động phủ, quả thực như là một cái đại đạo hố trời, mờ mịt thời không bên trong, chảy xuôi ống ánh chói mắt đại đạo thiên ngân, quả thực chính là ngày xưa đạo tổ tọa quan nơi nội bộ đại đạo khí tượng chống đỡ thiên, lớn lao đạo âm rung động âm âm. Như là một mảnh thành đạo nơi, thời không mưa ánh sáng rơi, đại đạo kim liên cắm rễ hư không, thậm chí đều đều có một dọc lại một dọc màu tím đại đạo dịch ở trong hư không bay xuống, nhấn chìm rồi một mảnh lại một mảnh hư không. Đáng tiếc quá mơ hồ, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng, những người này cũng không dám tới gần, chỉ lo đạo lăng trực tiếp ra tay đánh gục bọn họ. Khá lắm. Đạo lăng một trận hoảng sợ, hắn cảm giác tiến vào đại đạo sơn bên trong trong này đại đạo lực lượng quá dồi dào hắn mới vừa vào đến vô cùng vô tận đạo ngân liền tự chủ chui vào trong cơ thể hắn bộ đây chính là thiên phong bản nguyên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu hỗn độn cổ tỉnh lên tiếng nói hẳn là đại đạo sơn bản nguyên khu vực tiểu tử ngươi kiếm món hời lớn tuy rằng cùng tiên thiên đại đạo thụ không so được thế nhưng đủ để bù đắp ngươi vũ trụ chủng hao tổn đạo lăng vũ trụ chủng đã nổ vang đứng dậy như là một viên đại đạo thiên chủng đang phát sáng nó treo ở đây, hóa thành một cái đại hắc động, điên cùng thôn hấp cổ trong động phủ bộ thiên nhiên đạo ngân. Khẳng định có thể triệt để hoàn thiện vũ trụ chủng, này cộc tạo hóa liền quá to lớn, tương lai ta thôi diễn, vạn đạo kinh, tốc độ sẽ càng thêm. Đạo lăng cười ha ha, tà ma sắp tới, đại loạn tương lai, một khi ngày này đến, không có đế cấp chiến lực, hết thảy đều là hư vọng. Đạo lăng nội vũ trụ cuồn cuộn không ngừng tăng cường, toàn thể bị rường rà hoa văn bao vây lấy, như là một cái thiên nhiên đại đạo thai treo lơ lửng ở cổ động trong phủ. Nội vũ trụ hô hấp gian, cổ động phủ đều đi theo chập trùng, trong này đại đạo lực lượng cố nhiên vô cùng vô tận, nhưng là đạo lăng nội vũ trụ rốt cuộc dung hợp vũ trụ chủng, tiềm năng có thể nói không chừng mực. Hơn nữa nội vũ trụ hấp thu quá bá tuyệt, như là một cái vũ trụ hố đen ở phục lên, cũng không thể không nói cái cổ động phủ này bên trong đại đạo lực lượng lấy mãi không hết, thậm chí ẩn chứa đại đạo tinh túy quá dồi dào đạo lăng cảm giác được rõ rệt nội vũ trụ lột xác một mảnh lại một khu vực ở vô hình trung thăng hoa mở rộng như là mở ra vô số tiểu thế giới do đó dẫn đến đạo lăng nội vũ trụ khủng bố đứng dậy đây là một loại chất lượng lột xác nội vũ trụ bên trong sinh ra đại đạo thiên lực từng sợi từng sợi đang xen vào nhau lan tràn lệnh người đời run rẩy thương cổ khí cơ này từng sợi từng sợi khí tức lan truyền đến ngoại giới gây nên to lớn chấn động ai cũng không biết đạo chủ đang làm gì ở trong đó hoàn toàn mơ hồ coi như là thiên mục đều không thể xuyên thủng. Đùng. Thời khắc này, một cái nào đó khu vực bùng nổ ra cửu thiên sấm sét thanh âm, một mảnh thái cổ tinh vực giải thể, đem mở ra thời khắc ngàn tỷ lớp tinh đấu ầm ầm vận chuyển, chuyện này quả thật chính là một cái ngôi sao vũ trụ thiên giới mở ra một góc, gây nên bằng trời chấn động. Lại là một cái cổ động phủ mở ra, như là một cái thương cổ hố đen, tồn tại năm tháng không thể khảo, tựa hồ đã treo lơ lửng ở đây ngàn tỷ năm, lệnh bốn phía bá chủ nghẹt thở, cũng không dám bước vào trong này. Liên tiếp mở ra cổ động phủ, đã bốn cái cổ động phủ mở ra, đem thứ năm cổ động phủ mở ra thời khắc, khí huyết chống đỡ thiên, khủng bố gần sóng cuồn cuộn mà ra, phản phất một cái thái cổ thể giới mở ra, lan tràn ra hồng hoang cự hung cái thế thiên uy. Giác a. À. Người xung quanh đều điên cuồng, Huyền Vũ Thánh thú cùng thích dung hai đại cường giả liên thủ, thảo phạt đến nội bộ, muốn tranh cướp cái cổ động phủ này. Thứ sáu cổ động phủ mở ra, một mảnh mênh mông kiếm hải đang thiêu đốt đây là một cái thế giới của kiếm, nội bộ tựa hồ treo lơ lửng một khẩu có thể chém nước chư thiên thập địa cái thế tiên kiếm, gây nên các cường giả điên cuồng. Đem cái thứ bảy cổ động phủ mở ra thời khắc, hết thảy cường giả đều ngồi không yên, đây là một cái viễn cổ bảo giới, trong này toàn bộ đều là đủ loại đạo binh, toàn bộ cổ động phủ chính là một cái luyện khí đại tông sư bí phủ. Trời ạ, à, trong này đều là thần binh lợi khí, khẳng định là đạo tổ dưới trướng đệ tử, phỏng chừng là một cái luyện khí giới thái sơn bắt đầu. Chư vương phát điên, Giả bác quân bọn họ đã giết tới, hắn quát, nhanh giúp ta đi vào, bên trong có mấy loại cổ binh, ở bên ngoài đều là có thể gặp không thể cầu trọng khí, nếu là có thể cướp đi vài món liền phát đạt. Thập đại cổ động phủ, hoàn toàn không giống nhau, điều này cũng đại biểu đạo tổ mạnh mẽ, 10 đại đệ tử liên quan đến các đại lĩnh vực, đem thập đại cổ động phủ toàn diện mở ra thời khắc, toàn bộ đại đạo Sơn Cường Giả đều đỏ mắt, một ít thực lực không đủ đều nhắm mắt đi vào trong xung chỉ có tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng tiên thiên đại đạo thù yên tĩnh không hề có một tiếng động, thanh y đạo nhân ngồi xếp bằng ở cửa, hai đầu gối nằm ngang chuẩn đế đạo kiếm, nhưng dựa vào vật ấy, ai dám xông vào cái này mạnh nhất cổ động phủ. Đạo lăng vị trí cổ động phủ, đạo ngân đầy trời, ống ánh lóa mắt, bên trong chính là một cái thành đạo nơi, chính đang thai ngén một viên kinh thế đạo chủng. Thậm chí có người đều phát hiện vạn cổ khó gặp đạo chủng, như vậy càng làm cho bọn họ điên cuồng, con ngươi đều đỏ, trong này cất dấu kinh thế đạo chủng, ở cổ động trong phủ chìm nổi, đến nay đều không ai có thể cướp đi. Đạo chủng Đạo lăng nội tâm rùng mình, hắn chính đang ngủ say, rèn luyện nội vũ trụ, hắn có thể cảm giác được vũ trụ chủng ở từng bước tăng cường, trợ lực 10 phân vẹn 10 đã gần vô cùng. Trong này nói không chắc dựng dục ra đạo chủng. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc, hắn mở nguyên thần thiên mục, dò xét bốn phía, toàn bộ cổ động trong phủ kiến trúc rất ít, cũng không có một chút nào đồ vật, Thế nhưng cái cổ động phủ này quá mênh mông, như là một cái thiên đạo thế giới. Thật mẹ kiếp có một viên đạo chủng, ta vừa nãy đều không có chú ý. Hỗn động cổ tỉnh đều ngây người, đạo chủng quá quý trọng, mặc dù là ở khai thiên niên đại, đều là có thể gặp không thể cầu, nhưng là cái cổ động phủ này bên trong lơ lửng một viên đạo chủng, vừa nãy đạo lăng cũng không từng phát hiện. Đạo chủng liền treo ở cổ động phủ bên trên, đây là một viên màu tím đạo chủng, vần quanh vạn tầng đạo ngân, người một khi tới gần liền có thể nghe được khủng bố tuyệt luân tụng kinh âm. Gây gớm A, à, đây chính là một viên hoàn chỉnh đạo chủng. Đạo lăng một trận nhếch miệng, hắn đã tới gần nơi này viên đạo chủng, hắn nội vũ trụ đều đang phập phòng, vũ trụ chủng muốn xuất khiếu, có một loại thôn vệ cái này đạo chủng xu thế. Không thể để cho nó nuốt vào. Hỗn độn cổ tỉnh trầm giọng nói, vũ trụ chủng thai ngén sắp tới, thôn vệ đạo chủng liền cái được không đủ bù đắp cái mất, đạo chủng này giá trị sâu không lường được, giữ lại tương lai có thể bồi dưỡng đệ tử. Kỳ lân thánh thú là không thích hợp loại này đạo chủng, đạo chủng này rất khả năng cùng đại đạo sơn có chỗ liên quan, một khi luyện hóa đến nội vũ trụ bên trong, tương lai có thành đạo độ khả thi. Đạo lăng đem viên đạo chủng này phong ấn đứng dậy, nội tâm một trận hừng hực, không nghĩ tới vô duyên vô cớ kiếm được một viên đạo chủng, truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Thời gian chậm rãi, nhanh một tháng trôi qua, đại đạo sơn nơi này yên tĩnh lại, thế nhưng leo núi cường giả ngày càng tăng nhanh, chủ yếu là bởi vì đạo lăng hấp thu đại đạo sơn càng nhiều tinh hoa, đại đạo sơn uy thế liền càng là suy yếu. Thiên nữ gần đây trăm cường giả, đều nhanh đăng lâm đỉnh cao nhất, đệ nhị bên trong hang cổ, khổng tước bọn họ đều ở nơi này bế quan, ngày càng thôn hấp đại đạo lực lượng, tu hành liên tiếp leo. Đạo lăng từ từ có chuyển tỉnh dấu hiệu, hắn ngủ say khu vực, người xung quanh cũng không dám tới gần, hắc giác thú rùng mình một cái nói, đạo chủ khí tức, như là hồng hoang cự hung giống nhau, thật đáng sợ thiên thần nữ bọn họ đều hải hùng khiếp vía, lơ lửng giữa trời cao đạo chủng, thần quan ngàn tỷ lớp, phản phất ngàn tỷ lớp cổ giới tổ hợp mà thành, gần triệt để đang dệt ở một thể. Quả thực như là tuyệt thế tiên trân dựng dục ra đến, thậm chí bọn họ nhìn thấy ống ánh nội vũ trụ bên trong, có một cái vô cùng khủng bố đại đạo thiên lộ hình thành. Tình cảnh này để hoàng kim thiên sư bọn họ không nói gì, đạo lăng đã xây thành ba loại đế cơ. Vũ trụ chủng tiềm năng quả nhiên không lường được, này một cái đế cơ trọn vẹn là bởi vì vũ trụ chủng hiện tại nó thức tỉnh tiên quan ngập trời tràn ngập tiên đạo khí tượng ngàn tỷ lớp đại đạo vũ trụ đang dệt ở một thể thời khắc hóa thành một khẩu chư thiên vũ trụ một cái vĩnh hằng bất diệt hoàng kim thánh vực tràn ngập khí tức càng là khủng bố vô biên ầm ầm đạo lăng khí tức bảo tát một đoạn hắn triệt để thức tỉnh toàn thân đạo ngân chảy xuôi dường như ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn thần chỉ xảy ra chuyện gì Đại Đạo Sơn khí tức đột nhiên suy yếu một đoạn dài. Trời ạ, à các ngươi mau nhìn, gần trăm cường giả xông lên, Đại Đạo Sơn càng ngày càng hư nhược rồi, khẳng định cùng đạo chủ có quan hệ. Toàn bộ Đại Đạo Sơn tiếng bàn luận ngập trời, gần trăm cường giả vọt tới đỉnh phong, trời biết Đại Đạo Sơn phía trên đến cùng có cái gì, khẳng định có vô giá trân bảo, đạo tổ lưu lại các loại cất giấu vô cùng có khả năng đều nằm ngang ở Đại Đạo Sơn đỉnh. Ầm ầm. Đạo Lăng ngồi xếp bằng cổ động phủ rung mạnh một cái bóng lập tức vượt qua đi ra nhanh như tia chớp trốn vào đại đạo sơn đỉnh đạo chủ đi tới khắp nơi khiếp sợ cảm giác lần này đại đạo kinh người đoạt được khó nói cổ thiên đình cùng thiên ngoại thiên khẳng định cũng nghĩ ra được đại đạo kinh bất kể là thiên tử vẫn là thiên đế đều là cuối nhìn năm tháng vô địch giả mặc dù là không có đi tới nơi này quan uy thế đủ để kinh sợ các cường giả đạo lăng mới vừa vượt qua đi tới muốn đi vào trong bắn vọt sưu tầm đại đạo kinh thời khắc hắn sửng sốt vội vã thu lại khí tức ở phụ cận ẩn núp xuống xông lên hơn trăm cường giả từng cái từng cái cũng không dám thở mạnh cả người ứa ra khí lạnh có chút người hai chân đều run rẩy đây là cái gì cái tình huống đạo lăng ngờ vực hắn chưa từng nói cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đoàn người đưa tay ra vỗ vỗ một cái cả người chính đang co giật người trẻ tuổi đột nhiên bị vỗ một cái người trẻ tuổi này đang đứng ở kinh hoảng bên trong đem hắn sợ hãi đến lên cả người nổi da gà kém chút bại liệt trên đất, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy là một cái người sống sờ sờ thời khắc, cả giận nói, ngươi làm gì? Đập ta làm gì? Tiểu tử ngươi có phải là muốn ăn đòn? Nơi này xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng dò xét tứ phương, chưa từng phát hiện có không đúng địa phương. Ngươi quản được. Hắn lời còn chưa nói hết, chú ý tới là Đạo Lăng cái này hung nhân thời khắc, lập tức làm ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quét miệng cười làm lành nói, hóa ra là đạo chủ vừa nãy thực sự là đường đột, kỳ thực cũng không có gì, chúng ta thật giống nhìn thấy đạo tổ. Ngươi nói cái gì? Các ngươi nhìn thấy đạo tổ. Đạo lăng hai mắt mở to, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, đạo tổ là người nào. Chân chính vô địch giả, đủ để đè ép vạn cổ tinh không, độc tôn đại vũ trụ vô địch bá chủ A. Đúng đúng, là thật. Người trẻ tuổi một trận gật đầu, cắn chết chính là đạo tổ, bằng không bọn họ làm sao sẽ sợ hãi đến không dám chạy loạn mạnh như cổ tăng những này cuối nhìn năm tháng vô địch tuổi trẻ cường giả cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang gần trăm cường giả cũng không dám chạy loạn bọn họ đều nhìn chằm chằm một cái đạo đài bình thường không thể ở bình thường đạo đài vừa nãy phía trên liền ngồi xếp bằng một cái người loại kia khí tượng vì thế so với thiên còn muốn đáng sợ so với chư thiên đại đạo còn kinh khủng hơn khí thế loại này là không cách nào mô phỏng đi ra bọn họ đều cảm giác cuối cùng cũng là một tôn đại đế nghe được lời của người tuổi trẻ đạo lăng cao mày, lẽ nào là một loại dấu vết? Nơi này rất khả năng là đạo tổ tu luyện đạo trường, lưu lại dấu vết của hắn cũng không đáng bất ngờ. Nhưng là sau một khắc đạo lăng sửng sốt, xương sống đều bốc lên hàng khí, hắn cũng nhìn thấy, phổ thông đạo đài, lập tức xuất hiện một cái bóng, tóc bạc che lấp mặt, trên người mặt cổ xưa đạo y. Hắn liền ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực có một loại khủng bố tuyệt luân uy thế, đây là một loại không cách nào miêu tả uy thế, tự hồ chỉ cần hắn khẽ rung lên, chư thiên vạn giới đều muốn đổ nát. Đây chính là cuối nhìn năm tháng vô địch giả. Đạo lăng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái gì thiên kiêu, cái gì thế hệ tuổi trẻ vô địch giả, ở đây chờ vô địch bá chủ bên dưới, hết thảy đều là hư vọng, dung dế, không đáng nhắc tới. Đạo tổ khí thế quá mức mộng ảo, mới nhìn là một cái người, ở vừa nhìn phản phất một vùng vũ trụ đại hắc động, cái gì đều không phong được hắn, vũ trụ đều không che lấp được hơi thở của hắn, ngàn tỷ tinh không đều lưu mờ ảm đạm đây căn bản không giống như là một loại dấu vết lại như là chân thực đạo tổ ngồi xếp bằng ở chỗ này khí thôn vũ trụ tinh không duy ngã độc tôn a di đà phật cổ tăng hai tay hợp nhất miệng tụng chân kinh không thể không nói hòa thượng này lá gan rất lớn hắn ở cất bước một bước tiếp một bước đi tới đạo đài nên không phải chân thực hỗn độn cổ tỉnh đều nói không rõ ràng đạo tổ khí thế quá vĩ đại căn bản là không cách nào hiểu rõ coi như là một cái dấu vết, có thể hay không kinh nhần. Ở bốn phía căng thẳng dưới ánh mắt, cổ tăng đi tới đạo đài bên cạnh, đưa tay ra, phất quá đạo đài, đạo tổ cái bóng liền biến mất rồi. Đây là tình huống thế nào? Bốn phía rối loạn tưng bừng, đạo tổ biến mất rồi, lẽ nào vừa nãy chỉ là đạo tổ ở lại chỗ này một đạo dấu vết, vô tận năm tháng bất hủ, khi thì ở nói trên đài hiện ra, hoặc là nói rằng đài là ngày xưa đạo tổ đã tọa địa phương. Nghĩ tới đây bên trong, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, bắt đầu dẹp đường đài chú ý ha ha nhìn đem các ngươi sợ hãi đến không chính là một cái quan tài chứ thiên tử hậu tuyển nhân cười nhạt tam đại thiên tử hậu tuyển nhân hiện tại liền còn lại này một cái ngày đó ở chuẩn đế bí phủ bên trong hắn nắm giữ trọng khí mới trốn thoát cái gì nơi này là đạo tổ quan tài người xung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi phi thường không bình thường vô địch giả quan tài đã vậy còn quá không phóng khoáng liền một cái phổ thông đạo đài căn bản là không giống như là một loại quan tài. Người đều chết rồi, còn ngủ ở nơi này mặc hù dọa người, quả nhiên buồn cười. Thiên tử hậu tuyển nhân lạnh như băng mở miệng, coi trời bằng vung, cố nhiên là vùng vũ trụ này vô địch giả, thế nhưng ở thiên ngoại thiên, bọn họ chỉ tôn thiên ngoại thiên cường giả. Bất kính đạo tổ, còn ngốc không sót mấy chạy đến nơi đây đến sưu tầm tạo hóa, ngươi thật là buồn cười. Có người không ưa, bí mật truyền âm trào phúng, tam đại thiên tử hậu tuyển nhân, đã là bị đạo chủ tế sống hai tôn, có cái gì có thể có ý nghĩa kiêu ngạo? Là ai, lăn ra đây cho ta? Thiên tử hậu tuyển nhân kém chút khí nổ, hai mắt trợn trừng, hắn chính là thiên ngoại thiên kể đến hàng đầu cường giả, trong cơ thể chảy xuôi thiên huyết, càng là thiên tử hậu tuyển nhân, ai dám đối với hắn bất kính. Thế nhưng ở đây, ở đế thành, ở đạo tổ bí cảnh, hai đại thiên tử hậu tuyển nhân chết thảm, còn có một cái bị đạo chủ sống sờ sờ dẫm chết, điều này làm cho hắn nộ không thể dừng nếu là thiên tử biết được việc này, trời biết sẽ có bao nhiêu người theo chung cùng. Nói cũng là, đạo tổ chính là vô địch bá chủ, cái gì thiên ngoại thiên, ta xem căn bản không đáng nhắc tới, đạo tổ nếu là trên đời, một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát. Thiên tử hậu tuyển nhân lời nói, làm tức giận không nói được cường giả, một ít cổ xưa đạo thống, đều cùng đạo tổ lưu lại truyền thừa có chút liên quan, khai thiên niên đại đạo tổ, được xưng đại đạo chi tổ, thu môn đồ khắp nơi, đồ đệ đồ tôn không thể đếm hết được, cùng vùng vũ trụ này có cắt không ngừng liên can. Vô liêm sĩ cực điểm, cái gì đạo tổ, ở ta thiên ngoại thiên trước mặt, sách dày cũng không đủ cách. Thiên tử hậu tuyển nhân đều muốn khí nổ, toàn thân thiên huyết sôi trào, hàm răng đều kém chút cắn đứt, thiên ngoại thiên không thể nhục, tự xưng là vượt lên ở vạn tộc bên trên, nơi nào nghe lọt những này ngôn từ. Con mắt của hắn đều đỏ, đầu đầy mái tóc dài màu vàng ống vũ động, sát khí cuốn lấy mây xanh. Người chung quanh âm thầm cười nhạt, cũng không ai đáp lại, điều này làm cho thiên tử hậu tuyển nhân càng thêm phẫn nộ, hắn cười ha ha, hảo, chờ ta lấy đi, đại đạo kinh, đến thời điểm thiên tử sẽ làm thiên ngoại thiên mỗi người đều học được đại đạo kinh. Hắn trực tiếp đi lên, phi thường thô bạo, quát lên, một cái phá quan tài mà thôi, hôm nay liền xốc đạo trường của ngươi. Xem ra này bên dưới đạo đài mặt thật sự có quái lạ. Đạo lăng đứng ở đoàn người mặt sau, phát hiện thiên nữ những người này cũng không từng di động, đại đạo sơn đỉnh chỉ có một cái đạo đài, trong đạo đài rất khả năng có khác càng khôn. Người xung quanh ước gì thiên tử hậu tuyển nhân sốc lên đạo đài, ai cũng không nghĩ tới hắn thật dám hất, hơn nữa trực tiếp đem đạo đài khẩu cho sốc lên. Dường như sốc lên một cái vũ trụ đại thế giới, như biển hỗn độn khí dân trào ra, nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Tất cả mọi người ngẩn người, trong đạo đài thật có khác càng khôn, trong này tự hồ phong ấn một cái hỗn độn cổ điện, đọc hỗn độn đạo âm, lệnh các cường giả ngẩn người. Ha 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 thiên tử hậu tuyển nhân cười ha ha cái gì đạo tổ nho nhỏ huyền cơ há có thể giấu được hai mắt của ta đạo tổ truyền thừa xem ra liền ở ngay đây ta thiên ngoại thiên tình thế bắt buộc ai dám cùng ta thiên ngoại thiên tranh cướp chính là cùng ta thiên ngoại thiên đối nghịch bọn ngươi cân nhắc một chút trong này hậu quả đi người xung quanh sắc mặt trầm xuống đem đế lộ chiến xem là cái gì này đạo tổ bí cảnh vẫn là hắn thiên ngoại thiên không thành lời của ta nói ngươi có phải là không nghe thiên tử hậu tuyển nhân thần thái lạnh xuống hắn mới vừa nói xong, thì có người đứng ra, nhanh chân hướng về đạo đài đi đến. Mất mặt hiện thế đồ vật, cút sang một bên. Đạo lăng một cái tác đánh lên đi, một tác này nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực ở thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt, quả thực dường như ngàn tỷ lớp đại đạo vũ trụ nổ ép mà đến, lan tràn khủng bố vô biên khí thế, một cái tác rút thiên tử hậu tuyển nhân mặt ao hãm, hàm răng gãy vỡ một đám lớn, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Phanh, thiên tử hậu tuyển nhân một đầu ngã chổng vó ở đống đá vụn bên trong, hắn miệng đầy đều là huyết, bị đạo lăng một cái tác trúc choáng váng, kém chút hôn mê. Người xung quanh đều sửng sốt, đây là người nào như vậy hùng hổ, dù sao cũng là thiên ngoại thiên thiên tử hậu tuyển nhân, lai lịch quá to lớn, nhưng là ra tay người một tia bộ mặt đều không có cho thiên ngoại thiên lưu lại, tới liền một cái tác hung hăng quốc bay. Là ai? Thiên tử hậu tuyển nhân kém chút khí nổ, muốn trách cả mí mắt, con ngươi sung huyết, hắn từ loạn trong đống đá bò ra ngoài, giữ tận con ngươi nhìn chầm chầm ra tay người phía sau lưng, như là một đầu ác quỷ đang gầm thét, người tên nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại. Thiên tử hậu tuyển nhân quả thực khí nổ, không muốn sống sông lên, luôn động quả đấm quay về đạo lăng sau não mạnh mẽ đánh giết. Đạo lăng đứng ở đạo đài bên cạnh, thâm thúy con mắt dò xét xuống, phía dưới tự hồ chính là một cái hỗn độn thế giới, cảnh vật mơ hồ, xem không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được phía dưới này tồn tại một cái độc lập thời không, lan tràn sâu không lường được đại đạo ý niệm. Rất khả năng là đạo tổ tọa quan nơi, hắn đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen phất phới, phản phất một tôn vĩnh hằng thánh chủ đứng ở chỗ này, đối mặt thiên tử hậu tuyển nhân đánh giết tới một quyền, đạo lăng cũng không từng di động. Thế nhưng thiên tử hậu tuyển nhân hai lỗ tai ầm ầm vang vọng, hắn nhằm vào người biến mất rồi, thay vào đó chính là một tầng không gì sánh kịp đại đạo vũ trụ, ngàn tỷ lớp đạo ngân đang xen vào nhau thời khắc, khủng bố vô biên. Phúc! Hắn ho ra một nguồn máu lớn, ngàn tỷ lớp đạo ngân tự hồ hóa thành ngàn tỷ lớp lôi điện, quanh bổ vào hắn thể xác trên, để thiên tử hậu tuyển nhân thân thể rạn nứt, toàn bộ nắm đấm đều nổ tung, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài té lăn trên đất. Sao có thể có chuyện đó? Thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, đây là cỡ nào đạo hạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, vũ trụ chúng là cỡ nào nghịch thiên tiên trân, được xưng mạnh nhất đạo chủng, đạo lăng vũ trụ chủng đã triệt để hoàn thiện há có thể dùng lẽ thường đến suy luận người xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm đây là cỡ nào nhân kiệt đáng sợ chưa từng ra tay liền để thiên tử hậu tuyển nhân suýt nữa chết trận hắn xuống mau đuổi theo phía dưới này rất khả năng có đại đạo kinh đại đạo sơn đỉnh triệt để sôi trào bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng một bước bước ra bước vào đạo đài bên dưới thân thể biến mất hỗn độn bên trong không nói được cường giả vượt qua đi vào phía dưới này quả thực liền là một cái hỗn độn đại vòng xoáy, người tiến vào trong này thần trí bị che lấp, cả người đều lạc lối, không tìm được một cái qua cửa con đường. Trong này hỗn độn khí quá nồng nặc, như là một cái thiên địa chưa ra độc lập vũ trụ, bình thường loại này bí cảnh giá trị không cách nào cân nhắc, đạo lăng ở trong này đều không cảm giác được thời gian trôi qua, trong này lại như là một cái hằng cổ trường tồn thời không. Nên chính là chỗ này, thời đại thái cổ nơi này chưa từng mở ra, cổ chi nghe đồng đạo tổ chỗ tu luyện, là một cái chưa từng khai thiên vũ trụ nhỏ, giá trị không cách nào cân nhắc. Có thời đại thái cổ tự phong cường giả nói. Thái cổ nơi này chưa từng mở ra, hư hư thực thực xuất hiện bằng trời biến cố, cụ thể là cái gì không biết được, xem ra hôm nay, đại đạo kinh, sắp xuất thế rồi. Đại đạo kinh, được xưng thiên hạ đại đạo quy tắc chung, nếu là có thể được này, đại đạo kinh, quả thực chính là được toàn bộ vũ trụ đại đạo tinh hoa. Người tiến vào ở trong hỗn độn đàm luận, đều ở sưu tầm đạo tổ tọa quan nơi, này mảnh hỗn độn khu vực quá rộng lớn, Thế nhưng ngăn cách người thần thức, những người này đều liều mạng theo sát cổ tăng bước chân của bọn họ, nghĩ nhìn một chút, đại đạo kinh, rốt cuộc là tình hình gì? Mau nhìn, nơi nào có một cái hỗn độn đại điện. Đoàn người rung động, những người này đều nhìn thấy một cái hỗn độn đại điện, không giống như là thần lưu xây thành, mà như là hỗn độn khí đang dệt mà thành một cái cổ cung điện, tọa lạc ở trong hư không, vần quanh xưa nay khí tượng. Những người này tâm thần kích động, cùng nghe đồn bên trong gần như nghe đồn đạo tổ quanh năm ở tại một cái hỗn độn cổ điện bên trong, cực nhỏ ra ngoài. ầm ầm ầm. Nơi này triệt để náo loạn, tất cả mọi người quay về hỗn độn cổ điện bắn vọt, cung điện cổ này cũng không có cái gì cấm chỉ, ai cũng có thể bình yên vô sự tiến vào hỗn độn cổ điện bên trong. Đi tới trong này thời điểm, bốn phía bầu không khí có chút lạnh, đã thấy một cái bóng đứng ở hỗn độn đại điện bên trong, hắn chính giơ tay nhìn chầm chầm ở trong hư không bồng bềnh một quyển tiếp một quyển cổ thiên kinh này không phải là một cái, mà là đầy đủ 10 bản cổ thiên kinh. Đạo lăng trở nên đau đầu, thế nhưng động tác của hắn cực kỳ nhanh, giơ bàn tay lên mở rộng hướng về những này cổ thiên kinh, chỉ bất quá hắn coi thường cổ thiên kinh khí tức, dĩ nhiên tự chủ thông linh, ngăn cản người tranh cướp kinh thư. Hừ! Đạo lăng lạnh trên một tiếng, nâng tay lên trưởng đạo ngân ống ánh, phản phất một cái chư thiên bàn tay lớn ngang qua đi tới, mạnh mẽ trấn áp lại một quyển cổ thiên kinh, đem siết trong tay. Đồ vật lưu lại người tiến vào nổi giận đùng đùng, tất cả mọi người mục tiêu đều là Đại Đạo Kinh, cố nhiên trong này có 10 bản, chỉ có một quyển là Đại Đạo Kinh, nhưng là ai có thể xác nhận đạo lăng lấy đi kinh văn có phải là. Cút. Đạo Lăng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, bàn chân đạp, càng không ầm ầm vang vọng, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều đi theo rung động, hắn một tiếng trống to thiên địa đều nứt, khu vực này trực tiếp biến thành một cái hủy diệt vùng cấm, đánh tới thần thông trùng sáng tất cả đều là bị hống nứt. Là đạo chủ một đám người run sợ thấp tốc lùi về sau không dám tùy tiện ra tay với đạo lăng mau nhìn xem là cái gì hỗn độn cổ tỉnh không nhẫn nại được đạo kiếp thân đạo lăng nói ra một câu nói để hỗn độn cổ tỉnh kích động như điên tiểu tử ngươi phát ra đạo kiếp thân ta biết được có thể nói một môn kinh thiên động địa thiên công chính là đạo tổ lưu lại cái thế bí thuật lấy đại đạo rèn luyện thân thể đây là một môn vô thượng thiên công tuyệt không kém vô lượng kim thân đạo lăng nhịp tim cũng gia tốc, chỉ riêng này kinh thư tên, liền để hắn động lòng, hơn nữa phi thường thích hợp đạo của hắn, pháp của hắn. Lẽ nào này thập đại của kinh thư, toàn bộ đều là đạo tổ lưu lại truyền thừa vô thượng không thành. Đạo lăng là cỡ nào kích động, một tôn vô địch giả lưu lại suốt đời tâm huyết, đều ở cái này hỗn độn cổ điện bên trong, mỗi một quyển lưu truyền đi, đều sẽ khiến cho máu tanh mưa gió, thậm chí khai sáng một cái vô thượng đại giáo, nếu là toàn bộ đều chiếm được, nên sẽ là cỡ nào kinh thế hải tục đạo chủ, này 10 bản kinh thư nên như thế phân phối. Linh vương âm u mở miệng, ngươi đã chiếm được một môn, lui ra đi, nếu là gây nên chúng nộ nhưng là không tốt. Ngươi tính là thứ gì? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía linh vương quát lên, bại tướng dưới tay, lần trước không thời gian giết ngươi, còn dám tới nơi này, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Xem ra đạo chủ quyết tâm muốn độc chiếm thập đại cổ thiên kinh à. Phần quân âm u nói, chúng ta có thể không đáp ứng. Muốn kinh thư, cứ đi lên. Đạo lăng toàn thể sát khí ngập trời, giống như một tôn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa vô thượng thần ma, bàn tay của hắn lại một lần nữa dơ lên đến, chụp vào đệ nhị bản cổ thiên kinh. Đạo chủ ngươi quả thực là coi trời bằng vung. Phần quân trợn mắt trợn tròn, lần trước hắn bị giết đi một tôn phân thân, cái kia phân thân chiến lực cùng hắn cách biệt không có mấy, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng bực này sỉ nhục. Thân thể nó thần hỏa cháy hừng hực, thân thể giống như một vòng vĩnh hằng đại nhật, Hắn vận chuyển phần tiên thể, chuẩn bị liên hợp các cường giả trấn áp đạo lăng. Ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi à? Còn muốn độc chiếm thập đại của thiên kinh, quả thực là thật là tức cười. Linh Vương cũng là tức giận, phía sau lưng cửu thiên biển xanh ngang qua mà xuống, nhấn chìm rồi hỗn độn, khí thế của hắn lập tức cường đại đến cực hạn. Ha ha, ngươi đạo chủ có phải là coi chính mình là vô địch giả, chúng ta liên thủ trấn áp ngươi quả thực quá ung dung. Hồn Vương triệt để thức tỉnh, hắn hồn thể đều bốc cháy lên âm thầm vận chuyển nguyên thần thảo phạt đại thuật, chém giết đạo chủ. Nho nhỏ đạo chủ, ta cổ thiên đình căn bản chưa từng để ở trong mắt, liên thủ đánh giết người này. Tống hoàng cả người tử khí cuồn cuộn hai mắt dường như màu tím đại nhật mở. Đạo lăng mới vừa có hành động, bốn đại cường giả chớp mắt liên thủ, khí tức cuồng mảnh kinh người, kinh sợ bốn phía cường giả căn bản không dám tới gần, bởi vì cái này hỗn độn cổ điện căn bản không lớn, những người khác tùy tiện không dám tham dự vào. Này bốn đại cường giả, đều là đại danh đỉnh đỉnh bá chủ, chiến lực thông thiên triệt địa, liên thủ lại nhấn chìm rồi toàn bộ hỗn độn cổ điện, các loại ống ánh thần thông trùng sáng thức tỉnh, đồng loạt quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, giơ bàn tay lên chụp vào đệ nhị bản cổ thiên kinh, hắn một cái tay khác cũng theo giơ lên đến, đập động xuống thời khắc nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực thúc đẩy không gì sánh kịp đại đạo thanh thế. A Di Đà Phật. Cổ tăng miệng tụng chân kinh, hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Thời khắc này hắn cảm giác được đạo lăng mạnh mẽ, tựa hồ gánh vác một cái vũ trụ đại đạo đồ mà cuồng, chỗ thức tỉnh chiến lực vô biên hung mãnh. A à. Bốn đại cường giả vẫn hống đứng dậy, đạo lăng cách làm để bọn họ không thể chịu đựng, hắn muốn dùng một cái tay đối kháng bốn đại cường giả, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Chỉ có điều khi thật sự chém giết cùng nhau thời khắc, bốn đại cường giả sắc mặt kịch biến, đạo lăng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, vần quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân đang xen vào nhau thời khắc, đại đạo thiên âm đinh tai nhức ốc. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Đạo lăng đạo lực làm sao sẽ tăng cường đến cỡ này biến thái mức độ, hắn đến cùng ở cổ trong động phủ được cái gì đại tạo hóa? Lần đụng chạm này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hỗn độn cổ điện đều đi theo rung động, đạo lăng thúc đẩy vô cùng đạo lực, nội vũ trụ bốc cháy lên, hoàng mỹ vũ trụ chủng quá mức bá tuyệt, lan tràn cái thế chí tôn phong thái vô thượng. Này, sao có thể có chuyện đó? Ngoài điện người triệt để thất sắc, bốn đại cường giả dùng hết khả năng thức tỉnh thần lực, thế nhưng hiện tại bị đạo lăng một cái tay cho chặn lại rồi, hắn quả thực như là một tôn cuối nhìn năm tháng vô địch giả. Thậm chí theo đạo lăng bàn tay di động, bốn đại cường giả thân thể đều đang lay động, bọn họ không chịu nổi bực này bá tuyệt đạo lực tập thân. Giết! Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, bùng nổ ra hết dài một tiếng, thời khắc này hắn sát khí như biển, khủng bố tuyệt luân bàn tay của hắn, hóa thành một cái vĩ đại vô biên vũ trụ, chúng sinh bên dưới như dung dế, vũ trụ chủng triệt để bạo phát ngập trời trùng sáng, cuối nhìn bốn đại cường giả, mạnh mẽ đập động đi tới, lệnh bốn đại cường giả miệng phun nghịch huyết. Đặc biệt cống hoàng, thân thể đều muốn sụp ra, đây là vô thượng đạo lực tập thân, lấy một loại cảnh giới cao trấn áp địch thủ, để cống hoàng run rẩy, thiên linh cái đều muốn sụp ra. Soạt. Đạo Lăng Mi tâm bùng nổ ra một đạo ống ánh ánh kiếm, giống như bất hủ kiếm thai đang thiêu đốt, hư không hóa kiếm thuật bá tuyệt vô biên, bị đạo lăng màu vàng nguyên thần cầm, quét ngang hướng về hồn vương. Vô liêm sĩ Linh vương cùng phần quân đều điên cuồng hơn, bọn họ phát hiện đạo lăng chiến lực đột nhiên thấy bước vào một cái không lường được mức độ, cùng ở chuẩn đế bí phủ triển khai sức mạnh không phải đồng nhất cái giai đoạn. Đây chính là đạo chủng mạnh mẽ, huống chi đạo lăng được chính là vũ trụ chủng, đã thai ngén đến hoàng mỹ trình độ, một khi thức tỉnh ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, đủ để hung hăng đánh giết đại địch ta liền không tin ta không ngăn được không ngươi cống hoàng phát điên toàn thân tử khí cuồn cuộn vận chuyển cổ thiên kinh bất truyền thiên công toàn bộ bảo thể hóa thành một tôn màu tím thần thai hắn như là cắm rễ ở trong hư không người khổng lồ cơ thể vần quanh thần đạo khí tức ở đây khai thiên tích địa hắn ở rống to tự hồ hóa thành một đầu màu tím tiên hoàng không thể không nói bốn đại cường giả không có một kẻ yếu cùng cảnh giới trình độ kinh người nhưng là ở bốn phía người trong mắt này bốn đại cường giả có chút không đáng chú ý đạo chủ chiến lực quá bá tuyệt, khủng bố vô biên, đầy trời đạo ngân quấn quanh ở đồng thời, hóa thành một cái vỡ thiên chiến quyền. Đùng! Cú đấm này đánh giết mà lên, để cống hoàng kêu thảm thiết, cổ thiên đình thiên vương hậu tuyển nhân cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng ở đạo lăng dưới tay thùng rỗng kêu to, cú đấm này oanh hắn màu tím pháp thể rạn nứt, ngực đều nứt ra một cái khe lớn. Vì sao ta không ngăn được? Cống hoàng muốn trách cả mí mắt, đạo lăng đang quyết đấu bốn đại cường giả, phân ra một ít đạo hạnh đánh giết cống hoàng, nhưng là hắn căn bản không ngăn được, điều này làm cho hắn cảm giác vô tận khuất nhục. ầm ầm, đem đầy trời đạo ngân lại một lần nữa biến hóa ra, cống hoàng phát ra không cam lòng gào thét, thân thể của hắn đều nứt ra, một bàn tay lớn màu vàng, vàng ống một cái tác đập động xuống, sức mạnh thông thiên triệt địa, đem cống hoàng một cái tác đập thành xương máu. Người xung quanh tâm thần chấn động, chết rồi một cái, bị đạo lăng đập chết một cái. Đạo chủ hiện tại mạnh như thế nào? cổ thiên đình thiên vương hậu tuyển nhân bị đạo chủ một cái tác đập chết quả nhiên là thần thông quảng đại có thể nói đại nhân vật những người này tâm thần rung động phía trước như là sừng sững một tòa bất hủ thần sơn không cách nào lay động vào lúc này đạo lăng đã trấn áp đệ nhị bản cổ thiên kinh làm cho cả hỗn độn cổ điện yên lặng như tờ hỗn độn nhất khí thật tốt ha 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 hỗn độn cổ tỉnh kích động như điên liền vội vàng đem hỗn độn nhất khí lấy tới lật đến trang cuối cùng kích động quá ta rõ ràng, thập đại cổ thiên kinh trang cuối cùng, ghi chép chính là đại đạo kinh, chỉ có chiếm được thập đại cổ thiên kinh, mới có thể được hoàn chỉnh đại đạo kinh. Mặc kệ có hay không, đại đạo kinh, liền chỉ riêng này thập đại cổ thiên công, mỗi một môn đều là vang dội của kim đại thần thông, có thể nói thập đại chí cường đạo thuật, nếu là có thể toàn bộ được, liền là hoành hành không trở ngại vô địch cốt cát. A-di-đà Phật Cổ tăng đi ra, hắn chuẩn bị ra tay, đạo tổ truyền thừa, ai không đỏ mắt, cuối nhìn năm tháng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đều quan tâm. Ha ha, đạo chủ, chuẩn bị độc chiếm độc chiếm thập đại vô địch bí thuật sao? Mang theo mặt nạ màu bạc tinh Hà Nam tử lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Đạo tổ khai sáng thập đại vô địch bí thuật, bất luận cái nào cổ xưa đạo thống cũng không sánh nổi. Thiên nữ toàn thân tiên quan bắn ra bốn phía, cửu hoàng y bay phần phật, muốn ra tay. Đạo tổ truyền thừa, tình thế bắt buộc. Một tôn toàn thân kiếm khí như vực sâu nam tử mở miệng, trong cơ thể tựa hồ nằm uống lượng ngàn vạn trọng màu bạc chân long, hắn phi thường cường hãn, con ngươi màu bạc cắt người mặt đau đớn. Bốn vị này quá khủng bố, như là bốn tôn vô địch vũ trụ đang thức tỉnh. Muốn liền ra tay đi. Đạo Lăng đứng ở hỗn độn điện bên trong, trên đỉnh đầu trôi nổi tám bản cổ thiên kinh. Người xung quanh triệt để sửng sốt, đạo chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đơn độc đối kháng quần hùng? Này thiên nữ cùng cổ tăng là cỡ nào bá tuyệt, chính là cuối nhìn năm tháng vô địch giả, hai đại cường giả một khi liên thủ, thần ma đều muốn nuốt hận. Đạo chủ, ngươi thật là đủ cùng, ta xem ngươi có cái gì cùng tư bản. Kiếm nguyên phát ra lạnh lẽo tiếng, cả người lỗ chân lông trợn trừng, kiếm khí màu bạc như biển sôi trào. Hắn tới liền ra tay, bàn tay dơ lên đến, hóa thành bất hủ kiếm thai, vạn trượng ánh kiếm cuồn cuồng mà đến, đánh giết hướng về đạo lăng. Kiếm nguyên thực lực cực đoan kinh người, nghe đồng bàn tay của hắn dung hợp một khẩu tuyệt thế kiếm thai, hiện nay một khi thức tỉnh, ánh kiếm soi sáng cửu thiên, toàn bộ tinh không đều sáng lạn lấp lóe, hỗn độn cổ điện đều phải bị cắt rời. Đòn đánh này quá bá tuyệt, quét ngang trên trời dưới đất, hắn quyền kiếm khủng bố như vậy, nhắm ngay đạo lăng, tiến hành đánh giết. Cho ta mượn một đòn. Kiếm Nguyên thần thái lạnh lẽo vô tình, hắn có niềm tin vô địch, không đem bất kỳ cường giả để ở trong mắt, một khi tao ngộ chỉ có giết chết. Bốn phía người kích động trong lòng, nơi này rất có thể sẽ phát sinh vô địch giả giao chiến. Mười bản cổ thiên kinh còn sót lại đầy đủ 8 bản, đạo lăng không thể toàn bộ đều lấy đi, chỗ này quần hùng đứng ngang, đều đối với đạo tổ truyền thừa đỏ mắt. Đạo lăng trong con ngươi sát quan vỡ vân, thời khắc này hắn bá tuyệt vô song, nắm đấm xoay tròn lên, như là một khẩu bất hủ đại ấn ở bay lên không vận chuyển, ở bốn phía trố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh chết mà lên, lan tràn vô địch chi uy. Đùng! Đạo lăng ra quyền oanh tạp, để hỗn độn cổ điện đều lay động đứng dậy, trực tiếp liền đập xuống ở vạn trượng ánh kiếm bên trên, để này một phần thô to có thể so với núi cao ánh kiếm, trực tiếp liền nổ thành hai đoạn. Dết Đạo lăng ở rống to, khí huyết như biển, thần ma mà cuồng, hắn quá khủng bố, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, giống như một tôn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa vô thượng chiến thần, văn tạp kiếm nguyên quyền kiếm đều ở uống lượng, có một loại bị đập sập xu thế. Phốc. Kiếm Nguyên vẻ mặt kịch biến, ho ra một nguồn máu lớn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hắn vẻ mặt khó coi, đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể, chỉ có cùng đạo chủ giao chiến mới có thể lĩnh hội được đạo chủ trình độ kinh khủng. Để mọi người ngốc tiếc chính là, đạo lăng tư thái phi thường cùng bá, hắn khí tức trong người triệt để phóng thích, bàn tay nắm vô địch quyền ấn, quay về cổ tăng tiến hành đánh giết. Đạo lăng một cái tay khác dơ lên, tự hồ hóa thành một cái ngang qua cổ kim tương lai đại dương màu vàng ống, nổ ép hướng về thiên nữ. Tình cảnh này để người xung quanh biến sắc, Đạo chủ cách làm quá khiến lòng người run sợ, cổ tăng cùng thiên nữ là cỡ nào cường giả, đạo chủ dĩ nhiên đoạt xuống tay trước, thảo phạt hai đại vô địch giả, hắn lẽ nào thật sự muốn chiếm lấy mười bản cổ thiên kinh không thành. A Di Đà Phật. Cổ tăng khí tức bỗng nhiên khủng bố vạn lần, thể xác vần quanh cửu sắc Phật quang, hắn chính là A Di Đà Phật đại đế đệ tử thân truyền, một khi phát huy kinh sợ thiên cổ năm tháng, giống như một đầu Phật môn kim cương đang thức tỉnh, bàn tay trực tiếp liền giơ lên đến, bổ về phía đạo lăng đập tới một quyền làm càng. Thiên nữ tiên hoàng mục mở to, cửu hoàng y bay phần phật, trắng nõn ống ánh tay ngọc nhanh như tia chớp dơ lên đến, như là một tòa vô lượng thần hoàng sơn ở đây sinh ra, chính con tiên hoàng nằm uống lượng vận chuyển. ầm ầm ầm, Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn nổ tung, đạo lăng cùng cổ tăng đối banh cú đấm này cũng bố tuyệt luân đánh ra liên miên hắc ám vùng cấm, cổ tăng đứng thẳng ở trong, phật thể hằng cổ bất động, vần quanh cửu sắc phật quan, dơ lên một cái phật thủ, giống như đám mây che trời bao trùm hướng về đạo lăng. Đại dương màu vàng ống sôi trào, có thể nứt chư thiên côn bằng nâng động mà đi, hống động thương khung, côn bằng chi lực bá tuyệt vô song, được xưng có thể chém giết chân long vô thượng thảo phạt đại thuật, hiện nay hóa thành bất hủ côn bằng lao xuống hướng về thiên nữ. Thiên nữ giận dữ, diễn biến một môn cái thế bí thuật, chính con tiên hoàng nâng động mà lên, chui vào đại dương màu vàng ống bên trong, cùng côn bằng triển khai mãnh liệt chém giết. Đây là khủng bố đại chiến, mỗi một chiêu đều là đỉnh cao nhất lực lượng, đạo lăng ở thét dài, đồng thời tới đi, để ta nhìn một chút cuối nhìn năm tháng vô địch giả, đến cùng có bao nhiêu cân lượng trọng. Đạo lăng hào khí ngàn vân, thân thể tràn ngập thông thiên khí huyết, ở hỗn độn cổ điện bên trong triệt để mở, hắn diễn biến vô lượng kim thân, nội bộ vần quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Trăng rắc Bao trùm tới che trời Phật thủ đều muốn đánh nứt, cổ tăng lạnh nhạt nói, đạo chủ, danh bất hư truyền, có thể này đạo tổ truyền thừa ngươi muốn toàn bộ lấy đi, tuyệt đối không thể. Cổ tăng triệt để thức tỉnh, gánh vác một cái thông thiên tượng Phật, tự hồ A-di-đà Phật đại đế tái sinh, mở ra một cái vĩnh hằng bất diệt thiên Phật thế giới, hắn hóa thành một tôn chấp trưởng chúng sinh thiên Phật chi chủ. Thời khắc này cổ tăng mạnh mẽ khủng khiếp, chỗ lan tràn khí tức cuồn cuộn mà đến, cùng đạo lăng khí thế đối banh cùng nhau, đánh khắp nơi nổ vang, càng không nổ tung. Nói không sai, đạo chủ ngươi tuy mạnh, thế nhưng giả tâm quá to lớn kiếm nguyên con mắt lạnh lẽo hắn đang nổi lên từ thân khí tức cả người lỗ chân lông không ngừng thư giãn dâng lên ống ánh ánh kiếm chỉ bằng ngươi cũng dám đến tranh đấu đạo lăng trước hết nhắm vào kiếm nguyên hắn lập tức phủ xông lên gánh vác một đầu có thể nứt chư thiên côn bằng như là đại vũ trụ trấn áp xuống chỗ lan tràn vô cùng sức mạnh thấy kiếm nguyên có một loại thân thể nổ tung xu thế kiếm nguyên lúc này biến sắc nhanh như tia chớp di động thân thể nhưng là tốc độ của hắn cùng đạo lăng so ra quá chậm cửu tiên bộ một khi vận chuyển, thời không đều ở huyễn diệt, hắn nặng ra ống ánh quyền ấn, đánh thành mảnh thời không đều rung rẩy theo. A. À. Kiếm Nguyên kêu thảm thiết, thân thể đang chảy máu, hắn cùng cổ tăng những người này trên lệch quá lớn, chớ nói chi là đạo lăng mang theo tất phải giết tâm ra tay, để trong này vụn vặt, hư không đều bị đánh giết thủng trăm ngàn lỗ. A Di Đà Phật. Cổ tăng lại là càng ngày càng khủng bố, hắn trong dây lát ngang qua mà đến, gánh vác che trời tượng Phật, thể xác hóa thành cửu sắc. Đây là thiên Phật thể đang thiêu đốt, trực tiếp liền vung lên tuyệt thế chưởng lực, quay về đạo lăng thức tỉnh đánh giết. Mau nhìn, Phật môn vô cực thủ, chuyên phá thân thể. Người xung quanh kinh sợ, cổ tăng tốc độ quá khủng bố, trong phút chốc thời gian, hắn trực tiếp bùng nổ ra vô cùng thế tiến công, nhắm ngay đạo lăng mỗi một tất cơ thể, tiến hành toàn phương vị đánh giết. Giết. Đạo lăng cũng là nhận ra được nguy cơ, hắn ở trống to, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, nguyên thủy thánh thể triệt để thức tỉnh hắn có thông thiên tư thế, diễn hóa ra tỏa thiên quyền, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, quyền cước cùng sử dụng, mưa to gió lớn bình thường, quay về cổ tăng tiến hành đánh tung. Mỗi một đòn đều đỉnh phong tạo cực, lan đến thần âm truyền khắp một triệu dặm non sông, quả thực chính là luyện binh trì đang tế luyện tuyệt thế thiên binh, cùng cuộn mà ra va chạm thanh âm, đều lệnh một vài người khí huyết quay cùng. Cổ tăng cùng đạo lăng thân thể đều cực đoan khủng bố, hiện nay triển khai chính diện va chạm, dường như hai đại khai thiên tích địa thần chỉ tất cả đều là đáng sợ va chạm sóng gần quét ngang trên trời dưới đất. ầm ầm ầm. Loại này khủng bố va chạm càng ngày càng kịch liệt, trong thiên địa tất cả đều là ống ánh tàn ảnh, một cái hô hấp sau, hỗn độn cổ điện vặn thành một cái không thể tưởng tượng nổi đại vòng xoáy, đây là thuộc về hai loại cực cảnh sức mạnh đang đang xen. Hỗn độn cổ điện đều muốn vỡ diệt, có huyết dịch vương xuống đến, ép sụp hư không. Toàn trường người kinh sợ, đã có người bị thương, này giao chiến quá mãnh liệt, lấy mau đánh nhanh, thân thể nếu là không được, sợ là mới vừa đưa trước liền bị trực tiếp đánh nổ. Đem hai đại cường giả tách ra thời khắc, người xung quanh hải hùng khiếp vía, đạo lăng trên người có vết máu, Phật môn vô cực thủ tốc độ quá khủng bố, đạo lăng phía sau lưng cùng chân có hai đại trưởng ấn đang chảy máu. Chỉ có điều để bọn họ khiếp sợ chính là cổ tăng song quyền nhụm huyết, bạch cốt âm u có thể thấy được, trong mắt của hắn có khiếp sợ, cổ tăng không nghĩ tới đạo lăng thân thể như vậy bá tuyệt, hắn tầng 6 tôn chủ thân thể, lại bị đạo lăng áp chế xuống chỉ có điều cổ tăng khí tức kinh khủng hơn, trong cơ thể tự hồ dựng dục ra ba ngàn chân Phật thế giới, có một loại căng nứt vòng trời vô thượng uy năng. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng sau lưng nổ tung, vòng trời đều ở rung lên, một tòa thái cổ núi cao rơi xuống mà xuống, nằm uống lượng chính con tiên hoàng, ống ánh chói mắt. Thiên nữ hung hăng ra tay, kết ra cái thế ấn quyết, hai tay trực tiếp trấn đè xuống, phải đem đạo lăng trấn áp. Đùng! Đạo lăng chiến lực chưa giảm nửa phần, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn rít gào, giống như lan yên chập trùng, hắn ở xuất khiếu, thân thể các đại bí cảnh đọc vô thượng chân kinh, nội vũ trụ đều đi theo sôi trào đứng dậy. Diệt tiên quyền Cú đấm này vỡ diệt giang hải, bắn chìm vạn vật, đủ để nổ xuống dưới vực ngoại đại tinh, liền như vậy nổ đập lên, đem tòa này thái cổ đại ấn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Giết Đạo lan ra tay bá đạo, gánh vác đại dương màu vàng ống, thân hóa công bằng, dũng lực tuyệt thế, vô giết về phía thiên nữ. Nắm đấm đều hóa thành côn bằng quyền, cú đấm này xé rách trời cao, một đầu cái thế cự hung đáp xuống, vồ dết về phía thiên nữ. Đạo lăng nắm giữ côn bằng chi lực bực này vô địch bí thuật, chiến lực không lường được. Chỉ có điều để người xung quanh run rẩy chính là, đạo lăng chí không ở thiên nữ, thân hình của hắn lập tức thay đổi, côn bằng hóa thành đại đạo dấu vết, nhanh như tia chớp quét ngang vô tận thời không. Không. Kiếm nguyên hí dài, hắn triệt để hoảng sợ, côn bằng sức mạnh quá bá tuyệt, trung động gian hải lực lượng, kiếm nguyên ở côn bằng bên dưới có vẻ phi thường nhỏ yếu. Phanh. Kiếm nguyên trực tiếp nổ tung, ở côn bằng bên dưới bị nghiền ép vụn vặt. Đáng ghét. Vào lúc này thiên nữ cùng cổ tăng mặt triệt để đen kịp lại, bởi vì tám đại cổ thiên kinh lại thiếu một môn, đạo lăng hóa thân lập tức chui ra, nhanh như tia chớp trấn áp lại một quyển cổ thiên kinh. Có chút không chân chính. Cổ tăng miệng tụng Phật hiệu, vô lượng Phật thủ chớp mắt ngang qua đi ra, đến thẳng đạo lăng này một đạo hóa thân, muốn đem cổ thiên kinh nắm ở trong lòng bàn tay. Thiên nữ cũng không muốn cùng đạo lăng truyền đấu, giơ bàn tay lên chụp vào cổ thiên kinh. Đoạt A, tranh cướp cổ thiên kinh. Ngoại giới người căn bản không nhẫn nại được, trực tiếp liền bạo phát, vọt thẳng đi vào mấy chục tôn cường giả, nhằm phía cổ thiên kinh. Một đám rác rưởi đều cút cho ta. Mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ không ở vắng lặng, trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng, tay áo lớn vung một cái, cửu thiên tinh hà cuồn cuộn treo lơ lửng chư thiên tinh đấu, bẻ gãy cành khô đập phá đi tới, đầu lĩnh mấy cường giả trực tiếp nổ thành tro tàn. Hắn phi thường khủng bố, lại một lần nữa ra tay nhằm vào đạo lăng, dĩ nhiên kết ra một cái thái cổ tinh vực, quay về đạo lăng tiến hành trấn áp, muốn liên thủ với cổ tăng tiêu diệt đạo lăng hóa thân. Người xung quanh hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới cái này mang theo mặt nạ màu bạc thần bí nam tử chiến lực dĩ nhiên kinh người như vậy, hắn diễn hóa ra thái cổ tinh vực, treo lơ lửng đầy trời sao, vận chuyển thời khắc đang dệt ra mãnh liệt trung trời lực lượng. Đây chính là tinh không bày trận, cực đoan cao thâm bá tuyệt đại thần thông. Mặt nạ màu bạc thanh niên thực lực siêu nhân dự liệu, hắn ở chặng đạo chủ, biến tướng trợ giúp cổ tăng đánh giết đạo lăng một cái hóa thân. Nếu là đạo lăng hóa thân bị đánh gục, đạo lăng chiến lực sẽ tổn thất lớn, cổ thiên kinh đừng nói tranh đấu, có thể giữ được tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, sau lưng dựng lên hừng hực kim diễm, thân thể của hắn bên trong chớp mắt năm bốc cháy lên ngập trời tiên hỏa, giới sinh giới diệt, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. Hiện tại vạn vật tâm hỏa quá hừng hực, từ đạo lăng thể sát bên trong lan tràn đi ra, chim cánh cục ở thái cổ tinh vực bên trong thiêu đốt thời khắc, để nơi đây nứt ra một cái đại hắc động. Ầm ầm. Đạo lăng gánh vác côn bằng bắt đầu va chạm chư thiên tinh đấu, hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô đột phá này một đường phong tỏa, đánh tới một cái khe lớn. Cùng lúc đó hắn đều gánh vác côn bằng xuất kích, vạn tia ráng vàng, khí tức làm người nghẹt thở, từ vòng trời bên trên rơi xuống, mạnh mẽ vỡ ép hướng về cổ tăng. Dù sao cũng là côn bằng chi lực, này một môn thần thông quá bá tuyệt, cổ tăng căn bản là không dám không nhìn, hơn nữa đạo lăng một cái khác hóa thân cũng ở hắn lôi đình chi thủ. Cổ tăng phát ra hết dài một tiếng, Phật thể thiêu đốt, tạo ra một cái vĩnh hằng thiên vực, song trưởng cùng thời gian đập động đứng dậy, một trưởng bổ về phía vô giết mà đến côn bằng, một cái tay khác thay đổi đầu mâu, chụp vào cổ thiên kinh hỏng rồi, cổ thiên kinh ít đi vài bản, quan đạo chủ liền cướp đi ròng rã ba bản. Nơi này xuất hiện đại hỗn chiến, thiên hư nữ lấy đi một quyển, thiên nữ lấy đi một quyển, hiện tại cổ tăng lại đã lấy đi một quyển, hỗn độn cổ điện bên trong cổ thiên kinh hiện tại liền còn lại bốn bản. Ta không quan tâm những này, ta quan tâm chính là đến cùng là ai lấy đi đại đạo kinh. Hỗn độn cổ điện bên trong bầu không khí bắt đầu vắng lặng, các đại cường giả lẫn nhau đối diện, hiện tại ai cũng không dám tùy tiện xuất kích, nếu là này mấy đại cường giả liên thủ, phỏng chừng có thể trực tiếp trọng thương bọn họ ở trong một cái. Thì ra là như vậy. Thiên nữ con mắt lập tức lạnh xuống, có chút không dễ nhìn, nàng thất sắc. Thiên nữ mắt phượng tràn ra lửa giận, quét nói với đạo lăng, đại đạo kinh, dĩ nhiên giấu ở thập đại của thiên kinh bên trong, xem ra chỉ có được hết thảy của thiên kinh, mới có thể được hoàn chỉnh kinh thư. Cái gì, đại đạo kinh nguyên lai đã sớm xuất hiện. Dĩ nhiên ở 10 bản cổ thiên kinh bên trong, này chẳng phải là muốn tập hợp toàn bộ cổ thiên kinh mới được. Toàn trường triệt để náo động, mang theo mặt nạ màu bạc người trẻ tuổi sắc mặt lạnh xuống, vừa nãy hắn vẫn chờ đợi đại đạo kinh xuất thế, chuẩn bị xuất kỳ bất ý ra tay cướp đi, ai biết đều giấu ở trong này. Một vài người sắc mặt không dễ nhìn, không trách đạo chủ liều mạng cũng phải nhiều cướp đi một quyển, nguyên bản đại đạo kinh tách ra ghi chép 10 bản cổ thiên kinh trang cuối cùng. Đạo chủ, chúng ta có thể lại một lần nữa hợp tác. Thiên hư nữ đứng thẳng trong hư không, Thanh y phấp với, tư thái ngạo nhân, nàng biết rõ cổ tăng những người này mạnh mẽ, nếu như có thể liên thủ với đạo lăng, ở nhiều cướp đi một, hai bản vấn đề không lớn. Có thể, chúng ta cũng có thể trao đổi một quyển. Đạo lăng tình nguyện, thiên hư nữ chiến lực phi thường mạnh mẽ, đối với hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa, có trước một lần giao dịch, đạo lăng cũng yên tâm cùng nàng làm giao dịch. Thiên hư nữ mới vừa nói xong, nàng thì có chút hối hận rồi, đạo lăng đối thủ quá nhiều, linh vương ba vị này đi ra, nhìn dáng dấp chuẩn bị liên thủ với thiên nữ bọn họ hiện tại mục tiêu căn bản không phải đại đạo kinh mà là muốn chém đạo lăng ha ha đạo chủ người lấy đi đầy đủ ba bản chẳng lẽ còn nghĩ lại nơi này ở lại hay sao linh vương sắc mặt âm trầm xưa nay đến đế lộ chiến vẫn bị đè lên đánh tâm tình há có thể được rồi ba bản xem ra đạo chủ nhanh tập hợp một nửa hồng vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng ta xem chẳng bằng đem kinh thư đều lấy ra mọi người cộng đồng quan sát để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Ta tự nhiên tình nguyện. Để hồn vương sắc mặt rất khó nhìn chính là, đạo lăng đột nhiên lấy ra một quyển nói với bọn họ, cổ tăng, thiên nữ, thiên hư nữ, ta xem mọi người lẫn nhau trao đổi đi. Thiên hư nữ mặt hắc, nếu là thật giao cho đạo lăng, hắn một người liền nắm giữ đầy đủ sáu bản, những người khác chỉ là nắm giữ hai bản mà thôi. Đạo chủ, ngươi làm sao một điểm thành ý đều không có. Chúng ta ở chăm chú cùng ngươi thương nghị, ngươi không muốn sai lầm linh vương sắc mặt phi thường âm trầm ra tiếng quát lên ồn ào đạo lăng hai mắt mở to nhìn chầm chầm linh vương quát lớn nói ngươi mẹ kiếp một quyển đều không có nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao ngươi quá làm càng linh vương ba đại cường giả nộ không thể dừng bọn họ xuất thân cao quý tự xưng là ở cửu tuyệt thiên bên trên nhưng là nhiều lần tao ngộ làm nhục từng cái từng cái lửa giận công tâm hận không thể xé xác đạo lăng phế nhiều như vậy nói làm gì thiên nữ trực tiếp liền ra tay, thậm chí nàng vừa xuất thế chính là trạng thái đỉnh cao nhất, đế cơ chớp mắt liền thiêu đốt mà lên, có thông thiên tư thế, phản phất một tôn chấp trưởng chúng sinh nữ vương, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Z.A. Linh vương những cường giả này rống to đứng dậy, liên hợp lại cùng nhau, sát quan nằm dày đặt tầng tầng hư không, phối hợp thiên nữ ra tay với đạo lăng. Ta đề nghị, trước tiên phế bỏ đạo chủ. Mang theo mặt nạ màu bạc tuổi trẻ cường giả hóa thành một tôn tinh hà chí tôn, hai mắt lại có ống ánh đế khí đang thiêu đốt khí thế của hắn khủng bố vạn phần như là một viên thái cổ cự tinh sông lên trên hòa thượng bằng không chúng ta thương lượng một chút tận diệt thiên hư nữ đi lên chặn lại rồi cổ tăng chỉ có điều nàng câu nói này mới vừa nói ra thiên nữ mấy vị này âm trầm ánh mắt quét về phía thiên hư nữ nàng lắc lắc đầu xem ra chỉ có phân ra thắng bại mới có thể lấy đi cổ thiên kinh tránh ra nữ nhân này giao cho ta ầm ầm giang bá tuyệt vô cùng âm thanh nổ vang, một tôn thông thiên đại đạo khí tượng che kín bầu trời nam tử mặc áo tím hét lớn, tiếp ta một quyền. Tình cảnh này để người xung quanh rung, nam tử mặc áo tím gánh vác một khẩu ống ánh tiên thụ, nhẹ nhàng lay động, chư thiên vạn vật đều rung rung rẩy rẩy, tiên thiên đại đạo thụ quá mức bá tuyệt, nằm ngang ở đây khai thiên tích địa, dĩ nhiên đem thiên nữ khí thế đều áp chế một đầu. Tiên thiên đạo thể xuất quan, hắn sức mạnh bây giờ quá kinh người, nắm giữ tiên thiên đại đạo thụ, nuôi thành vô địch chi uy, một khi thức tỉnh chiến lực thông thiên, đập về phía thiên nữ. Hống. Chư thiên đạo hỏa trầm luân, một đầu cái thế tiên hoàng dục hỏa trùng sinh, đây là một khẩu sống sót tiên linh, xuề hai cánh, xé rách càng khôn. Lần trước ngươi còn muốn đoạt vĩ đại tiên linh đạo hỏa, trước đêm ngươi trấn áp lại nói. Tiểu tiên hoàng phi thường hung hăng, nó đã tiến hóa đến chí tôn sinh linh, giống như một đầu dục hỏa trùng sinh tiên hoàng, quan trong cơ thể tỏa ra chí tôn uy thế, liền để phần quân trong cơ thể đạo hỏa không tự chủ được trung rẩy đứng dậy. Ngũ sắc tiên quang như thác nước bạo phát, khổng tước ngang qua lại đây, nắm tiên hoàng nhân, đập về phía Linh Vương. Lần trước đánh lén chúng ta, lần này xem xem ba người các ngươi có thể hay không sống sót đi ra ngoài. Giả bác quân duỗi ra một cái tay, che kín bầu trời, bao phủ hồn vương. Đạo chủ phủ nhanh như ti chớp vết ra đến bốn đại cường giả, kinh sợ tứ phương, bất kể là tiên thiên đạo thể, hoặc là tiên hoàng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, lẽ nào đạo chủ thật sự có năng lực đem còn lại của thiên kinh một lưới bắt hết hay sao? Đạo lăng vẫn chưa từng di động, hắn thâm thúy con ngươi nhìn chầm chầm mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ, quát lên, giấu đầu lòi đuôi đồ vật, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Ha ha! Mặt nạ màu bạc thanh niên phát ra tàn lạnh giọng âm, đạo chủ, ngươi vẫn là ngông cuồng như vậy, đối phó ngươi, ta một người là đủ. Ngút trời lửa giận bạo phát, mặt nạ màu bạc đều nứt ra rồi, tinh quân cất giấu lửa giận dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có điều lần này tinh quân khủng bố vô biên, thể xác bên trong vần quanh ngập trời đế khí, đây là một loại đại đế khí, như là một tôn sống sót đại đế, hóa thành một tòa trấn áp vạn vực bất hủ tinh tháp. Hỗn động cổ điện rung rẩy, nếu không có đạo tổ quanh năm ở lại cung điện, sợ là đã sớm nổ tung. Trong này bạo phát đại hỗn chiến, phàm là ra tay cường giả, đều là ở đế lộ chiến đại danh đỉnh đỉnh cường giả, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại những người này đánh vào nhau, làm cho cả hỗn độn của điện đều bạo phát động đất. Tình hình trận chiến kịch liệt nhất thuộc về với thiên nữ cùng tiên thiên đạo thể, tiên thiên đạo thể khẳng định yếu hơn thiên nữ một đoạn dài, thế nhưng hiện tại có tiên thiên đại đạo thụ trợ lực, tiên thiên đạo thể chiến lực vô cùng hùng hổ. Thiên nữ đem đầu mâu chuyển hướng tiên thiên đại đạo thụ, này một cây tiên thụ giá trị không thể đo đếm, nếu là có thể được, nên phải trên một cây trường sinh dược. Giết. Tiên thiên đạo thể cùng thiên nữ chém giết cùng bá vô cùng hai đại cường giả đều không phải người yếu đánh khó phân thắng bại để liên miên hư không sụp nứt tình cảnh này để người xung quanh nhận thức đến đạo chủ phủ có tiên thiên đạo thể tương đương với có một tôn vô địch bá chủ tọa trấn trời ạ à, đây chính là tiên hoàng người xung quanh kinh hãi gần chết nhìn thấy một đầu sống sót chí tôn sinh linh tiên hoàng toàn thân chảy xuôi hừng hực thần hỏa xuề hai cánh thời khắc vì thế các cường giả phần quân khí thế bị áp chế xuống tiên hoàng là cỡ nào bá tuyệt sinh linh chớ nói chi là ở chuẩn đế đạo hỏa bên trong dục hỏa trùng sinh phần quân mới vừa cùng tiên hoàng giao thủ thiếu một chút bị trấn áp thô bạo một người phụ nữ cũng dám cản đường của ta linh vương nộ không thể dừng hắn bị khổng tước chặn hoàng thể không phải là phổ thông thể chất khổng tước phía sau lưng đều hiển hóa ra một vòng ngũ sắc đại dương của nàng mắt to tránh ra ý lạnh giơ bàn tay lên bổ về phía linh vương thiên hư nữ cùng cổ tăng đánh vào nhau hai đại cường giả đều là vô địch giả không biết còn có ai hay không sẽ xuất thủ ngoại giới người xem cuộc chiến kích động trong lòng đương nhiên còn có một nhóm lớn cường giả chưa từng ra tay có mười mấy tôn khí tức khủng bố như vực sâu không kém gì linh vương những cường giả này chỉ có điều hiện tại thế cuộc không phải là ai dám nhúng tay liên lụy đến vô địch giả tranh đấu bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay người này là ai làm sao sẽ kinh khủng như thế người xung quanh sợ mất mật ai cũng không nghĩ tới cái này mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ sẽ cường đại như thế cơ thể của hắn quả thực như là một cái đại đế thai, một khi thức tỉnh đế khí như biển thức tỉnh rồi. Nhiều như vậy đế khí, ta như là nhìn thấy một tôn sống sót đại đế ở thức tỉnh, hắn làm sao phải nhận được nhiều như vậy đế khí. Chư vương đều trố mắt ngoát mồm, tinh quân khí thế quá cường thịnh, một tiếng trống to thiên trung đất trung, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều phải bị hắn gào vỡ, cơ thể bên trong phong ấn đế khí giải phong thời khắc, toàn thể lan tràn một loại chí cao vô thượng thiên uy. Đạo chủ Tinh quân tích góp đầy đủ mấy chục năm lửa dẫn dốc toàn bộ lực lượng, đây là một loại uy thế, một loại tinh hà chi chủ uy thế, hắn như là tinh hà người khai sáng, mãnh liệt tuyệt thế, phát ra tàn lạnh giọng âm, dĩ vãng ân oán, hôm nay sẽ xóa bỏ. Nói không sai, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Đạo lăng đứng ở trong hư không, mái tóc dài màu đen phấp phới, thâm thúy con ngươi nhìn chầm chầm tinh quân, nội tâm động sát niệm, tinh quân căng cơ có chút làm người ta sợ hãi, bỏ mặt hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một tôn đại địch. Ha ha ha, được lắm đạo chủ, so tài xem hư thực đi. Tinh quân cười ha ha, tinh hà đều đang phát trung, khí thế của hắn giống như bài sơn đảo hải, vì thế cửu thiên thập địa, nghiêng xuống thời khắc, càng không rung rẩy, đè ép hư không toàn diện tan vỡ, hung hăng bá tuyệt bao phủ đạo lăng. Hết thảy đều bị nhấn chìm rồi, tinh hà chi khí quá dồi dào, nội hàm đầy trời sao lực lượng, hắn ở trong tinh không bày trận, phong thiên tuyệt địa, muốn đem đạo lăng trấn áp lại đương nhiên có thể không chỉ dừng lại tại đây, tinh quân tự nhiên biết rõ đạo lăng tuyệt không phải người thường, trong cơ thể hắn ẩn nút đế khí theo dân lên, mỗi một tia đều khủng bố như vậy, như là một mảnh lại một vùng vũ trụ đại thế đang thiêu đốt. Tinh quân thể xác chuyển động thời khắc, dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ ở vận chuyển, loại khí tức này khủng bố vô biên. Đừng nói là chư vương, một ít bá chủ đều choáng váng, đây là cỡ nào căng cơ, tinh quân trong cơ thể ẩn nút đế khí một khi phun trào khỏi đến, đủ để đánh giết cường địch. Hiện tại tinh quân dùng hết khả năng thức tỉnh, tạo thành một bức hủy thiên diệt địa hình ảnh. Như thế đáng sợ động tĩnh, đạo chủ chống đỡ được sao? Hết thảy đều sụp nứt, cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn mơ hồ, một cái lại một cái đế khí đang xen vào nhau, tổ hợp thành một cái như vực sâu tinh không vũ trụ, phong ấn lại đạo lăng, muốn đem hắn đánh thành một đoàn tro tàn. Ầm ầm. Một tiếng lại một thanh âm vang lên tiếng, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực dường như một cái cổ xưa đại vũ trụ bắt đầu chậm chậm vận chuyển đây là tụng kinh âm, dường như chư thiên đạo âm ầm ầm mà đến, động tĩnh càng lúc càng lớn, tự hồ ngàn vạn binh mã đang lao nhanh. Bọn họ nhìn thấy một đám lửa đang thiêu đốt, một cái hừng hực cái bóng đang thức tỉnh, cái bóng này ở trong hỗn độn mà đứng, tự hồ gánh vác ngàn tỷ lớp đại thế mà cùng, khi hắn triệt để đứng lên đến thời khắc, lan tràn xé rách tất cả sức mạnh kinh khủng. Đùng! Đạo lăng phát ra tiếng trống to, bàn tay nắm vô địch quyền ấn, đắc tan càng khôn, trung động thái cổ tinh vực cú đấm này ngang qua thiên hạ, tiên hỏa vòng quanh thân thể, ngàn tỷ lớp đạo ngân thức tỉnh, đạo lăng gánh vác màu vàng cổ hải mà cùng, cú đấm này oanh thái cổ tinh vực nổ tung, bùng nổ ra quét ngang tất cả liệt thiên thanh thế. Được lắm đạo chủ. Tinh quân hai mắt trợn trừng, khí thế của hắn càng khủng bố, toàn thân đế khí ngang trời, phía sau lưng đều hiển hóa ra một mảnh trấn áp vạn vực tinh không đại đạo thiên đồ. Đế khí xây dựng mà thành tinh không đại đạo đồ, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho người ta một loại tinh hà cổ đế thức tỉnh dấu hiệu, đang dệt ra tinh hà thiên văn đâm vào người con ngươi đều muốn rơi ra vết máu. Đây tuyệt đối là một môn đại thần thông vô thượng, bị tinh quân cầm, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng. Tinh quân, ngươi không được, mặc dù được đại đế truyền thừa ngươi cũng không được. Đạo lăng trong con ngươi sát quan ngập trời, tóc dài vũ động đứng dậy, hắn phóng người lên, phía sau lưng càng khôn vỡ diệt, đại dương màu đen nâng động mà lên, nhấn chìm rồi tinh không. Đạo lăng hai tay mở rộng ra đến, hóa thành thái cổ côn bằng. Cỡ này vô địch bí thuật một khi triển khai, đạo lăng thân thể ầm ầm vang vọng, tiềm năng dùng hết khả năng phóng thích, hai cánh tay của hắn quả thực có thể đem chư thiên cho xé rách, liền như vậy nắm lấy tinh không đại đạo đồ. Cái gì đế khí, này không phải ngươi nói, những này hư vọng vật không thật liền không muốn xuất ra đến cùng ta quyết đấu. Đạo lăng tung người lên đến vận chuyển côn bằng chi lực đem tinh không đại đạo đồ trực tiếp xé thành phấn vụn, hắn một tiếng trống to cửu thiên sấm sét nổ vang, tinh quân như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch một mảnh thời khắc này hắn có một loại đối mặt vô địch chiến thần lực bất tòng tâm cảm giác vậy thì xem ta làm sao trấn áp ngươi tinh quân phẫn nộ khóe mắt đều nứt ra huyết đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế chiến lực nhưng là hiện tại bị đạo lăng phán xét không đáng giá một đồng nhưng là xông lên đạo lăng giống như một tầng đại đạo vũ trụ ầm ầm mà đến lan tràn mà ra bảo táp ngang qua mà lên nghiền ép tinh quân thân thể rung động đứng dậy đùng hắn ở ra quyền chiến lực sôi trào quay về Tinh Quân đánh giết. Vậy thì xem ta làm sao trấn áp ngươi. Tinh Quân phẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế chiến lực, nhưng là hiện tại bị Đạo Lăng phán xét không đáng giá một đồng. Đây chính là đế khí, người đời trong mắt chí cao vô thượng đế khí a. Nhưng là xông lên Đạo Lăng giống như một tầng đại đạo vũ trụ ầm ầm mà đến, cuốn lấy bảo táp thời không, nghiền ép Tinh Quân thân thể rung động đứng dậy. Đùng. Đạo Lăng ở ra quyền, chiến lực sôi trào có một không hai, quay về tinh quân đánh giết. Ta tất trảm ngươi. Tinh quân ở rống to, toàn thể đế khí vần quanh, trong cơ thể nội vũ trụ ầm ầm vận chuyển, xây dựng thành một mảnh vĩ đại thái cổ tinh vực, ngăn cản đạo lăng cú đấm này. Thế nhưng đạo lăng cú đấm này quá kinh thế, ánh quyền chói tinh không, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có banh sụp chư thiên tinh vực thiên uy, đây là diệt tiên quyền, quấn quanh tạo hóa lực lượng, trực tiếp đập phá đi tới, để thái cổ tinh vực sụp nứt. Phốc, Tinh quân ho ra một nguồn máu lớn, ngực kém chút bị đánh xuyên, hắn bay ngang ra ngoài, va chạm ở hỗn độn cổ điện trên, tóc tai bù xù, trong mắt tất cả đều là giữ tận khí lạnh tận xương. Đối mặt lại một lần nữa xông lên đạo lăng, tinh quân phát ra bạo tiếng gào, dường như một tôn tinh hà thần ma, cả người sát khí mãnh liệt, hắn thể xác tựa hồ hóa thành một khẩu cổ tháp. Môn thần thông này phi thường quỷ dị, theo tinh quân thức tỉnh này một môn đại thần thông, vực ngoại tinh không đều đang theo chập trùng, hắn tựa hồ tiếp dẫn vũ trụ tinh hà sức mạnh, vì thế lập tức tăng vọt một đoạn. Tinh không hóa đạo. Tinh quân thét dài, khí tức càng ngày càng khủng bố, đối đường ray vũ trụ tinh không sức mạnh, như là một tôn đỉnh đầu vòng trời, chân đạp hồng hoang tinh hà tôn vương, bể nghệ vũ trụ. Thật là đáng sợ pháp. Người xung quanh thất sắc, này một môn bí thuật quá kinh người, lan đến rất rộng, vũ trụ tinh không tự hồ cũng bị tinh quân nắm giữ, đây là một loại bức người khí tức lan tràn mà ra, lệnh rất nhiều bá chủ đều nghẹt thở không dám ngước nhìn tinh quân trấn áp tinh quân hai tay giơ lên đến vũ trụ tinh không theo nổ vang hắn thúc đẩy vũ trụ tinh không lực lượng như là một tôn quét ngang chư vương vô địch giả ở đây thức tỉnh một triệu dặm tinh không đều ở lay động chư thiên tinh đấu rơi ra liên miên tinh hà lực lượng trong lúc nhất thời khủng bố như vậy tinh không hóa đạo cái môn này bí thuật cấm kỵ một khi toàn diện vận chuyển tinh quân hóa thành vùng lĩnh vực này chúa tể thúc đẩy vô địch chiến lực muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn cổ điện cái gì tinh không hóa đạo toàn bộ vũ trụ ta vì vương đạo lăng hai mắt mở to mái tóc dài màu đen vũ động tinh không trong con ngươi sát quan khủng bố hắn tiếng như lôi đình ở đây vang vọng không ngớt ngươi ngông cuồng tiếp ta một đòn tinh quân ngửa mặt lên trời thôn hống hóa thành một đầu tinh không tôn vương thúc đẩy sức mạnh càng ngày càng kinh thế hải tục cuối cùng hội tụ thành hai cái tinh hà cổ hải quay về đạo lăng tiến hành trấn áp đùng Đạo Lăng chân đạp trời cao, khí quán tinh vực, thời khắc này hắn khủng bố không gì sánh được, thể xác triệt để phóng thích tiềm năng, một cái lại một cái hóa xương làm tinh đấu, một dọc lại một dọc máu hóa thành trường gian đại hà, mỗi một tất lỗ chân lông hóa thành vũ trụ hố đen. Đây là một loại khủng bố dị biến, đạo lăng khí thế vô hạn leo, vô hạn thức tỉnh, hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên, chân đạp mặt đất bao la, có thể so với cổ kim tương lai, khí thế coi trời bằng vung. Vô lượng kim thân. Thích Dung giật mình, đây là vô lượng đại đế đáng sợ nhất tuyệt học vô lượng kim thân hiện tại đạo lăng vận chuyển đứng dậy tự hồ muốn gánh chịu toàn bộ vũ trụ tinh không nội hàm ngàn tỷ lớp đạo ngân muốn tê thiên liệt địa không trách hắn muốn có được hư không thần vương thuật thiên hư nữ đồng dạng giật mình hư không thần vương thuật cùng vô lượng kim thân có hiệu quả như nhau tuyệt diệu hai đại bí thuật lẽ ra có thể đủ hòa vào nhau hỗn động cổ tỉnh phi thường chờ mong đạo lăng kiếm được hư không thần vương thuật ở tìm hiểu đạo kiếp thân sau có thể hay không thôi diễn ra một môn vô địch bí thuật đi ra, đến thời điểm pháp thể vừa ra, vũ trụ xưng hùng. Đây là thuộc về siêu cường bí thuật quyết đấu, bất kể là tinh không hóa đạo, vẫn là vô lượng kim thân, đều là pháp thể vô song cái thế bí thuật, hiện tại ở hỗn độn cổ điện bên trong đụng vào nhau, lan tràn ra hủy diệt gian hải siêu cấp bảo tác. ầm 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 Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều đang rung rẩy hai đại siêu cường bí thuật quyết đấu hình ảnh quá kinh thế hải tục, tinh không tự hồ cùng vũ trụ đụng vào nhau, diễn sinh ra không lường được biến cố, trong lúc nhất thời sức mạnh hủy diệt quét ngang bốn phía bát hoang, có chút cường giả đều bị thổi đi rồi. Tiểu đạo nhi Đạo lăng cười ha ha, hắn tự hồ hóa thành hàng vũ trụ cổ, khí thôn vô lượng, hống động thương khung, chiến lực kinh thế gian. Tùy ý tinh quân nắm giữ đế khí lại mạnh lớn, ở đạo lăng vô địch quyền thế bên dưới cũng phải sụp nứt, khí thế của hắn càng ngày càng bá tuyệt, cuối cùng anh tạp hai cái tinh hà đều đang vặn vẹo, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vô liêm sĩ tinh quân gào thét liên tục, thân thể bên trong nổ vang thần bí tụng kinh âm, trong lúc nhất thời một triệu dặm tinh không theo rung động, hắn cả người đế khí phun trào khỏi đến, vần quanh ở trong vũ trụ sao trời. Thời khắc này tinh quân, tràn ngập vạn kiếp bất hủ kinh thế thần uy, bảo thể của hắn dĩ nhiên hóa thành một khẩu cổ tháp, tự hồ có thể trăng nứt toàn bộ vũ trụ. Tinh không chí tôn tháp Đạo lăng có chút giật mình, cái môn này bí thuật vạn phần kinh người, này một khẩu tinh không chí tôn tháp sinh ra, tự hồ tạo ra đại vũ trụ, tràn ngập vô cùng sức mạnh, để đạo lăng vô lượng kim thân đều muốn tan vỡ tan rã. Thậm chí này chí tôn bảo tháp vô hạn phóng to, tự hồ dung hợp một triệu dặm tinh không sức mạnh, hô hấp gian thiên địa rung rẩy, trong lúc nhất thời làm người sởn cả tóc gáy. Khi này khẩu chí tôn bảo tháp ép ngã xuống thời khắc, đạo lăng nguy nga pháp thể cũng bắt đầu vặn vẹo, lực lượng này quá kinh thế, bảo tháp vần quanh đế khí, vô lượng kim thân dĩ nhiên rất khó chịu đựng. Này liều mạng bí thuật, đến có phải là quá sớm? đạo lăng vẫn như cũ không sợ, hắn nhìn như nhỏ bé, sau một khắc mãnh liệt tuyệt thế, gánh vác một cái đại dương màu đen, vĩ đại côn bằng ra biển mà cùng. Côn bằng chi lực Đạo lăng thân thể cộng hưởng, các đại nhân thể tiên tàng đang dệt ra tuyệt thế hung khí, thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, dường như một tôn tuyệt thế hung long ra hạp, ở mênh mông trong hư không hội tụ thành một đầu cái thế côn bằng. Giết Đạo lăng rống to, đón đánh mà lên, sức mạnh của hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt thế đại hung côn bằng va sụp tất cả phong tỏa, trực tiếp banh tạp ở tinh không chí tôn bảo tháp bên trên. ầm ầm ầm, nơi này đang lay động, tỏa ra đinh tai nhức ốc thần âm, côn bằng cùng tinh không chí tôn bảo tháp va chạm phi thường mãnh liệt, côn bằng phía sau lưng bị ép sụp, thế nhưng tinh không chí tôn bảo tháp kém chút bị cắt đứt. đều nói rồi ngươi không được. đạo lăng một cước đá đi tới, tinh không chí tôn bảo tháp kém chút cắt thành hai đoạn, này bảo tháp biến mất rồi. Thay vào đó chính là tinh quân muốn ngăn eo đá gãy, phát ra ác quỷ chuyển thôn hống, hôm nay ta tất trảm ngươi, liền là hao tổn vô tận đạo hạnh cũng sẽ không tiếc. Không tốt đạo chủ, hắn có đại đế mệnh phù. Một cái vũ trụ sơn bá chủ vội vã hống lên, nhìn thấy tinh quân xương tráng bay ra ngoài một tấm mệnh phù, vần quanh vô cùng đế khí, liền giấu ở mi tâm của hắn bên trong, cùng lần trước thiếu đế lấy ra trên căn bản giống như đúc, thế nhưng tinh quân nắm giữ càng kinh người hơn. Ta có đại đế mệnh phù, ngươi nhất định phải không thể nghi ngờ. Tinh quân con mắt dữ tận này đại đế mệnh phù hắn là không chuẩn bị hiện đang sử dụng nhưng là hắn giết đạo lăng tâm không nhịn được nhất định phải trừ đi tôn này đại địch bằng không sẽ nín hỏng đi ra ầm ầm trong bóng tối mở rộng ra một cái hư huyễn bàn tay lớn màu vàng ống lập tức nắm lấy đại đế mệnh phù giả bắt quân vận chuyển đoạt binh bí thuật trực tiếp liền lôi kéo trụ muốn bay về phía tinh quân mi tâm đại đế mệnh phù này là của ta ai cũng đoạt không đi tinh quân phát ra tàn tiếng cười lạnh giả bác quân chỉ là khống chế một cái, suýt chút nữa bị đại đế mệnh phù phản chấn cho chấn thương. Có chút đáng tiếc. Giả bác quân ống tay áo đột nhiên vung một cái, một khẩu màu vàng mực tiễn nhanh như tia chớp đánh tới đi, này mực tiễn một khi ra tay, không đánh giết địch thủ sẽ không thay đổi đầu mâu. Cùng lúc đó giả bác quân rít gào, mi tâm tru ma dấu ấn đều bốc cháy lên, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, đạo thánh bí điển vận chuyển tới cực hạn, điên cùng áp chế đại đế mệnh phù khí tức. Cấm bảo tinh quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức biến mất ở chỗ cũ, điên cùng thoát thân. Nhưng là hắn coi như là nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn màu vàng mực tiễn, hắn một cái cánh tay trực tiếp bị lôi kéo đi, tinh quân phát ra hoảng sợ gào thét, điên cùng triệu hoán đại đế mệnh phù. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tinh không mệt mùng đều đang phập phòng, đạo lăng dường như một tôn thần ma, đứng ở tinh quân trước mặt, giơ bàn tay lên đem tinh quân cầm cố ở vùng hư không này bên trong. Không, không, không được tinh quân con ngươi đều muốn trợn bạo, nội tâm hắn tất cả đều là hoảng sợ, nổi da gà đều lên một thân, hắn cảm giác đại họa lâm đầu. Bởi vì màu vàng mực tiễn khoảng cách hắn càng ngày càng gần, ở trong con mắt hắn vô hạn phóng to, đây chính là tuyệt thế cấm bảo, vần quanh vô thượng thiên uy, nhân đạo đỉnh cao nhất thân thể đều rất khó chống đỡ. Tùy ý tinh quân dãy dụ ở mãnh liệt, hắn cũng trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay, càng trốn không thoát màu vàng mực tiễn phong ấn. Cuối cùng nhanh như tia chớp xuyên thủng tinh quân xương trắng a à. tinh quân phát ra thống khổ gào thét đầu của hắn chia năm xẻ bảy thức hải hủy diệt sạch toàn bộ thể xác đều rạn nứt màu vàng mật tiễn từ đầu óc của hắn bôn tập đi ra lôi kéo ra liên miên huyết dịch tinh quân triệt để tuyệt vọng nhìn thấy tử thần ở triệu hoán hắn điều này làm cho hắn thống khổ không thể tả hắn không nghĩ tới sẽ kết thúc như vậy sẽ như vậy kết thúc đem màu vàng mật tiễn lại một lần nữa thay đổi đầu mâu trực tiếp đánh vào tinh quân trái tim bên trong Phốt tinh quân chớp mắt giải thể, bị màu vàng mật tiễn giết vụn vặt. Đạo lăng hừ lạnh, tinh quân triệt để bại vong, mảy may sinh cơ đều không có. Giả bác quân bước chân đạp đạp lùi về sau, sắc mặt phi thường trắng xám, đại đế mệnh phù mất khống chế, hiện tại biến thành vật vô chủ, hắn đã không thể khống. Trương này mệnh phù vần quanh đếm không hết đế khí, gây nên chư vương đỏ mắt, thời khắc này hết thảy đều rối loạn, chư vương nổ ra, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều phải bị đánh nổ đạo tổ truyền thừa coi như là quá quý trọng, tuy nhiên không sánh được đại đế mệnh phù truyền thừa, ai cũng có thể nhìn ra này mệnh phù bên trong có đại đế truyền thừa, nếu là có thể được tương lai có một tia thành đế độ khả thi. Trước hết ra tay chính là thiên nữ, ngoài điện ẩn nút mấy chục tôn vô địch bá chủ trực tiếp liền giết tới đến, đây chính là thành đế hy vọng, so với đạo tổ truyền thừa hấp dẫn càng to lớn hơn. Giết A. Đại đế mệnh phù là bản tọa, đều cút cho ta. Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều bị xé rách, hơn trăm cường giả tới liền liều mạng, tranh cướp đại đế mệnh phù, và chạm thời khắc trời long đất lở, mưa máu bay ngang, bạo phát đại hỗn chiến, đều ở tranh cướp đại đế mệnh phù. Hỗn độn cổ điện đều bị đánh nứt, xông tới hơn trăm cường giả, giết trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Tất cả mọi người cũng nghĩ ra được đại đế mệnh phù, coi như là đạo lăng đều không ngoại lệ, trong này rốt cuộc cất giấu đại đế truyền thừa, vừa nãy nếu không có giả bác quân phản ứng nhanh, phỏng chừng đại đế mệnh phù đã bị tinh quân cho nuốt vào bất quá có mười mấy tôn cường giả bước qua tranh đấu đại đế mệnh phù khu vực, bọn họ nhằm phía cổ thiên kinh treo lơ lửng khu vực, những người này mỗi một người đều ở rống to, hai mắt mở to, vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, các hiển thần thông, muốn cướp đi những này cổ thiên kinh. Bọn họ rất rõ ràng muốn cướp đi đại đế mệnh phù khó như lên trời, liền là thật có thể cướp đi, cũng chưa chắc có thể bảo vệ, chẳng bằng sấn loạn cướp đi một quyển cổ thiên kinh. A-di-đà Phật Cổ tăng toàn diện thức tỉnh, thể như cự Phật, cửu sắc Phật quang bốc lên, hóa thành một môn Phật môn trận mắt kim cương, chiến lực bảo táp một đoạn dài, toàn diện trấn áp lại vùng sao trời này, chống đối thiên hư nữ bước chân, dò ra một cái ngập trời Phật thủ bắt hướng về cổ thiên kinh. ầm ầm ầm, Toàn bộ hỗn độn cổ điện hư không đều đang lay động, vặn thành một cái khủng bố màu đen đại vòng xoáy, thiên hư nữ tóc đen đầy đầu vũ động đứng dậy, của nàng trưởng đao dơ lên đến thời khắc, hư không bảo phát thôn vệ vòng trời ô quan. Đòn đánh này quá bá tuyệt, hư không xuất hiện đại tan vỡ, thiên hư nữ khí tức từng bước khủng bố đứng dậy, như một tôn hư không bất hủ vương. Nàng cũng bắt đầu tranh đấu cổ thiên kinh, thiên nữ những cường giả này hiện tại đi tranh cướp đại đế mệnh phù, hiện tại cướp đi cổ thiên kinh hy vọng lớn vô cùng. Giết! Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn triệt để sụp nứt, khủng bố trùng sáng cuồn cuộn mà ra, hơn trăm bá chủ đang liều mạng, giết trời sập đất nứt, tinh không rung rẩy, quả thực đều muốn trực tiếp diệt thế. Ta bắt được! Linh vương tóc tai bù xù, phát ra điên loạn tiếng gào thét, hắn cướp đi một quyển cổ thiên kinh, đây là hắn tha thiết ước mơ truyền thừa đạo thống, thậm chí cổ thiên kinh trang cuối cùng cũng ghi chép đại đạo kinh mảnh vỡ. Vậy thì để mạng lại đi. Thiên địa nổ tung, càng không nổ vang, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen cắt trời hư không, thời khắc này hắn khủng bố vô biên, trong con ngươi bùng nổ ra khủng bố sát quan. Hết thảy đều bị lật đổ, trên trời dưới đất hoàn toàn mơ hồ, đạo lăng dường như một tôn độc tôn thiên hạ đấu chiến tôn chủ, muốn nghịch loạn thiên địa, đổi đường cổ sử. Đạo chủ Linh vương phẫn nộ, mới vừa rồi cùng khổng tước chém giết, hắn bị thương nặng, hiện tại thật vất vả kiếm được một quyển cổ thiên kinh, trực tiếp bị đạo lăng tập trung, đối diện chém giết tới cùng thần, để thân thể của hắn đều ở sụp nứt. Hắn ở hí dài, tự có niềm tin vô địch, linh giới trí tôn kinh thư ở vận chuyển, toàn bộ bảo thể chảy xuôi ống ánh thiên linh chi khí, gánh vác cửu thiên biển xanh, tự hồ hóa thành một cái vũ trụ hải nhãn, tiềm năng toàn diện thả ra ngoài. Bàn tay của hắn cuồng đẩy ra ngoài, mang theo bài sơn đảo hải uy thế, muốn ngăn trở đạo lăng bước chân. Nhưng là tất cả đều đang rung rẩy, sụp nứt, đạo lăng cú đấm này quá cuồng bá, dơ lên đến thời khắc vòng trời đều bị sụp ra, vô địch quyền thế cuồng đập lên, thúc đẩy mãnh liệt chiến lực, để khắp nơi nổ vang, cửu thiên biển xanh rung động. Ầm ầm ầm. Một cái lại một cái khe lớn ngang qua cửu thiên biển xanh, rủ xuống đầy trời tiên hỏa, đốt cháy tất cả, đạo lăng nói, pháp của hắn ở đây phóng thích. Cú đấm này gánh chịu hắn tinh khí thần, hoành hành không trở ngại, ngày càng ngạo nghễ. A. À. Linh vương kêu thảm thiết, biển xanh bị đánh xuyên, đạo lăng cú đấm này cùng sát đi vào, chặt chẽ vững vàng oanh tạp ở trên ngực của hắn, xương tại chỗ nứt toát, rơi ra liên miên vết máu. Cùng bằng chi lực. Đạo lăng bảo phát trình độ phi thường mãnh liệt, hắn muốn tốt chiến tốt thắng, trực tiếp diễn biến chí cường đại thần thông, linh vương sức chiến đấu của người này tuy rằng cùng đạo lăng có chênh lệch nhất định, nhưng là hắn rốt cuộc không phải phàm nhân, muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng. Hiện tại chỉ có cường sát, trừ đi một cái đại địch. Đại dương màu đen gào thét mà đến, cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển, hình ảnh này quá khiếp người, hết thảy đều rơi vào trong bóng tối, đem vĩ đại côn bằng ra biển thời khắc, lan tràn xuyên thủng cửu thiên thập địa vô thượng lực cảm. Giết! đạo lăng bàn tay trấn áp hướng về linh vương cung bằng theo đáp xuống vần quanh tuyệt thế hung khí mang theo sóng gió để linh vương kêu thảm thiết toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt Phốt. hắn ở ho ra máu bước chân đạp đạp lùi về sau cả người đều đang phát trung có một loại nổ tung xu thế đừng có giết ta ta chính là linh giới linh vương ta linh giới tự có thái cổ sống sót vô địch giả linh vương triệt để hoảng sợ hắn ở xin tha cái này để ý tới không đầy đủ lên đường đi đi đạo lăng một cái tay trấn áp xuống càng không đều nứt đem linh vương trực tiếp đập thành nát bét a à, đạo chủ ta linh giới tuyệt đối sẽ đưa ngươi giết chết linh vương phát ra cuối cùng kêu thảm thiết nguyên thần của hắn đều bị đạo lăng bóp nát chết không còn một mống lại không sức mạnh lớn lao cùng lúc đó phần quân cũng ở hí dài hắn phi thường không cam lòng nội tâm tất cả đều là hoảng sợ phần quân gặp phải thắc tinh tiểu tiên hoàng hiện tại chiến lực đã không phải vượt xa quá khứ ống ánh chói mắt tiên hoàng sĩ cắt ra vòng trời, cắt xuống phần quân đầu lâu. Một ít bá chủ trung sợ, Linh Vương cùng phần quân toàn bộ chết thảm, cổ thiên kinh há có thể là tốt như vậy tranh cướp, ở vô địch giả trước mặt, bọn họ căn bản không đáng chú ý, nếu là dám to gan trêu chọc, trực tiếp liền bị đánh giết. Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn sụp nứt, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết, đại đế mệnh phù nhiều lần đổi chủ, cổ thiên kinh cũng một quyển tiếp một quyển ít đi. Người đã cướp đi bốn bản, còn kém cuối cùng một quyển, có chút quái lạ. Hỗn động cổ tỉnh kích động, bốn bản cổ thiên kinh, trên căn bản kiếm được nửa bộ đại đạo kinh, tương lai đạo lăng có nội tình cùng nắm giữ đạo tổ truyền thừa cường giả giao dịch, đối với đạo lăng tới nói tập hợp cổ thiên kinh căn bản không khó. Hơn nữa trọng yếu chính là, mỗi một quyển cổ thiên kinh ghi chép đều là đại thần thông vô thượng. Thiên hư nữ cùng cổ tăng liên tiếp bắt lấy cuối cùng một quyển, thế nhưng phi thường kỳ quái, này một quyển cổ thiên kinh ẩn chứa khí tức quá bá tuyệt, chống lại bọn họ bắt lấy hai đại cường giả cũng ai cũng không nhường ai lẫn nhau nhằm vào đạo lăng trực tiếp nhảy lên đi tới tam đại vô địch giả đứng ở chỗ này giao thủ bốn phía bá chủ căn bản không dám tới gần chỉ có thể thở dài cổ thiên kinh căn bản không phải bọn họ có thể tranh cướp hòa thượng ngươi có thể bị nốc ao đạo lăng nắm quyền ấn đập phá đi tới cùng cổ tăng gắn chống đỡ một cái chấn hắn vật thể nổ vang thế nhưng không thể không nói cổ tăng mạnh mẽ rất khả năng so với thiên nữ phải cường đại hơn một chút đạo lăng căn bản không chắc chắn trấn ác hắn, nhiều lắm có thể đem hắn bước đi. Ta đến ngăn cản hắn, đến thời điểm ngươi mang theo hai bản cổ thiên kinh đến bộ tộc ta đến giao dịch. Thiên hư nữ cùng đạo lăng đánh thành thỏa thuận, như vậy tính ra đạo lăng là có thể kiếm được sáu bản, tập hợp hơn nửa bộ, đại đạo kinh, cố nhiên không phải hoàn chỉnh, thế nhưng đầy đủ hắn ở một bước hoàn thiện, vạn đạo kinh. A-di-đà Phật Cổ tăng cười khổ, đạo lăng nếu là thật liên thủ với thiên hư nữ, hắn liền không có biện pháp nào, nếu không là tiên thiên đạo thể được tiên thiên đại đạo thụ có thể chống đối thiên nữ bước chân, thế cuộc cũng sẽ không bị đạo lăng khống chế. Không đúng, có gì đó quái lạ. Đạo lăng xuất hiện ở thứ 10 bản cổ thiên kinh trước mặt, thử nghiệm nắm lên đến, nhưng là lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không thể nhấc lên đến, điều này làm cho hắn ngờ vực, dùng sức cả người sức mạnh, muốn rút động cổ thiên kinh. Lên cho ta. Đạo lăng hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực chập trùng, mang theo cổ thiên kinh mạnh mẽ một chút, hắn tự hồ rút động một cái vũ trụ cối xay, toàn bộ đạo tổ bí cảnh đều mặt danh rung rung lên. Không thể tưởng tượng nổi biến cố, đạo lăng tự hồ sốc lên một cái khủng bố hố đen, đem cổ thiên kinh thoát ly khu vực này thời điểm, mờ mịt ô quang vung rơi xuống dưới, đủ có ngàn tỷ sợi. ầm ầm Chuyện này quả thật chính là một cái thôn thiên cổ động đang thức tỉnh, vần quanh tuyệt thế hào quang từng sợi từng sợi hung khí khoách tán ra đến, lệnh mọi người da xương phát lạnh, như rơi luyện ngục. Đây là cái gì? tranh cướp đại đế mệnh phù động tỉnh đều chậm chạp xuống, từng cái từng cái nghi ngờ không thôi nhìn chầm chầm cái hang cổ này khẩu, rất nhanh bọn họ phát hiện cổ động khẩu bên trên, có một tầng tiếp một tầng giữ tận thái cổ hình vẽ hiển hóa ra ngoài. Phản phất ngàn vạn đầu ác thú bay lên không thiên đồ, mỗi một đầu đều khủng bố vô biên, này chỉ có điều là một ít bóng mờ mà thôi, nhưng là lại kinh sợ bốn phía cường giả tê cả da đầu, đều có một loại ở ác thú thiên đồ bên dưới vỡ diệt xu thế. Đạo lăng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ bất quá hắn bản nguyên bên trong chìm nổi không trọn vẹn đạo ấn tỏa ra mờ mịt chùm sáng, tự hồ muốn thoát ly đạo lăng thân thể, chui vào cái hang cổ này trong miệng. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng nghi ngờ không thôi, hắn rất muốn dưới đi xem một chút, thế nhưng không rõ ràng có không có nguy hiểm gì, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện hành động. Hẳn là đạo tổ trấn áp cổ động khẩu, bên trong đều là cùng hung cực ác đại hung. Thiên nữ đáy mắt chớp mắt bắn mạnh sát quan, nàng mi tâm bỗng nhiên lan tràn lệnh người đời kinh hải khí tức trong biển ý thức của nàng tựa hồ ngủ say một tôn cổ đế hiện tại bắt đầu thức tỉnh rồi thời khắc này thiên đều đang run rẩy đạo lăng nổi da gà đều lên một thân hắn vẻ mặt kịch biến thời khắc này hắn cảm giác bị nhìn chằm chằm nguyên thần đều phải bị xé thành phấn vụn thiên nữ đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy thiên nữ trong mi tâm ẩn nút một loại không lường được đại hung chi vật hiện tại ở bạo phát khủng bố như vậy a à. người xung quanh kêu thảm thiết nguyên thần đều ở sụp nứt lập tức chết rồi mười mấy tôn bá chủ. Đây là khủng bố sát kiếp, ai cũng không ngăn nổi thiên nữ khí tức, đây là ở nhằm vào đạo lăng tuyệt sát. Đạo lăng mi tâm đều nứt toát, hắn ở rống to, vô cực Phật châu vận chuyển tới cực hạn, diễn hóa ra ba ngàn chân Phật lĩnh vực, trấn thủ trụ đạo lăng thức hải. Thế nhưng thiên nữ nắm giữ một viên thần bí hạt châu quá tuyệt thế, lệnh vô cực Phật châu đều đi theo rung động, đây là một loại vũ trụ hồng hoang chuyển sức mạnh to lớn, để đạo lăng thức hải đều ở nổ tung đây là vật gì? Đạo lăng trong mắt có khiếp sợ, vào lúc này hắn không thể không lùi về sau, bởi vì vô cực Phật Châu rất khó chống đỡ được, nếu là tới gần thiên nữ nắm giữ thần bí Châu, hắn thức hải phỏng chừng sẽ sụp nứt. Đem đạo lăng đang đến gần cổ động khẩu thời khắc, cái hang cổ này khẩu tràn ngập một loại thôn hấp lực lượng, đạo lăng dĩ nhiên không hề sức chống cự. Cái hang cổ này khẩu quá khiếp người, trực tiếp đem đạo lăng hút vào bên trong. Ha ha ha! Thiên nữ mi tâm khép kín, nàng cười to, đây là hung ma động, ngày xưa đạo tổ phong ấn hỗn độn bên trong thai nén chi hung ma tù ở trong đó luyện đan, ngươi coi như là có ba đầu sáu tay, cũng cải không được bị trở thành đan dược hạ tràng. Đen kịp một mảnh cổ động khẩu, rơi xuống khỏi một cái cả người kim quang bắn ra bốn phía cái bóng, rọi sáng hắc ám. Vô liêm sĩ Đạo lăng hai mắt trợn trừng, song trưởng đánh ra hư không, thả người hướng về cổ động khẩu nhảy lên, nhưng là để đạo lăng kinh sợ chính là, cổ động khẩu biến mất rồi, tự hồ chưa bao giờ từng xuất hiện hắn quan sát bốn phía chỗ này chính là một cái thiên nhiên vũ trụ thời không không tìm được lối ra ở nơi nào xấu đại sự đạo lăng toàn thể thần huy đại thịnh chiến lực leo đến chí cường trạng thái hắn không nghĩ tới thiên nữ nắm giữ một loại phi thường quỷ dị hạt châu dĩ nhiên liền vô cực phật châu đều rất khó chống đỡ được lúc này mới dẫn đến hắn bị đánh vào hung ma động bên trong hai chân rơi xuống đất đạo lăng sắc mặt không bình thường trong này khí tức quá hung quanh thân tựa hồ ẩn núp vô cùng hồng hoang cự hung tràn ngập gợn sóng để đạo lăng thân thể có một loại nổ tung xu thế. Đây là nơi quái quỷ gì, làm sao sẽ như vậy hung? Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, hung ma động xem ra lớn vô cùng, ô quan tầng tầng, không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng hắn khu vực phụ cận, hài cốt chồng chất liên miên, khung xương đều lớn vô cùng, đến hiện tại còn lưu lại tuyệt thế lệ khí. Khẳng định là từ trần hồng hoang cự hung, cố nhiên chết đi vô tận năm tháng, thế nhưng hung khí không tiêu tan, y nguyên trường tồn. Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc, Hung Ma động khẳng định không phải đơn giản như vậy, vừa nãy hắn rơi xuống thời khắc, mơ hồ nghe được thiên nữ tiếng cười, trong này thật giống là là một cái lò luyện đan. Tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi. Hỗn động cổ tỉnh âm thanh phi thường nghiêm nghị, thời khắc này Đạo Lăng cũng cảm giác không đúng, cơ thể của hắn ở nổ vang, Hung Ma động bên trong cách cục thức tỉnh, tự hồ hóa thành một cái thiên địa hỏa lò, dĩ nhiên quay về Đạo Lăng thể xác bắt đầu rèn luyện. Đây là tình huống thế nào? chẳng lẽ còn bị luyện thành một viên đan dược hay sao? Đạo Lăng toàn thể khí huyết sôi trào, hung ma động bên trong cách cục phi thường đáng sợ, đạo Lăng căn bản không cảm ứng được, nhưng là hắn có thể nhận ra được trong cơ thể khí huyết bắt đầu trôi đi, tựa hồ bị hung ma động thôn phệ sạch sẽ. Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, bước chân dơ lên đi vào bên trong đi, nhìn có thể hay không tìm được lối ra. Chỉ có điều mới vừa đi rồi một bước, đạo Lăng suy nhược đang tăng tốc, trong lòng hắn chìm xuống, hỗn độn cổ tỉnh lên tiếng nói đừng nhúc nhích, càng là đi vào trong, uy hiếp lại càng lớn, khu vực bên ngoài đều là giam giữ nhỏ yếu hung ma địa vực, thế nhưng trong này nhưng là khác rồi, nếu là thâm nhập sợ là thật sẽ bị sống sờ sờ luyện chết. Lẽ nào ta còn không ra được không thành? Đạo Lăng lấy ra cửu chuyển thần ma lô, muốn đánh tới đi đem hung ma động cho sốt lên, nhưng là để Đạo Lăng không nói gì chính là, cửu chuyển thần ma lô sức mạnh đối với hung ma động không có quá to lớn hiệu quả, chỉ có thể nổi lên một ít gợn sóng nếu là hoàn chỉnh đế binh còn có thể tính nơi này nhưng là đạo tổ lưu lại hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng tình huống phi thường không ổn nếu là vẫn không thể rời đi nơi này đạo lăng chỉ có thể làm ngồi thưởng thức tử vong đến trời không tuyệt đường người đạo tổ chết đi vô tận năm tháng ta liền không tin cái này hung ma động thật có thể luyện chết ta đạo lăng bàn ngồi trên mặt đất trên hai cốt làm bạn bốn phía đều là đại hung chi khí đang chảy xuôi loại khí thể này ẩn chứa một loại rất đáng sợ lệ khí căn bản là không có cách hấp thu, có thể nói ở hung ma động bên trong, đạo lăng gốc các một khi tới gần, liền không cách nào bổ sung hao tổn. Trầm mặt một hồi, đạo lăng đem được cổ thiên kinh lấy ra, hắn tổng cộng kiếm được 5 bản, 10 bản cổ thiên kinh bị hắn kiếm được trong rã 5 bản. Đạo kiếp thân, đây là thân thể thần thông, hỗn độn nhất khí, sóng âm thần thông, đại ngũ hành kiếm, kiếm quyết đại thần thông, thảo phạt lực kinh người. Đạo lăng kinh hỉ khi thấy cuốn thứ tư thời điểm, mở cờ trong bụng, này một quyển quả nhiên là có thể gặp không thể cầu, hắn cũng không nghĩ tới thập đại cổ thiên kinh bên trong, dĩ nhiên có này một quyển cổ thiên kinh. T. Thiên đạo nhãn Hỗn độn cổ tỉnh bối rối, vắng lặng thời gian rất lâu mới liếu lưỡi nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo nhãn, đạo tổ đáng sợ nhất đại thần thông một trong, không nghĩ tới bị ngươi được. Đây chính là thiên đạo nhãn, có thể nói thiên một đại thần thông bên trong, ở vùng vũ trụ này có thể xếp tiến lên năm siêu cấp đại thần thông. Đạo lăng cười ha ha, này một môn thần thông hắn nghe nói qua, thất truyền vô tận năm tháng, nghe đồn một khi tu thành, thiên mục thông thần, quan cửu thiên đại đạo, có thể đại biểu thiên đạo. Quan danh tự này liền thô bạo mười phần, thuộc về đạo tổ ép đáy hòm đại thần thông, nhìn thấy thứ năm bản thời điểm đạo lăng nội tâm hừng hực một mảnh, này một quyển chính là trấn áp hung ma động, giá trị phỏng chừng vượt qua cái khác chính bản. Đây là Đạo lăng nhíu nhíu mày, giao cho hỗn độn cổ tỉnh nắm nghía một hồi, hắn lắc đầu nói, ta còn thực sự chưa từng nghe nói, lẽ nào là một loại bí thuật cấm kỵ. Đại đạo chủng thần Đạo lăng tự lẩm bẩm, thần thông này là đại đạo chủng thần, hắn mở ra quan sát một hồi, khẽ lắc đầu, quá trường ra, trang này của kinh thư cần muốn cao thâm khó dò đạo lực mới có thể biến hóa ra, sợ là thuộc về nhân đạo đỉnh cao nhất cái thế bí thuật. Thế nhưng này năm đại thần thông, đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lần này đạo tổ bí cảnh thu hoạch quá to lớn, đáng tiếc hiện đang bị nhốt ở hung ma động bên trong, điều này làm cho đạo lăng dở khóc dở cười. Trước tiên nhìn một chút đạo kiếp thân, nói không chắc có thể ở hung ma động bên trong tìm tới phương pháp phá giải. Đạo lăng mở ra đạo kiếp thân, này kinh thư lấy đại đạo rèn luyện thân thể, thân hóa một loại đại đạo thân thể, thuộc về với vang dội của kim đại thần thông. Một ngày trôi qua, đạo lăng vắng lặng ở đạo kiếp thân bên trong, nhưng là toàn bộ hỗn độn của điện đánh vỡ trời, đạo chủ như là mất tích, căn bản sẽ không tìm được. Thậm chí thiên nữ nắm giữ thần bí bảo vật, Tự hồ không thể khống, nhằm vào chơi đạo chủ sau nàng trực tiếp bỏ chạy. Lẽ nào đạo chủ sẽ bị vây chết ở bên trong? Đạo tổ lưu lại luyện đang nơi, đã bị phong ấn, không biết đạo chủ có thể hay không thoát vây. Đạo chủ một người đầy đủ lấy đi năm bản của thiên kinh, hắn có chết hay không ta không quan tâm, nhưng là đạo tổ truyền thừa lẽ nào phải ở chỗ này mất đi. Toàn bộ hỗn độn của điện loạn không thể giao, đều ở tranh đấu đại đế mệnh phù, ròng rã ba ngày ba đêm không có dừng lại quá, nhiều lần đổi chủ tham dự cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới đại đế mệnh phù cuối cùng tắt chủ. Bị bác trưởng lão đệ tử lấy đi. Nàng là đạo chủ phủ người, quyết không thể để cho chạy bọn họ. Chuyện này truyền tới toàn bộ đại đạo Sơn đều đang rung rẩy, may mà tiên thiên đạo thể chiến lực siêu cường, nắm giữ tiên thiên đại đạo thụ, bọn họ căn bản không nghĩ tới thu quân quân dĩ nhiên được đại đế mệnh phù. Hơn nữa đại đế mệnh phù trực tiếp chìm ở trong biển ý thức của nàng tan ra, thu quân quân triệt để rơi vào trong giấc ngủ sâu năm ngày trôi qua, hung ma động bên trong y nguyên bình tĩnh. Đạo lăng khí tức càng ngày càng suy yếu, trong cơ thể tinh huyết trôi đi một đám lớn, có một loại bị hung ma động rèn luyện đến chết dấu hiệu. Thế nhưng ngày này hắn thức tỉnh, nội vũ trụ nổ vang vang vọng, ngàn tỷ lớp đạo ngân chảy xuôi đến đạo lăng thân thể bên trong, hắn suy yếu thân thể bắt đầu thức tỉnh. Thời khắc này, vô cùng đại đạo quấn quanh đạo lăng cơ thể, hắn như là hóa thành một tôn bị đại đạo giam cầm chiến thần. Đạo kiếp thân, độ vạn kiếp, Đạo lăng hai mắt mở, thời khắc này hắn hóa thành một cái ống ánh đại đạo vực sâu, trong giây lát thôn hấp đứng dậy, hung ma động khu vực này rung động đứng dậy, một tia lại một tia đen thui hung khí cuồn cuộn mà đến, tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong. Đạo lăng thân hóa đại đạo lô, vô cùng đạo ngân hóa thành đạo hỏa, thân thể lan tràn kiếp nạn khí tức, mạnh mẽ nuốt vào hồng hoang đại hung lưu lại sát khí, muốn rèn luyện thân thể. Không nghĩ tới này hung ma động, nhưng là rèn luyện đạo kiếp thân nơi, này thật đúng là phúc họa tương y hỗn độn của tỉnh cười to, nơi này đối với đạo lăng tới nói không phải hung địa, mà là một cái đến thiên địa độc hậu phúc địa, tu luyện một quãng thời gian hắn phỏng chừng có thể bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, toàn bộ đạo tổ bí cảnh đều yên tĩnh lại, trên căn bản đều ở đại đạo sơn nơi này tu luyện, hoặc là ở đại đạo long mạch bên trong tìm tu. Nơi này đâu đâu cũng có lời đồn đại chuyện nhảm, đạo lăng uy vọng là kinh khủng đến mức nào, hiện tại hắn mất tích một tháng, đến hiện tại y nguyên chưa từng xuất hiện mơ hồ truyền ra tin tức ngầm đạo lăng bị luyện chết ở hung ma động bên trong vẫn là thiên nữ đáng sợ lấy ra một viên thần bí hạt châu đem đạo lăng đánh vào hung ma động bên trong không biết hiện tại thiên nữ người ở nơi nào đạo chủ tình huống có chút không ổn nghe đồn đó là đạo tổ luyện đang nơi rèn luyện đều là hồng hoang cự hung đạo chủ coi như là lại mạnh hắn cũng sẽ không trốn ra được đã một tháng đạo chủ chết đi độ khả thi khá lớn lẽ nào một đời kỳ nhân liền chết ở chỗ này, quá uổng phí. Có người khổ sở, có người thở dài, có người châm biếm, hiện tại đạo lăng tồn vong ai cũng khó mà nói, hỗn độn cổ điện đã sụp nứt, hung ma động lối vào đến cùng ở nơi nào, ai cũng không tìm tới vị trí cụ thể. Hung ma động, tự hồ nằm ở một cái độc lập thời không, ô quan tầng tầng, cảnh vật không thể nhận ra, khi thì có thể nhìn thấy một ít to lớn hài cốt hoành ở trong động. Khu vực bên ngoài, ngồi xếp bằng một cái bóng, quả thực như là một tôn hồng hoang cự hung ở đây vắng lặng, hắn hô hấp gian khắp nơi nổ vang vang vọng, khu vực này theo chập trùng, tự hồ theo hắn bạo phát toàn bộ hung ma động đều muốn theo chập trùng. Một tháng này, đối với đạo lăng tới nói chính là dày vò, nơi này là đạo kiếp thân tôi luyện nơi không giả, nhưng là phải nuốt vào những này đại hung chi khí, lấy đại đạo rèn luyện thân thể, căn bản không phải như vậy dễ dàng. Thậm chí đạo lăng thời khắc chịu đựng hung ma động rèn luyện, hắn ở sinh tử bên trong lột xác, một tất lại một tất cơ thể, đều vần quanh tuyệt thế sát khí. Đạo lăng dường như một tôn bị tù ở chỗ này thần ma, hung khí hóa thành tầng tầng lớp lớp công xiền, đại đạo hóa thành một cái lại một cái xiền xích, ở đạo lăng cơ thể bên trong cắm rễ, vận chuyển, lan tràn dày đặc kiếp nạn chi khí. Lại là một tháng trôi qua, đạo lăng khí tức càng khủng bố, hắn tự hồ một tôn phong ấn chư thiên hung ma bá chủ ở đây phun ra nuốt vào hung quan. Sau lưng của hắn, mơ hồ hiển hóa ra vạn hung đồ, đây là một loại hiếm thấy thái cổ dị tượng những này đã từng chết đi hồng hoang cự hung nhân thể sát khí tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong, hiện tại ở thân thể của hắn bên trong hiển hóa ra ngoài. Thời khắc này đạo lăng tự hồ khẽ rung lên, đều có thể ép sụp nhật nguyệt tinh không, khí lực quá khủng bố. Bất quá này không phải đạo lăng sở học, đạo kiếp thân tu luyện vạn phần gian nan hiểm ác, cần kinh nghiệm tầng tầng lớp lớp kiếp nạn, không ngừng rèn luyện cơ thể của hắn. Hắn cũng đang không ngừng đi vào trong di động, ngoại giới khí thể đã không cách nào thỏa mãn đạo lăng tu luyện, theo hắn tu luyện đạo kiếp thân càng sâu, thời khắc này hắn mới lĩnh hội được đạo kiếp thân chỗ đáng sợ. Đạo tổ chính là đạo tổ, hồng hoang cự hung đều là thân thể xưng tôn hạng người, đạo kiếp thân đem những này hồng hoang cự hung tinh hoa mạnh mẽ xuyên qua đến thân thể bên trong, biến tướng khai phá thân thể tiềm năng, huống chi là này vô cùng vô tận đại hung chi khí. Ba tháng trôi qua, đạo lăng khí thế càng làm người kinh sợ, cả người lỗ chân lông phục lên giang, vạn cái hung khí phá thể mà ra, ở trong hư không đang dệt ở một thể, hóa thành một tấm khủng bố vô biên vạn hung đồ tự hồ trở lại hồng hoang niên đại đạo lăng hội tụ hồng hoang lực lượng diễn biến vô tận cự hung khả năng thời gian chậm rãi từ đạo lăng ngã vào hung ma động bắt đầu đến hiện nay ròng rã thời gian nửa năm đi qua nửa năm này đạo lăng tìm tu tu luyện đạo kiếp thân không ngừng diễn biến vạn đạo kinh không đủ nơi ngày này hắn rốt cục thức tỉnh dường như một tôn cái thế cự hung gào vỡ vòng trời làm cho cả hung ma động đều đi theo chập trùng ầm ầm đạo lăng vụt lên từ mặt đất, gánh vác vạn hung lực lượng, các loại khủng bố thái cổ dị tượng hiện ra, hắn tự hồ gánh vác một cái hồng hoang vũ trụ, nội bộ bước vào vạn hung, thôn nguyệt mà khiếu thương khung. Đạo lăng dáng vẽ xem ra có chút dữ tợn, thế nhưng thời khắc này thân thể của hắn đạo ngân vận chuyển, thân thể các đại bí cảnh tụng kinh âm đinh tai nhức óc, tự hồ hóa thành một tôn đại đạo thần thai một vòng mênh mông đại dương màu vàng ống nhấn chìm tất cả đem vạn hung lực lượng thôn cầm mà vào hắn cả người dị tượng tản đi thay vào đó hoàng kim chiến thể ống ánh chói mắt, dường như bất hủ thiên nhật treo lơ lửng, anh tư bộc phát. Hắn chập trùng đang phập phòng, ầm ầm vang vọng, khí huyết dường như nộ hải ở cuồn cuộn, thân thể các đại tiên tàng đồng loạt tỏa ra quan hà, ống ánh đạo ngân trên cơ thể người bên trong vận chuyển. Đạo lăng khí thế ở liên tiếp leo, cuối cùng phát ra một tiếng bạo tiếng gào, trong cơ thể còn sót lại hung khí triệt để hóa thành thần tinh, tụ hợp vào bảo thể của hắn bên trong, trợ hắn vượt cửa ải. Hắn đột phá, khí huyết dồi dào một đoạn, như là một khẩu vĩnh hằng tiên lô ở đây thiêu đốt, trực tiếp liền bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng pháp thể kinh nhật nguyệt, thân thể thức tỉnh thời khắc, thân thể của hắn dần hiện ra ống ánh đạo ngân, chuyện này quả thật như là một tôn đại đạo thể, đạo kiếp thân tìm hiểu để đạo lăng chiến lực kinh khủng hơn. Thật lớn tạo hóa. Trong mắt của hắn mở, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trống to, thiên trung đất trung, đạo lăng tự hồ hóa thành một tôn thôn vệ vũ trụ hồng hoang cái thế chiến thần, hô hấp gian cửu thiên sấm sét hiện ra. Đạo lăng khẩu chiến lôi âm, thân thể đang khai thiên tích địa, quay về hỗn độn niên đại. Hắn há mồm hắn phục lên ra một vần hỗn độn, phản phất một mảnh hỗn độn vũ trụ phun ra ngoài, trung trời động địa, để hung ma động đều đang lay động. Đếm không hết thi hài đồng loạt vỡ diệt. Hống một tiếng quần ma rung, toàn bộ vũ trụ đều đang rung rẩy, hỗn độn nhất khí đại thần thông khủng bố tuyệt luân, có thể nói cái thế đại thần thông. Ha ha ha, đạo tổ thần thông quả thật là khủng bố. Đạo lăng cười to, thời khắc này hắn gánh vác năm khẩu tuyệt thế đạo kiếm, quả thực chính là năm khẩu bất hủ kiếm thai đang phập phòng, nhẹ nhàng càng quét đi tới, hư không xuất hiện đại liệt trảm, thảo phạt lực cực đoan bá tuyệt, ngũ hành đạo kiếm một khi tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu chém nước vũ trụ hồng hoang tuyệt thế kiếm thai. Chớ đắc ý quá sớm, đều nửa năm trôi qua, mau nhanh đi vào bên trong. Hỗn độn cổ tỉnh dục, nửa năm này bế quan, đạo lăng khí tức có chút hung hãn, quần áo lũ lâu, sợi tóc che lấp mặt, như là một cái giả nhân. Ta vẫn cảm giác nơi này và bản nguyên bên trong vắng lặng không trọn vẹn đạo ấn có quan hệ. Hơn nữa, đạo lăng hai mắt giống như bó đuốc, hắn bản nguyên phát sinh dị biến, nửa năm này thôn vệ đếm không hết đại hung chi khí, do đó dẫn đến đạo lăng bản nguyên, tự hồ muốn dựng dục ra bảo vật gì. Đại dương màu vàng ống vùng đất trung tâm, mơ hồ bị hỗn độn che lại, bên trong tự hồ muốn dựng dục ra một cây thánh dược sớm muộn phải đi bước đi này, không biết sẽ dựng dục ra cái gì, hiện tại khẳng định không đủ, chỉ là dấu hiệu mà thôi. Đạo Lăng quan sát một hồi liền lắc lắc đầu, bản nguyên đại thành không biết đường ở nơi nào, hắn bây giờ căn bản không cảm ứng được, nói rõ tu luyện còn chưa đủ, nếu là bước vào tầng 6 tôn chủ nói không chắc có thể tìm thấy một con đường đi ra. Đạo tổ lưu lại luyện đang nơi, khẳng định vô tận năm tháng không người thu lấy, không biết trong này có hay không tuyệt thế bảo đan. Đạo lăng âm thầm suy nghĩ, hắn đi vào bên trong đi, hung ma động bên trong lớn vô cùng, ở đây tu luyện nửa năm, đạo lăng đã có thể trước mặt chống lại hung ma động thôn vệ lực lượng. Thế nhưng càng đi vào bên trong, hung ma động cách cục liền càng là kinh người, vậy thì như là một khẩu thiên nhiên bảo vật, đáng tiếc rất khó tìm đến thu lấy hung ma động phương pháp, bằng không tuyệt đối có thể mượn vật ấy trấn áp cường địch. Ồ! Đạo lăng vẽ mặt khẽ biến, nhanh chóng đi hướng đi vào, hắn nhận ra được một ít khí tức. Chỗ này thật giống không lâu có người từng tiến vào đây là đạo lăng khiếp sợ tìm được một khẩu thạch kỳ này thạch kỳ quá nhìn quen mắt này không phải đại hắc nắm giữ một khẩu thiên địa thạch kỳ sao thạch kỳ đã phá nát điều này làm cho đạo lăng kinh ngạc vô biên đây là tình huống thế nào lẽ nào đại hắc trước đây không lâu đi tới nơi này đã rất nhiều năm đen kiệt hung ma động các loại thái cổ hung khí hiện ra như là hồng hoang giác đấu tràng tất cả đều là khốc liệt khí tức ở lan tràng đạo lăng nhìn chằm chằm phá nát thạch kỳ hắn tự lẩm bẩm đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ trở lại quá chư thiên vạn giới, có thời điểm cũng nghĩ phải đi về, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ, từ khi khổng tức đi tới nơi này, đạo lăng trong lòng về nhà dự định đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đạo lăng thổn thức không ngớt, dọc theo con đường này đi tới, cũng coi như là truyền kỳ một đời, tương lai có thể đi đến mức nào, ai có thể biết được. Loại này thạch kỳ phi thường hiếm thấy, muốn nói là đại hắc nắm giữ cái kia một cái, không khỏi quá kinh thế hải tục. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, cố nhiên hắn suy đoán là Đại Hắc, thế nhưng có chút không chân thực, đạo tổ bí cảnh lối vào chỉ có một cái, Đại Hắc làm sao có khả năng vượt qua tới nơi này. Chỉ có điều nếu là trước đây không lâu lưu lại, lẽ nào nơi này còn có cái khác đường nối. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút phấn chấn, con mắt nhanh chóng dò xét bốn phía, hy vọng có thể tìm được một cái rời đi hung ma động đường. Nửa năm qua, Đạo Lăng vẫn chưa từng quan sát, Đại Đạo Kinh, dù sao cũng là đạo tổ lưu lại đại đạo kinh, tìm hiểu đứng dậy sợ là rất khó nhận ra được năm tháng trôi qua, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sao động, coi như là thiên đạo nhãn, đạo lăng cũng là ngẫu nhiên quan sát. Bất quá này thiên đạo nhãn đạo lăng đã dính đến một ít, hắn thâm thúy con ngươi trong nháy mắt khủng bố vạn lần, phản phất hai vòng đại đạo vực sâu đang thiêu đốt, đang dệt ra vô thượng uy thế, trong lúc đóng mở thần quan soi sáng hung ma động sáng trực một mảnh. Thiên đạo nhãn từng bước nuôi thành, đạo lăng thiên mục thấy rõ nơi đây thiên địa, dọc theo đường đi phát hiện một ít vết máu, càng thêm xác nhận nội tâm suy đoán, nơi này khẳng định còn có một con đường. Hung ma động nơi sâu xa, có một ít cổ động khẩu, đi về một ít khu vực, đạo lăng tùy ý tiến vào một cái cổ động khẩu thời khắc, hắn cả người tóc gáy đều nổ lập, xương sống bốc lên hàng khí, trong mắt có kinh hải thất sắc. Cái hang cổ này bên trong, sừng sững một cái bóng, dường như đỉnh thiên lập địa cái thế thần ma, thể xác bao trùm hỗn độn khí, trong cơ thể bên trong tràn ngập tuyệt thế khí tức, để đạo lăng có một loại thân thể nổ tung xu thế. Khá lắm, đây là một cái to con. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc, vô cùng có khả năng là hỗn độn bên trong dựng dục ra tiên thiên thần ma, chiến lực không lường được, khẳng định so với đại trưởng lão hung hãn. Một đầu tiên thiên thần ma, chỉ là tồn tại với trong thần thoại, đây là hỗn độn thời đại dựng dục ra nghịch thiên sinh linh, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, liền như vậy sinh linh đều bị đạo tổ trấn áp ở hung ma động bên trong, xem là luyện đang chi vật, có thể thấy được đạo tổ chỗ kinh khủng hắn đã chết đi, thế nhưng thân thể bất hủ. Đạo Lăng đã rời xa con này tiên thiên thần ma, đây là một kẻ đã chết, thế nhưng người chết thân thể cũng không thể kinh nhờn, một khi làm bừa sợ là sẽ phải tao ngộ biến cố lớn. Đạo Lăng dời đi phương hướng, hung ma động bên trong lối vào rất nhiều, rắc rối phức tạp, hắn kỳ thực muốn tìm được đạo tổ luyện đang nơi, nói không chắc sẽ có những thu hoạch khác. Lại là một đầu cự hung. Thân thể bất hủ cự hung, nó hình thể quá nguy nga, đuôi y nguyên đứng thẳng, phản phất một khẩu cây cột chống trời, vần quanh cái thế lệ khí, bất cứ lúc nào đều có thể đâm thủng bầu trời. Này cự hung trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, bị hung ma động luyện hóa không còn một mống, thế nhưng y nguyên trường tồn lệ khí, thân thể một khi tới gần, thì có một loại bị nghiền ép đến nổ tung xu thế. Dọc theo con đường này, đạo lăng gặp phải mấy chục con cự hung, điều này làm cho hắn phi thường kinh hãi. Nhiều cường giả như vậy đều bị đạo tổ trấn áp, bị trở thành luyện đan chi vật, rất khó tưởng tượng khai thiên niên đại giới tu luyện đến cùng có cỡ nào hưng thịnh đều là thể tu một mạch cường giả thân thể tu luyện đến một bước này quả thực quá kinh người cho dù chết phổ thông tôn chủ một khi tới gần sẽ bị trực tiếp đánh giết đạo lăng thắng phục một tiếng đó là tự nhiên hơn nữa những cường giả này đều sắp tiếp cận đế cấp đáng tiếc đế cảnh con đường này quá khó khăn tùy ý những người này khi còn sống đang kinh diễm nhất định không cách nào đi ngược lên trời hỗn độn cổ tỉnh cười cợt ở trong mắt hắn coi như là xây thành đế cơ cũng chỉ có thể nói có một ít thành đế hy vọng bao năm qua các đời xây thành đế cơ không phải là nhân kiệt đạt được nhiều là nhưng là chân chính có thể bước vào đế cảnh quá mức ít ỏi đột nhiên đạo lăng thân thể cứng ngắc hai lỗ tai của hắn mơ hồ nghe được chư thiên thần ma tiếng gào thét hung ma động nơi sâu xa tựa hồ còn có một chút sống sót cự hung đạo lăng sợ hết hồn những này cự hung là cỡ nào bá tuyệt nếu là thật sự có một đầu sống sót đạo lăng không biết có đủ hay không nhân ra một đầu ngón tay đánh giết. Xoạt! Hắn thiên đạo nhãn đột nhiên mở, quét về phía đầu nguồn khu vực, ánh mắt có thể phá tầng tầng ô quan, thời khắc này đạo lăng biểu hiện kinh hãi, nhìn thấy vô cùng cự hung hoành lập hình ảnh, hóa thành một tấm cổ xưa thiên đồ, ầm ầm vang vọng. Hình ảnh này có chút kinh người, phản phất một đầu hồng hoang cự thú chìm ở con đường phía trước, dị tượng che kín bầu trời, ô quan đè ép cửu trọng thiên, diễn hóa ra các loại cự hung hoành trống rỗng đồ đem đạo lăng nhìn rõ ràng hắn bản thể thời khắc, nội tâm đột nhiên rung lên, đạo lăng nhìn thấy một cây dược. Một cây thông thiên đen thui cổ dược, sát khí ngàn tỷ sợi đang xen vào nhau, cắm rễ ở hung ma động bên trong, đánh cấp cự hung chi khí, tẩm bổ dược thể. Hung ma động tự chủ dựng dục ra cái thế kỳ dược, giá trị không lường được. Đạo lăng hai mắt mở to, này một cây dược quá hiếm thấy, trên trời dưới đất rất khả năng liền này một cây, thậm chí này một cây kỳ dược quanh năm bị cự hung chi khí tẩm bổ, dựng dục ra những này cự hung đại đạo, nếu là có thể được, này tông tạo hóa liền quá to lớn. Phần Phật Đạo Lăng lập tức hoành sông lên, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thiên đạo nhãn trợn trừng, hai đạo ánh mắt xuyên thủng con đường phía trước, khóa chặt này một mảnh dị tượng nơi. Cùng lúc đó hắn toàn thân lỗ chân lông mở to, phun trào khỏi thái cổ đại hung chi khí, đang xen vào nhau hóa thành một cái cự hung đạo đồ, hướng về này một cây kỳ dược trấn ác. Âm âm ầm, đen thui kỳ dược chớp mắt cảm ứng được nguy cơ nó thức tỉnh sát khí ngàn tỷ sợi bay lên trời toàn thể dựng dục ra cự hung chi khí quá mức khủng bố dĩ nhiên đem cự hung đạo đồ cho đánh nứt lưu lại đạo lăng tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy phát ra một tiếng trống to mảnh này hung ma động đều đang phập phồng hắn thân hóa hỗn độn đứng ở chỗ này khai thiên tích địa một tiếng bạo hống hỗn độn như biển hống động vũ trụ càng khôn hỗn độn nhất khí trực tiếp thức tỉnh hống ra đạo lăng tinh khí thần để này một cây cái thế kỳ dược đều đang lay động, thế nhưng nó phi thường bất phàm, vần quanh vô cùng sát khí, mạnh mẽ gánh vác đạo lăng này hống một tiếng, bất quá vẫn bị đạo lăng hống dược thể rạn nứt, vương xuống một đám lớn đen thui chất lỏng. Không được, bị nó chạy trốn. Đạo lăng kém chút nhảy lên đến, tốc độ của hắn có chút chậm, cố nhiên hống tổn thương này một cây cái thế kỳ dược, nhưng vẫn bị nó cho đào tẩu. Bàn tay của hắn đưa tới, đem này một dọc lại một dọc đen thui chất lỏng tiếp vào trong lòng bàn tay, mỗi một giọt cũng giống như là một đầu tiếp một đầu tiểu thần ma, ẩn chứa cùng bá như thiên khí lưu, muốn liệt thiên. Ai này có thể xưng tụng thần ma dịch. Hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ, thật là đáng sợ kỳ dược, những thuốc này dịch đối với người tu luyện đạo kiếp thân đều có tác dụng lớn. Đáng tiếc quá thiếu. Đạo lăng ở đi vào trong hoành xung, muốn muốn đuổi tới này một cây cái thế kỳ dược. Đem đạo lăng chuyển qua một cái cổ động khẩu thời điểm, hắn mí mắt kinh hoàng, đây là một tòa đại điện, các loại thần ma cây cột đứng ngang, này như là một tòa thần ma đại điện. Điện nội tiên vụ cùng cuồng, hai cái cổ trì đứng ngang. Một khẩu trời quang mây tạnh, thần thánh khí tức bắn ra bốn phía, phản phất một khẩu tiên trì. Khác một khẩu có chút đáng sợ, chư thiên thần ma gào thét, phản phất thần ma hóa thành một khẩu thiên trì, lan tràn trí cường chí bá khủng bố gần sóng. Ha ha! Đạo lăng cười to, nhanh chân đi vào bên trong đi, nơi này khẳng định là luyện đang nơi, bất quá đạo lăng không nghĩ tới này luyện đang nơi đúng như vậy quan cảnh. Đạo tổ không thiệt thòi là vô địch giả, thủ đoạn quá kinh thế hải tục, bắt lấy những này hồng hoang cự hung rèn luyện trong cơ thể hung khí, rèn luyện thành hai ao kinh thế kỳ dược. Này để nhất ao, đạo lăng phỏng chừng đạo tổ là vì hắn đồ tử đồ tôn luyện chế, chuyên môn rèn luyện cơ thể, dược tính phi thường ôn hòa, thuộc về với một loại niết bàn trì. Nhưng là dùng tiên thiên thần ma loại này mạnh mẽ không hợp thói thường sinh linh làm thang, có thể thấy được đạo tổ thủ bút nên sẽ là cỡ nào kinh thế hải tục, này một ao bất luận bị cái nào đại giáo được, đều có thể nuôi dưỡng được mấy cái tuổi trẻ trí tôn. Cho tới này cái thứ hai ao, đạo lăng suy đoán là vì đạo kiếp thân chuẩn bị, nội bộ dược lực quá cùng bá, bất quá ẩn chứa những này hồng hoang cự hung đại đạo, có thể dùng để rèn luyện trí cường bảo thể. Đây chính là hung ma động đất nồng cốt, ở đây vô cùng an toàn, đạo lăng không cảm giác được trong cơ thể tinh khí trôi đi, khẳng định chính là đạo tổ chế thuốc nơi gào gừ tiểu tử hứng thú bừng bừng chạy đến chân đạp tường vân miệng phun ráng lành thánh quan bắn ra bốn phía tiểu tử tuy rằng hiện tại vẫn còn tuổi nhỏ nếu như có thể ở này niết bàn trong ao hoàn thành lột xác tương lai thành tựu sẽ không thể đo lường đi thôi tiểu tử đạo lăng cười nói tiểu tử trực tiếp chui vào trời quang mây tạnh ao cổ bên trong này trong ao nước quý chuyên môn khai phá thân thể tiềm năng vì tương lai tu luyện đặt xuống hùng hậu cơ sở lại niết bàn trì ở tiểu tử thành tựu của tương lai sẽ phi thường kinh người đạo lăng không có nóng lòng tiến vào thần ma cổ trì bên trong hắn ở bốn phía đi lại này thần ma điện cũng có một chút truyền thừa khác thậm chí có một ít truyền thừa bia đá đạo lăng quan sát nửa ngày từ từ biết rõ kỳ thực nơi này là đạo tổ đệ tử chỗ tu luyện một ít truyền thừa bia đá chỗ ghi chép đều là đối với đạo kiếp thân cảm ngộ còn có đối với hồng hoang cự thú đại đạo lý giải những truyền thừa khác bia đá giá trị có thể không yếu Đạo Lăng quan sát mấy ngày sau, liền ngồi xếp bằng ở thần ma cổ trì bên trong. Ao cổ này bên trong thần ma dịch phi thường bá đạo, Đạo Lăng mới vừa tiến nhập trong này, thân thể của hắn đều có một loại bị xé rách xu thế, nội hàm hung khí thiên ti vạn lũ tụ hợp vào Đạo Lăng cơ thể bên trong, chui vào thân thể của hắn tiên tàng bên trong. Vù! Đạo Lăng cơ thể tỏa ra thần quang, tự hồ gánh vác một tòa thần ma chi hải, toàn thể hung khí vạn tầng. Thần ma cổ trì bên trong, các loại thần ma đại đạo lan tràn, Chui vào đạo lăng thân thể bên trong, đạo lăng thân thể các đại bí cảnh độc đạo kinh, tiên tàng bên trong tan ra một cái lại một cái khí tức khủng bố cái bóng, như là một đầu lại một đầu cự hung ở đây ngủ say. Hắn ở thôn hấp thần ma cổ trì bên trong suối nguồn thần lực, toàn bộ bảo thể lan tràn kiếp nạn lực lượng, này chính là hung ma động tinh hoa, so với đạo lăng hấp thu đại hung chi khí quý trọng nhiều lắm. Đạo lăng từng bước rơi vào bế quan bên trong, lần này bế quan hắn chủ tu bảo thể. Cố nhiên những này thần ma nước quý có thể giúp hắn đang đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng tôn chủ cảnh giới đột phá quá nhanh, căn cơ sợ là sẽ phải bất ổn. Thân thể của hắn rung động, len ken vang vọng, cơ thể bên trong khi thì lan truyền xuất thần ma thôn hống thanh âm. Một tháng sau, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hải tục, toàn bộ thần ma điện mây đen rợp trời, vực ngoại thần ma đạo ngân cắt ra tầng tầng hư không, toàn bộ thần ma điện đều cuốn lên đến ngập trời mưa gió. Động tĩnh này hơi lớn, chủ yếu vẫn là thần ma đại đạo chỗ cường đại, hiện tại đạo lăng mạnh mẽ đem loại chất lỏng này luyện hóa, hòa vào bảo thể của hắn bên trong, do đó dẫn đến khí tức quá hung. Lại là một tháng trôi qua, động tĩnh này quả thực vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thần ma điện đều bị hỗn độn che lại, nội bộ có đếm không hết thần ma đang khai thiên tích địa, như là một tôn lại một tôn cự thần đứng ở trong đó, hống phá thương hải. Phi thường kinh người động tĩnh, hung ma động tinh hoa hối tụ tập ở đây, thế nhưng muốn mạnh mẽ luyện hóa đi, há có thể là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đạo chủ, sợ là thật không ra được. Ngày này, các đại địa vực náo động, bởi vì đạo tổ bí cảnh đã đóng, truyền đi tin tức gây nên thiên động tỉnh lớn. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân chết trận. Linh vương bị đạo chủ đánh chết, phần quân cũng chết đi, cũng là một cái hồn vương miễn cưỡng sống sót. Tin tức này quá to lớn, mấy cái siêu cấp thế lực bị dây dưa đi ra, toàn bộ đế lộ chiến đều đang run rẩy, nhiều cường giả như vậy giết vào đạo tổ bí cảnh, kết quả sống sót chỉ có 3 phần 10. Tỷ lệ tử vong quá kinh người, các đại giáo đều thịt đau gần chết, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ dĩ nhiên rơi vào tuyệt cảnh, rất khả năng không ra được. Giả, khẳng định là giả, đạo chủ vẫn còn, các đại vương giả lại là từ vương giả bản danh sách tản đi. Lập tức có người phản bác, căn bản cũng không tin, đạo chủ dấu ấn y nguyên trường tồn, treo lơ lửng ở bá chủ bản danh sách vị trí đầu. Có người nói bị thiên nữ đánh vào đạo tổ luyện đang nơi, Đế lộ chiến rất khả năng không phát hiện được. Mặc kệ như thế nào, chuyện này động tĩnh quá to lớn, thiên ngoại thiên, linh giới, tiên hỏa vực, ba thế lực lớn triệt để phát điên, nếu không là đạo lăng chưa hề đi ra, ai biết đến cùng sẽ phát sinh bao lớn tình hình rối loạn. Đạo tổ truyền thừa, đạo lăng một cái người liền lấy đi quá bán, lẽ nào hắn thật chết rồi, đạo tổ truyền thừa thật mất đi. Khẳng định chết rồi, thiên nữ chắc chắn đạo chủ tiến vào chính là tuyệt địa, hắn không thể ở đi ra, này đều hơn nửa năm căn bản không có xông ra đến, nói không chắc hiện tại đã bị luyện thành một viên đan dược. Ngoại giới cuốn lên bảo tác ngập trời, thiên ngoại thiên những thế lực này muốn giết người lập uy, cũng không tìm tới đối đầu. Chuyện này đại trưởng lão đều khó mà nói, đạo tổ luyện đang nơi hắn cũng không rõ ràng, từng cái từng cái lo lắng lo lắng, tà ma sắp tới, nếu là đạo chủ chết trận, chuyện này sẽ là đế lộ chiến một cái thiên tổn thất lớn. Ngược lại là cổ thiên đình có xuất thế dấu hiệu, thiên ngoại thiên cũng nói rõ sẽ điều phái ra rất nhiều cường giả tiến quân đế lộ chiến đại trưởng lão chắc chắn không ra hai năm vô địch giả đều sẽ đi ra bằng không liền triệt để không đuổi kịp ha ha xem ra đạo chủ thật chết rồi đạo tổ truyền thừa chỉ có thế mở ra một năm đúng lúc hắn sống sót chạy không thoát đến thương khung giáo hung hăng buông lời tiên thiên đạo thể được tiên thiên đại đạo thụ đây chính là chỉ đứng sau kiến một vô giá tiên trân nên lấy ra giao cho đế lộ chiến đương thiên hạ chư vương sử dụng Tương lai muốn dương kích tà ma. Không sai, Thiên Đế truyền đạt pháp chỉ, sẽ chọn các lộ anh kiệt tiến vào Cổ Thiên Đình đào tạo sâu, có thể sử dụng Tổ Long mẫu thụ. Chuyện này động tĩnh cũng lớn vô cùng, một ít cổ xưa đạo thống đều nhận được thông báo, bất luận tuổi, chỉ cần tu hành đầy đủ liền có thể đi vào Cổ Thiên Đình tu luyện. Ngoại giới mưa sa gió giật, hung ma động có thể không yên tĩnh. Thần ma điện rất gần với đổ nát, khủng bố gần sóng quét ngang mà ra, thần ma cổ trì đều nứt ra rồi một cái bóng ở trong hỗn độn thức tỉnh, đỉnh đầu vòng trời, chân đạp hồng hoang. Đạo lăng ở bên trong khai thiên tích địa, tứ chi giảng ra, lệnh vũ trụ đều ở rung lên. Thời khắc này, đạo lăng có một loại thông thiên triệt địa khiếp quỷ thần thanh thế lan tràn đi ra, thân thể của hắn triệt để lột xác, nằm dày đặc trường ra đạo ngân, phản phất chư thiên dấu ấn đại đạo ở trên thân thể của hắn, khẽ rung lên lệnh hư không rung rẩy, mơ hồ. Đây là một loại phi thường đáng sợ lột xác, đạo lăng thân thể quá kinh người, đạo pháp hợp nhất, mỗi một khối cốt đều vần quanh ống ánh đạo ngân. Muốn tu luyện đạo kiếp thân, nhất định phải từng trải vạn kiếp, bất quá hiện tại đã không phải đạo kiếp thân, theo hắn thức tỉnh, vạn đạo kinh, đọc thanh âm càng ngày càng lớn lao, càng ngày càng vang dội. Thân thể của hắn đang phập phồng, giống như một tôn tuyệt thế côn bằng ở ra biển, tràn ngập tuyệt thế chi khí, tạo ra thần ma điện, để khu vực này tỏa ra như đại dương gần sóng gần sóng. Vậy là ai? Làm sao sẽ kinh khủng như thế, đế lộ chiến cũng thật đáng sợ, tùy ý có thể gặp phải bực này cái thế nhân kiệt sao thần ma điện cuốn lấy lên ngập trời bảo táp mây đen đè ép vòng trời mãnh liệt tuyệt thế màu đen gợn sóng quét ngang cửu thiên thập địa một triệu dặm hư không đều đang lay động muốn tạo thành hư không đại băng diệt đây là một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng vòng xoáy bên trong chư thiên thần ma ở hí dài một tôn lại một tôn cự hung thôn miệt mà khiếu chuyện này quả thật chính là một triệu dặm thần ma vũ trụ ở vận chuyển khu vực hạch tâm hỗn độn một mảnh thế nhưng có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ đang thức tỉnh, hắn đang khai thiên tích địa. Một đầu gầy thành da bọc xương ngũ thải thần ngưu, suy yếu bất cứ lúc nào đều phải chết chết, cơ thể bên trong không ngừng rơi ra suốt thần tinh, bị hung ma động thôn vệ không còn một mống. Thời khắc này nó thần thái kinh hải, nhìn thấy một tôn không thế nào tưởng tượng được hung thần ở thức tỉnh, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, ngang qua vòng trời, ở màu đen đại vòng xoáy bên trong như là chúng sinh chúa tể, chư thiên thần ma đều đi theo thần phục, Ngũ thải thần ngưu không nghĩ tới, ở đây chờ tuyệt địa bên trong, nhìn thấy một tôn đạo hạnh sâu không lường được cường giả ở tu hành, thậm chí hắn tu luyện động tỉnh quá kinh người, quả thực chính là một tôn quét ngang năm tháng vô địch giả ở đây thức tỉnh. Hống. Thời khắc này, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen vũ động, mắt tách thần mang, gân cốt cùng vang lên. Hắn thể xác quá khiếp người, đạo ngân ngàn tỷ lớp, thể xác phản phất một phương chư thiên đại đạo vũ trụ, có hỗn độn trạng thái, một khi thức tỉnh đạo âm rung động ầm ầm, tiếng chấn cửu thiên. Ở hung ma động đạo lăng này sắp xỉ một năm tìm tu, hắn triệt để lột xác, chiến lực thúc đẩy đến một cái sâu không lường được cảnh giới, có thể nói hoàn thành một lần chất lột xác. Trọng yếu chính là, vạn đạo kinh, lại một lần nữa được hoàn thiện, cơ thể của hắn khi thì dường như tuyệt thế cự hung, khi thì dường như hoàng kim chiến thần, khi thì dường như tuyệt thế đạo thai, khi thì khí huyết che trời. Các loại vô lượng lực lượng ở vạn đạo kinh vận chuyển dưới hợp làm một thể, hắn hống một tiếng trời sập đất nứt, năm tháng đều muốn rung rẩy. Thời khắc này đạo lăng có một loại đánh giết các cường giả, hỏi đỉnh thiên cho tới cường tâm thái. Đây chính là vô địch tâm thái à. Đạo lăng hai mắt phút chốc mở, thân thể lan tràn khủng bố gợn sóng, toàn bộ thần ma điện ngược lại yên tĩnh lại, nhưng là thiên hạ này lòng đất, đạo lăng có một loại duy ngã độc tôn tâm cảnh. Này có lẽ chính là vô địch tâm thái, hết thảy đều xây dựng ở thực lực cơ sở trên, một năm này rèn luyện, đạo lăng tu thành mấy loại đại thần thông, ở hung ma động có thể nói hoàn thành một lần kinh người biến dị. Vù. Đạo lăng cơ thể phát sáng, thân thể tiên tàn cộng hưởng, bảo quốc vần quanh ống ánh đạo ngân, cơ thể tự hồ hóa thành một phương chư thiên vũ trụ, chập trùng thời khắc toàn bộ thần ma điện đều phải bị trực tiếp hất bay. Đây là một loại chí cường sức mạnh, ngày càng ngạo nghễ, thân thể một khi thức tỉnh, chiến lực ngập trời, có thể liệt nhật nguyệt càng khôn. Thân thể thông thần, đây chính là thần thông sức mạnh, ta hiện tại tiện tay đều có thể diễn biến đại thần thông đạo lăng nắm 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 đấm thần ma cổ trì bên trong thần dịch vẫn còn có chút ít ỏi chủ yếu hay là bởi vì vô tận năm tháng chưa từng có cường giả bị nhốt ở chỗ này chế thuốc thần ma cổ trì bên trong còn sót lại thần dịch căn bản không nhiều ta lần này bế quan thời gian có chút dài ra đạo tổ bí cảnh khẳng định đóng lẽ nào không ra được đạo lăng trở nên đau đầu hiện tại có thể không rời đi hung ma động vẫn là một vấn đề này thần ma điện căn bản không có cái khác lối vào hơn nữa liền là có thể từ hung ma động xông ra đi có thể hay không rời đi đạo tổ bí cảnh vẫn là một cái vấn đề lớn. Được kỳ ngộ không nhỏ, bị vây ở chỗ này có chút buồn cười. Đạo lăng thở dài, con mắt chuyển hướng niết bàn trì, tiểu tử vẫn không có thức tỉnh, bất quá hắn cảm giác nhanh hơn, tiếp tục chờ đến mấy ngày, niết bàn trì rốt cục truyền ra động tỉnh. Hống. Bỗng nhiên, tiểu tử ngủ say ao cổ bên trong án vàng vạn cái, điềm lành ngập trời, nó chân đạp tường vân, màu tím thân thể tỏa ra tử hà, toàn thể tổ huyết sôi trào thời khắc, phía sau lưng đều hiển hóa ra một tôn che kín bầu trời thái cổ kỳ lân pháp tướng tiểu tử dường như một tôn màu tím hỏa lò đang thiêu đốt ở niết bàn trì ngủ say thời gian dài như vậy hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt bất kể là huyết thống vẫn là căng cơ trực tiếp lướt qua mấy cái cảnh giới nhỏ bất quá tiểu tử sức mạnh bây giờ vẫn là rất yếu nó chắc chắn vẫn là tuổi nhỏ muốn bước vào cảnh giới chí tôn còn cần một đoạn đường phải đi thế nhưng lần này ở niết bàn trong ao lột xác tuyệt đối sẽ tăng nhanh hắn trưởng thành trời ạ à, dĩ nhiên là một đầu sống sót kỳ lân người này đến cùng là ai dĩ nhiên có kỳ lân tùy tùng để lộ chiến cũng quá khủng bố dĩ nhiên có nhiều như vậy tuyệt thế hôn nhân ngũ thải thần ngư phi thường chấn động tất cả những thứ này có chút lật đổ hắn tư duy nguyên vốn cho là bọn họ đủ có khủng bố có thể quét ngang thiên hạ nhưng là không nghĩ tới ở đây chạm đến cỡ này vô địch bá chủ gào gừ tiểu tử hưng phấn đi ra cái tráng sừng tỏa ra tử hà toàn thân điềm lành hừng hực thế nhưng có một loại tuyệt thế hung khí ở Lan Tràng Kỳ Lân không chỉ có là Thủy Thú vẫn là một loại hồng hoang cự hung có thể nói chí tôn tiên linh tương lai thành tựu không thể đoán trước tạo hóa gần rồi nên tìm ra đường đạo lăng ánh mắt dò xét bốn phía lông mày của hắn hơi nhíu nhìn về phía thần ma trì mơ hồ phát hiện thần ma trì bên trong khô héo thần dịch dĩ nhiên có lại một lần nữa hội tụ dấu hiệu này đạo lăng có chút giật mình lẽ nào vừa nãy không chỉ là ta một mình vào đây còn có những người khác. Không nghi ngờ chút nào, Hung Ma động là một cái chế thuốc nơi, chỉ cần đi vào trong này chống không ngừng Hung Ma động, trên căn bản đều sẽ bị chậm chậm luyện chết, cuối cùng bị trở thành hai đại ao cổ chất dinh dưỡng. Lẽ nào là vừa nãy. Đạo Lăng cảm giác khi hắn đi vào chỉ một mình hắn, nơi này có lẽ còn có đường ra khác, liên tưởng đến nơi này Đạo Lăng không ngừng không nghĩ vượt qua hướng về tứ phương, thần niệm lực lượng triệt để mà ra, bao phủ hướng về bốn phía bát hoang đạo lăng ở sư tầm cái này sinh linh, hy vọng có thể tìm được một cái lối thoát. Tiểu tử bị đạo lăng đặt ở nội vũ trụ bên trong, trong này không phải là bình thường nơi, lấy tiểu tử hiện tại tu hành, không ra mấy ngày sẽ bị trực tiếp luyện chết. Ước chừng qua nửa ngày, đạo lăng mơ hồ phát hiện một ít sinh linh tung tích, trong mắt của hắn có vẻ vui, nhanh chóng đi vào trong vượt qua, cái này hung ma động thực sự là quá to lớn, đạo lăng một đường truy tìm đi qua, cuối cùng để hắn phát hiện một cái sắp chết sinh linh con này sinh linh có chút quen mắt a à. Một đầu ngũ thải thần ngưu đều sắp hoàn toàn dây dưa đến chết, lập tức liền còn lại một miếng da thịt, nó trên căn bản không có cái gì sinh cơ, phỏng chừng lại quá một ngày liền hoàn toàn bị hung ma động cho luyện chết. Đụng tới ta, coi như ngươi gặp may mắn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, cơ thể bên trong khí huyết phân tán, ở trong hư không hóa thành một đầu bất tử thần hoàng, chui vào ngũ thải thần ngưu cơ thể bên trong, nó suy yếu khí tức bắt đầu tăng cường, cô héo da thịt bắt đầu tràn ngập sinh cơ. Ồ! À. Ngũ thải thần ngưu con mắt mở, nhìn thấy đối diện đứng một cái quần áo lũ lâu, thế nhưng có cực đoan khủng bố cường giả, nó sợ hết hồn. Chỉ có điều ngũ thải thần ngưu sửng sốt, trận tròn mắt to như chuông đồng, cắt cao nhìn chồng chọc đạo lăng thét to, đạo đại nhân, ta không phải đang nằm mơ đi, trời à ta có phải là hồi quan phản chiếu, đạo đại nhân là ngươi sao, ta là thiết ngưu. Đạo lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đây là đại hắc khai sơn đại đệ tử thiết ngưu này thật là giống đang nằm mơ đạo lăng cười ha ha tóc đen đầy đầu múa tung phá nát quần áo bay phần phật mấy chục năm hắn dĩ nhiên ở đây gặp phải chư thiên vạn giới bạn cũ hơn nữa còn là đại hắc đệ tử thiết ngưu hậu kỳ mới tiến hóa đến ngũ thải thần ngưu ờ à, ta không phải đang nằm mơ thiết ngưu dọa bối rối nó vốn cho là sẽ bị luyện chết ở chỗ này cuối cùng vô thanh vô tức rơi xuống tuyệt đối không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng điều này làm cho hắn kích động như điên, ngửa mặt lên trời gào thét nói, nguyên lai vừa nãy ở nơi nào tu luyện chính là ngươi, ha ha ha, thiên không vong ta, thiên không vong ta a. À. Thiết ngư phi thường kích động, mấy chục năm, đạo lăng đã mất tích mấy chục năm, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đạo lăng, ngay ở cái này tuyệt địa bên trong, tâm tình là cỡ nào kích động, trống to liên tục, cả người ngủ sắc bộ lông vũ động, lan tràn mãnh liệt gợn sóng. Thiết ngư hiện tại tu hành cũng rất cường hãn, đã chỉ nửa bước bước vào tôn chủ cảnh giới nó có thể sống sót chỉ có thể nói là một cái kỳ tích mau nói cho ta biết ngươi là làm sao tiến vào chỉ có một mình ngươi à đạo lăng cười to hắn có thể xác nhận thiết ngư bọn họ không có tùy tùng đại trưởng lão bọn họ tiến vào đạo tổ bí cảnh đạo tổ bí cảnh khẳng định còn có cái khác lối vào ta cùng hình thiên đồng thời tới được một cái lâu không gặp tên để đạo lăng có chút sững sờ hình tộc hình thiên các đời thức tỉnh hình thiên chiến ấn cường giả đều là hình thiên, cổ chi nghe đồng hình thiên chính là đã từng cự phủ người trưởng khống, thậm chí hình thiên rất khả năng là đời thứ nhất cự phủ người truyền thừa. Là sư tôn để chúng ta tới được, nói là cự thần một mạch truyền thừa hiện thế, để thiết ngưu tiến vào truyền thừa địa. Lời này nói đến liền dài ra, đại hắc nắm giữ một cái ngoại giới trực tiếp đi về thất thiên quan con đường, nếu như chuyện này truyền đi sẽ triệt để kinh động toàn bộ cửu tuyệt thiên, bởi vì con đường này ai cũng có thể đi vào đế lộ chiến, đem sẽ không xuất hiện một ít những hạn chế khác thế nhưng con đường này phi thường hung hiểm hình thiên cùng thiết ngư bước vào đế lộ chiến thời khắc tao ngộ đại nguy cơ kém chút chết đi ngươi là nói các ngươi ở sưu tầm cự thần một mạch truyền thừa thời khắc gặp phải phần bá đạo lăng sắc mặt trầm xuống không sai chính là cái này thằng nhóc con người không lớn tu hành ngược lại rất đáng sợ thiết ngư gật đầu lập tức cười hắc hắc nói bọn ta đều biết ngươi ở cửu tuyệt thiên uy danh lớn vô cùng liền nói là bằng hữu của ngươi ai biết nhảy ra một cái phần bá mang theo người truy giết chúng ta. Điều này làm cho thiết ngư phi thường phiền muộn, không nghĩ tới đụng tới đạo lăng đối đầu, bọn họ mới vừa báo ra tên gọi nhân mã của đối phương chớp mắt đỏ mắt, thế muốn chém giết thiết ngư cùng hình thiên. Thiết ngư tu hành tuy rằng còn chưa đủ, thế nhưng hình thiên chiến lực phi thường khủng bố, trực tiếp cường sát đến cái này siêu cấp bí cảnh bên trong, thế nhưng thiết ngư liền thảm, hắn bản ý là chuẩn bị đi trở về đang tìm kiếm vạn đạo giới nhân mã. Nhưng là con đường kia quá hiểm ác, kém chút chết ở cái nào trên một con đường mặt, sau đó liền mặt danh kỳ quái tiến vào hung ma động, mãi cho đến hiện tại. Cự thần truyền thừa Đạo lăng nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào này truyền thừa so với đạo tổ bí cảnh còn có trọng yếu. Căn cứ thiết ngưu sự miêu tả của bọn họ, không chỉ là tiên hỏa vực này một phe nhân mã, còn có mấy cái vô biên tồn tại khủng bố. Đạo đại nhân, đế lộ chiến cường giả làm sao sẽ khủng bố như vậy, ta ở mảnh này bí cảnh gặp phải hai cường giả, khí tức quá khủng bố, cảm giác không kém chút nào ngươi. Đạo lăng hoảng sợ, khẳng định là cuối nhìn năm tháng vô địch giả, cũng có thể là thập vương, thiên tôn những người này, này truyền thừa đại diện cho cái gì? Làm sao sẽ khiến cho nhiều như vậy vô địch giả tranh cướp, lẽ nào so với đạo tổ bí cảnh còn trọng yếu hơn? Bất quá đạo tổ bí cảnh ở thời đại thái cổ mở ra quá, thiên tôn bọn họ trước đây có thể có thể đi vào quá bên trong, có lẽ đối với bọn họ sức hấp dẫn liền không lớn. Thiết ngưu sát thực dọa cho phát sợ, cảm giác đế lộ chiến nhân kiệt đều quá mạnh mẽ, càng khỏi nói lại ở đây gặp phải đạo lăng tu luyện thời điểm động tĩnh, điều này làm cho hắn phi thường kinh sợ, đế lộ chiến đến cùng có bao nhiêu cường giả như vậy. Những này đừng nói trước, các ngươi hiện tại người ở nơi nào? Đạo Lăng phi thường nghĩ biết rõ hiện tại vạn đạo giới hiện trạng, ở khổng tức bọn họ rời đi vạn đạo giới sau, không lâu sau đó đại hắc liền thức tỉnh, trên căn bản đều đi rồi 9 phần 10 tinh nhuệ, ở vũ trụ mênh mông bên trong bắt đầu vượt qua khởi điểm vượt qua tới được cũng không phải nhiều đại hắc lo lắng trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ thế nhưng 10 vạn binh mã ở trong vũ trụ vượt qua động tỉnh cũng không nhỏ dọc theo đường đi từ chối đi đếm không hết tiểu cấm khu liền như vậy vạn đạo kinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ cấm rễ trăm vạn binh mã hội tụ ở nơi sâu xa trong vũ trụ hai ba mươi năm trôi qua sang bằng sáu đại vũ trụ siêu cường vùng cấm cố nhiên tổn thất rất lớn thế nhưng mài vũ vạn đạo giới binh mã phi thường khủng bố mặc dù nói tôn chủ cường giả còn không nhiều thế nhưng nhân mã của chúng ta quá nhiều, vạn đạo giới còn thường thường đưa tới rất nhiều tinh nhuệ. Sư Tôn muốn sang bằng 10 đại vũ trụ vùng cấm, hắn ở sưu tầm đã từng mai táng ở vũ trụ vùng cấm bí bảo. Đạo lăng ngẩn người, đại hắc đem một ít bí bảo tàng ở vũ trụ vùng cấm bên trong, hiện tại mang đến một là vì luyện binh, hai chính là vì sư tầm hắn ẩn đi bí bảo. Cho tới là cái gì không người hiểu rõ, nhưng là có thể làm cho đại hắc đem những này bí bảo tách ra. Mai táng ở 10 đại vũ trụ vùng cấm bên trong, có thể tưởng tượng được không phải tầm thường bảo vật. Ngược lại có người vẫn cùng chúng ta đối nghịch, nhân mã cũng nhiều vô cùng, thế nhưng nhân mã của bọn họ đều quá mạnh mẽ, khởi điểm còn bị đuổi giết quá đến mấy năm, sau đó mới dừng bước, bất quá những người này căn bản không biết những kho báu này giấu ở nơi nào, chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau cái mông. Nói chung Đại Hắc nói rõ, nhất định phải đem này 10 đại vũ trụ vùng tấm toàn bộ sang bằng, đem những kho báu này đều đào móc ra, mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, vẫn ở vũ trụ vùng cấm bên trong chém giết, ma luyện ra một luồng trăm vạn hùng binh. Lẽ nào là cổ thiên đình người, ai còn có thể hiệu triệu nhiều như vậy đại quân? Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện, vẫn suy đoán đại hắc rất khả năng chính là thiên đình bí sứ, có lẽ đại hắc cùng hiện tại cổ thiên đình thiên đế có một ít quan hệ. Thiết ngưu nói cái không ngừng, những năm này bọn họ từng trải quá nhiều, tấn công vũ trụ vùng cấm không phải là như vậy dễ dàng, những năm này sinh tử rèn luyện, vạn đạo giới binh mã ngày càng cường thịnh, phỏng chừng khoảng cách bước vào đế lộ chiến càng ngày càng gần. Xem ra mau tới. Đạo Lăng đứng dậy, con mắt quét hướng bốn phía nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, con đường kia ở nơi nào. Hung Ma Động khẳng định là một cái khu vực đặc biệt, bằng không thiết ngưu không thể chạy tới nơi này, cho tới cái kia một cái có thể đi về ngoại giới con đường, để Đạo Lăng hiếu kỳ vô cùng. Thì ở phía trước, thiết ngưu đã sớm muốn rời đi nơi này, vừa tới đến đế lộ chiến liền ăn cái thiệt lớn, hắn có thể không cam lòng, huống hồ hiện tại hình thiên tình huống thế nào cũng không biết. Đạo lăng căn bản không nghĩ tới, hung ma động dĩ nhiên liên tiếp một cái mơ hồ cổ lộ, nói chuẩn xác là một đầu mối không gian, như là một cái đi về thiên ngoại đường. Thế nhưng con đường này có chút làm người ta sợ hãi, ô quan tầng tầng, phản phất một cái khủng bố ngập trời bình cắm rễ trên vòng trời bên trên, rủ xuống ngàn tỷ sợi thần quan. Ta chính là từ phía trên rơi xuống, đang suy nghĩ đi tới căn bản không làm được. Thiết ngưu cả người tóc gáy dựng thẳng, chỗ này quá không bình thường, cho hắn một loại cảm giác tử vong. Coi như là đạo lăng đều vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng hắn bản nguyên bên trong vắng lặng không trọn vẹn đạo ấn đang phát sáng, này một cái đáng sợ thiên lộ, tự hồ cái cái này không trọn vẹn thần bí đồ vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vọt vào. Đạo lăng hai đầu gối uống lượng, trong nháy mắt nhảy đánh đứng dậy, dường như một tôn cái thế thiên thần ngang trời xuất kích, cuốn lấy mười vạn dặm ranh giới. Hắn gánh vác đại dương màu vàng ống, khí tức khủng bố vô biên, trực tiếp liền nhảy vào cái này đen thui cổ động trong miệng. ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang, tự hồ xông vào một cái mênh mông thiên vực bên trong, mới vừa đi tới trong này, đạo lăng cả người tóc gáy nổ lập, nổi da gà đều lên một thân. Đây là một mảnh mênh mông lôi ngục, đen thui chấp giật, một phần tiếp một phần, mỗi một phần đều thô to giống như dãy núi màu đen, lan tràn hủy diệt khí tức, muốn liệt thiên. Vô cùng chấp giật đang xen vào nhau, phản phất ngàn tỷ đầu ác thú đang gầm thép hống động thương hải, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Chuyện này quả thật chính là hủy diệt đất trời mênh mông lôi ngục, hình ảnh làm người sợ hãi, mỗi một tia chớp đều giống như thiên phạt, quấn quanh ống ánh ánh sáng lộng lẫy, như là một đầu tiếp một đầu màu đen chân long ở thôn hống. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo lăng sắc mặt kinh biến, hắn mới vừa tiến nhập trong này, liền bị lôi hải nhốt lại, toàn bộ bảo thể đều bị những này lôi hải nhấn chìm, muốn đem hắn giảo thành phấn vụn. Ta cũng không biết thiếp ngưu cả người đều đang phát run, con đường này phi thường quỷ quyệt, một ít đầu mối không gian nhiều vô cùng, hắn trở về thời điểm đi nhầm vào nơi đây, đối với khu vực này rốt cuộc là tình hình gì một điểm đều không rõ ràng. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng không kịp hỏi nhiều, toàn thân thần quan vạn trượng, dường như cái thế chiến tiên ở thức tỉnh, lỗ chân lông phục lên thông thiên khí lưu, các loại đại thần thông đồng loạt thức tỉnh, đè ép mảnh này loại nhỏ lôi hải trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên mở rộng đi ra, xé ra một vết nứt lớn, đạo lăng ở trong biển sét nhảy lên, muốn ngang qua hướng về bầu trời, giết ra khỏi trùng vây. Chỉ có điều mênh mông mênh mông, ở mênh mông trong đại vũ trụ treo lơ lửng, đang dệt thành một cái to lớn lôi ngục, màu đen ô quan nằm dày đặc tầng tầng hư không, hiện tại đạo lăng xông vào mảnh này lôi ngục, do đó dẫn đến nơi này bắt đầu cuồng bạo. ầm 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 Thiên tượng táo bạo, nơi đây triệt để náo loạn, vô cùng lôi điện cuồn cuộn mà đến, lệnh hư không phát ra đại diệt vong, một phần tiếp một phần chất giật bắt đầu đánh về phía đạo lăng hình ảnh này quá kinh người rốt cuộc lôi điện quá nhiều không thể đến hết được một đạo là không mạnh thế nhưng dài ngàn hơn vạn đang xen vào nhau này đủ khiến đạo lăng phát lạnh đạo lăng lao ngược lên trên mái tóc dài màu đen vũ động cơ thể càng ngày càng khủng bố xương đều chảy xuôi đạo ngân bảo thể của hắn bên trong tất dấu vô cùng lực lượng như là một tôn ở trong biển sét khai thiên tích địa người khổng lồ hắn ở bắn vọt tốc độ cực kỳ nhanh lấy thân thể mạnh mẽ lay động liên miên lôi hải, cuồn cuộn không ngừng nổ ra một con đường sống. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp vô tận, đạo lăng càng là hướng lên bắn vọt, lôi kiếp liền càng là mênh mông, đến hàng mấy chục ngàn lôi kiếp đánh vào đạo lăng cơ thể trên, liền là đạo lăng thân thể có thể so với tiên trân, vào lúc này cũng bị đập cho rung động đứng dậy, xương sống lưng đều muốn gãy vỡ. Hống. Đạo lăng ở tử vong trong tuyệt cảnh hí dài, cơ thể hóa thành một mảnh hỗn độn, hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, toàn thân khí huyết cùng đại đạo nổ vang vang vọng, liền như vậy đè ép cùng nhau, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chuyện này quả thật hỗn độn diệt thế ánh sáng, từ đạo lăng miệng bên trong hống đi ra, lệnh càng không nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống, mênh mông lôi hải đều bị hắn hống động. Hắn nổ ra một con đường, hỗn độn nhất khí môn thần thông này không gì sánh được kinh người, đạo lăng thả người nhảy lên, gánh vác đại dương màu đen mà cùng, côn bằng chi lực này một môn đại thần thông lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển, đem bên mông lôi hải đều vặn vẹo đứng dậy. Đùng. Nơi này trực tiếp đổ nát, vô cùng lôi hải bị côn bằng phá tan một cái lỗ thủng lớn, đạo lăng lao ngược lên trên, thân thể tắm rửa máu tươi mà cuồng. Hắn giết đi tới, lấy tốc độ đáng sợ tránh thoát khỏi mảnh này lôi hải, thế nhưng tiếp cận đạo lăng mặt hắc, nơi này quá nguy hiểm, hắn tao ngộ siêu mạnh mẽ bảo tát, như là khai thiên niên đại sinh ra diệt thế thiên phong. Ô ô. Nơi này ô ô vang vọng, quỷ khóc thần hào từng sợi từng sợi màu đen cuốn gió, thổi ngôi sao phản phất hòn đá nhỏ đang lay động, nếu không có đạo lăng thân thể cường thịnh, vừa đối mặt liền bị thổi bay. Nhưng là bảo táp này căn bản không phải một tia, ngàn tỷ lớp bão táp lớn mà đến, mênh mông đại vũ trụ đều đang phát trung, một tầng tiếp một tầng nghiền ép ở đạo lăng trên thân thể, để đạo lăng thân thể đều muốn trực tiếp nát tan. Giết! Đạo lăng hí dài, cầm thanh kích lớn màu vàng ống, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, ở mảnh này hỗn loạn nơi khai thiên tích địa, xung phong mà lên. Đây là nơi quái quỷ gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc đến ngay người, chưa bao giờ từng gặp phải như thế yêu tà khu vực, đạo lăng này một đường sông lên, cũng không biết vọt tới cái gì khu vực. Hơn nữa càng đi lên liền càng là hung hiểm, đều có chút mơ hồ trật tự sức mạnh đang dệt, điều này làm cho đạo lăng biến sắc, nếu như bị chấn động rồi, không chết cũng muốn trọng thương. ầm ầm Quả thực chính là thần quỷ đang thét gào, một luồng mạch danh sóng gió bao phủ tới, quấn quanh mơ hồ trật tự lực lượng, lập tức đập sập 10 vạn dặm hư không, lan đến ở đạo lăng thể xác tiến lên. Hạt. Đạo lăng ho ra một nguồn máu lớn, thân thể đều muốn vỡ diệt, thế nhưng thân thể của hắn quá bá tuyệt, ngàn tỷ lớp đạo ngân lưu chuyển, khí huyết ầm ầm vang vọng, thánh quang bắn ra bốn phía, mạnh mẽ chống lại xa xôi khu vực lan đến mà đến gần sóng. Đây là đại đế một tia khí tức, để đạo lăng râu tóc đều dựng, gào thét liên tục, hắn dương quyền vang trời, cung bằng nâng động mà lên, được tiếp đập ra một cái đen thui khe lớn. Đạo Lăng Điên chạy đi, tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, rất nhanh hắn biến mất khu vực triệt để diệt, trực tự lực lượng mở rộng, mặc cho người ta thể tu hành tại cường hãn, đối mặt loại sức mạnh này cũng phải run rẩy. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo Lăng kém chút khí nổ, chỗ này quá hung hiểm, nhưng đạo đỉnh cao nhất cũng không thể tự tiện xông vào. Hắn đánh giá nếu không có bước vào một cái cảnh giới nhỏ, lại tọa quan sấp sĩ một năm rất có thể sẽ chết ở vừa nãy bảo táp bên trong, nơi này trình độ hung hiểm nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, con đường này căn bản không thể tự tiện xông vào, hơi một tí đều sẽ bị đánh thành cho tàn. Chúng ta có phải là đi tới sư tôn trong miệng nói bí địa? Thiếp ngư trốn ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong rung lẫy bẫy, hắn rung giọng nói, sư tôn nói này một cái cổ lộ cất giấu một cái bí mật động trời, có thể nói vùng vũ trụ này đáng sợ nhất bí mật, dị vực tấn công nơi này rất có thể là vì khu vực này. Cái gì? đạo lăng kinh hải gần chết, hắn không nghĩ tới đi tới nơi này sao quỷ dị khu vực, nếu như đúng như đại hắc nói, chuyện này thì có chút đáng sợ, liên quan đến trăm vạn năm ẩn tình, trước đây đạo lăng cũng không nghĩ ra dị vực như vậy mạnh mẽ vì sao tấn công cửu tuyệt thiên, lẽ nào thật sự chính là bởi vì vùng vũ trụ này có đồ vật hấp dẫn bọn họ. Chỉ có điều ở đạo lăng mở thiên một ngóng nhìn hướng về phía trước thời khắc, hắn triệt để ngốc tiếc. Chuyện này quả là chính là vô tận chi hải, ngang qua cổ kim tương lai, tìm không được phần cuối trên mặt biển sóng lớn vạn tầng, trật tự lực lượng đang dệt ở một thể, hóa thành một cái xưa nay vũ trụ chi hải. Nó quá khủng bố, trên mặt biển sóng biển ngàn tỷ lớp cuồn cuộn mà lên, đập động cửu trọng thiên, vừa nãy chính là nhấc lên đến một cái tiểu sóng gió kém chút đánh giết đạo lăng. Vũ trụ chi hải này đi ngang qua vô tận tinh thông, phần cuối khu vực hoàn toàn mơ hồ, này tự hồ là một cái không thế nào tưởng tượng được thiên lộ, đi về thần bí tiên vực nơi, cực đoan nhiếp tâm hồn người. Ta má ơi, đây là nơi quái quỷ gì hỗn độn cổ tỉnh đều dọa sợ chưa bao giờ từng gặp phải như thế tà môn vùng cấm vũ trụ chi hải này quá đáng kinh ngạc người ai có thể vượt tới ta làm sao thấy được một cái người đạo lăng hai mắt mở to tê cả da đầu mơ hồ nhìn thấy một cái nào đó trên hòn đảo ngồi xếp bằng một vị sợi tóc trắng như tuyết ông lão tòa này biển quá to lớn đã không thể nói là một tòa biển này trong biển đang dệt vô cùng trật tự lực lượng phản phất một tôn lại một tôn cổ đế lưu lại đây là vùng biển cấm kỵ, vũ trụ chi hải, trọng lớn vô tận, phần cuối của biển hoàn toàn mơ hồ, lại như là một cái đi về tiên vực thiên lộ, lan tràn trí cao vô thượng thần thánh khí tức. Trên mặt biển có thể không yên tĩnh, sóng biển ngàn tỷ lớp chập trùng, trung động ầm ầm, động tĩnh này quả thực quá to lớn, nếu là đặt ở một cái nào đó vũ trụ, nói không chắc có thể trực tiếp ép sụt một cái nào đó vũ trụ. Đạo lăng cảm giác này một tòa biển, so với khai thiên những năm cuối bố trí xuống tà ma phong ấn còn muốn vĩ đại vô số lần rất khó hiểu rõ đến nó mạnh như thế nào hơn nữa căn bản là không thể vượt tới nhưng là ở tòa này biển rộng bên trên lại vẫn ở lại một cái người suy nghĩ một chút liền để đạo lăng không rét mà run đó là một cái hòn đảo cắm rễ ở đại dương bên trong thậm chí hòn đảo còn ở bồng bềnh nó chịu đựng vô tận sóng biển đánh ra lại tạo thành vỡ diệt nhưng là đảo này có chút mơ hồ không giống như là một loại hòn đảo mà như là một loại bảo vật hòn đảo bên trên trống rỗng không có vật gì khác như là một mảnh tử khí nơi hòn đảo bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng tóc bạc phấp phới trên người mặt đạo y thậm chí hắn gánh vác một cây kiếm thai kiếm thai này nhìn không rõ như là một khẩu phổ thông kiếm một ông già gánh vác một cây kiếm thai ngồi xếp bằng ở hòn đảo bên trên có vẻ hơi quỷ quyệt nó tự hồ ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo vô tận năm tháng thể xác vi ti bất động thậm chí như là một kẻ đã chết chỉ có tóc bạc đang phấp phới, như là ngồi ở trong biển một cái thượng của thánh hiền. Này! Hỗn độn của tỉnh cũng kinh ngạc đến ngay người, này có chút tà môn, kinh khủng như thế vũ trụ chi hải, đừng nói ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo, có thể hay không vượt qua đến hòn đảo bên trên, cũng là một cái bằng trời vấn đề. Hắn không rõ ràng đại đế có thể làm được hay không, thế nhưng tối thiểu nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả là không thể nào làm được, hỗn độn của tỉnh đánh giá hắn mạnh nhất niên đại, phỏng chừng miễn cưỡng có thể làm được thế nhưng thời đại kia hỗn độn cổ tỉnh là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân đại đế không ra hắn chính là vô địch hắn xoay đầu lại đạo lăng phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh trên hòn đảo ngồi xếp bằng lão đạo sĩ quay đầu con mắt nhìn về phía đạo lăng dĩ nhiên đối với hắn vẫy vẫy tay hắn để ta đi qua đạo lăng da mặt đều là vừa kéo hắn không thể đi tới một khi tới gần vùng biển cấm kỵ thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ diệt cái gì đều sẽ không để lại coi như là mượn đế binh cũng không làm được nhưng mà đúng vào lúc này đạo lăng mi tâm bỗng nhiên tránh ra một đạo dấu ấn thương cổ khí tức cuồn cuộn mà ra một cái hư huyễn mà lại to lớn ngọn núi hình chiếu thẩm thấu ra phóng đến trên mặt biển xúc động vùng biển cấm kỵ ầm ầm vang vọng trên mặt biển cuốn lấy lên tiền sử bảo táp đều muốn thổi đến cổ kim tương lai đây là một loại phi thường khủng bố thể hiện vũ trụ sơn dấu ấn đạo lăng kinh ngạc đây là thải lam giao cho hắn nói chuẩn xác là đệ tử ký danh dấu ấn hiện nay tự chủ thức tỉnh xúc động vùng biển cấm kỵ làm loạn lẽ nào vũ trụ sơn cùng vùng biển vũ trụ này có chút liên quan hay sao đạo lăng phi thường giật mình mặc kệ như thế nào hắn đều muốn quá đi xem một chút vũ trụ sơn dấu ấn có thể mang theo hắn vượt tới tiếp cận hòn đảo không sẽ tao ngộ cái gì hiểm ác xuất hiện ở trên hòn đảo đạo lăng đều cảm giác như là đang nằm mơ hòn đảo căn bản không lớn tóc bạc đạo nhân ngồi xếp bằng ở hòn đảo đỉnh phong hắn ngóng nhìn vũ trụ chi hải phần cuối phản bối đạo lăng xin ra mắt tiền bối. Đạo lăng không người, cung cung kính kính đối với ông lão mở miệng, tuy rằng không biết lão nhân này là ai, có thể tuyệt không phải người thường. Ông lão tóc trắng này đối với đạo lăng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, đạo lăng cung cung kính kính đi tới ngồi ở tóc bạc đạo nhân đối diện, này tóc bạc đạo nhân lấy ra một cái vô lại hồ lô, lấy ra hai cái bạch ngọc chén trà. Sau đó tóc bạc đạo nhân cách làm để hỗn độn cổ tỉnh đều trợn mắt ngoác mồm, tóc bạc đạo nhân tùy ý rung lên ống tay áo trên mặt biển cuốn lấy lại đây một bãi thủy, đây chính là đang dệt ra trật tự lực lượng thủy, mỗi một giọt đều có thể ép sụp vũ trụ tinh thông, này một giọt đập tới tuyệt đối có thể đánh giết một tôn đại nhân vật. Liền như vậy, ông lão tóc trắng dùng những này nước trà pha trà, cách làm này quá kinh người, đây là cỡ nào kinh thế thánh hiền. Đạo lăng chưa từng mở miệng, tóc bạc đạo nhân rót trà ngon sau đổ vào hai cái trong ly, nước trà rất thơm, bất quá đạo lăng cảm giác này như là phổ thông trà, thế nhưng này nước trà mơ hồ để đạo lăng nội vũ trụ rung rẩy, không trọn vẹn tổ long mạch ở tự chủ nổ vang. Này mẹ kiếp là tổ long mẫu thụ lá trà pha trà, đây là đệ nhất thiên hạ trà. Hỗn độn cổ tỉnh con ngươi đều muốn trừng đi ra, loại trà này hắn đều không có uống qua, cổ chi nghe đồng tổ long mẫu thụ mỗi cách ba vạn năm, mới sẽ mọc ra một ít lá trà đi ra. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc, vùng vũ trụ này đệ nhất lá trà, trật tự lực lượng đang dệt mà thành nước trà, hai đại tiên trân, người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng là hắn lại dùng để pha trà chiêu đại tố chưa gặp mặt đạo lăng. Tóc bạc đạo nhân ra hiệu đạo lăng uống trà, đạo lăng không khách khí nữa, ngã câu tạ trực tiếp uống vào trà này. Vừa mới bắt đầu đạo lăng cũng không cảm giác, nhưng là sau ý chí của hắn chính là mơ hồ, chỉnh cái linh hồn như là ngâm ở ôn tuyền bên trong, đạo lăng nhân sinh tự hồ chậm lại, hắn như là nhìn thấy thu nhỏ lại bản cuộc đời của chính mình ở trong ốc chảy xuôi. Mỗi cái hô hấp đi qua, đạo lăng tự hồ làm lại trải qua đi qua nhân sinh, thân thể của hắn tỏa ra quan hà, sở học của hắn hết thảy đều đang thông thả vận chuyển. Đem chuyển tỉnh thời khắc, đạo lăng phát hiện đạo hạnh tăng lên một đoạn, vạn đạo kinh vận chuyển càng thêm mãnh liệt, dĩ vãng tất cả khó có thể lý giải được sở học thời khắc này suy nghĩ một chút chính là ngộ. Tự hồ từng trải trăm năm, đạo lăng tháng phục, này một chén trà tương đương với hắn mười mấy năm khổ tu, hắn như là từng trải một cái lại một cái nhân sinh, trong mắt của hắn càng thêm thâm thúy, hắn thiên mục càng thêm khủng bố tự hồ có thể nô dịch đại đạo không nghi ngờ chút nào thiên đạo nhãn càng cường điều này làm cho hắn thán phục đây là cỡ nào tiên trà ẩm một chén đạo hạnh tăng vọt tìm hiểu nhân sinh như là lại sống một đời tiểu tử ngươi đi đại vận đầy đủ ngồi nửa tháng hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi tổ long mẫu thụ lá trà loại trà này lá hắn đều không có uống qua nghe đồn này được xưng đệ nhất thiên hạ trà chén thứ nhất giống như thần trợ bất quá càng về sau hiệu quả liền càng thấp nửa tháng này, tương đương với ta nửa cuộc đời. Đạo Lăng đứng lên đến cung kính hành đại lễ, đa tạ tiền bối biếu tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn nhìn về phía tóc bạc đạo nhân, đạo nhân này rất vắng lặng, chưa từng đáp lại hắn, đạo Lăng lại một lần nữa mở miệng, tiền bối ngồi trên này, là ở chờ cái gì? Vãn bối đối với nơi này một khiếu không biết, chỉ muốn tìm tới một cái đường đi ra ngoài. Ta muốn nhìn một chút này phần cuối, đến cùng là cái gì? Hắn rốt cục nói, âm thanh rất bình tĩnh, tóc bạc đón gió biển tung bay, gánh vác một cây kiếm thai, ngồi ở hòn đảo đỉnh. Phần cuối của biển Đạo lăng dò xét đi qua, đó là một cái thiên lộ, hắn chỉ có thể nhìn mà thèm, nói rằng, tiền bối công tham tạo hóa, ngài lẽ nào đều không vượt qua được. Thật có thể vượt tới à? Hắn tự lẩm bẩm, tìm tới một cái rời đi đường rất dễ dàng, không nghĩ tới ngươi nhất lên vấn đề thứ nhất càng là nó, không nói được người đánh vỡ đầu đều muốn đi tới nơi này, ngươi nhưng phải đi, thực sự là tạo hóa trêu người a tiền bối ta thật không biết đây là địa phương nào chỉ là ngẫu nhiên gian đi tới nơi này xin hỏi nơi này và vũ trụ sơn có liên quan gì đạo lăng hỏi dò ngoại nhân nói nơi này là tạo hóa hải khởi nguyên hải hỗn độn cổ tỉnh kém chút dọa niệu như là bị hóa điên giống nhau rít gào tạo hóa hải tạo hóa hải dĩ nhiên thật tồn tại trời ạ à, chúng ta dĩ nhiên đi đến tạo hóa hải nơi này dĩ nhiên là tạo hóa hải ngươi bình tĩnh đi tạo hóa hải là nơi nào đạo lăng tâm thần rung động, hỗn độn cổ tỉnh quả thực như là điên rồi giống nhau rít gào. Hỗn độn cổ tỉnh âm thanh đều có chút rung, cổ chi nghe đồn, vùng vũ trụ này tạo hóa thiên binh, đều là từ tạo hóa hải bên trong dựng dục ra đến. Đạo lăng trố mắt ngoát mồm, tạo hóa thiên binh lai lịch ở cửu tuyệt thiên vẫn là một cái bí mật, ai cũng không biết tạo hóa thiên binh đến cùng là làm sao đến, loại bảo vật này người trên căn bản không thể luyện chế ra đến, bất kể là mạnh bao nhiêu người. Cố nhiên đạo lăng được tam thập tam trọng thiên mật văn đồ, nhưng là muốn triệt để luyện chế ra đến vẫn là một ấn số hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già trước đây nghe nói qua tạo hóa thiên binh đều là từ một chỗ dựng dục ra đến một ít cổ xưa đại năng đem nơi này đổi làm là tạo hóa hải còn tạo hóa hải ở nơi nào điểm này không người biết được nhưng là hỗn độn cổ tỉnh không nghĩ tới nơi này chính là tạo hóa hải liền như vậy cúi đầu vượt qua đến trong cổ sử vô số cường giả tha thiết ước mơ tạo hóa hải đạo lăng da mặt đều là co rúng chuyện này đối với hắn kinh sợ quá to lớn Hỗn Độn Cổ Tỉnh đều điên cuồng hơn, hận không thể đem Tạo Hóa Hải cho Na Di đi, thậm chí nói không chắc hỗn độn cổ tỉnh có thể ở đây thai nén đến Tạo Hóa Thiên binh hoành liệt. Lẽ nào, Tạo Hóa Thiên binh đều là từ phần cuối bay ra? Hỗn Độn Cổ Tỉnh đỏ mắt lên rít gào, vị này lão tiền bối ở đây ngồi xổm, chính là vì kiếm đi một cái Tạo Hóa Thiên binh. Đạo Lăng không có gì để nói, nếu như Tạo Hóa Thiên binh đúng là từ nơi này bay ra, chuyện này quá đáng sợ đại hắc nói nơi này cất giấu vùng vũ trụ này đáng sợ nhất bí mật, khả năng chỉ chính là tạo hóa hải. Lẽ nào, vũ trụ sơn cũng là nơi này bay ra? Đạo lăng mạch danh run sợ, phần cuối đến cùng là cái gì? Tóc bạc đạo nhân ở đây đợi được bao lâu, hắn phải chăng là chờ tạo hóa thiên binh bay ra, vẫn là hắn muốn đi phần cuối nhìn một chút. Ai không muốn đi phần cuối nhìn qua, biết rõ tạo hóa hải bí mật, biết rõ tạo hóa thiên binh đến cùng là làm sao dựng dục ra đến, nơi này cất giấu bằng trời ẩn tình tiền bối nếu không cách nào vượt qua đến phần cuối lẽ nào ở đây chờ đợi là vì tạo hóa thiên binh đạo lăng thăm dò hỏi nghe vậy tóc bạc đạo nhân chỉ là cười thần bí chưa từng đáp lại đạo lăng hắn ngóng nhìn tạo hóa hải phần cuối trong mắt có không nói ra được cô đơn xin hỏi tiền bối nhưng là một tôn đại đế đạo lăng lại một lần đặt câu hỏi trong mắt có chờ mong hắn cảm giác tóc bạc đạo nhân sâu không lường được nói không chắc đúng là một tôn sống sót đại đế đại đế Tóc Bạc đạo nhân lạnh nhạt nói, "Đã quên, tu hành không chừng mực, cảnh giới há có thể cân nhắc tất cả." Đạo Lăng ngẩn người, nội tâm có chút kinh sợ, hắn cũng nói không rõ ràng tại sao kinh sợ, đều là cảm giác Tóc Bạc đạo nhân lời nói quá kinh người, lẽ nào đối với bọn họ tới nói tu hành căn bản cũng không có phần cuối. "Xin hỏi Tiền Bối có biết, Tạo Hóa Thiên binh là từ nơi nào dựng dục ra đến?" Hỗn độn của tỉnh trong đầu như là trốn trảo giống nhau, dục Đạo Lăng mau nhanh hỏi dò. "Ngay ở ngươi dưới chân, lời nói của hắn để đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn truyền thuyết này là thật tạo hóa hải thật có thể dựng dục ra tạo hóa thiên binh đương nhiên có lẽ không phải tạo hóa hải dựng dục ra đến nó lại nói thêm một câu đây là một cái bằng trời ẩn tình rất khả năng là phần cuối bay tới thế nhưng phần cuối đến cùng là cái gì ai cũng không rõ ràng có lẽ hắn thủ tại chỗ này chính là nghĩ nhìn một chút phần cuối đến cùng là cái gì sẽ là một thế giới khác sao sẽ là một cái đáng sợ tiên vực sao sẽ là một cái thần bí vũ trụ sao? Tất cả những thứ này ai cũng không biết, Đạo Lăng rất khiếp sợ, hôm nay được sự tình đã nhiều lắm rồi, tạo hóa thiên binh khởi nguyên ngược lại bắt nguồn từ với nơi này. Xin hỏi tiền bối cũng biết, tà ma là cái gì, mục đích của bọn họ có phải là tạo hóa hải? Đạo Lăng hỏi. Tóc bạc đạo nhân lắc đầu nói, quá xa xưa, chuyện này liền là hỏi dị vực tổ vương, bọn họ đều nói không được. Đạo Lăng trong đầu thật lạnh thật lạnh, Lẽ nào dị vực cùng vùng vũ trụ này chinh phạt, bắt nguồn từ đại phá diệt trước một thời đại? Vậy này cái năm tháng quá cổ lão, xưa nay đến đại đế đều nói không rõ ràng, đã không có thể khảo chứng cổ sử. Xin hỏi Tiền Bối, ngài cảm giác dị vực nếu là thật đánh tới, chúng ta một giới này có thể không có thể đỡ được? Đạo lăng lại đặt câu hỏi. Vấn đề của ngươi thật là không ít, ta không quan tâm những này, ta cũng không phải một giới này. Cái gì? Ngươi không thuộc về chúng ta một giới này? vậy ngài đến cùng là ai? Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút ngã chổng vó ở trong biển, lẽ nào cái này tóc bạc đạo nhân là dị vực cường giả? Nhưng là đạo lăng suy nghĩ một chút cái này không thể nào, như hắn là kẻ địch, làm sao có khả năng sẽ nhưng hắn uống vào tổ long mẫu trà, huống hồ người này sâu không lường được, muốn giết đạo lăng quá ung dung. Hơn nữa đạo lăng cùng tóc bạc đạo nhân đứng chung một chỗ, căn bản không xưng được kẻ địch, nhiều lắm được cho là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến vũ trụ thần bí, ai lại có thể nói rõ ràng sở tất cả ảo diệu. Tóc bạc đạo nhân thăm thẳm thở dài, ta đã không tồn tại, không tồn tại, ta đã nghĩ nhìn một chút đường ở phương nào. Đạo lăng trấn định lại, hít sâu một cái hỏi, tiền bối trong miệng con đường, là tu luyện đường sao? Là ở tạo hóa hải phần cuối sao? Ta chỉ muốn nhìn một chút. Tóc bạc đạo nhân thở dài, có một ít tâm tình chập chờn, có lẽ đối với bọn họ tới nói, tìm hiểu được một ít nghĩ mãi mà không ra bí mật, mới có thể triệt để sống yên ổn. Đạo lăng lắc lắc đầu, dò xét tạo hóa hải phần cuối, vậy thì như là một cái thiên lộ nằm ngang, mãi mãi cũng tìm không được phần cuối, dị vực chỗ cần đến chính là khu vực này phần cuối sao. Tạo hóa hải đến cùng cất dấu bí mật gì? Hỗn độn của tỉnh hận không thể nhảy ra đem ông lão này đánh một trận đào móc ra hắn biết đến bí mật, bởi vì cư hắn nói biết nơi này coi như là đại đế đều không làm rõ được, ai không nghĩ biết được nơi này đến cùng cất dấu bí mật gì. Ngươi nên đi, chỗ này ngươi không thích hợp ở lâu. Bỗng nhiên, tóc bạc đạo nhân chỉ điểm một chút hướng về hòn đảo, cái này mơ hồ hòn đảo trong thời gian ngắn tỏa ra năm tháng gần sống, như là một cái luân hồi bảo kính, trên hòn đảo hoành ra một cái cổ xưa thời không đóng cửa, rơi ra thời không mưa ánh sáng. Đây là một cái đi về ngoại giới con đường, ngay ở đảo này bên trên, này càng làm cho hỗn độn cổ tỉnh chấn kinh rồi, lão già này đến cùng lai lịch gì, đối với tạo hóa chi hải hiểu rõ cũng quá nhiều, hắn chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể đi tới nơi này. Hỗn độn của tỉnh thậm chí cũng hoài nghi, lão đạo sĩ này gánh vác kiếm thai, có thể hay không là hắn ngồi sổn ở tạo hóa hải kiếm một khẩu tạo hóa thiên binh. Đừng hoảng hốt đi. Hỗn độn của tỉnh vội vã dục, làm chút nước biển mang đi, nghiên cứu một chút đến cùng có bí mật gì. Đạo lăng liền vội vàng nói, tiền bối, có thể hay không đưa cho ta một ít nước biển mang đi. Tóc bạc đạo nhân vung tay áo một cái, trên mặt biển trực tiếp cuốn lên một tầng sóng lớn, lập tức ống tay áo của hắn lại một lần nữa vung một cái. Đạo Lăng theo một quyển này sóng lớn biến mất ở thời không môn hộ bên trong. Nước biển vô cùng a, à, làm sao không trực tiếp đưa một cái hồ lớn. Hỗn độn của tỉnh gấp đến độ gần chết, bất quá bọn hắn căn bản không để lại đến, từ từ rời xa tạo hóa hải, dưới một mục đích rất có thể sẽ xuất hiện ở đế lộ chiến. Còn hồ lớn, một quyển này sóng lớn đều rất khó trấn áp lại. Đạo Lăng như là gánh vác một tòa vạn cổ cự sơn, nước biển quấn quanh trật tự lực lượng, để đạo Lăng nghẹt thở nếu không có lão đạo sĩ câu tới phỏng chừng này một đạo nước biển có thể đem đạo lăng xóa bỏ không còn một mống hỏng rồi này nước biển rời đi tạo hóa hải từng bước bốc hơi rồi hỗn độn cổ tỉnh vội vã ném đi một cái đồ vật nhét vào đón lấy hắn cùng đạo lăng đều sửng sốt này đồ vật phát sáng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường dĩ nhiên ở nước biển tẩm bổ dưới từng bước trở nên khủng bố dĩ nhiên có thể tẩm bổ binh khí đạo lăng hai mắt mở to trực tiếp đem tam thập tam trọng thiên ném lên đi đem một quyển này nước biển phóng tới tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong, hy vọng có thể mượn nước biển thần bí mật lực, tẩm bổ tam thập tam trọng thiên chí bảo. Nước biển thần bí, cổ chi nghe đồng tạo hóa hải chính là thai ngén tạo hóa thiên binh nơi, hỗn độn cổ tỉnh ban đầu nghĩ nghiên cứu một chút tạo hóa hải nước biển, nhưng là ai cũng biết này nước biển dĩ nhiên có thể tăng lên đồ vật tiềm năng. Từng tia từng sợi trật tự lực lượng đang dệt ở trong nước biển, một quyển này nước biển xem ra vô cùng thần bí, như là một loại tạo hóa hải nước, lan tràn thần bí lực lượng đem một cái so sánh bình thường đồ vật đều tẩm bổ cường thịnh đứng dậy đạo lăng không thể chờ đợi được nửa ném đi tạo hóa thiên binh nếu nghe đồn tạo hóa hải có thể thay nén tạo hóa thiên binh như vậy nói không chắc có thể tăng lên tam thập tam trọng thiên uy năng đạo lăng nguyên bản chỉ là muốn thử một chút nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là này nước biển dĩ nhiên thật có thể tăng lên tam thập tam trọng thiên uy năng một quyển này nước biển đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt rơi ra ở toàn bộ tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển như cùng một mảnh thái của tiên vực ở hiện ra hiện nay được tạo hóa hải nước biển tẩm bổ này tam thập tam trọng thiên vần quanh khí thế lấy tốc độ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ thậm chí hắn nghiêng dưới tạo hóa mật văn trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài đây là tạo hóa lực lượng đang thức tỉnh lan tràn ép sụp liên miên hư không đạo lăng cùng hỗn độn cổ tỉnh đều kinh sợ này tạo hóa lực lượng căn bản là không có cách biến hóa ra này có lẽ chính là tế luyện tạo hóa thiên binh khó nhất phân đoạn nhưng là đạo lăng không nghĩ tới thần bí nước biển dĩ nhiên có thể tăng cường tam thập tam trọng thiên tạo hóa lực lượng ầm ầm thiên địa đều đang run rẩy mặt danh khí tức quét ngang mà ra để mười vạn dặm ranh giới đều đang phập phồng vạn một trung lên quần sơn vạn hát bên trong lan truyền ra này lên khoát phục tiếng thú gào bảo vật này trong nháy mắt ánh sáng ngàn tỷ lớp toàn thể len ken vang vọng tạo hóa lực lượng đang dệt ở một thể phóng ra một cái khủng bố bóng mờ tự hồ là một mảnh tam thập tam trọng thiên vũ trụ ngang qua ở trong vũ trụ sao trời. Dĩ nhiên hiện ra vô thượng thiên lực. Hỗn động cổ tỉnh triệt để thất sắc, không nghi ngờ chút nào ở tạo hóa hải nước biển tẩm bổ dưới, tam thập tam trọng thiên uy năng nâng cao một bước, bây giờ lại có nhân đạo đỉnh cao nhất chí bảo uy năng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi lột xác, chỉ là dùng một ít thần bí nước biển, dĩ nhiên để tam thập tam trọng thiên uy năng mức độ lớn tăng cường, hắn không biết là tạo hóa hải công hiệu vẫn là trực tự lực lượng công hiệu thậm chí tam thập tam trọng thiên phóng ra mênh mông trong vũ trụ sao trời, dĩ nhiên có một ít thái cổ dị tượng hiển hóa ra ngoài, phản phất một mảnh mênh mông tiên vực tọa lạc ở quần sơn vạn hát bên trong. Các ngươi mau nhìn, đó là bảo vật gì xuất thế? Tam thập tam trọng thiên chí bảo động tỉnh quá to lớn, lan đến phi thường bao la, ánh sáng sáng lạng, soi sáng đại vũ trụ sáng trực một mảnh, thậm chí trong vũ trụ hiển hóa ra một mảnh mênh mông thế giới tiên vực, một tầng so với một tầng khủng bố. Cách nơi này không xa khu vực, Đứng một đám người, khí tức đều phi thường cường thịnh, như là sừng sững ở hỏa bên trong một đám quân vương, đem chú ý tới mơ hồ thái cổ tiên vực hiện ra, từng cái từng cái vẻ mặt ngơ ngác. Ta cảm giác không giống như là bảo vật, ngược lại như là một cái thần bí bảo giới mở ra. Một người kích động nói rằng, đây là một đầu hỏa đạo chim thần, mi tâm thiên mục mở, quan sát đột nhiên ngang qua mà ra một mảnh dị tượng. Ta cũng có cái cảm giác này, như là mới vừa mở ra bảo giới. Phỏng chừng là một cái nào đó siêu cấp đạo thống mở ra, các ngươi mau nhìn, ta mơ hồ nhìn thấy một ít tiên cung hiển hóa ra ngoài, lan truyền ra tụng kinh thanh âm. Ta tự hồ nhìn thấy một ít tiên cầm thủy thú bóng mờ. Đám người kia phi thường kích động, nghị luận sôi nổi, mà bắt đầu hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua, thậm chí mảnh này đột nhiên hiện ra thần bí cổ giới, động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố, quả thực như là một mảnh khủng bố vực sâu triển khai. Càng ngày càng khủng bố, tìm không được phần cuối như là một cái cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển một tầng so với một tầng kinh người càng đi lên xem liền càng là không thể tưởng tượng nổi ta vẫn không có tới gần nơi này mảnh bảo giới cũng cảm giác được một loại uy thế khủng bố đây rốt cuộc là cỡ nào đạo thống lưu lại kinh thế tiên trân ta ngược lại thật ra có một loại dự cảm này một mảnh bảo giới dường như một cái thần bí báu vật giá trị căn bản là không cách nào cân nhắc những người trẻ tuổi này càng nói càng kích động hận không thể trực tiếp cao thét đứng dậy ở đế lộ chiến thất thiên quan hiện tại dấu chân hiếm thấy hiện tại các cường giả đều tiến vào truyền thừa địa này bảo giới liền tại bọn họ mí mắt dưới đất thấp dưới trên căn bản bất cứ lúc nào có thể lấy đi a à. ta má ơi làm sao sẽ kinh người như vậy ngũ thải thần ngưu rời xa tam thập tam trọng thiên khu vực khu vực này quá khủng bố hoàn toàn mơ hồ phản phất thái cổ thánh hiền giáng thế lan tràn gần sóng để ngũ thải thần ngưu thân thể đều muốn nát tan không thể không nói tam thập tam trọng thiên tiềm năng hôm nay hoàn toàn bị kích hoạt rồi vi năng tựa như biển ầm ầm vang vọng ngoại giới cường giả rất khó nhìn ra hư thực ồ này không phải đầu kia ngũ thải thần ngưu sao có người nói cùng đạo chủ quan hệ thâm hậu lần trước bị hắn cho chạy trốn không nghĩ tới chạy đến nơi đây đến rồi tiên hỏa vực năm đại cường giả thần thái trực tiếp lạnh lẽo xuống âm trầm con mắt quét về phía ngũ thải thần ngưu trong mắt có sát khí đang tràn ngập dĩ nhiên là các ngươi thiết ngưu trường lớn mắt to như chung đồng ánh mắt hung hãn nhìn quanh những người này, lỗ mũi bốc khói xanh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ha 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 ha. Năm đại cường giả cười to, bị thiết ngưu lời nói chọc cười vui vẻ, bọn họ căn bản không đem thiết ngưu xem là kẻ địch, một đầu hỏa đạo chim thần cười nói, hôm nay bản tọa tâm tình thật tốt, gặp được thái cổ bảo giới, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Thiết ngưu một trận cười vang, các ngươi này năm cái con gà con, dám trêu chọc ngươi ngưu gia gia, thực sự là không chán sống, biết nhà ngươi ngưu gia gia là lai lịch gì sao? Ngay cả ta cũng dám chọc, chỉ cần sư tôn ta vung tay lên, đi phái ra 10 vạn binh mã đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Ha ha ha! Này năm đại cường giả cười nước mắt đều muốn chảy ra đến, còn 10 vạn binh mã, ta xem con này ngưu triệt để điên rồi, xem ra lần trước bị chúng ta truy sát như chó mất chủ, ta xem là được điên ngưu bệnh. Nếu hắn không muốn trở thành ta vật cưỡi, chỉ cần đánh giết, Hỏa đạo chim thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền nhấc lên cánh lớn, mãnh liệt đạo hỏa phân tán, quay về Ngũ Thải thần ngưu tiến hành đánh giết. Không tốt. Ngũ Thải thần ngưu sợ hết hồn, quay đầu hướng về Tam thập Tam trọng thiên khu vực cuồng xung, cũng hống lên, đạo đại nhân nhanh cứu ta, ta phát hiện tiên hỏa vực nhân mã tung tích. Năm đại cường giả vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trực tiếp liên tưởng đến đạo chủ, lẽ nào đạo chủ ở đây. Thần sắc của bọn họ có chút không bình thường, căn bản không dám ra tay đạo chủ là cỡ nào bá tuyệt liền giấc dị vực bá chủ hung khí ngập trời cố nhiên bọn họ tự nhận là phần tiên đương đại vô địch trăm năm có thể thành đế thế nhưng đạo chủ không phải bọn họ có thể trêu chọc ta còn không tin đạo chủ ở đây ngoại giới không phải nghe đồn hắn bị vây ở đạo tổ bí cảnh sao hỏa đạo chim thần cả người đạo hỏa mãnh liệt vô cùng móng vuốt lớn dơ lên đến nứt ra trời cao nhanh như tia chớp chụp vào ngũ thải thần ngư nhưng là sau một khắc thiên địa rung rẩy nhật nguyệt ảm đạm Thái cổ tiên vực dĩ nhiên đang phập phòng, chập trùng thời khắc vực ngoại đại tinh đều rung rung rẩy rẩy. Đây là một loại khủng bố vô biên hình ảnh, phản phất một mảnh cổ xưa tiên vực trụ xuống thiên ti vạn lũ tạo hóa lực lượng. Phanh Chim thần móng vuốt trực tiếp nổ tung, bị thái cổ tiên vực nghiền thành nát tan, nó kêu thảm thiết, thân thể đều ở rạn nứt, tam thập tam trọng thiên sức mạnh quá kinh người, để hắn thể sát phá nát, nội tạng đều nứt ra, toàn thể cũng bị nghiền thành một đoàn thịt nát. Là đạo chủ còn lại bốn đại cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ nhìn thấy mơ hồ tiên vực đỉnh đứng một cái tiên vương giống như cái bóng cuối nhìn thiên hạ khí quán thương khung nơi đây đều muốn phá diệt tam thập tam trọng thiên vận chuyển uy năng chí cường chí bá dường như mênh mông vũ trụ cổ đang phập phồng một tầng lại một tầng tầng trời càng là đang dệt ra tạo hóa lực lượng đủ để trấn áp các cường giả ngày càng ngạo nghễ đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên tự hồ dẫm đạp ở tiên vực bên trên thời khắc này hắn khí phách hùng bá thiên hạ, nhìn xuống tiên hỏa vực những cường giả này, để bọn họ có một loại xuất phát từ nội tâm rung rẩy ầm ầm Đem tam thập tam trọng thiên vương xuống cái thế thiên uy chi khắc, còn sống sót bốn đại cường giả rung rẩy một cái tiếp một cái, trầm, ngã quỳ trên mặt đất rung lẫy bẫy, thời khắc này bọn họ có một loại đối mặt chúng sinh chúa tể cảm giác. Đạo chủ. Bốn đại cường giả gào thét vô tận khuất nhục. Bọn họ căn bản không chịu nổi tam thập tam trọng thiên uy năng, để bọn họ có một loại gánh vác vòng trời, không kìm lòng được quỳ xuống đất cúng bái xuống. Ha ha ha, mấy cái vai hề, cũng dám trêu chọc nhà ngươi ngu da da Thiết ngưu cười ha ha, trực tiếp cuồng sông lên, móng dơ lên đến đập cho một người tuổi còn trẻ cường giả đầu lâu nước thành bốn mảnh, toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung. Thiết ngưu nín một bụng lửa giận, hắn căn bản không có trêu chọc những người này, lần trước suýt nữa bị đánh giết, chạy trốn tới hung ma động lại là một cái tuyệt địa, tâm lý khỏi nói nhiều phiền muộn gọi ngươi hung hăng, gọi ngươi cho ta hung hăng. Thiết ngưu đêm này bốn đại cường giả đập cho cả người rung, nó lỗ mũi phun khói xanh, quát, còn có cái kia gọi phần bá tiểu tử, ngưu gia gia sớm muộn tọa ở trên người hắn nói láo. Bốn đại cường giả triệt để xanh mặt, bị đạo chủ làm nhục cũng coi như, nhưng là hiện tại bị một đầu ngưu ấn lại cùng đánh, đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra, có người giận dữ hết, đạo chủ, ngươi đường cùng đến, một khi phần tiên từ bác thiên quan trở về, đến thời điểm ngươi sẽ sống không bằng chết phần tiên chính là thiên vương, ngươi hôm nay làm nhục chúng ta, tương lai sẽ trả giá nặng nề. Ờ. À. ngưu cả người ngủ sắc bộ lông vũ động, xoay chuyển móng không ngừng đập về phía này bốn đại cường giả, đánh bọn họ mặt ao hãm, giết hầu đều muốn tách ra, từng cái từng cái ngôn ngữ không rõ, con mắt đỏ như máu một mảnh, hận không thể nuốt sống thiết ngưu. Tam thập tam trọng thiên lột xác có chút kinh người. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên, cảm giác được rõ rệt bảo vật này uy năng, một khi triệt để thức tỉnh có thể trấn áp vô tận ranh giới sớm biết liền muốn nhiều chút một quyển nước biển liền để tam thập tam trọng thiên lục xác đến một bước này nếu là bản giếng hấp thu nói không chắc có thể tìm hiểu tạo hóa hỗn độn của tỉnh phi thường phiền muộn vậy cũng là đầy đủ một tòa tạo hóa hải bọn họ lấy đi như muối bỏ bể cũng không đáng xưng là không phải vậy ta cảm giác đã đến hiện giai đoạn cực hạn đạo lăng khẽ lắc đầu hơn nữa muốn đang tìm kiếm tạo hóa hải không phải một cái chuyện dễ thiết ngưu có thể xông vào hung ma động cũng là một cái bất ngờ, tạo hóa hải không thể dễ dàng sưu tầm đến. Có thể như quả tạo hóa hải bên trong nước biển đều có cỡ này công hiệu, nhưng là có chút khủng bố, tạo hóa hải chính là vùng vũ trụ này thần bí nhất, cất giấu đáng sợ nhất bí mật, nếu không có tóc bạc đạo nhân, đạo lăng cũng lấy không đi tạo hóa hải nước biển. Lẽ nào tạo hóa thiên binh thật đều là tạo hóa hải dựng dục ra đến? Hỗn độn cổ tỉnh vội vã không nhịn nổi, Hận không thể trở lại tạo hóa hải ở nơi nào tồn thủ vạn cổ, chỉ cần có thể kiếm đi một cái tạo hóa thiên binh liền kiếm lời lật. Ầm ầm. Tam thập tam trọng thiên chí bảo trong dây lát thu nhỏ lại, vần quanh ống ánh thần hà, rơi vào đạo lăng lòng bàn tay. Dĩ nhiên là đạo chủ chí bảo. Tiên hỏa vực bốn đại cường giả sắp chết, vào lúc này có chút tuyệt vọng, đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ kinh người như vậy chí bảo, để binh không ra rất khả năng là một khẩu vô địch binh. Xé tan đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem bốn đại cường giả xóa bỏ không còn một mống, hắn thâm thúy con mắt quét về phía cách đó không xa một vùng núi, truyền thừa địa nên ở đây, hắn có chút chờ mong có thể đưa tới vô địch giả truyền thừa địa, đến cùng cất giấu cái gì tạo hóa. Vào xem xem. Đạo lăng cũng không nghĩ tới sau khi ra ngoài, liền xuất hiện ở thất thiên quan, khu vực này ngược lại phi thường yên tĩnh, khẳng định là truyền thừa địa mở ra, khu vực này vùng cấm đều bị sang bằng. Phía trước là một mảnh kéo dài núi non chập trùng, sơn mạch này cực kỳ thô to, đầy đủ lan tràn một triệu dặm non sông, thậm chí theo sơn mạch vẫn đi vào bên trong, lại như là đi hướng một cái thần bí vũ trụ chiều không gian bên trong. Chính là chỗ này, hình thiên nên ở trong này. Ngũ thải thần ngư nhìn chung quanh, phân biệt phương hướng nói rằng, lần thứ nhất lúc đến nơi này, bí cảnh liền trực tiếp mở ra, lối vào ngay ở sơn mạch phần cuối. Đạo lăng một đường vượt qua tiến vào, khi đi tới sơn mạch phần cuối, bước vào cái này bí cảnh bên trong thời khắc, quả thực đi đến một thế giới hoang dã bên trong. Mặt đất bao la giống như cự long ẩn núp, vì thế lẫm lẫm, mảnh này thần bí địa vực tràn ngập một loại mặt danh uy nghiêm gần sóng, núi cao đều tráng kiện kinh người, viên viên cổ thụ đều muốn tạo ra vòng trời. Một thế giới hoang dã, đạo lăng dẫm dẫm mặt đất, phát hiện mặt đất phi thường vững chắc, hắn phỏng chừng này cự thần hẳn là thể tu một mạch cường giả, ở bên trong vùng thế giới này. Đạo lăng nhận ra được từng sợi từng sợi như có như không lực chi đại đạo gần sóng. Cự thần là ai đạo lăng không rõ ràng, thế nhưng có thể gây nên những bá chủ này tranh cướp, cự thần tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối với thập đại vô địch giả đều là ai đạo lăng cũng không rõ ràng, hắn suy đoán này cự thần có thể hay không là vô địch giả, cùng đạo tổ bằng nhau. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, phát hiện dấu chân hiếm thấy, căn bản không tìm được một ít sinh linh, đi tới nơi này cường giả nên phi thường ít ỏi. Đạo lăng một đường đi vào bên trong đi, lướt qua một đám lớn biển rừng hắn có chút hải hùng khiếp vía, cách đó không xa một khu vực thần quan ngập trời, mấy đại cường giả ở đây chinh phạt, lan tràn ra động tỉnh chấn động trên trời dưới đất. Thật mạnh, dĩ nhiên không kém gì thiên nữ những người này. Đạo lăng hoảng sợ, có thể xưng tụng vô địch giả, ba đại cường giả ở hỗn chiến, bạo phát gần sóng phi thường đáng sợ, một triệu dặm tinh không đều xuất hiện gần sóng. Không cần kinh hoảng, vô tận năm tháng trôi qua, trong cổ sử tự phong cường giả nhiều vô cùng, đi ra mười mấy vô địch giả không tính được cái gì, nếu là liền điểm này gốc các đều không có, lấy cái gì cùng dị vượt tranh đấu. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, Đạo Lăng gật đầu, bất quá ba người này phỏng chừng không phải thiên tôn những người này, trong cổ sử thiên tôn, thập vương những người này, thuộc về với vùng vũ trụ này đáng sợ nhất vô địch giả. Hảo dồi dào khí huyết gần sống. Đạo Lăng nhanh chóng đi tới, này ba đại cường giả khẳng định ở tranh đấu bảo vật gì, đem nhanh tới gần thời khắc đạo lăng nhận ra được dày đặc kinh thế khí huyết gần sóng thậm chí mơ hồ có một loại vô địch năm tháng lực cảm đây là cái gì lẽ nào cự thần đúng là vô địch giả nơi này có vô địch giả lưu lại tinh huyết không thành ầm ầm bỗng nhiên một khẩu đen thui cung thai kéo vang lên tứ phương núi cao đều đi theo chập trùng đây là một khẩu thần ma cung thai hung hăng bá tuyệt hiện tại bị kéo động đứng dậy dây cung rung động thời khắc càng khôn đều đi theo nổ vang mũi tên này phi thường bá tuyệt nhắm ngay đạo lăng xương tráng, muốn trực tiếp nhìn chăm chú chết hắn. Vô liêm sĩ. Đạo lăng giận dữ, có người cầm cung thai muốn săn giết hắn, dường như giết chết một đầu núi rừng giả thú giống nhau, điều này làm cho hắn nổi giận. Tiễn mang ống ánh, đứt toát trời cao, như là một đạo lưu tinh quét ngang mà đến, cuốn lấy chu vi cổ thụ nổ tung, liền như vậy bắn về phía đạo lăng xương tráng, muốn xuyên thủng đầu của hắn. Này cùng bắn giết giả thú thủ pháp không hề khác gì nhau, cầm cung thai cường giả thần thái lạnh lẽo, đem đạo lăng trực tiếp xem là một con giả thú, muốn trực tiếp bắn giết. Xoạt! Đạo lăng trong tay hoành ra một khẩu thanh kích lớn màu vàng ống, trực tiếp bổ đi tới, đem này một đạo tiễn mang xé thành hai đoạn. Còn dám chống lại. Cầm cung thai người thanh niên trẻ thần thái lạnh lẽo, trên người mặc màu tím trường y, như là một tôn thần ma đứng ở chỗ này, hắn khí số phi thường mạnh mẽ. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chầm chầm đạo lăng, cung trong tay thai đang phập phòng mãnh liệt gợn sóng, có lại một lần nữa ra cung dấu hiệu. Hắn quần áo rách nát, loạn tóc cuồng bay, trong mắt sát quan hiện ra, nhất theo đại kích nhanh chân về phía trước tức bước, muốn đại khai sát giới thời khắc, đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Nơi đây thật là bất phàm, một giọt máu treo ở ao cổ bên trong, như là một vòng màu vàng thiên nhật treo lơ lửng, vần quanh khủng bố vô biên khí tức, như là một đầu tuyệt thế đại hung đang ngủ đông, mơ hồ có thể thấy được nội bộ đứng một tôn đỉnh đầu vòng trời người khổng lồ. Giọt máu này cực đoan bất phàm, dâng lên nóng rực trùng sáng, lan tràn một loại vô địch vũ trụ tinh không cái thế gần sóng, thật giống là một giọt vô địch giả huyết. Thế nhưng giọt máu này tổng thể uy năng cũng không cao, nó chìm ở một cái cổ xưa hố đá bên trong, giọt máu này bên trong dĩ nhiên cắm rễ này một cây cổ dược, vần quanh khủng bố gần sóng, như là một cây cái thế cổ dược cắm rễ ở giọt máu này bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này một cây cổ dược giá trị quá kinh người, ở giọt máu này bên trong mọc ra, thành niên hấp thu cổ huyết lực lượng, tẩm bổ dược thể ta mơ hồ cảm giác được trật tự sức mạnh. Đạo lăng thiên đạo nhãn vận chuyển, hắn có chút giật mình, lẽ nào đây là vô địch giả huyết, nếu như như vậy suy tính lời nói, này một cây cổ dược giá trị, tương đương với có đế dược thành phần ở bên trong. Thậm chí này một cây cổ dược khi thì khủng bố đứng dậy, vần quanh thô to lực chi đại đạo, quả thực như là một tôn ở trong hỗn độn khai thiên cổ dược, để đạo lăng phi thường giật mình, giá trị sợ là rất cao, bằng không cũng không sẽ khiến cho ba đại cường giả tranh cướp. Cổ huyết trồng thuốc, giá trị cực cường, phi thường thích hợp thể tu, có thể dùng để tìm hiểu lực chi đại đạo. Hỗn độn cổ tỉnh lời bình, không nghi ngờ chút nào cổ dược hấp thu cổ huyết phần lớn uy năng, thậm chí dựng dục ra một cây cổ dược, có thể tưởng tượng được giá trị của nó. Lá gan của ngươi không nhỏ, còn có tâm tình ở đây quan sát. Màu tím trường y nam tử thần thái càng lạnh hơn, cầm cung thai len khen vang vọng, động mãnh liệt sát niệm, cảm giác đạo lăng vẫn ở không nhìn hắn. Khanh khách, thánh nghĩa nhân gia liền ở ngay đây nhìn, chiêu ngươi chọc giận ngươi. Nơi này không chỉ là hắn một vị, đối diện còn có một cô gái, quần dài phấp phới, quyến rũ yêu kiều, nàng ở đây cùng thánh nghĩa đối lập, nói chuẩn xác cổ dược còn chưa từng triệt để xuất thế, không phải thu lấy thời cơ. Hồ Ly Tinh Đạo Lăng nhìn một chút cô gái này, trong mắt khác thường sắc, đây là một đầu Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh này còn đối với Đạo Lăng vẫy vẫy tay, một bộ phi thường quen thuộc dáng vẻ nói rằng, đến đến, đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ bảo vệ ngươi, này thánh nghĩa khẩu khí rất lớn, thực lực có thể không có mấy phần. Đạo lăng mặt có chút hắc, cái này hồ ly tinh ở lôi kéo đạo lăng, phỏng chừng cổ dược thành thục thời điểm muốn cho đạo lăng trợ giúp hắn đối phó thánh nghĩa. Ha ha! Thánh nghĩa chỉ là tàn lạnh nở nụ cười, ai như dám to gan tranh đấu, ta một mũi tên giết chết. Đạo lăng lại nhìn một chút thánh nghĩa, hắn còn chưa nói hết, mục tiêu của hắn ở này một cây cổ dược, hiện tại không dễ sớm bạo lậu thực lực bằng không ở con đường phía trước quyết đấu ba người tuyệt đối sẽ tập trung đạo lăng. Nơi nào chém giết đã đến gây cấn tột độ trình độ, một khẩu tuyệt thế kiếm thai chói lọi một vực, đen thui kiếm thai một khi xuất khiếu, quả thực như là thương khung nổ tung, lan tràn khủng bố ánh kiếm, tê thiên liệt địa. Cầm cổ kiếm cường giả cực đoan khủng bố, trên trời dưới đất đều là vô cùng kiếm chi đạo ngân cắt ra vòng trời, chuyện này quả thật như là vạn kiếm quy tông cái môn này cái thế thần thông. Hẳn là kiếm giới cường giả, một giới này nhân số ít ỏi, thế nhưng mỗi cái thảo phạt lực tuyệt thế vô song, phỏng chừng này một vị là kiếm giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Hỗn độn cổ tỉnh lời bình, kiếm giới cùng thuộc về với thập đại cổ giới. Âm âm. Một cái trắng nõn ống ánh tay ngọc mở rộng lại đây, nhẹ nhàng vỗ một cái, lệnh kiếm chi đạo ngân vạn vẹo, cái này trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử trời sinh mỹ cốt, hẹp dài trong con ngươi thần quan tứ xạ, nàng rất đẹp, quốc sắc thiên hương, quyến rũ động lòng người. Chỉ có điều khí thế của nàng vô biên kinh người, sau lưng mơ hồ vận chuyển ra một tấm thông thiên yêu thần đồ, tuyệt thế yêu khí cuồn cuộn như biển lan tràn mà ra, một cái lại một cái trắng như tuyết đuôi phản phất thần đao quét ngang hướng về cầm đen thui cổ kiếm cường giả. Cửu vĩ thiên hồ Đạo lăng thay đổi sắc mặt, đây là một loại phi thường hiếm thấy yêu thú, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc này quá hiếm thấy, cái này quần dài màu đỏ nữ tử dĩ nhiên là cửu vĩ thiên hồ. Cho tới này người thứ ba, lại là đáng sợ hơn, quả thực dường như một tôn quân lâm thiên hạ vô thượng thần chủ, hai tay kết ấn quyết, mơ hồ có trên trời dưới đất độc tôn vô thượng khí phách lan tràn mà ra. Hắn ở rống to, khủng bố tuyệt luân, như là một tôn cái thế thánh quân, pháp lực vô cùng. Ba đại cường giả đều là đỉnh phong tạo cực tồn tại, bọn họ ở đây chém giết, đều là vì cổ dược, này cổ dược với thân thể người có bằng trời trợ lực, có thể khai phá thân thể tiềm năng, tìm hiểu không thiếu sót lực chi đại đạo, đây là một cái vấn đỉnh vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất con đường tiểu tử, nhìn thấy thánh quân thiên uy, có cảm tưởng gì? Thánh nghĩa lại một lần nữa đặt câu hỏi, lạnh lẽo con ngươi liên tục nhìn chầm chầm vào đạo lăng. Nguyên lai hắn chính là thánh quân. Đạo lăng khẽ gật đầu, đối với trong cổ sử uy danh rất lớn vô địch giả hắn nghe lên người khác đàm luận quá một, hai, này thánh quân cực đoan mạnh mẽ, nghe đồn đây là một vị vô địch giả, tuy rằng cùng thiên tôn mấy vị tên tuổi so ra trên lệch chút, nhưng cũng là uy thế thông thiên cường giả bất quá này ba đại cường giả lai lịch đều lớn vô cùng một khi liên thủ uy hiếp thiên hạ bất quá này cổ dược nên không đến nỗi gây nên tam đại vô địch giả chém giết lâu như vậy hắn cảm giác còn có những chuyện khác ở bên trong ta lại hỏi ngươi nói thánh nghĩa động tức giận cầm cung thai trực tiếp rung động đứng dậy muốn dương cung bắn tên thời khắc này cắm rễ ở cổ huyết trên cổ dược bỗng nhiên bốc cháy lên nó triệt để nở rộ phục lên thời khắc cổ huyết bắt đầu khô héo quả thực như là một vòng hừng hực đại nhật đang thiêu đốt thời khắc này bắt đầu thiên địa rung động ba đại cường giả khí tức kinh khủng hơn cửu vĩ thiên hồ cười thanh khách tranh đấu cái không để yên lấy ý của ta không bằng như vậy người ta hai phe nhân mã tranh đấu ai có thể mạnh đến là ai chính có ý đó thánh quân chấp hai tay sau lưng sợi tóc khoác vai lạnh giọng mở miệng ầm 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 kiếm tuyền giận dữ râu tóc đều dựng bọn họ đều dẫn người đến thế nhưng nơi này liền kiếm tuyền một nô bột đều không có trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng muốn giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng cổ dược thành thục sắp tới, cử vĩ thiên hồ cùng thánh quân trực tiếp liền liên thủ, ngăn trở kiếm tuyền thế tiến công. Vô liêm sĩ Kiếm tuyền kém chút khí nổ, kiếm mục dựng thẳng, nhìn thấy đạo lăng thời điểm nội tâm một trận thịnh nộ, tuy rằng còn có người thứ ba, nhưng là thì có ích lợi gì, lại không thể thay thế hắn tranh đấu cổ dược. Cổ dược đã triệt để thành thục, cổ huyết cũng khô héo, này một cây cổ dược mông lung ống ánh chói mắt đạo ngân, phản phất một tôn loại nhỏ người khổng lồ ở ao cổ bên trong tỏa ra. Ta cung một khi mở ra, sẽ không có giết không chết người. Thánh nghĩa hai mắt trợn trừng, dương cung bắn tên, muốn cắn giết đạo lăng, hắn một cái tay khác duỗi ra, chụp vào cổ dược. Léo nha léo nhéo không để yên, muốn chết tắt thành ngươi. Nhìn thấy cổ dược triệt để thành thục, đạo lăng nộ ra, toàn bộ bảo thể quả thực hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ, hắn hống động thương khung, vực ngoại đại tinh trì rào rơi xuống, 10 vạn dặm ranh giới đều đi theo chập trùng. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành hỗn độn trạng thái, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Đạo lăng ở đây khai thiên tích địa, hắn đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, uy thế vô cùng vô tận. Hoàn toàn không phải cùng một người, thời khắc này đạo lăng hung hăng bá tuyệt, giống như một tôn quét ngang năm tháng vô địch giả, khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để hồ ly tinh cũng không nhịn được phát ra rít lên một tiếng, thời khắc này nàng có một loại vỡ diệt xu thế nàng cách xa nhau rất xa lại có cái cảm giác này để hồ ly tinh hoa dung thất sắc đây là cỡ nào nhân kiệt mạnh mẽ có thể nói nàng trong cuộc sống chúa tể cái gì thánh quân ba đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi vạn vạn không nghĩ tới cái này xem ra rất người yếu thời khắc này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy đây là cùng bọn họ đồng cấp cường giả a đạo lăng ở đây giả heo ăn hổ chính là muốn cướp đi cổ dược sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy Thánh Nghĩa khóe mắt đều nứt ra huyết, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ tâm ý, hắn căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ cường đại như thế, sớm biết đạo lăng cường hãn như thế, hắn làm sao dám vẫn châm chọc đạo lăng, chớ nói chi là muốn tuyên bố một mũi tên bắn giết hắn. Oanh! Nhật Nguyệt đều rơi xuống, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hắn ngửa mặt lên trời gào to, này hống một tiếng mười vạn dặm ranh giới bạo phát đại diệt vong, vạn một nổ tung, trên mặt đất đen thui khe lớn vô số, quần sơn vạn hát đều sụp nứt xuống, cuốn thạch cuốn thiên mà lên. Hỗn độn nhất khí đại thần thông đang thức tỉnh, đạo lăng toàn thân chiến lực sôi trào, này hống một tiếng ẩn chứa đạo lăng vô địch tinh khí thần, hắn miệng phun hỗn độn vũ trụ, để nơi này theo tiếng rung. A. À. Thánh nghĩa kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nội tạng đều vỡ ra được, toàn bộ thân thể hoàn toàn mơ hồ, bị đạo lăng này hống một tiếng thân thể nứt thành bốn mảnh, nội vũ trụ đều bị sống sờ sờ hống nứt. Không. Thánh nghĩa kém chút điên rồi, thực lực của hắn nhưng là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng đạo lăng so ra trên lệch quá lớn, ở đạo lăng tiếng trống to này bên dưới, trực tiếp liền nổ thành một đám mưa máu. Thật là khủng khiếp cường giả, đến cùng lai lịch gì? Trên người mặt trường y hồ ly tinh đều bị sóng âm gợn sóng đánh bay, của nàng thần thái sợ hãi, người này cũng thật đáng sợ, một tiếng trống to liền để thánh nghĩa nổ tung, chuyện này quả thật chính là quét ngang năm tháng vô địch khí phách. Đạo lăng thả người nhảy một cái, tốc độ của hắn rất nhanh, hống một tiếng bên dưới chỉ có điều trong phút chốc thời gian, hắn đã là ngang qua đến cổ dược bên cạnh, trong tay chụp vào này một cây cổ dược. Vô liêm sĩ lưu lại cổ dược. Thánh quân muốn rách cả mí mắt, toàn thể thần quan ngàn vạn trọng, hắn chính là trong năm tháng chìm nổi vô địch giả, nô bộc của hắn thánh nghĩa liền như vậy bị đạo lăng sống sờ sờ hống chết ở chỗ này, há có thể giảng hòa. ầm ầm Thánh quân bàn tay lớn kết ra vô thượng ấn quyết, phản phất một loại đế vương ấn quyết, một khi hiển hóa ra ngoài, áp lực dường như bài sơn đảo hải, vũ trụ mênh mông đều muốn trấn đè xuống phối hợp hắn trấn áp cường địch. Thánh quân chiến lực không cần nhiều lời, hắn hiện tại vừa xuất thủ, đạo lăng liền nhận ra được một loại uy hiếp, người này chiến lực vô cùng mạnh mẽ, đây là một tên kình địch. Chém. Kiếm tuyền cũng theo ra tay, râu tóc đều dựng, lỗ chân lông phục lên một phần lại một phần thô to ánh kiếm, toàn bộ thân thể phản phất một cái vạn kiếm thạch, một chiêu thức tỉnh ánh kiếm thông thiên, khiếp quỷ thần, Mạnh liệt không dứt quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Cổ dược là của ta rồi, các ngươi liền đừng vọng tưởng. Đạo lăng con ngươi mở to, tinh khí thần tăng vọt, dường như một tôn khai thiên tích địa thần ma, hắn nắm vô địch quyền ấn, lay động thời khắc vô tận cương vực theo chập trùng, đặc biệt đạo lăng toàn bộ thân thể quấn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, cái thế tinh huyết theo thức tỉnh. Thời khắc này đạo lăng cường đại hơn, hắn dương quyền vang trời, vô địch quyền thế cuồn cuộn mà ra, đem thánh quân nặng ra vô thượng ấn quyết quanh tạp chia năm xẻ bảy đồng thời đạo lăng một cái tay khác mở rộng đi ra, mênh mông đại vũ trụ theo rung rung, từng đường ống ánh đạo ngân ngang trời hiện ra, năm đại đạo ngân giống như năm cái đại đạo chi hải, mông lung cái thế vô cùng khí lưu. Đại ngũ hành kiếm ở thức tỉnh, đạo lăng đạo pháp thông thiên, năm đại bất hủ kiếm thai hiển hóa ra ngoài, hợp làm một thể thời khắc, diễn hóa ra một khẩu bất hủ kiếm thai. Ầm ầm. Chiêu kiếm này xé rách vạn vật, hắn tay trái nắm quyền ấn nổ ra thánh quân pháp ấn, tay phải nắm quyền kiếm chặn lại kiếm tuyền thế tiến công. Thất truyền đại ngũ hành kiếm. Kiếm tuyền con mắt chìm xuống, đây là một môn gần như vô địch đại thần thông, nghe đồn bắt nguồn từ đạo tổ, lẽ nào đạo tổ bí cảnh đã đóng, đạo tổ truyền thừa đã là vấn thế. Được lắm diệt tiên quyền, ngươi là người phương nào, dám giết thủ hạ ta. Thánh quân khí độ kinh thế, hắn cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, cường giả hắn đã thấy rất nhiều, mạnh mẽ hơn đạo lăng hắn đều gặp, bất quá có thể ngăn cản hắn uy thế cũng không nhiều, đạo lăng hiện tại toán một cái ầm ầm đạo lăng thả người nhảy một cái đại dương màu đen che kín bầu trời hắn cực đoan khiếp người gánh vác côn bằng xí nâng động mà lên nhằm phía ranh giới phần cuối chạy đi đâu thánh quân ba đại cường giả đều nộ đặc biệt cửu vĩ thiên hồ ngẩng người nàng vốn cho là hai đại cường giả ra tay đủ để lưu lại đạo lăng nhưng là ai biết đạo lăng trực tiếp chặn lại rồi thế công của bọn họ thậm chí biến mất không thấy hình bóng côn bằng chi lực Nguyên lai like hắn chính là đạo chủ, cực kỳ mạnh mẽ, không thiệt thòi là bá chủ bản danh sách đứng đầu cường giả. Cửu vĩ thiên hồ có chút bất ngờ, không nghĩ tới đạo chủ chiến lực kinh người như vậy, cùng nàng tưởng tượng có chút không giống. Hắn cùng huyết tứ tử giao chiến quá trình cửu vĩ thiên hồ thông qua thời không ghi chép xem rõ rõ ràng ràng, khởi điểm chưa từng đem đạo lăng để ở trong lòng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại đạo chủ dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Ba đại cường giả há sẽ bỏ qua cho đạo lăng, bọn họ đều trong năm tháng chìm nổi, chiến lực vô song, một cái tiếp một cái cuồng sông lên, đuổi theo đạo lăng không thả, đối với cổ dược tình thế bắt buộc. Này ba đại cường giả tự nhiên mạnh mẽ, nếu là một khi liên thủ, đạo lăng cũng không dám xem thường có thể chiến bại ba đại cường giả, tốc độ của hắn phi thường mãnh liệt, ở khu vực này chập trùng, cửu tiên bộ bắt đầu vận chuyển, bằng tốc độ kinh người hướng về cương vực nơi sâu xa ngang qua. Này kỳ dược liên quan đến cái gì? Phỏng chừng cất giấu cái gì ẩn tình, chẳng lẽ cùng truyền thừa có liên quan gì? nhất định phải là cắm rễ ở cổ huyết phía trên mọc ra. Hỗn độn cổ tỉnh đang nghiên cứu này một cây cổ dược, cố nhiên giá trị kinh người, đối với đạo lăng đều dùng tác dụng lớn, thế nhưng còn chưa tới ba đại cường giả phát điên mức độ. Đạo lăng hướng về cương vực bên trong cùng sông tới nửa ngày, từng bước cùng thánh quân bọn họ kéo dài khoảng cách, hắn phát hiện khu vực này quá mênh mông, hơn nửa dấu chân hiếm thấy, hiện tại đi tới cự thần truyền thừa địa cường giả phi thường ít ỏi, căn bản không có bao nhiêu người. Phía trước vẫn có một mảnh vườn thuốc đạo lăng quan sát một cái nào đó khu vực mơ hồ phát hiện có bóng người như ẩn như hiện hiện tại đạo lăng cần gấp hiểu rõ tình huống của nơi này thậm chí hình thiên đến cùng có còn hay không sống tiếp vườn thuốc cũng không nhỏ thế nhưng có thiên địa cách cục bao phủ không phải tốt như vậy đào móc đạo lăng đi tới đem chú ý tới là tiên hỏa vực cường giả đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh đến rồi cái giả nhân phỏng chừng bị đuổi giết trốn tới nơi này hai cái tiên hỏa vực cường giả khí vũ hiên ngang không có ý tốt ánh mắt dò xét đạo lăng cười lạnh nói tiểu tử muốn mạng sống liền đi vào thải hai cây cổ dược biểu hiện hảo nói không chắc có thể theo phần bá đại nhân phần bá đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ khác lạ lắc đầu trung thực cười ngây ngô nói ta biết phần bá đại nhân hắn có ở bên trong không ta muốn đi xem phần tiên em ruột mặt rồng toán ngươi hãy thành thật đi theo ta phần bá đại nhân nếu là chịu nhường ngươi đi theo bên cạnh hắn gặp mặt phần tiên chỉ là một cái vấn đề thời gian xem đạo lăng thái độ khá tốt hai cường giả phi thường hài lòng mang theo đạo lăng tiến vào vùng cấm bên trong đó là tự nhiên đó là tự nhiên đạo lăng vội vàng theo đi vào bên trong hắn hàm hậu cười vừa nhìn hai vị huynh đệ chính là phần bá bên người đại nhân người tâm phúc ngày sau ta nếu có thể theo phần bá đại nhân hai vị huynh đệ có thể phải giúp ta nhiều nói tốt vài câu ha 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 điểm này dễ bàn xem ngươi biểu hiện hai cái tiên hỏa vực cường giả tâm tình thật tốt Cổ đạo lăng bả vai nói rằng, ngươi xem như là chọn đúng người, phần tiên đại nhân là cỡ nào kinh thế hải tục, từ lâu vấn đỉnh thiên vương đại vị, trong vòng trăm năm liền có thể thành đế, đây là cỡ nào kinh thế vinh quang, cái gì đạo chủ? Cùng phần tiên sách dày cũng không đủ cách. Đó là, đó là, hai vị huynh đài nói rất có lý. Đạo lăng gật đầu liên tục. Ngươi nếu là tùy tùng phần bá đại nhân mấy năm, ngày sau thả ngươi đi, tùy tiện ở vùng vũ trụ này nơi nào, xưng vương xưng bá căn bản không có vấn đề gì bọn họ đối với phần tiên kính ngưỡng không gì sánh được phần tiên chính là tiên hỏa vực thần không gì không làm được vấn đỉnh thiên vương sau càng là tuyệt vời rốt cuộc phần tiên xây thành đế cơ tương lai thành đế hy vọng to lớn toàn bộ tiên hỏa vực thế hệ tuổi trẻ đều lấy phần tiên làm đầu bước vào cổ vườn thuốc bên trong đạo lăng đánh giá chung quanh trong này cổ dược vẫn đúng là không ít bất quá đều bị vùng cấm bao phủ lại muốn ở chỗ này khai thác cổ dược không phải dễ dàng như vậy đặc biệt mọc rễ này vài cây cực kỳ quý giá bảo dược tiểu tử kia chính là phần bá. Ngũ thải thần ngư giấu ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong, hận một trận cắn răng, nhìn thấy phần bá. Đạo lăng con mắt dò xét đi qua, cổ vườn thuốc bên trong có một ít cường giả đang đào móc bảo dược, phần bá ngược lại nhàn nhã tự tại nằm ở trên ghế mây, người này tuổi căn bản không lớn, một bộ thiếu niên dáng dấp, bất quá uy thế rất lớn. Xem ra không giống như là một người thiếu niên, cũng như là một cái cuối nhìn chúng sinh cường giả, toàn thân thần lực như biển, cái trán vờn quanh điềm lành, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, giống như trường gian đại hà. Đạo lăng có chút hoảng sợ, cây này cơ quả thực quá hùng hậu, sống sờ sờ một cây thân thể đại dược, cái này cần nuốt vào bao nhiêu thứ tốt mới có thể có hùng hậu như vậy căng cơ, hắn đã thấy phần bá trên thiên linh cái dân lên long hình tinh khí, khẳng định thôn vẻ quá thứ tốt. Hơn nữa đạo lăng nhìn không thấu phần bá, trên người hắn tuyệt đối có gì bảo hộ thể, không thiệt thòi là phần tiên em ruột, lại quá mười mấy năm tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ hai người các ngươi làm sao đi vào, không phải để cho các ngươi lưu ý phụ cận cổ dược tung tích. Phần bá lười biến mở miệng, không thèm nhìn bọn họ một chút, phi thường tự kêu. Phần bá đại nhân, cổ dược tổng cộng liền 10 cây, chúng ta đến hơi trễ, gần đây tuy rằng có một cây, bất quá thánh quân mấy đại cường giả ở tranh cướp, chúng ta căn bản không tranh nổi. Hai cái tiên hỏa vực cường giả vội vã mở miệng. Phần bá cao mày, nói rằng, đại ca không đến, muốn tranh cướp đến một cái tiêu chuẩn quá khó, những người này tuy rằng cho ta mặt mũi, thế nhưng để bọn họ giao ra cổ dược, độ khó cũng không nhỏ. Đúng đấy, rốt cuộc cổ dược chỉ có 10 cây, có tư cách tranh cướp đều không phải người yếu, phần tiên đại nhân nếu là không đến, chúng ta sợ là rất khó tranh cướp đến, chúng ta cũng không nghĩ tới lần này cự thần truyền thừa địa mở ra, dĩ nhiên đến rồi nhiều cường giả như vậy. Hai cái tiên hỏa vực cường giả mở miệng. Tiểu tử này là ai? Phần bá con mắt mở, quét về phía Đạo Lăng hỏi tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn miệng lưỡi trơn tru làm sao hiện tại không lên tiếng một người bất mãn nói còn không mau đi gặp mặt phần bá đại nhân biểu hiện được rồi bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ vô lượng ngươi chính là phần bá đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn phần bá một bước tiếp một bước đi đến không nghĩ tới phần bá tiểu tử này biết cổ dược ẩn giấu bí mật tỉnh hắn tiếp tục nghiên cứu phần bá khuôn mặt chìm xuống hắn đứng lên cảm giác đạo lăng ánh mắt tự hồ có hơi không có ý tốt Tự hồ đem hắn xem là con mồi, điều này làm cho hắn tâm sinh lửa giận, hai cái tiên hỏa vực cường giả cũng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đạo lăng xông tới phần bá. Sau một khắc, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi lên cười làm lành nói, lần thứ nhất nhìn thấy phần bá đại nhân hình dáng, ta có chút không dễ chịu, mong rằng phần bá đại nhân không lấy làm phiền lòng. Phần bá thần thái giảng ra không ít, hắn suy nghĩ một chút cũng là, đại ca hắn nhưng là phần tiên, hiện tại chưa vị thiên vương thuộc về ở mặt đất đế lộ chiến đệ nhất nhân, một ít người yếu nhìn thấy hắn phỏng chừng đều nội tâm rùng mình, nghĩ đến đây phần bá đầy mặt ngạo khí, đối với đại ca hắn phi thường kính ngưỡng. ầm ầm Bỗng nhiên, mảnh này của vườn thuốc rung động đứng dậy, tự hồ phải tùy thời sụp nứt, phần bá sắc mặt khó coi xuống, nói rằng, ra ngoài xem xem, ai lá gan lớn như vậy dám tấn công địa bàn của ta. Thánh quân ba đại cường giả đã đến rồi, tuy rằng bị đạo lăng ném đi một đoạn dài, thế nhưng khóa chặt lại đạo lăng cơ bản tung tích bọn họ vẫn là có thể làm được. Ngoài cửa, quả thực đứng sừng sững tam đại hỏa lò, hừng hực thiêu đốt, lan tràn xé rách gian hải cái thế thần uy, che ngập bầu trời nghiền ép đi vào, để mảnh này vùng cấm đều muốn trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này để phần bá sầm mặt lại, hắn bước nhanh đi lên, dò xét này ba đại cường giả nói rằng, hóa ra là ba vị, không biết đến ta động phủ có chuyện gì quan trọng. Nhìn thấy phần bá thời khắc, thánh quân ba người khí tức thoáng thu lại một ít, phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hắn có thể đứng hàng thiên vương, đủ khiến cửu vĩ thiên hồ ba đại cường giả coi trọng, hơn nữa này tiên hỏa vực là thế lực cỡ nào. Thậm chí phần bá cũng không phải đơn giản thân phận. Phần bá, ngươi có từng gặp phải một người trẻ tuổi trốn tới nơi này. Thánh quân chấp hai tay sau lưng, trực tiếp đặt câu hỏi. Này thật không có. Phần bá trực tiếp nói, có thể lao động các ngươi ba vị ra tay truy sát, khẳng định không phải cái gì phàm nhân, lẽ nào là cổ dược xảy ra vấn đề gì. Hai cái tiên hỏa vực cường giả nhìn một chút đạo Lăng, lập tức lắc đầu, tiểu tử này làm sao có khả năng để ba đại cường giả cùng xuất hiện. Sợ là Thánh Nghĩa cầm cung thai liền có thể trực tiếp đánh giết không còn một mống, Thánh Quân muốn tìm người không thể sẽ là hắn. Thánh Quân ba người sắc mặt không dễ nhìn, cổ dược bị đoạt đi, hiện tại người cũng không tìm tới ở nơi nào, tâm lý khỏi nói nhiều phiền muộn. Có thể ở ba vị thủ hạ cướp đi cổ dược, tuyệt đối không phải bình thường. Phần bá âm trầm mở miệng, cũng không biết là ai cướp đi một cái tiêu chuẩn, hiện tại còn lại tiêu chuẩn cũng không nhiều. Là đạo chủ. Thánh quân một câu nói, để phần bá sắc mặt lập tức âm lãnh không gì sánh được, trong mắt lửa giận ngập trời, hắn nói ra, đạo chủ, dĩ nhiên lại là hắn, đại ca ta phần tiên nếu là giết trở về, đạo chủ tuyệt đối không sống hơn ba ngày. Phần bá đối với đạo chủ hận đến mức tận cùng, lần trước bọn họ ra tay nhằm vào đạo chủ phủ thời điểm, kém chút bị thương tuyệt bọn họ mang theo người đánh chết ở đế thành bên ngoài, đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Đạo chủ hiện tại chiến lực có thể không yếu, coi như là đại ca ngươi đến rồi, không hẳn có thể đánh giết hắn. Cửu vĩ thiên hồ có chút không ưa phần bá, phần tiên cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là người trong thiên hạ há có thể coi thường, đạo lăng có thể giết đến một bước này, tự có hắn vô địch gốc cát. Làm sao, cửu vĩ thiên hồ ngươi đây là đang hoài nghi đại ca ta à? Phần bá âm thanh sắc bén xuống, đại ca ta đã là thiên vương, hiện tại chính đang lan bạc đế hải một khi giết vào cửu thiên quan liền có thể vào ở hoàng kim tiên cung bước vào đại đế cảnh giới đến thời điểm còn thật muốn mắt thấy một ít đại đế xuất thế cửu vĩ thiên hồ chỉ là quyến rũ cười cợt xông qua đế hải đây là cỡ nào gian nan thời đại thái cổ chư vương tranh bá coi như là người mạnh nhất cũng chí ít hoa phí hết mấy năm mới vượt qua quá đế hải thậm chí đế hải luyện chết vô địch giả đã không ít phần tiên có thể sống tiến vào cửu thiên quan đã rất tốt cửa ải này đều là nhân đạo đỉnh cao nhất mới dám xông vào phần tiên hiện tại đi lang bạc có chút nhanh hơn phần bá sắc mặt không dễ nhìn bọn họ đang hoài nghi phần tiên bất quá ba vị này không phải là phàm nhân phần bá liền là ở bá tuyệt cũng không dám cùng bọn họ phát sinh xung đột thánh quân ba đại cường giả lập tức bắt đầu khoách phạm vi lớn sưu tầm đạo lăng đạo lăng đi lên tiếng trầm nói cái gì tiêu chuẩn câm miệng hai cái tiên hỏa vực cường giả trăm miệng một lời mở miệng nhìn ra phần bá tâm tình phi thường phiền muộn cho tới nay hắn đều có một viên mong anh thành rồng tâm đối với tất cả xem thấp phần tiên cường giả đều nộ không thể dừng đáng tiếc ba vị này quá mạnh phần bá không dám quá khứ cùng bọn họ lý luận lý luận mẹ kiếp lão tử đang hỏi ngươi nói vì sao không đáp đạo lăng con mắt dựng đứng lên một cái tác trút phần bá tráng phun máu lạnh lùng nói cho ta thành thật khai báo tiêu chuẩn là làm được việc gì nói a à, phần bá kêu thảm thiết đạo lăng coi như là tùy ý rút ra một cái tác, cũng rút phần bá tráng nứt thành bốn mảnh, thiên linh cái đều muốn nổ tung, đầu gối đều uống lượng xuống, cả người đau đau đến trung cầm cập. Ngươi Hai cái tiên hỏa vực cường giả kém chút dọa sợ, chỉ vào đạo lăng, con ngươi trợn tròn. Bọn họ có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy, cái này trung thực người đột nhiên liền bạo phát, một cái tác đánh ở phần bá trên đầu, chuyện này đối với phần bá là cỡ nào làm nhục a à? Giết hắn cho ta, giết hắn phần bá khuôn mặt triệt để dữ tợn, con ngươi đều đang run rẩy, phát ra tiếng rống giận dữ, chưa từng từng tao ngộ bực này sỉ nhục, một tác này rút hắn mất đi lý trí, chỉ vào đạo lăng điên cuồng rít gào, không, cho ta trấn áp hắn, ta muốn luyện hắn sinh hồn, để hắn sống không bằng chết. ầm ầm, hai đại tiên hỏa vực cường giả trực tiếp thức tỉnh, trong cơ thể dân trào thần hỏa, nương theo sát niệm quét ngang mà ra, trực tiếp hướng về đạo lăng nổ cuốn mà lên. Hai tên rác rưởi, cho ta cút sang một bên. Đạo Lăng khí định nhàn thần, nhanh chân hướng về phần bá đi đến, ống tay áo của hắn đột nhiên vung một cái, đánh thần hỏa nổ tung, cương phong nổ dũng, như là một phần đại dương mãnh liệt mà đến, cuốn lấy hai đại tiên hỏa vực cường giả. Phúc! Hai đại cường giả kêu thảm thiết, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị Đạo Lăng một tay áo huy động lên đến thiên phong rút bạo, bọn họ mạnh mẽ té lăn trên đất, đáy mắt có vẻ sợ hãi, thế này sao lại là đá vào dê con, rõ ràng là một tôn chiến lực siêu cường nhân kiệt người này là ai lá gan lớn như vậy lại dám trêu chọc phần bá đại nhân chính đang phụ cận đào móc cổ dược một ít tiên hỏa vực cao thủ đều nổi giận từ khi phần tiên sắc phong thiên vương sau ai dám trêu chọc phần tiên em ruột coi như là thánh quân những này trong năm tháng chìm nổi vô địch giả đều sẽ không quá nhiều làm khó dễ phần bá ngươi thật là to gan phần bá đầu lâu vết thương đã khép lại không thể không nói bảo thể của hắn rất kinh người sinh mệnh khí tượng dồi dào trình độ có thể so với chân long toàn thân khí huyết ngút trời, con mắt tỏa ra giữ tận hàng khí, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan giết thủ hạ ta, trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật là không nhỏ. Đạo lăng nhìn phần bá cười nói, có phải là vẫn không có làm rõ tình huống, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng bàn giao tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta chính là phần tiên em ruột. Phần bá nghẽn đầu gào thét đứng dậy, liền là ngươi là vô địch giả, ngươi chọc ta, đại ca ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi cường sát chi. ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái. ta có thể để cho ngươi có sống tiếp hy vọng. đây là cỡ nào ngu xuẩn lời nói, không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng đại ca ngươi đã vô địch rồi, có phải là cảm giác đại ca ngươi đã là một tôn đại đế? đạo lăng nhanh chân đi về phía trước, đầu đầy màu đen tóc bay tứ tung, trong con mắt hắn sát quang phun ra, phát ra một tiếng cười khẽ tiếng ta xem này phần tiên cũng là chỉ là hư danh, cho tới nay trốn ở thiên quan nơi sâu xa, không dám lấy bộ mặt thật hiện thân. Ngươi im miệng cho ta. Phần bá cả giận nói cực hạn, đại ca ta trong vòng trăm năm liền có thể thành đế, ngươi cái này sâu dám lời bình đại ca ta, ta xem ngươi thực sự là chán sống, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không cách nào trấn áp ngươi không thành. ầm ầm. Khu vực này rung động đứng dậy, phần bá toàn thể chảy xuôi hừng hực liệt diễm, mơ hồ là một đoàn chân long đạo hỏa lan tràn mà ra, để phần bá khí thế liên tiếp leo, quả thực như là một tôn thiếu niên chân long đế bá đứng ngang ở chỗ này. Tiên hỏa vực cường giả không thế nào lo lắng, phần bá không phải phàm nhân, lần trước kém chút bị thương tuyệt bọn họ đánh gục, kết quả phần tiên đưa tới một tông bí bảo, đủ để bảo vệ phần bá chu toàn. Đạo hỏa này liền phi thường kinh người, vần quanh thiên ti vạn lũ chân long khí, như là chân long một mạch đạo hỏa, một khi thức tỉnh mãnh liệt tuyệt luân, theo phần bá thân thể bộc phát ra, hóa thành một đầu hoành thông trời đất chân long chờ ta đưa ngươi bắt giữ, lấy đạo hỏa rèn luyện trăm năm, nhưng ngươi mở mang đại ca ta là làm sao thành đế. Phần bá tự tin càng ngày càng sung túc, đạo hỏa này chính là phần tiên vì hắn tìm thấy, một khi thức tỉnh đủ để luyện chết cường địch, huống chi phần bá chiến lực bản thân liền không yếu, bình thường bá chủ căn bản không làm gì được hắn. Hiên ngang Đại Long ngang trời, thần hỏa phân tán, đốt tan vùng hư không này, toàn bộ cổ dược vùng cấm đều muốn hủy diệt sạch, một tia tiếp một tia hừng hực đạo hỏa đánh về phía đạo lăng, hóa thành loại nhỏ chân long, muốn đem đạo lăng thân thể xuyên thủng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đầy trời hừng hực đạo hỏa, ở vô giết về phía đạo lăng thời khắc, quả thực chính là con chuột nhìn thấy mèo. Đạo lăng thể xác trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, tiên hỏa bạo phát, như cùng một mảnh tiên hỏa vực đang thiêu đốt, đạo lăng toàn thân lỗ chân long thư giãn thời khắc. Một đầu lại một đầu chân long đạo hỏa bị hắn mạnh mẽ nuốt vào, lại bị vạn vật tâm hỏa trực tiếp luyện hóa. Đầy trời thần hỏa tản đi, để phần bá kém chút điên cuồng, hắn con mắt đều dựng đứng lên, hắn thần hỏa đều đang bị thôn phệ, phần bá phát ra gào thét, cầm một khẩu thần binh nói, dám đoạt ta đạo hỏa, ngươi cho ta để mạng lại. này thần binh quả thực là kinh người, toàn thân tử quan bắn ra bốn phía, nằm uống lượng một đầu màu tím chân long, là một loại phi thường hiếm thấy đại sát khí, chính là phần bá bản mệnh thần binh, đánh tới đi thời khắc màu tím đại long che kín bầu trời, hống động thương khung. đùng, đạo lăng nắm đấm trực tiếp giơ lên đến ở bốn phía kinh hải gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này trực tiếp oanh tạp hướng về màu tím thần binh, đem nằm uống lượng màu tím chân long pho tượng đều oanh tạp nổ tung, lan tràn ngập trời sát quan, để phần bá thân thể rạn nứt, kém chút nổ thành một đám mưa máu. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh đều dọa sợ, đây chính là một khẩu hiếm thấy thần binh, thế nhưng trực tiếp bị đạo lăng cho đập đứt, người này chiến lực mạnh như thế nào? Phần tiên em ruột cũng không ra sao sao. Đạo lăng khẽ cười một tiếng. Phần bá sắc mặt khó coi đáng sợ, hắn chỉ vào đạo lăng quát, ngươi là đạo chủ, người đến A, à, mau tới người giết hắn cho ta. Cái gì, hắn chính là đạo chủ. Người xung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đạo chủ là cỡ nào cường giả, đã có thể cùng vô địch giả đánh đồng với nhau, để bọn họ đi chém giết đạo chủ, này không phải để bọn họ đi qua chịu chết. Dĩ nhiên không một người dám động. Phần bá lửa giận hừng hực, một đám rác rưởi, không chính là đạo chủ sao, chờ ta trấn áp đạo chủ, các ngươi đều muốn theo chung cùng. Hống. Phần bá phát ra một tiếng trống to, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt, trong cơ thể hắn dồi dào khí tức đều sấy khô, thay vào đó chính là tầng tầng lớp lớp tuyệt thế hung khí. Phần bá tự hồ hóa thành một tôn hồng hoang đại hung, bảo thể bên trong dân lên kỳ lân trống to thanh âm, hắn gánh vác một cái căn nứt thương khung cự hung kỳ lân mà cuồng, tràn ngập khí thế khủng bố một đoạn dài. Mảnh này của dược vùng cấm đều sụp nứt, phần bá khí thế quá bá tuyệt, chống đỡ thiên nước hải, toàn thân tử khí như biển, tự hồ hóa thành một tôn màu tím kỳ lân. Thật lớn tạo hóa. Đạo lăng hai mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nói, hắn còn nhỏ tuổi dĩ nhiên nắm giữ kỳ lân thể binh, đây chính là kỳ lân thể binh, ta cảm giác được một loại không thiếu sót kỳ lân đại đạo, nếu là đặt ở tám tầng tôn chủ trong tay, có thể mượn kỳ lân thể binh thảo phạt nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Chà chà. Hỗn động cổ tỉnh đều chật lưỡi, giá trị quá kinh người, bảo vật này cực đoan hiếm thấy, đây chính là kỳ lân thể binh hơn nữa khẳng định là một tôn vô hạn tiếp cận đại đế kỳ lân cường giả kỳ lân bảo cốt luyện chế mà thành giới tu luyện rất khó tìm ra tương đồng một cái đi ra kỳ lân ngang trời thôn nguyệt mà khiếu toàn bộ cổ dược vùng cấm đều sụp nứt phần bá khí thế trong nháy mắt mãnh liệt một đoạn dài như là một đầu tuyệt thế cự hung đang thức tỉnh thời khắc này khí thế của hắn quá hung hãn toàn bộ thân thể bừng lên ánh sáng tím sợi tóc đều biến thành màu tím sau lưng có một tôn cùng thiên địa tề cao kỳ lân ngang trời hiện ra, muốn nghịch loạn tinh trống rỗng. Nguyên lai phần tiên đại nhân giao cho phần bá chính là kỳ lân thể binh. Tiên hỏa vực những cao thủ này thần thái mừng như điên, đây tuyệt đối là một khẩu kinh thiên địa khiếp quỷ thần thể binh, ở giới tu luyện căn bản không tìm được mấy cái có thể cùng sánh vai thể binh, muốn luyện chế kỳ lân thể binh cũng phải cần kỳ lân bảo cốt. Này kỳ lân thể binh rất mạnh mẽ, so với đạo lăng nắm giữ chân long thể binh muốn cường hoành, Chủ yếu là đạo lăng chân long thể binh không phải hoàn chỉnh, thế nhưng này một khẩu kỳ lân thể binh rất khả năng là hoàn chỉnh không thiếu sót. Vì lẽ đó giá trị không cách nào cân nhắc, phần bá khí thế thông thiên, toàn thể vờn quanh kỳ lân đại đạo, hắn mạnh mẽ tuyệt luân, trong con ngươi tất cả đều là giữ tận sát niệm, nhìn chằm chằm đạo lăng cười lạnh nói, đạo chủ, này kỳ lân thể binh không biết ngươi có thể không chống đỡ được. Tiểu bá, ngươi cho rằng ngươi truyền một cái mai rùa, bản tôn liền không làm gì được ngươi à? Đạo lăng cười ha ha bảo vật này ta ngược lại thật ra phi thường vừa ý, ta đại đệ tử còn thiếu một khẩu bản mệnh chí bảo, ta xem này kỳ lân thể binh quả thực chính là vì tiểu tử đo đóng giày. Gào gừ. Đứng ở đạo lăng nội vũ trụ tiểu tử thép dài, tử bảo thạch mắt to trợn tròn, nó bị kỳ lân thể binh thức tỉnh, đây là bọn hắn bộ tộc này binh khí mạnh nhất, nếu là có thể bị tiểu tử nắm giữ, tương lai chính là vô địch binh. Vô liêm sĩ Phần bá khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, đạo lăng dĩ nhiên xưng chi hắn vì tiểu bá điều này làm cho phần bá sắc mặt xanh đỏ trắng đen, giận dữ hết, ta muốn chém ngươi sinh hồn, nhưng ngươi đau đến không muốn sống, hối hận đi tới nhân thế gian. Hắn trực tiếp ra tay, cánh tay xoay tròn lên, vần quanh vô cùng tử quan, kỳ lân lực lượng nương theo vận chuyển, thời khắc này phần bá chiến lực mãnh liệt bá tuyệt. Hắn gánh vác thái cổ kỳ lân mà cùng, cú đấm này đánh giết mà lên, kỳ lân theo rống to, mang theo thông thiên triệt địa suối nguồn thần lực, quay về đạo lăng tiến hành thiết huyết đã kích. Trăng rắc hết thảy đều nổ tung cú đấm này quá kinh thế tử quang như biển kỳ lân trống to các loại thái cổ dị tượng hiển hóa ra ngoài lan tràn tuyệt thế hung khí đều muốn trực tiếp xuyên thủng đạo lăng thể xác đùng đạo lăng nắm đấm chớp mắt xoay tròn lên ánh vàng liệt không thời khắc này thân thể của hắn mông lung chí cường gợn sóng tỏa ra vô địch đại khí phách đạo lăng cú đấm này thúc đẩy chư thiên sức mạnh giống như một tôn khai thiên tích địa thần chỉ khủng bố vô biên trực tiếp liền cùng phần bá đập tới một quyền đụng vào nhau ầm 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 cổ dược vùng cấm trực tiếp sụt nứt không ngăn được hai quyền va chạm tỏa ra gợn sóng năng lượng quét ngang bốn phía bát hoang lệnh mười vạn dặm ranh giới đều đi theo chập trùng một tôn tiếp một tôn tiên hỏa vực cường giả kêu thảm thiết bị sóng sờ sờ đánh bay ra ngoài đạo lăng thân thể đang lay động cánh tay đều uốn lượng quả đấm của hắn rơi ra liên miên vết máu quả thực cũng bị phần bá cú đấm này cho trực tiếp đánh nổ ha 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 cái gì đạo chủ không bằng chó má ngay cả ta một quyền cũng không ngăn nổi phần bá cười ha ha hắn mở cờ trong bụng rốt cuộc đạo chủ hiện nay uy thế quá mạnh nếu là hắn có thể đánh giết đạo chủ quả thực chính là một cái tráng cử đạo lăng nặng nặng nắm đấm mang theo ý cười ánh mắt nhìn về phía phần bá hắn nói ra kỳ lân thể binh quả thật là cường hãn đáng tiếc thả ở trên thân thể ngươi quả thực chính là minh châu bị long đong nếu là thánh quân những cường giả này nắm giữ kỳ lân thể binh một quyền đủ để đem đạo lăng thân thể chấn thương, đáng tiếc phần bá thân thể trình độ căn bản không đến nơi đến chốn, tuy rằng thương tổn được đạo lăng, bất quá chỉ là một ít da lông mà thôi. Ngươi có ý gì? Phần bá nổi giận, chỉ vào đạo lăng cười lạnh nói, rõ ràng thua, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, xem ra ngươi là không tới tử vong bước ngoặt còn tưởng rằng ngươi vô địch rồi. Hắn lại một lần nữa xuất kích, toàn bộ thể xác lan tràn ra che kín bầu trời tử quan, thái cổ kỳ lân sức mạnh càng ngày càng kinh thế hải tục đem lan tràn mà ra thời điểm 10 vạn dặm ranh giới đều phát ra đại diệt vong, vô số đen thui khe lớn đi ngang qua trên trời dưới đất. Trấn áp. Phần bá rống to, hai tay cùng thời gian đập động đi ra ngoài, nặng ra vô thượng ấn quyết, đây là kỳ lân giết ấn đang thức tỉnh, nhắm ngay đạo lăng thể xác tiến hành đánh giết. Giết. Đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi sát quang như thiên đao, thời khắc này cơ thể của hắn hừng hực một mảnh, gánh vác dựng lên một đầu ngang qua vòng trời tàn long chân long thể binh thức tỉnh thời khắc, đạo lăng khí tức bạo phát đến lệnh thần ma rung rẩy trình độ. Vẹn vẹn một quyền, banh sụp thương hải, lệnh thời không đều muốn đổi đường. Phần bá triệt để hoảng sợ xuống, hắn lãng quên, vừa nãy đạo lăng lấy thuần thân thể chống đối kỳ lân thể binh. Người nào không biết đạo chủ nắm giữ nhiều loại chí bảo, hắn chỉ bằng vào nắm giữ kỳ lân thể binh, làm sao có khả năng địch nổi đạo chủ. Kỳ lân đều bị đạo lăng một quyền oanh gào thét đứng dậy, phần bá ngực sụp nứt, hắn căn bản không chút do dự nào, quay đầu liền chạy. Lưu lại đi. Một cái che kính bầu trời bàn tay lớn nâng động mà ra, bao phủ mười vạn dặm phá nát ranh giới, khu vực này tiên quan bao trùng, đạo âm ầm ầm, một mảnh mênh mông thái cổ tiên vực triển khai, trực tiếp liền đè ép mười vạn dặm cương vực. Lệnh người đời kinh hải một màn, tam thập tam trọng thiên vận chuyển thời khắc, phần bá cả người vần quanh khí lưu bị ép sụp, kỳ lân trực tiếp bị tạo hóa lực lượng trấn áp lại. Không. Phần bá kêu thảm thiết, hắn đều phải bị sống sờ sờ đánh chết, toàn bộ thân thể đều rạn nứt, hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, muốn ở tam thập tam trọng thiên bên dưới vỡ diệt. Ngươi còn muốn chạy, tiểu bá ngươi có chút hung hăng. Này một cái tay vồ tới, như là trảo con gà con giống nhau, sách phần bá lôi kéo qua đến, chu vi còn sống sót tiên hỏa vực cường giả khắp cả người phát lạnh, đạo chủ chiến lực quá bá tuyệt, đây rõ ràng chính là vô địch giả chiến lực, bình thường cường giả cùng đạo chủ có một tầng không thể vượt qua khe. Đạo chủ, phần bá khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, ta cố nhiên thất bại, cũng không phải ngươi có thể làm nhục, đại ca ta chính là phần tiên, nếu là ngươi dám to gan giết ta, đại ca ta tuyệt đối sẽ từ đế hải đánh tới, cắt xuống ngươi đầu lâu. Đùng! Đạo lăng một cái tác đánh lên đi, rút phần bá mặt sụp nứt, hàm răng đều gãy vỡ. Nói! Đạo lăng lại một cái tác đánh lên đi, để phần bá miệng phun nghịch huyết, toàn thể máu thịt be bé bét, mơ hồ đang phát rung. Nói, tiêu chuẩn là cái gì? Đạo lăng quát lên, chỉ cho ngươi một cơ hội, bằng không một con đường chết. Phần bá ở rùng mình, hắn không nghĩ tới đạo lăng thật dám to gan giết hắn, hắn đã cảm giác được lạnh lẽo sát niệm bao phủ thân thể của hắn, để hắn kinh không ngừng run rẩy. Nhưng là này phần bá phi thường kiên cường, một bộ thà chết không từ gián vẽ. Đạo lăng nhanh như tia chớp giơ bàn tay lên bổ về phía phần bá đầu lâu, điều này làm cho phần bá triệt để hoảng thần, gầm hét lên: Ta nói, cổ dược là qua cửa cự cử thần truyền thừa địa thân phận lệnh bài không có thân phận lệnh bài tự tiện xông vào đó là một con đường chết, chỉ có 10 cây cổ dược tập hợp mới có thể mở ra cự thần truyền thừa. Nhưng mà đạo lăng một trưởng này chưa từng dừng lại, điều này làm cho phần bá triệt để hoảng sợ, gào thét nói, ngươi muốn làm gì, ta chính là phần tiên em ruột, ngươi nếu là dám to gan giết ta, đại ca ta sẽ chém ngươi sinh hồn. Xé tan. Đạo lăng một trưởng này thế không thể đỡ, trực tiếp bổ ra phần bá đầu lâu. Cùng đạo lăng suy đoán gần như, cổ dược là một cái truyền thừa tiêu chuẩn, Bất quá để hắn hoảng sợ chính là, cự thần truyền thừa địa dĩ nhiên chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, có thể thấy được tranh cướp là cỡ nào khốc liệt, nơi này được cho là nhất cường giả cấp cao nhất truyền thừa địa, vương giả đều không có tư cách bước vào cự thần truyền thừa địa. Phần bá, chết rồi. Mấy cường giả run rẩy, đây chính là phần tiên em ruột, cố nhiên phần bá ở tiên hỏa vực không tính được cao nhất nhân kiệt, nhưng là thân phận của hắn quá kinh người, một khi phần bá chết truyền đi, toàn bộ tiên hỏa vực đều sẽ nổi điên đạo chủ dĩ nhiên giết phần bá, cùng phần tiên không chết không thôi, lá gan của hắn như thế sẽ như vậy đại. Bọn họ hoảng sợ, biết rõ phần tiên đáng sợ, quét ngang năm tháng không có địch thủ, đã sớm xây thành đế cơ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bọn họ thừa nhận đạo lăng mạnh mẽ, nhưng là cùng phần tiên so ra vẫn có chênh lệch. Phần tiên trong năm tháng chìm nổi, gốc gác không lường được, đạo lăng ở tu luyện thời gian bao lâu, bọn họ không cho là đạo lăng có thể chống đỡ được phần tiên lửa giận. Nhìn cái gì vậy, đều lại đây, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh, hắn trực tiếp ra tay đem tiên hỏa vực tồn tại cường giả trấn áp lại, ép hỏi hình thiên Việt, ra ngoài hắn dự liệu chính là hình thiên hiện tại chiến lực có chút kinh người, chiến lực cực đoan kinh người. Ngũ thải thần ngư chỉ là biết được này mấy chục năm lang bạc vũ trụ vùng cấm, đi ra thế hệ tuổi trẻ cường giả, hình thiên là mạnh nhất nhân kiệt mạnh mẽ một trong, nhưng là đến cùng cùng đế lộ chiến tuyệt thế thiên kiêu lớn bao nhiêu trên lệch, hắn căn bản không rõ ràng hình thiên hiện tại phi thường mạnh mẽ, đạo lăng đánh giá thấp nhất chắc cũng là bá chủ, rất khả năng là vô địch bá chủ cảnh giới, rốt cuộc này mấy chục năm vũ trụ vùng cấm sinh tử mài dũa, khẳng định so với ở đế lộ chiến còn muốn hung hiểm, vạn đạo giới đại quân này mấy chục năm cũng không phải là sống ổn, chịu đựng khó có thể tưởng tượng tôi luyện. Ở vũ trụ vùng cấm bên trong luyện binh, thủ đoạn này liền quá khốc liệt. Hình thiên có thể đứng ở thế hệ tuổi trẻ cao nhất vị trí một trong, đủ để chứng minh hiện tại hình thiên đã đủ để ở đế lộ chiến hoành hành vô địch giả con đường này, cuối cùng không phải tốt như vậy đi. Xem ra hình thiên còn sống sót, không biết có ở không truyền thừa địa khu vực. Đạo lăng tra hỏi ra truyền thừa địa vị trí, đem những người này toàn bộ đánh gục, lập tức ánh mắt nhìn về phía phần bá, phần bá đã là chết đi, thế nhưng kỳ lân thể binh còn ở phần bá trong cơ thể. ầm ầm Đạo lăng bàn tay đánh ra đi qua, đem phần bá đập thành một đám mưa máu, một khẩu toàn thân có màu tím, vần quanh tuyệt thế hung khí kỳ lân thể binh trực tiếp nâng động mà ra không thể không nói kỳ lân thể binh cực đoan kinh người, tự chủ diễn biến, thức tỉnh, hóa thành một tôn căng nứt vòng trời kỳ lân cổ thú, thông thiên rống to, hung khí cuồn cuộn, thân thể cao lớn ép hư không toàn diện nổ tung. Đạo lăng lạnh trên một tiếng, tam thập tam trọng thiên trực tiếp hiện ra, đem nơi này trực tiếp chấn niêm phong lại, tầng tầng lớp lớp tạo hóa lực lượng vương xuống đến, hóa thành một cái loại nhỏ thái cổ tiên vực, đem kỳ lân thể binh phong ấn ở bên trong. Chỉ là vô chủ thể binh, đạo lăng căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đem kỳ lân thể binh cho trấn áp xuống. Trong mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chầm chầm kỳ lân thể binh, đối với kỳ lân thể binh rèn đúc phương pháp đạo lăng tự nhiên tinh thông, hắn trực tiếp xác nhận đây là một môn hoàn chỉnh không thiếu sót thể binh, các loại mật văn bảo tồn phi thường hoàn thiện, niên đại còn có chút cửu viễn. Nhân đạo đỉnh cao nhất kỳ lân bảo cốt đúc thành, đây là đế binh bên dưới gần như vô địch đế binh, tiểu tử một khi nắm chặt, kỳ lân thể binh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vật này tuy rằng kinh người, thế nhưng đạo lăng không cần, hắn chân long thể binh cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng không hẳn nhược kỳ lân thể binh mấy phần, này thể binh là thích hợp nhất tiểu tử binh khí, tương lai có thể ở trên người nó rực rỡ hào quang. Gào gừ. Tiểu tử hưng phấn không gì sánh được, toàn thân vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, này kỳ lân thể binh chính là kỳ lân bộ tộc bảo cốt đúc thành, tiểu tử căn bản không cần tiêu tốn thời gian, trực tiếp là có thể nắm giữ kỳ lân thể binh màu tím thể binh ống ánh sáng lạng, rơi ra liên miên tử quan, to lớn thể binh thu nhỏ lại, trực tiếp liền chui vào tiểu tử trong mi tâm. Này thể binh hiện tại không thể nhúc nhích, ngươi còn không cách nào phát huy kỳ lân thể binh công hiệu. Đạo lăng mở miệng cười, đem phần bá hư không túi mở ra, trong này kỳ trân dị bảo để đạo lăng đều có chút thất sắc, không thiệt thòi là phần tiên em ruột, cất giấu các loại đồ cổ đếm không xuể, có một vài thứ đạo lăng đều dùng đến lên. Nên đi đi, đi truyền thừa địa nhìn một chút. Đạo Lăng có chút chờ mong, vừa nãy hắn ép hỏi Tiên Hỏa vực cường giả, được một cái tin, Thiên Tôn cùng Ma Phật từ lâu đi tới truyền thừa địa, tranh cướp đến cổ dược đối với bọn họ tới nói chẳng khó khăn gì. Đây chính là cuối nhìn năm tháng vô địch giả, thậm chí thập vương cũng ở nơi đây, ở cự thần truyền thừa địa Đạo Lăng đều có thể nhìn tận mắt vừa nhìn, những này cuối nhìn năm tháng vô địch bá chủ, đến cùng cường đại đến mức nào. Đạo chủ vẫn không có xuất hiện. Hiện tại đế lộ chiến y nguyên không bình tĩnh các thế lực lớn đều tra xét đáng tiếc vẫn không có đạo lăng tung tích hơn nữa hiện tại đạo tổ bí cảnh đã đóng liền ngay cả đại trưởng lão đều khó mà nói đạo lăng hiện tại là chết hay sống khẳng định chết rồi hắn không thể từ đạo tổ bí cảnh bên trong sống sót đi ra thương khung giáo người chung quanh tuyên dương nói là đạo lăng đã là chết ở đạo tổ bí cảnh sự tình đã qua dài như vậy coi như là không tin trong lòng người cũng đều có chút bồn chồn rốt cuộc này đạo tổ bí cảnh một khi đóng coi như là đại trưởng lão đều không thể mở ra ai cũng không tin đạo tổ bí cảnh bên trong còn có giao lộ khác. Các ngươi mau nhìn. Ngày này, toàn bộ đế lộ chiến triệt để run rẩy đứng dậy, phần bá rơi xuống, hắn đứng ở chư vương bản danh sách hơn 100 tên, nhưng là hiện tại trực tiếp nổ tung. Không thể, sao có thể có chuyện đó, phần bá làm sao sẽ chết đi, là ai làm ra, là ai. Tiên hỏa vực cường giả triệt để mất khống chế, hiện tại là cái gì tình hình. Phần tiên chính là thiên vương, hắn em ruột thân phận siêu nhân, ai dám chém giết phần bá. Người trong thiên hạ đều ngây người, dù sao cũng là phần tiên, hắn nhưng là thiên vương, mọi cử động lôi kéo người ta chú ý, nhưng là hiện tại phần bá chết đi, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời náo động lớn. Lẽ nào phần tiên sắp xuất thế rồi? Trái tim tất cả mọi người nhảy đều gia tốc, dù sao cũng là thiên vương, thân phận cao quý, xây thành đế cơ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại phần tiên đủ để có thể xưng tụng đế lộ chiến người mạnh nhất kiệt, một khi nổ ra toàn bộ vũ trụ đều sẽ quan tâm. Đừng nói là đế thành, thần bí đế hải đều đang phập phòng, này một mảnh sắc thái sặc sở đại dương quá khủng bố, trung động thời khắc cửu thiên nứt thành bốn mảnh, vô tận tinh đấu nổ tung. Nghe đồn đây là đại đế chém giết nơi, đế hải đã từng mai tán đại đế, cũng nghe đồn đế hải chính là đại đế máu hội tụ mà thành, do đó dẫn đến muốn vượt qua quá đế hải, liền thiên vương tỷ lệ thành công đều không cao. Một cái nào đó khu vực, sóng lớn ngập trời, cửu thiên đại nhật treo lơ lửng, một cái vĩ đại cái bóng ngồi xếp bằng ở đế hải bên trên, sợi tóc khoác vai, vẫn không nhúc nhích, dường như một tôn cổ tiên ngồi xếp bằng. Thời khắc này, con mắt của hắn chớp mắt mở, đang dệt ống ánh cực điểm khí lưu, một vòng lại một vòng hừng hực đại nhật ầm ầm vang vọng, để mảnh này đế hải đều đang lay động. Ầm ầm. Hư không phát sinh đại diệt vong, hừng hực vô cùng tiên hỏa thiêu sụp tất cả, đế hải bên trên đều xuất hiện một cái đen thui khe lớn, tỏa ra diệt thế ánh sáng một đôi mắt mở, ống ánh tuyệt thế, dường như quân lâm thiên hạ của tiên tỏa ra lửa giận, để đế hải bên ngoài một tôn khí tức khủng bố thần ma đều không tự chủ được trung rẩy đứng dậy. Đây là một tôn cực đoan đáng sợ cường giả, chính là phần tiên dưới trướng mạnh nhất đại tướng, thời khắc này hắn trung giọng nói, đại nhân, phát sinh chuyện gì? Phần tiên ngồi xếp bằng ở đế hải bên trên, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, trong con ngươi sát khí như thiên kiếm ra đóng. Ầm ầm ầm, mi tâm của hắn bước ra một tôn vạn hỏa vần quanh cái bóng, quanh thân dị tượng ngập trời, có thái cổ kim ô hóa thành đại nhật, dục hỏa trùng sinh thần hoàng đứng sừng sững, cổ xưa chu tước dương cánh liệt thiên. Phần bá chết đi, ngươi cùng ta pháp thân đi tới cự thần truyền thừa địa, đem người này đầu lâu lấy xuống mang đến. Đế thành bên trong truyền ra một loại uy nghiêm âm thanh, để vòng trời đều đang lay động, phần tiên mi tâm đi ra một tôn pháp thể, nắm sát kiếm trời đi đế hải. Hắn đã là thông qua huyết thống chú ý tới là ai chém giết phần bá. Mang hoang khí tức càng ngày càng dày đặc, đặc biệt khu vực này như là một cái tuyệt thế đại trận vận chuyển, dường như một đầu chân long ở bốn phía du tẩu, cuồn cuộn không ngừng lan tràn lực cực điểm gợn sóng. Đây là một loại phi thường sức mạnh kinh người, tu hành yếu kém tới chỗ này, thân thể đều sẽ uống lượng. Cái này cũng là thử thách, coi như là bất ngờ được cổ dược, sợ là cũng không cách nào bước vào nơi đây, đạo lăng rõ ràng cảm ứng được nơi đây mạnh mẽ, thậm chí càng đi vào bên trong nhằm vào thân thể thử thách liền càng là kinh người, được cho là một cái tấm địa sinh mệnh. Cổ dược còn ở tranh cướp trong quá trình. Dọc theo đường đi, Đạo Lăng gặp phải một ít khu vực sát quan ngập trời, đây là cường giả ở tranh cướp tiêu chuẩn, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn mà thôi, Đạo Lăng được một cây cổ dược, xem như là gặp may, căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu tay chân, thánh quân ba đại cường giả không giận thì trách. Khu vực này hỗn độn phân tán, cảnh vật không thể nhận ra, như là đi tới sơ thủy vũ trụ bên trong, chỉ có lực chi đại đạo ở vận chuyển, Mỗi một tấc tranh giới đều vần quanh kinh người gợn sống. Đạo Lăng đã đi tới nơi sâu xa, mạnh như cơ thể hắn đều cảm giác được uy hiếp, có thể tưởng tượng được muốn trở thành người truyền thừa độ khó, Đạo Lăng suy đoán khẳng định là thể tu một mạch truyền thừa, nếu là cự thần đúng là vô địch giả, nói không chắc hắn là vùng vũ trụ này trong cổ sử thành tựu cao nhất thể tu, có thể xưng tụng thể tu một mạch thủy tổ. Từ từ, Đạo Lăng con ngươi nhìn thấy một ít tu hành thông thiên cường giả đứng ở con đường phía trước như là một tôn lại một tôn cổ thần sừng sững ở trong hỗn độn mỗi một vị khí tức đều vạn phần khiếp người như là tiền sử đánh tới tuyệt thế cự hung có thể đi tới nơi này đều không phải người yếu mỗi một cái ở đế lộ chiến đều có xưng vương xưng bá tiềm năng hỗn độn bên trong mở mấy chục đôi tròng mắt đều là quét về phía đạo lăng mang theo xem kỹ ánh mắt như là mấy chục đoàn bó đuốc ở trong hỗn độn bốc cháy lên thậm chí có chút người đều mở thiên mục quan sát đạo lăng lại tới nửa rồi một cái nhìn dáng dấp không mạnh một cái thiên mục tu hành cường thịnh người thanh niên trẻ mở miệng, ở trên cao nhìn xuống nhìn đạo lăng, chưa từng nhìn ra đạo lăng có cái gì xuất sắc. Đừng quên, vừa nãy một cái tiểu tử, vốn tưởng rằng nhược rối tinh rối mù, ai biết dĩ nhiên được một cái tiêu chuẩn, ta hận a, à, lúc đó gần ngay trước mắt, kết quả bị hắn chuồn vào trong một đầu cự hung thần thái lạnh lẽo, đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Đi qua tra hỏi một, hai, nói không chắc có thể gặp được đại vận, nếu là hắn thật sự có tiêu chuẩn đến thời điểm chúng ta bằng thực lực nói chuyện mảnh hỗn độn này bên trong ba đại cường giả phi thường kinh người những người khác căn bản không dám cùng bọn họ tranh đấu chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ép về phía đạo lăng rốt cuộc này cự thần truyền thừa lôi kéo người ta chú ý thiên tôn những cường giả này đều lên đường tới rồi ai cũng khát vọng được vừa tới liền bị nhìn chằm chằm những người này nên không phải được tiêu chuẩn cường giả xem ra còn ở bên trong đạo lăng đã đi tới khu vực này ánh mắt nhìn về phía ba vị áp sát cường giả cố nhiên khí tức đều phi thường kinh người, nhưng là đối với đạo lăng tới nói có chút yếu đi. Ngươi, tới đây cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đầu lĩnh người thanh niên trẻ trước tiên trấn áp khu vực này, để phòng ngừa đạo lăng chạy trốn, hắn hừng hực ánh mắt dò xét đạo lăng, hy vọng trên người hắn thật sự có truyền thừa cổ dược. Ba đại cường giả xem kỹ đạo lăng, lẫn nhau gian có địch ý, chỉ có điều một cô gái cẩn thận ngắm nghía một hồi đạo lăng, nội tâm rung lập cập, cấp tốc lui ra không muốn ở đúc kết nàng cũng không có lòng tốt nhắc nhở bên cạnh hai vị. Hai cường giả khẽ nhíu mày, nội tâm có chút ngờ vực, cô gái này làm sao lui ra? Lẽ nào người này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Ngươi gọi ta làm gì? Đạo lăng nhìn chầm chầm này hai cường giả hỏi, khuyên các ngươi không nên cản đường của ta, lập tức rút đi. Ngươi đang nói chuyện với ai? Cự hung tức giận, toàn thể khí huyết như là biển nổ vang vang vọng, khí thế của hắn đủ để tạo ra hỗn độn, khu vực này uy thế đối với nó cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp nó vẫn nổ quát ngươi cho rằng ngươi là thiên tôn không thành dám quát lớn chúng ta hai người này chết chắc rồi Trúc đi nữ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bọn họ tuy rằng rất mạnh nhưng là cùng đạo chủ loại này quét ngang đế lộ chiến vẫn vô địch cường giả không đứng lên chênh lệch vẫn là rất lớn tiểu tử ngươi rất hung hăng chẳng bằng nói ra lai lịch ra sao để chúng ta mở mang người thanh niên trẻ lạnh lẽo mở miệng nếu là không nói ra được cái một, hai ba đi ra, bé ngoan đem cổ dược đưa trước đến, nhưng là tha cho ngươi một cái mạng. Trên người ta xác thực có cổ dược, các ngươi muốn tranh sao? Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, một bước tiếp một bước, ép về phía bọn họ. Trên người hắn dĩ nhiên có cổ dược. Mảnh hỗn độn này đang phập phồng, mấy chục đôi tròng mắt mở, hừng hực một mảnh, có chút không nhẫn nại được hiện tại liền muốn xông tới, tranh cướp đạo lăng trên người cổ dược. Hống! con này cự hung trực tiếp nổ hống đứng dậy, toàn thể khí tức toàn diện phóng thích, quả thực dường như một vòng màu đen đại nhật phun trào đi tới, duỗi ra móng vuốt lớn bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Người thanh niên trẻ tốc độ so với cự hung còn kinh người hơn, hắn một cái bước xa đi tới đạo lăng bên người, ngửa mặt lên trời nhất thanh trầm hát, chiến lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, xoay chuyển bàn tay quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đùng! Đạo lăng con ngươi mở, nắm đấm, đấm lan tràn khủng bố gợn sóng, cú đấm này oanh tạp mà lên, để hỗn độn đều ở rung lên, chập trùng, đánh ra vô địch uy thế. Ở bốn phía rung rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ, banh tạp người thanh niên trẻ bàn tay nứt toát, toàn bộ thể xác ở đạo lăng quyền thế bên dưới nổ thành một mảnh sương máu. Đạo lăng bàn chân dơ lên đến, trực tiếp quất đi tới, màu đen cự hung khuôn mặt hoảng sợ, quả thực là chư thiên mười đạo trấn đè xuống, này một cước còn chưa từng rơi xuống thời điểm, liền để thân thể của hắn sụp nứt, gân cốt tách ra. Hắn là ai? làm sao sẽ như vậy khủng bố hỗn độn bên trong đứng cường giả đều dọa sợ trực tiếp có thể xác nhận đây là một tôn vô địch giả một khi thức tỉnh chiến lực cùng cảnh giới gần như vô địch không phải tầng thứ này cường giả quả thực chính là gà đất chó sành a à, màu đen cự hung trống to toàn thể nứt toát dòng máu bay múa đầy trời nhấn chìm rồi mảnh hỗn độn này đạo lăng y không nhúng máu bước chậm mà đến lệnh mảnh hỗn độn này run rẩy mảnh hỗn độn này khu vực đứng người toàn bộ rùng mình hận không thể hiện tại liền rời xa nơi đây, vĩnh viễn không muốn gặp phải tôn này tuyệt thế hôn nhân. Đạo lăng ở trong hỗn độn biến mất, vượt cửa ải mà vào, rời xa khu vực này. Một đám người há mồm thở dốc, đi tới truy hỏi nữ tử, được một cái kết luận trợn mắt ngoác mồm, hắn dĩ nhiên chính là đạo chủ, không trách chiến lực như vậy mãnh liệt bá tuyệt, trực tiếp liền hung hăng đánh gục hai đại cường giả. Càng đi nơi sâu xa, chịu đựng áp lực càng là kinh người, thậm chí trong này còn có một chút cường giả, chỉ có điều phi thường ít ỏi. Đem đạo lăng tới gần truyền thừa địa thời điểm, đạo lăng trong mắt có nụ cười, hắn nhìn thấy hình thiên, đứng ở một cái khủng bố vùng cấm bên trong, đầu đầy sợi tóc màu đỏ múa tung, hình thể dũng mãnh mơ hồ thẩm thấu thông thiên tinh huyết. Tiếp đó, đạo lăng phát hiện có gì đó không đúng, hình thiên tình huống không hề tốt đẹp gì, thân thể đang vặn vẹo, lỗ chân lông thẩm thấu ra từng tia từng sợi huyết, tựa hồ bị thôn hút đi. Thiên ngoại thiên thiên tử đệ nhị hậu tuyển nhân quả thật là khủng bố tuyệt luân, rất khó tưởng tượng thiên tử mạnh bao nhiêu. Nghe đồng thập đại thiên tử hậu tuyển nhân một tôn so với một tôn mạnh mẽ, ba vị trí đầu ba vị chiến lực tuyệt thế vô song, có người nói đều là vô địch giả, đây chính là thiên ngoại thiên đỉnh phong một đời. Tiểu tử này sắp bị luyện chết, hắn thôn vệ cổ dược, hiện tại thiên tử hậu tuyển nhân lấy thiên huyết rèn luyện hắn khí huyết, muốn đề luyện ra cổ dược tinh hoa. Mười mấy cái khí tức mãnh liệt cường giả ở trong hỗn độn nghị luận, để đạo lăng chớp mắt giận dữ, hình thiên được cổ dược, thế nhưng bị hắn thôn phệ luyện hóa. Thiên ngoại thiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, cái thế lực này thần bí khó lường, đại đế đều rất khó hiểu rõ hư thực, hỗn độn cổ tỉnh này đám lão quái vật đều chỉ là nghe nói qua, thế nhưng không biết cụ thể. Thiên ngoại thiên được xưng giá lâm ở cửu tuyệt thiên bên trên, cái thế lực này đỉnh phong một đời cường giả trong cơ thể có thiên huyết, được xưng thương thiên chi huyết, được xưng chúng sinh chúa tể huyết thống, mà thiên tử càng bị thiên ngoại thiên xưng là trời xanh hóa thân. Như vậy thế lực thần bí đi ra mấy cái vô địch giả cũng không đáng bất ngờ, đối với cái này thần bí thiên tử bọn họ càng là hoảng sợ, thiên tử hậu tuyển nhân đều cường đại như thế, thiên tử mạnh như thế nào đến hiện tại vẫn là một ấn số. Hống. Hình thiên ở hí dài, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thể xác đều ở nhúng máu, hắn mi tâm hình thiên dấu ấn mơ hồ vần quanh tuyệt thế cự phủ lực lượng, muốn chém nứt cửu thiên thập địa. Hình thiên hiện tại đã rất mạnh, hắn ban đầu không biết này cổ dược là tiêu chuẩn, trực tiếp liền thôn vệ luyện hóa, chiến lực tăng vọt một đoạn dài, bằng không cũng sẽ không xông đến hỗn độn vùng cấm, ai biết mới vừa đi tới nơi này, liền tao ngộ một cái cường địch. Cái này sâu, còn muốn cho ta tiêu tốn thời gian để luyện ra cổ dược tinh hoa. Đối này, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân phi thường bất mãn, hắn dường như một vòng màu vàng thiên nhật treo lơ lửng ở đây, đầu đầy tóc dài vàng ống rũ xuống tận vai, tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, toàn thể tràn ngập một loại trên trời dưới đất độc tôn uy thế đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân cực đoan mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này tường an vô sự, đặc biệt trong cơ thể hắn thiên huyết đang sôi trào thời khắc, chúng sinh huyết thống đều đang lay động, theo trong cơ thể hắn thiên huyết chập trùng. Hình thiên toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung, trong cơ thể hắn bảo huyết tinh hoa bị thiên huyết tinh luyện ra, điều này làm cho hắn nổi giận đùng đùng, nhưng là thực lực của hắn cùng vô địch giả so ra vẫn có một ít chênh lệch, căn bản là đánh không lại đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Rác rưỡi, đại hống đại kiếu tha nơi này thanh tịnh. Để tam thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt có bất mãn, nếu không là kiên kỵ chém giết hình thiên sẽ hao tổn cổ dược tinh hoa, hình thiên hiện tại đã là một bộ thi thể. Ngươi ở làm nhục ai? Đột nhiên, một cái bóng cất bước đi hướng vùng cấm bên trong, hắn quần áo rách nát, tóc tung bay, nhìn chầm chầm đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân, trong mắt lan tràn một tia sát cơ. Đạo. Đạo lăng. Hình thiên chú ý tới đến người, hắn không kiềm chế được nổi nồng, kém chút hống lên, hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng, hiện tại đạo chủ ở đế lộ chiến cũng rất gần với một cái vô địch truyền kỳ. Lại tới nữa rồi một cái sâu, ha ha ha, lại tới nữa rồi một cái tiêu chuẩn. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân ở cười to, xem ra ta thiên ngoại thiên lần này có thể được tam đại tiêu chuẩn, xem ra lần này thực sự là không uổng công chuyến này. Thiên ngoại thiên rất mạnh sao? Đạo lăng con mắt phút chốc trợn trừng, quát lạnh, tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đã là chết trận, ngươi cũng xứng với vô địch giả xưng hào. Ta rất muốn biết thiên ngoại thiên đến cùng có cái gì tư cách phách lối. Bốn phía ồ lên một mảnh, chuyện này bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng, nhưng là biết được tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đều đi tới đạo tổ bí cảnh, đạo tổ bí cảnh nên đóng, lẽ nào tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đã là chết trận. Chỉ bất quá bọn hắn tán đồng đạo lăng câu nói thứ hai, này một vị sợ là không có vô địch giả chiến lực. Ngươi đang nói cái gì? đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân sắc mặt trong nháy mắt băng hàng xuống, hắn tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, sợi tóc màu vàng ống cắt trời hư không, trong cơ thể thiên huyết sôi trào tốc độ càng tuyệt thế. Trảm ngươi Đạo lăng trong con ngươi sát quan bắn ra bốn phía, bàn chân của hắn trực tiếp dơ lên đến, trong nháy mắt dẫm đạp đến trên mặt đất, toàn thể khí thế liên tiếp leo, như một tôn thần ma ở đây thức tỉnh. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thần thái phẫn nộ, cơ thể bên trong thiên huyết đều bốc cháy lên, để khu vực này thần thánh mà lại uy nghiêm, phản phất một tôn chúng sinh chi vương ở đây sinh ra, lan tràn luyện hóa vũ trụ thiên uy. Chỉ có điều đạo lan này một cước, giống như khai thiên tích địa người khổng lồ đang đi lại, tự hồ vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót, trong cơ thể hắn khí huyết giống như nộ hải đang phập phồng, trong nháy mắt quét ngang trên trời dưới đất, ở thiên huyết trong không gian ầm ầm. Thời khắc này, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thể xác rung động, trong cơ thể thiên huyết đều muốn sụp nứt đạo lăng trong cơ thể khí huyết quá bá tuyệt chập trùng thời khắc để đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể thiên huyết đều muốn nổ tung thật mạnh đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân hai mắt trợn trừng thần thái có chút nghiêm nghị hắn đánh giá thấp đạo lăng thực lực đạo lăng ngươi tại sao lại ở chỗ này hình thiên thoát vây thế nhưng khí tức có chút suy yếu nếu không có hắn thôn vệ cổ dược phỏng chừng căn bản kiên trì không được thời gian dài như vậy ta gặp phải ngủ thải thần ngưu là hắn nói cho ta ngươi ở đây ngươi vẫn tốt chứ? Đạo lăng vỗ vỗ hình thiên vai, có thể cảm giác được hình thiên độ mạnh, được cho là bá chủ trên người tài ba, chỉ bất quá hắn cảnh giới quá thấp, mới tầng hai tôn chủ, nếu là tiến thêm một bước nữa nên chính là vô địch bá chủ. Ta rất khỏe, cái kia cổ dược rất kinh người, ta thôn vệ luyện hóa lực lượng thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Hình thiên lại cười khổ nói, nhưng là ta thôn vệ, đã không vào được cự thần truyền thừa địa, khởi điểm căn bản không rõ ràng chuyện này. Các ngươi ở không nhìn ta sao? đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận, cố nhiên vừa nãy ăn một cái thiệt thòi, nhưng là hắn còn chưa tới e ngại đạo lăng trình độ. Trên người hắn không phải có sao. Lấy ra chính là. Đạo lăng nhìn chầm chầm đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân, muốn đem trên người hắn tiêu chuẩn lấy tới. Ngươi ở nói ai? Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận đùng đùng, toàn thể thiên huyết đều đang thiêu đốt, trong cơ thể nội vũ trụ bắt đầu thức tỉnh, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng cường, hét lớn, ai cho ngươi lá gan, dám làm nhục thiên ngoại thiên. Thiên tử hậu tuyển nhân ta cũng chém xuống quá mấy cái, không kém ngươi này một cái. Truyền thừa địa bên ngoài cường giả tê cả da đầu, nội tâm kinh hải gần chết, có chút người suy đoán đi ra, người này rất khả năng chính là đạo chủ. Hóa ra là ngươi, đạo chủ, ngươi thật đang tìm cái chết. Thiên tử hậu tuyển nhân con mắt đều muốn trợn bạo, hắn trực tiếp liền ra tay, cả người thiên huyết bắn ra bốn phía, nội vũ trụ theo chập trùng, hắn mở ra một cái vĩnh hằng bất diệt thiên vực thế giới đây là thuộc về thiên ngoại thiên đạo, bạo phát thời khắc mãnh liệt tuyệt thế, thiên vực đại thế giới cuồn cuộn mà ra, bao phủ trên trời dưới đất. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân toàn thể thiên huyết rơi ra ở thiên vực trong vũ trụ, để vùng vũ trụ này trực tiếp phục sinh, vần quanh ngàn vạn trọng thần quan, để khu vực này áp lực bỗng nhiên tăng vọt vô số lần, như là vực ngoại cổ giới trấn áp xuống. Ra! Đạo lăng liền đứng tại chỗ, đứng chấp tay, thế nhưng thời khắc này trong cơ thể hắn khí thế phá thể mà ra, ngang qua trên trời dưới đất, thể xác hóa thành một mảnh hỗn độn. Một tiếng khủng bố trống to nổ tung, để mười vạn dặm hỗn độn đều đi theo chập trùng, đạo lăng quả thực hóa thành một tôn khai thiên tích địa hỗn độn người khổng lồ, khí tức khủng bố tuyệt luân, một tiếng trống to trời sập đất nứt, thiên vực vũ trụ trực tiếp bị hống thủng trăm ngàn lỗ. Hết thảy đều muốn vỡ diệt trầm luân, đạo lăng này hống một tiếng đã kinh động toàn bộ truyền thừa địa. Đạo chủ Thánh vương hai mắt chớp mắt dựng đứng lên, toàn bộ bảo thể len ken vang vọng, như là một khẩu tuyệt thế thần thai thức tỉnh, tràn ngập mộng ảo giống như sắc thái, mang theo thần thánh mà lại vĩ đại vô thượng gần sóng. Ha ha! Cổ hoàng phát ra tàn lãnh nụ cười, hơi thở của hắn có chút quỷ quyệt, chư thiên đại thế giới tự hồ theo hắn vận chuyển, ngàn tỷ sinh linh quay về hắn cúng bái, trong lúc nhất thời giống như chúng sinh chi chủ, cuối nhìn toàn bộ truyền thừa địa, nhìn chầm chầm đạo chủ, trong mắt có một tia sát quan né qua. Trăng rắc! Mênh mông thiên vực nứt thành bốn mảnh, Đạo lăng tiếng trống to này thiên địa đều rung, hỗn độn nhất khí đại thần thông trực tiếp liền thức tỉnh, đây chính là đạo tổ lưu lại truyền thừa vô thượng, thiên ngoại thiên truyền thừa lại mạnh thì lại làm sao? Đạo tổ nhưng là trong cổ sử vô địch bá chủ. Đạo tổ chỗ lưu ý thông ngăn cản ngang qua cổ kim tương lai, hỗn độn nhất khí đại thần thông bị đạo lăng vận chuyển đi ra, hống ra hắn tinh khí thần, đây là vô địch chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, đánh khu vực này đại diệt vong. Ngoại giới hỗn độn bên trong đứng cường giả đều ngốc tiếp đây chính là đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân, nhưng là hiện tại ở đạo lăng hống một tiếng bên dưới, nội vũ trụ đều rạn nứt, hắn toàn thể rung rẩy, bay ngang ra ngoài, cơ thể đều muốn triệt để nát tan. Đạo chủ Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kém chút điên rồi, nổi giận đùng đùng, toàn thể thiên huyết buông xuống, hoàng kim tóc dài múa tung, hắn nộ đến mức tận cùng, căn bản không nghĩ tới mới vừa giảng dạy liền sẽ như vậy thảm bại, cỡ này làm nhục hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Cho ta để mạng lại hắn điên cuồng hét lên, thiên huyết thiêu đốt, toàn thể hoàng kim thần quang lan tràn mà ra, hóa thành một tôn che kính bầu trời hoàng kim cự nhân, thiên ngoại thiên truyền thừa vô thượng ở đây triển khai, hoàng kim cự nhân quả thực chính là một tôn cổ tiên, kết ra vô thượng thiên ấn. Cái này ấn một khi biến hóa ra, vô thượng thiên thế nghiêng mà ra, làm người thể nội huyết mạch đều muốn thoát ly thể binh, đây là đại thần thông vô thượng ở bạo phát, được xưng thiên ngoại thiên thiên ấn tuyệt học, thúc đẩy trong cơ thể thiên huyết liền có thể biến hóa ra. Đạo lăng cười cợt, loạn tóc phấp với, con mắt như điện, chỉ vào đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân quát lên, được lắm để mạng lại, lăng lại đây đền tội đi, thiên tử hậu tuyển nhân ta vẫn không có giết đủ. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân hí dài, hai tay thúc đẩy thiên ấn càng ngày càng kinh thế hải tục, hắn tự hồ thúc đẩy một phương thiên giới, lấy vô thượng uy thế, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ngoại giới cường giả dương đôi mắt quan sát, đạo chủ mạnh như thế nào, hiện tại vừa nhìn liền biết nơi đây vô địch giả đứng ngang, đạo chủ đến cùng có thể hay không đứng hàng đỉnh phong chiến lực, từ trận chiến này liền có thể thấy được. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân không tính được đỉnh phong cường giả, chỉ là bởi vì hắn đến từ chính thiên ngoại thiên, một ít vô địch giả cũng không muốn trêu chọc, cho nên mới có thể nhanh như vậy bắt được một cây cổ dược. ầm 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 mãnh liệt thiên uy ngang qua mà ra, thiên tử hậu tuyển nhân hai tay thúc đẩy thiên ấn, chiến lực trong lúc nhất thời sôi trào, che ngập bầu trời quay về đạo lăng tiến hành trấn áp không thể không nói hắn rất mạnh mẽ khí thông tin không đều nuôi thành vô địch uy thế đáng tiếc tao ngộ đạo lăng nhất định là một cái bi kịch nếu không có đạo lăng chưa từng ở hung ma động tìm tu một năm sợ là trấn áp đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân vẫn đúng là có chút khó khăn nhưng là hiện tại không giống đạo lăng sừng sững ở chỗ cũ quần áo bay phần phật bàn tay của hắn nắm quyền ấn thân thể vần quanh thánh quang quả thực như là một tôn căn nứt hỗn độn cái thế nhân kịp ở đây bạo phát đùng đạo lăng cú đấm này cùng tạp mà lên, hắn khí lực quá tuyệt thế hiểu rõ, ánh quyền ống ánh, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, cú đấm này trực tiếp đập phá đi tới, để cái này thiên ấn đều muốn rung lên. Mọi người ngây người, đạo chủ chiến lực vô song, cú đấm này bá tuyệt vòng trời, banh tạp thiên ấn toàn diện rạn nứt, tỏa ra đồ thần diệt tiên kinh thế uy năng. Diệt tiên quyền vừa ra, đạo lăng dũng không thể đỡ, đập sập thiên ấn, thẩm thấu ra tuyệt thế sức mạnh nghiền ép đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thân thể đều ở rạn nứt, khiếp người quyền phong trực tiếp đem hắn thôn vệ, khoách tán ra kinh thế gợn sóng gợn sóng. Toàn bộ truyền thừa địa đều bị đạo lăng cú đấm này thức tỉnh, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân bị đạo lăng một quyền đánh bay, ngực đều hắn sụp nứt, kém chút hôn mê. A Di Đà Phật. Một đôi thương cổ con mắt mở, có thể chiếu nhật nguyệt, đây là một người đầu trọc tiểu hòa thượng, nhưng là hơi thở của hắn không khỏi quá khủng bố, thể xác bên trong vô cùng đế khí đang dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật Đà hai mắt của hắn nhìn chầm chầm đạo lăng, trong mắt có mê mang, mơ hồ cảm giác đạo lăng xem ra có chút quen mắt, thế nhưng cụ thể ở nơi nào gặp được, lại không nhớ ra được. Hắn chính là đạo chủ. Lại là một người thức tỉnh, xem ra mi thanh một tú, giống như một người thiếu niên, áo trắng xuất trần, biểu hiện tự nhiên, nhưng là khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, trời sập đất nứt, đao khí ngang qua vũ trụ tinh không, ở hỗn độn trong khu vực ống ánh chói mắt. Cơ thể của hắn tự hồ một khẩu bất hủ thiên đao, hai mắt phản phất vô địch thiên kiếm, thời khắc này hắn hung hăng bá tuyệt, khủng bố vô biên. Đao kiếm một thể, người này khí quán thương khung, hai mắt nhìn chầm chầm đạo lăng, trạng người rực rỡ. Ma Phật thức tỉnh, mau nhìn đao kiếm vương cũng thức tỉnh, cổ hoàng cùng thánh vương thật giống cùng đạo chủ có ân oán, nhưng lại không biết đao kiếm vương có thể hay không từ bên trong can thiệp. Không biết, nhưng là đao kiếm vương là cỡ nào bá tuyệt, quét ngang năm tháng vô địch, mặc dù nói là cổ thiên đình thiên vương nhưng là há có thể là tầm thường một ít chuyện liền có thể ràng buộc hắn vô địch tâm thái. Khắp nơi rung mạnh, truyền thừa địa bên ngoài cường giả thần thái đều kính ngưỡng, trong này cường giả người nào không phải réo vang vạn cổ hạng người, cũng chính là đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân là mới vừa đi ra đến, chỉ có điều chiến lực thật giống không quá hành. Năm tháng biến thiên, cổ sử đã không nhớ được tên của bọn họ, thế nhưng có thể nhớ được bọn họ xưng hào, tỷ như này đao kiếm vương đem kiếm đao một thể hai đại vô địch đạo thống hợp hai làm một, lưu lại bất hủ uy danh hống. Khu vực này lan truyền ra một tiếng trống to, một tôn có thể nứt chư thiên cửu tiêu cự cử hung thức tỉnh, con mắt mở thời khắc thiên địa lúc sáng lúc tối, đây là một đầu giống như chân long thái cổ cự hung, thế nhưng xương tráng không có sừng. Con này bất diệt long cũng tỉnh rồi, nghe đồn hắn tu thành thân thể bất tử, đánh như thế nào đều đánh không chết. Đúng đấy, bất diệt long bản thể là cái gì chính là một điều bí ẩn đoàn, nghe đồn là một giới phàm thú không ngừng lột xác đến một bước này, sớm muộn muốn hóa thành chân long, người này cùng thập vương không hợp nhau, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn phía nơi sâu xa nhất, đó mới là một cái vô địch mà lại bất hủ truyền kỳ, thiên tôn. hắn thân mặc áo bào đen, loạn tóc khoác vai, tọa lạc ở trong hỗn độn, như là một mảnh vĩnh hằng tình thổ. Thiên tôn quá mạnh mẽ, chính là trong cổ sử vi thế mạnh nhất một vị. Ta liền không tin ta không năng được ngươi, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân đều phát điên hơn, hắn muốn rách cả mí mắt, thể xác thiêu đốt, tiềm năng vô hạn thức tỉnh âm thầm vận chuyển bí thuật, trong cơ thể lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, để trên trời dưới đất đều đi theo chập trùng. Đệ Tam Thiên Tử hậu tuyển nhân đang liều mạng, hắn xông lên trên, như một cái hoàng kim đại tinh, hắn không cam lòng, không muốn thua thảm như thế, nếu là hắn bại đi đối với thiên ngoại thiên danh tiếng đã kích quá nặng nề. Chém. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, ánh kiếm chói cửu châu, năm khẩu tuyệt thế kiếm thai thức tỉnh thời khắc, hết thảy đều bị chém đứt phương này chập trùng thiên địa bị ống ánh chói mắt kiếm chi đạo ngân cắt rời. Tùy ý đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân lại mạnh, hết thảy đều bị đạo lăng khắc chế, năm khẩu tuyệt thế kiếm thai hóa thành bất hủ thiên kiếm, để đệ, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kêu thảm thiết, toàn bộ bảo thể gần bị đánh thành hai đoạn. Ầm ầm. Thời khắc này, vẫn vắng lặng thánh vương trực tiếp thức tỉnh, hắn ở thép dài, chảy xuôi mộng ảo giống như sắc thái tuyệt thế tiên trân bạo phát, đây chính là bị lão đại ca coi là trưởng thành đến đỉnh cao nhất có thể chống đối tạo hóa thiên binh đệ nhị phân thân, thánh vương thân thể càng mạnh, cái này thân thể liền càng là khủng bố, thậm chí đều không thể chém rớt. Thánh vương, ta nghĩ giết người, ngươi còn không ngăn được ta. Đạo lăng trong con ngươi sát quan bắn ra bốn phía, bảo thể thức tỉnh ngập trời trùng sáng, tay nắm quyền ấn đập về phía thánh vương, tay phải cầm kiếm thai bổ về phía đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Lúc này không giống ngày xưa. Thánh vương lãnh đạm mở miệng, thế nhưng khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, thời khắc này bảo thể của hắn quá bá tuyệt, chảy xuôi mộng ảo giống như sắc thái, trong cơ thể tự hồ cất giấu một cái thương cổ đại thế giới. Đối với Thánh Vương bảo thể đạo lăng có biết một, hai, này chính là lão đại ca phân thân, lão đại ca đã từng nói rõ này phân thân không gì không xuyên thủng, vạn vật bất diệt, tạo hóa thiên binh đều chém không đứt Thánh Vương thân thể, có thể xưng tụng đệ nhất thiên hạ phân thân. Thánh Vương tu hành càng cao, phân thân tiềm năng liền càng là khủng bố, khi hắn triệt để trưởng thành thời khắc gốc gác không lường được đây là đạo lăng tương lai tuyệt thế đại địch thánh vương ở gào to toàn thân thánh quang vỡ vân toàn bộ thể xác len keng vang vọng đánh ra vô địch thiên uy đủ để tiêu diệt các cường giả để mảnh này truyền thừa địa đều đi theo rung động đứng dậy giết đạo lăng ở trống to sợi tóc múa tung đã cảm giác được tuyệt thế áp lực dân trào mà đến quả đấm của hắn vần quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân lượng lờ tiên hỏa dân trào tuyệt thế khí huyết càng là nương theo cổ xưa tụng kinh âm. Các loại thần thông trùng sáng bạo phát, đạo lăng cú đấm này trên căn bản bạo phát hắn mạnh nhất chiến lực, đánh giết mà lên, thúc đẩy vô địch chiến lực. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi là đạo lăng cùng thánh vương đôi này túc địch, khi thật sự giết tới đồng thời thời khắc, càng không phá diệt, nhật nguyệt ảm đạm, vũ trụ đen kịt, tự hồ phải đi hướng về mặt pháp niên đại, tất cả đại đạo đều bị che lại. Ầm ầm ầm. Truyền thừa địa lan truyền ra chấn động phía chân trời nổ vang, vang vọng ở toàn bộ hỗn độn khu vực, hết thảy đều theo rung động, quan chiến quần hùng đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi, quan hai quyền va chạm tỏa ra gần sóng gần sóng, đủ để quét ngang thiên hạ. Đạo lăng cùng thánh vương đều ở trống to, hai đại cường giả bốc cháy lên, lẫn nhau gian khí tức đang xen vào nhau. Để người xung quanh dám to gan, thánh vương quá tuyệt thế, hai cái nắm đấm đều đang lay động, tự hồ muốn ở lẫn nhau ánh quyền bên dưới vỡ diệt. Mau nhìn, đạo chủ nắm đấm chảy máu. Người xung quanh khuôn mặt kinh sợ, đạo chủ thân thể xưng tôn, phách tuyệt thiên hạ, nhưng là hiện tại quả đấm của hắn rơi ra liên miên vết máu, có một loại cũng bị thánh vương nắm đấm xuyên thủng xu thế. Thế nhưng thánh vương bước chân đạp đạp lùi về sau, hắn chưa từng bị thương, nhưng là bị đạo lăng vô địch quyền thế đập cho bay ngang ra ngoài, đây là một loại không thể đỡ tuyệt thế sức mạnh tập thân, để thánh vương nội tâm trầm trọng, đạo chủ chiến lực càng ngày càng bá tuyệt. Đạo lăng tâm thần cũng là trầm trọng, thánh vương thân thể trên căn bản là bất diệt cảnh giới của hắn càng cao, thân thể liền càng mạnh, chỉ có chém xuống hắn sinh hồn. Cứu ta! Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kêu thảm thiết, thân thể đều muốn vỡ diệt, đạo lăng cầm kiếm thai bổ đi tới, chưa từng đánh tới thời điểm, đã để đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thiên linh cái rạn nứt, cũng bị đạo lăng một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ có điều thời khắc này, bất hủ kiếm thai đang lay động, tự hồ ngàn tỷ lớp đại thế ầm ầm mà đến, cắt ra vòng trời, cổ hoàng một cái tay trấn áp lại đây, mơ hồ có thể nhìn thấy ngàn tỷ sinh linh quay về này một cái tay cúng bái do đó dẫn đến cổ hoàng khí tức quá vĩ đại như là một tôn chân chính đế hoàng hắn khủng bố tuyệt luân cùng đạo chủ vốn là có đại thù một trưởng này chống lại đạo lăng sát kiếm hai đại cường giả chẳng lẽ muốn liên thủ người xung quanh kinh sợ ai cũng biết thánh vương cổ hoàng cùng đạo lăng có cừu oán nhưng là hiện tại bọn họ hai vị đã khôi phục trong cổ sử chiến lực nếu là hai đại vô địch giả một khi liên thủ đạo chủ chống đỡ được à giết. Thánh vương cùng cổ hoàng đều là nhìn ra đạo lăng mạnh mẽ, hắn khai sáng cổ kinh thư, tương lai nói không chắc sẽ đương đại vô địch, hiện tại trừ đi cái này đại địch, tương lai thiếu một cái trên đế lộ tranh bá kỳ tài. Một phương thánh quan dân trào, thánh vương bảo thể vô địch, đứng ở một cái thánh quan thế giới bên trong, hắn lại một lần nữa luân động quả đấm, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Cổ hoàng vĩ đại tuyệt thế, phía sau lưng thần bí đại thế giới vận chuyển, một bộ thánh đình khí tượng, ngàn tỷ sinh linh quay về hắn dập đầu, cổ hoàng tự hồ gánh vác thiên hoàng thần đồ, bàn tay của hắn nâng động mà ra, phải đem đạo lăng cho trấn áp lại. Cung bằng chi lực. Đạo lăng ở trống to, khí tức càng ngày càng bá tuyệt, càng ngày càng kinh thế, hắn đứng thẳng ở một mảnh đại dương màu đen bên trong, thôn thiên mà khiếu. Cung bằng chi lực ở bạo phát, đạo lăng tay trái tay phải hóa thành cung bằng sĩ, hắn thúc đẩy xé rách vạn vật vô địch uy, đem sông lên thời điểm, hai đại cung bằng quyền đập về phía thánh vương cùng cổ hoàng. Tuyệt thế phong thái các cường giả đều phát lạnh, đạo chủ đối kháng hai đại vô địch giả, hào khí ngàn vân, tóc tung bay, đây là một loại không thế nào tưởng tượng được va chạm, vũ trụ tự hồ cũng phải đi hướng về tận thế. Âm âm âm. Nơi này hoàn toàn bị sốc lên, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào. Hai đại vô địch giả liên thủ là cỡ nào kinh thế hải tục, nơi đây hóa thành một vùng tâm tối vùng cấm, các loại chùm ánh sáng lộng lẫy lan tràn mà ra, có máu tươi rơi ra, nhụn đỏ hư không. Đạo chủ chẳng lẽ muốn bị đánh chết? người nơi này giật nảy cả mình nhìn thấy đạo lăng thân thể nhún máu hai tay đều uốn lượn vô địch bí thuật thì lại làm sao hai đại vô địch giả liên thủ chi uy kinh thế hải tục đạo chủ rất khả năng không ngăn được đánh giết. cổ hoàng cùng thánh vương đều ở trống to thúc đẩy tiêu diệt chúng sức mạnh của sự sống nghiền ép đạo lăng để đại dương màu đen thủng trăm ngàn lỗ công bằng đều ở héo tàn để đạo lăng thân thể rất gần với nổ tung không đúng các ngươi mau nhìn đột nhiên có người vẻ mặt kinh hãi chỉ về con đường phía trước bọn họ nhìn thấy đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thân thể nổ tung bị một cái đột nhiên đi ngang qua đi ra cái bóng đập cho xương sống đều tách ra đạo chủ phân thân hắn muốn làm gì độc chiếm ba đại cường giả hay sao có bá chủ đều tê cả da đầu cách làm này quá hung hiểm một cái sơ sẩy đều muốn chết đi cái gì ba đại cường giả đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân có thể đánh đồng với nhau sao bọn họ trầm mặt nhìn thấy đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân không cam lòng hí dài hắn gần bị đánh giết giận dữ hết đạo chủ thiên tử giáng thế ngươi chắc chắn phải chết hắn triệt để sụp ra bị đạo lăng phân thân đánh nổ nhưng mà đạo lăng bản thể bị thương nặng đều phải bị cổ hoàng liên thủ với thánh vương xé rách giết thời khắc này đạo lăng con ngươi bạo phát khủng bố sát quan hắn hai đại thân thể cùng thời gian bốc cháy lên đây là một loại phi thường biến hóa kỳ quái hai đại phân thân lẫn nhau trong lúc đó sinh ra cảm ứng đem tổ hợp lại với nhau thời khắc, để đạo lăng khí thế bảo tác một đoạn. ầm ầm, Càng không phá diệt, cửu thiên sấm sét nổ vang, đại dương màu đen hừng hực thiêu đốt, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, đạo lăng khí lực thông thiên cùng, gánh vác côn bằng nghịch loạn cửu thiên. Ngàn vạn trọng màu đen sóng lớn quét ngang mà ra, để cổ hoàng cùng thánh vương bước chân cùng thời gian đạp đạp lùi về sau, trong mắt của bọn họ có âm trầm, đây là bí thuật gì? Vì sao hai đại phân thân hợp nhất thời khắc, đạo lăng khí tức sẽ tăng cường nhiều như vậy, này cùng cửu thế đế đạo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lại là ngươi, đạo chủ. Mới vừa bình tĩnh lại truyền thừa địa lại một lần nữa bạo động, thần thánh khí tức che ngợp bầu trời, giống như tuyệt đại người quân xuất thế, thánh quân trong con ngươi sát quan quấy nhiễu vạn cổ, hắn được cổ dược đi tới truyền thừa địa, nhìn thấy trộm dược đạo chủ, há có thể không giận. Toàn trường người ngu tiếc, đây là tình huống thế nào? Thánh quân dĩ nhiên mới vừa vào đến liền cường sát đi tới, nếu là tam đại vô địch giả một khi liên thủ thiên tôn có thể đỡ được sao chớ nói chi là đạo chủ ha 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 thánh vương cùng cổ hoàng đều ở cười to thánh quân mạnh mẽ vô dung hoài nghi có thể trong năm tháng chìm nổi giết ra vô địch giả phong thái cường giả há có thể là kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh vai lần trước đạo lăng cướp đi cổ dược thánh quân ba đại cường giả nín một bụng hỏa cố nhiên một lần nữa cướp đi một cây cổ dược nhưng là y nguyên tức giận bất bình hiện tại ở đây nhìn thấy chính chủ, trực tiếp liền bạo phát. Hắn dường như một tôn thánh bên trong chi chủ, toàn thể khí tức ngút trời, phủ sông lên thời khắc, như một tôn cuối nhìn chư vương quân vương. Đạo lăng có chút mặt hắc, tình huống có chút gay go, nếu là cổ hoàng cùng thánh vương hai đại cường giả hắn còn không sợ, luôn có thể ứng đối đi qua, nhưng là hiện tại đến rồi một cái thánh quân, nếu là ba đại cường giả liên thủ, vậy thì không phải bảo mệnh vấn đề, có thể không có thể sống sót vẫn là một ấn số ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đạo lăng thần thái lành lạnh, hắn khí tức y nguyên khủng bố tuyệt luân, dơ lên nắm đấm quay về vọc tới thánh quân nộ tạp. Thánh quân cười lạnh, hắn kết ra đại sát ấn, cái thế vô song, đòn đánh này thúc đẩy thông thiên triệt địa suối nguồn thần lực, lấy mãnh liệt tốc độ nhằm phía đạo lăng, cùng với gắn chống đỡ. Toàn bộ truyền thừa địa đều bị sát khí nhấn chìm rồi, hỗn độn một mảnh, một tôn tiếp một tôn cường giả thức tỉnh, thánh quân, cổ hoàng, thánh vương, hiện tại đang tăng trên đạo chủ, Bốn đại cường giả toàn diện thức tỉnh, dường như tứ đại vô địch giả ở đây xuất kích. Nhưng là tình huống đối với đạo lăng không ổn, ba đại cường giả muốn liên thủ nhằm vào hắn, đây là cỡ nào hung hiểm hình ảnh, nếu là bọn họ thật có thể liên thủ, đạo lăng tỷ lệ tử vong quá to lớn. Giết. Ba đại cường giả lẫn nhau gian đối diện, trực tiếp liền ra tay, phải đem đạo chủ trừ đi, sớm giết đi một tôn đại địch, không chỉ có cùng thù hận có quan hệ, nếu như là bởi vì thù hận ba đại cường giả tự có vô địch ngạo khí, chẳng đáng với liên thủ. Nhưng là cùng cự thần truyền thừa địa có quan hệ, đạo chủ thân thể trình độ siêu cường, một khi hắn tiến vào truyền thừa địa, được truyền thừa hy vọng lớn vô cùng. Ta còn chưa đủ mạnh, không xen tay vào được. Hình thiên tức giận, con mắt đều đỏ, bực này cấp độ chiến đấu hắn căn bản là không có cách nhúng tay, mạnh như đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân đều bị đạo lăng cho tàn sát, huống chi là hình thiên, nếu là hắn ra tay, trực tiếp sẽ bị chấn thành một mảnh cho tàn. Chỉ có điều để toàn trường người kinh ngạc chính là, ba đại cường giả mới vừa liên thủ, hình ảnh chớp mắt liền biến, như biển hỗn độn riết gào mà đến, thanh thế chấn động trên trời dưới đất. Một cái cô gái mặc áo đen cất bước đi tới, đá quý màu đen mắt to đứng lên đến, nàng thanh tú nắm đấm nắm mắt, trong lúc nhất thời bá tuyệt vô song. Hỗn độn trật tự đều muốn sinh ra, đây là hỗn độn đại đạo che ngợp bầu trời nộ dũng mà ra, nhấn chìm khu vực này, hỗn độn nữ ở khẽ quát, mới vừa lên sàn liền diễn biến hỗn độn quyền ấn, quay về thánh quân tiến hành đánh giết. Là ngươi. Thánh quân thần thái kinh nộ, hắn đã từng cùng hỗn độn nữ từng tao ngộ, đây chính là khoáng cổ tuyệt thế hỗn độn thể, hỗn độn nữ chiến lực phi thường mạnh mẽ, dựa vào nàng đặc thù hỗn độn bảo thể, căn bản là không sợ vô địch giả. Hỗn thanh nhã. Đạo lăng có chút bất ngờ, những năm này hỗn thanh nhã vô cùng thần bí, vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung, đạo lăng không nghĩ tới hỗn độn nữ lại xuất hiện, khí tức cực đoan kinh người, một khi ra tay hỗn độn như biển, che kín bầu trời. Đạo chủ đến rồi một người trợ giúp, là hỗn độn thể đang ra tay, nên có thể chống đỡ được thánh quân. Cổ hoàng cùng thánh vương cố nhiên đáng sợ, thế nhưng đạo chủ có thể không yếu, bọn họ muốn giết đi đạo chủ, độ khó cũng không nhỏ. Quan chiến cường giả nghị luận sôi nổi, truyền thừa địa bên trong cũng dựng lên một vòng lại một vòng vô địch kiêu dương, đao kiếm vương phong mang chi khí tiết ra ngoài, con người giống như tuyệt thế kiếm thai, nhìn chầm chầm này bốn đại cường giả, hắn vắng lặng bất động, chưa từng nhúng tay trận chiến này. Bất diệt long bảo thể hừng hực bốc cháy lên, như là một đầu chân long ở đây chập trùng, trong mắt hắn tránh ra một tia ý lạnh, thập vương dĩ nhiên không có tới, cự thần truyền thừa ngay cả thiên tôn đều đến rồi, hắn lại vẫn đến, lần này truyền thừa nhưng là hắn cùng thiên tôn hy vọng to lớn nhất. A-di-đà Phật Ma Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không, cùng đao kiếm vương tương đồng, đều là thiếu niên tư thái, chỉ bất quá hắn khí tức có chút khủng bố, thân thể bên trong vô cùng đế khí đang dệt ở một thể, tự hồ hóa thành một tôn ngồi xếp bằng cổ kim tương lai Phật Đà. Đạo chủ, Thánh Vương, Cổ Hoàng, Bất Diệt Long, Thánh Quân, Ma Phật, Đao Kiếm Vương, Thiên Tôn, Hỗn Độn Nữ. Người xung quanh tâm thần trầm trọng, bọn họ rất rõ ràng còn có mười mấy cái vô địch giả chưa từng được cổ dược, lần này cự thần một mạch truyền thừa địa mở ra, có thể nói bao quát vùng vũ trụ này quá bán đỉnh phong cường giả. Đời này thật đáng sợ, anh Kiệt cùng xuất hiện, dĩ vãng mỗi cái thời đại cũng là đi ra một hai cái nhưng là bây giờ lại đến rồi nhiều như vậy khẳng định còn có một chút cường giả không có đến không biết này một đời đến cùng sẽ đi ra bao nhiêu thiên vương ít nhất sẽ xuất hiện ba mươi tương lai đế lộ tranh đấu tất nhiên khốc liệt bất quá này một đời không giống dị vực sắp xuất hiện những người này tương lai sẽ là đế lộ chiến trụ cột thế hệ tuổi trẻ lấy bọn họ làm đầu một vài người nghị luận thần thái nghiêm túc mảnh này truyền thừa địa hội tụ cường giả đã có đủ nhiều chín đại cường giả đứng ở truyền thừa địa bên trong bốn đại cường giả đối diện mơ hồ muốn triển khai liều mạng tranh đấu cổ hoàng bọn họ không ngốc nếu là hỗn độn nữ không đến bọn họ sẽ liều mạng cấp tốc chém xuống đạo chủ nhưng là hiện tại truyền thừa địa sắp sửa mở ra ai cũng không muốn ra tay chỉ lo hao tổn quá nhiều ở tranh cướp truyền thừa thời điểm chiếm không tới quyền chủ động đáng trách đạo chủ một người liền cướp đi hai cái tiêu chuẩn có người tức giận bất bình hình thiên không tính được đỉnh phong cường giả nhưng là đi truyền thừa địa đi một chuyến liền không giống, ngay cả thiên tôn đều đến tranh cướp truyền thừa tiêu chuẩn, có thể thấy được danh ngạch này là cỡ nào trọng yếu. Thời khắc này, truyền thừa địa có chút yên tĩnh, làm người nghẹt thở gần sóng ầm ầm gian lan tràn mà ra, quét ngang trên trời dưới đất. Một đôi mắt mở, dường như hai cái đồ diệt chúng sinh tiên kiếm, trong mắt của hắn so với đao kiếm vương còn muốn sắc bén ống ánh, truyền thừa địa ngoại giới cường giả đối diện đi tới, đều cảm giác con ngươi cũng bị đâm thủng. Chỉ riêng này một đôi mắt, đủ để uy hiếp vạn cổ, trong này đi ra một cái bóng, thân mặc áo bào đen, sợi tóc ngổn ngang. Hắn liền đứng ở truyền thừa địa nơi sâu xa, cả người tự chủ tỏa ra một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức, làm người nghẹt thở, da đầu đều muốn nổ tung. Thiên tôn uy thế vô cùng, trong cổ sử thành tựu đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả một trong, ngoại giới nghe đồn hắn không có một chút nào bại trận, đi chính là quét ngang năm tháng vô địch uy thế, đã từng đánh gục quá dị vực vô địch giả đây chính là ở tổ tiên thủ hạ tiết bại một chiêu thiên tôn. Đạo lăng nhìn chầm chầm thiên tôn, cực đạo đại đế là cỡ nào kinh thế hải tục, đương nhiên là ở cực đạo đại đế chưa từng thành đế niên đại, nhưng là thiên tôn đã đầy đủ kinh diễm, cực đạo trung hiện tại còn treo ở biển máu trấn thủ biên cảnh, có thể thấy được cực đạo đại đế năm đó mạnh như thế nào. Sợ là chỉ có ma Phật mới có thể cùng thiên tôn đánh đồng với nhau. Chính là không biết đạo chủ cùng thiên tôn đối đầu, đến cùng là cái gì kết cục, ta phi thường chờ mong giữa bọn họ chinh phạt ta ngược lại thật ra không hy vọng, dị vực sắp xuất hiện, tương lai còn cần thiên tôn bọn họ dắt tay chống địch. Đao kiếm vương những người này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tiếng tâm trên cùng thiên tôn có chút chênh lệch, nhưng là thiên tôn uy thế quá bá tuyệt, ma Phật không cần nhiều lời, lai lịch vạn phần thần bí. Đạo lăng trong đầu chấn động, nhìn chầm chầm tiểu hòa thượng, hắn chính là ma Phật. Này không phải từng ở huyền vực gặp gỡ quá tiểu hòa thượng sao? Hắn muốn lên rất nhiều chuyện, ngày xưa ở tàn giới thời điểm, Phật môn đã từng xưng chi hắn vì ma. Cực kỳ khủng bố. Hắn chú ý tới ma Phật trong cơ thể thai ngén thần bí thần chỉ, dường như ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái thế Phật chủ. Đạo Lăng đem này một cây cổ dược giao cho Hình Thiên, thập đại cổ dược ở truyền thừa địa trực tiếp thức tỉnh. Thập đại cổ dược đồng loạt tụ thời khắc, truyền thừa địa triệt để nổ vang đứng dậy, hỗn động khí che kín bầu trời, phản phất một tôn ngũ say ngàn tỷ năm người khổng lồ chậm rãi thức tỉnh, trung động cửu thiên thập địa. Mở ra Xem ra vô vọng. Ai, liền là thêm ra mấy cái, chúng ta cũng không cách nào tranh cướp, đời này không khỏi thật đáng sợ, thể tu một mạch cường giả đạo thống đều đưa tới nhiều như vậy vô địch giả. Truyền thừa địa bên ngoài cường giả dồn dập thở dài, căn bản không nghĩ tới lần này sẽ đến nhiều cường giả như vậy, mặc dù là ở thêm ra mấy cái tiêu chuẩn, bọn họ cũng không thể tranh cướp đến. Đây là thuộc về vô địch giả trận đài, đối với tầm thường cường giả tới nói chính là sinh mạng vùng cấm, mạnh như thiên tôn còn chưa hết đã tới một lần có thể tưởng tượng được này truyền thừa là cỡ nào trọng yếu. Thanh Nhã, mấy năm qua chạy đi đâu rồi? Đạo Lăng đi hướng hỗn độn nữ, khẽ cười nói, ngươi thật là đủ thần bí, từ tàn giới đến hiện ở đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá ngươi mấy lần. Ngoại giới nghe đồn không phải ngươi chết ở đạo tổ bí cảnh à? Hỗn độn nữ lường một cái, nàng thân mặc màu đen trường y, gò má xinh đẹp tuyệt trần, trầm rì nói rằng, vừa nãy nếu không là ta đến đúng lúc, ngươi sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi nên như thế cảm tạ ta. Ân tình này hơi lớn, ngươi để ta như thế cảm tạ ngươi. Đạo lăng tựa như cười mà không phải cười con mắt quan sát hỗn thanh nhã nói rằng, nếu không ta liền oan ước điểm, lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi muốn ăn đòn à? Hỗn thanh nhã một trận mài răng, đi lên phụ cận trách mắng, mấy năm không gặp da mặt như thế trở nên như thế dày. Xem ra ta bớt thời gian muốn cùng khổng tước đi thương lượng một chút, không biết nàng có nguyện ý hay không, ngươi cảm thấy như thế nào ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút ngươi làm sao còn tưởng là thật đạo lăng vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng cự thần truyền thừa đến cùng là cái gì như thế sẽ đến nhiều người như vậy ta mới từ đạo tổ bí cảnh đi ra vẫn không có làm rõ phát sinh đại sự gì ngươi liền truyền thừa cũng không biết chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt gì hổng thanh nhã đầy mặt hắc tuyến nói rằng cự thần cũng là thập đại vô địch giả thể tu lĩnh vực thủy tổ đến người cũng nghĩ ra được truyền thừa cuối cùng Nghe nói ngày xưa có chút vô địch giả đã đi vào, này truyền thừa có như vậy khó sao? Đạo lăng nghĩ đến đạo tổ truyền thừa, ngược lại không có điều kiện gì, ai cướp được chính là ai? Mười bản cổ thiên kinh đạo lăng một người bao quát rồng rã năm bản. Đi vào liền biết rồi, không phải có khó không vấn đề. Hổng thanh nhã nói rằng, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, nói chung này cự thần truyền thừa chỗ tốt nhiều, có chút người cũng không hoàn toàn là hướng về phía truyền thừa đến. Đạo lăng khẽ gật đầu. Hình Thiên vào lúc này đi tới tiếng trầm nói, đến thời điểm hắc ca dặn ta, làm hết sức được truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn, bất quá xem tình huống độ khó quá lớn, đến cường giả quá nhiều. Không. Hổng Thanh Nhã lắc đầu nói, theo ta được biết, cũng không phải là so đấu thực lực, mà là phải chăng thích hợp vô địch giả truyền thừa, chờ các ngươi đi vào liền biết rồi, chúng ta nơi này có ba người, luôn có một người có thể được một cái truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn. Ầm ầm. Thời khắc này, hỗn độn lại một lần nữa cuồn cuộn đứng dậy, lan tràn thôn vệ vòng trời vô thượng gần sóng, mơ hồ có một cái hỗn độn cổ động ở truyền thừa địa bên trong hiển hóa ra ngoài, vần quanh dày đặt năm tháng gần sóng. Đi ra, toàn bộ hỗn độn khu vực đều rung động đứng dậy, đứng ở truyền thừa địa mười đại cường giả trong nháy mắt liền cất bước bước vào hỗn độn cổ động bên trong. Không biết ai có thể được chung cực tiêu chuẩn, ta biết trước đây thiên tôn từng chiếm được cái này tiêu chuẩn, nhưng là hắn từ bỏ, không biết đời này hắn sẽ sẽ không bỏ qua. Thiên tôn khí vách kinh người, đạo chủ cũng không yếu, thân thể xưng tôn, ta cảm giác đạo chủ cũng có thể được một cái truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn. Mười đại cường giả bên trong, chỉ có ba cái tiêu chuẩn, trời biết cự thần truyền thừa đến cùng có hay không một lần nữa hiện thế một ngày. Đem mười đại cường giả toàn bộ bước vào hỗn độn cổ động thời khắc, cái hang cổ này trực tiếp bị hỗn độn nhấn chìm rồi, chuyện bên trong của hình ai cũng không thấy rõ, thế nhưng người tiến vào, mỗi một người đều tâm thần run rẩy phản phất đi tới một mảnh bất động thời không bên trong. Hỗn độn địa vực, Năm tháng khí tức tràn ngập, trong này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ chính là cấm chỉ, làm cho người ta một loại vĩnh sinh ảo giác. Đây là kinh khủng cỡ nào, mạnh nhất thời không tốc độ chảy đại trận cũng chỉ là 33 lần mà thôi, thế nhưng ở đây thời gian lại như là cấm chỉ, người ở đây tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không già đi, lại như là một mảnh trường sinh nơi. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là dọa người, nếu là ở đây bế quan, mặc dù là qua mấy thập niên, ngoại giới cũng không sẽ qua quá lâu quan không gian này chính là một cái ngập trời tạo hóa vô địch giả cũng sẽ liều mạng tranh cướp rốt cuộc dị vực sắp tới hiện tại thời gian quá quý giá mỗi một ngày đi qua dị vực bước chân liền càng gần đặc biệt đạo lăng vẫn cảm giác thời gian quá ít năm tháng trôi qua quá nhanh nếu là ở cho hắn hơn trăm năm tuyệt đối có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất hiện tại hắn đi tới nơi này tâm tình rất kích động coi như là ở đây tu hành cũng là một hồi đại tạo hóa không gian hỗn độn không lớn thập đại vô địch giả chưa từng ngôn ngữ tình cảnh phi thường yên tĩnh, bọn họ từng bước từng bước hướng về nơi sâu xa đi đến. Đạo áp sát nơi sâu xa thời khắc, thời gian tốc độ chảy càng ngày càng chậm chậm, này không giống như là một loại đặc thù địa vực, ngược lại như là một loại người làm. Giờ khắc này, đến người tới chỗ này đều ở nghẹt thở, cũng bị trực tiếp nghiền thành nát tan. Trong này tỏa ra một loại gợn sóng, một loại trấn áp cửu thiên thập địa gợn sóng, ngàn tỷ sinh linh đều không thể chống lại gợn sóng. Đạo lăng song quyền nắm chặt, con ngươi của hắn có kinh sắc, quét về phía con đường phía trước, một mảnh hỗn độn, che lấp một cái không thế nào tưởng tượng được thể xác, cái này thể xác chỗ tỏa ra thần bí khí thế, để mảnh hỗn độn này khu vực tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi. Hết thảy đều là bởi vì cái này thần bí thể xác tạo thành, cự thần thân thể thật đáng sợ, nó tuy rằng giấu ở một mảnh hỗn độn vũ trụ nhỏ bên trong, nhưng vẫn vẫn là thẩm thấu ra hủy diệt kỷ nguyên vô địch gần sóng. Đây là vô địch giả khí tức, nó thật đáng sợ, thẩm thấu ra khí thế thiên địa căn bản không tha cho hắn, Khu vực này tốc độ thời gian trôi qua càng trở nên không gì sánh được chậm chậm. Đây chính là cự thần, vô địch giả. Bốn phía ồ lên một mảnh, một ít cường giả lần đầu tiên tới nơi này, mỗi một người đều tâm thần rung rẩy dữ dội, cự thần khí tức vẫn tính là ẩn núp, ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn vũ trụ nhỏ bên trong, nhưng là hắn ngồi xếp bằng khu vực, quả thực chính là một mảnh trường sinh nơi. Ầm ầm. Hình thiên trong cơ thể bảo huyết sôi trào, mi tâm cự phủ chiến ấn sáng lạn lấp lóe. Nó hình như tại thức tỉnh, thiêu đốt. Hình thiên mất khống chế, hắn kém chút hống lên. Đạo Lăng cái thứ nhất phát hiện hình thiên tình huống có gì đó không đúng, lặng yên không một tiếng động áp chế lại hình thiên khí thế, để phòng ngừa bị người xung quanh nhìn ra hình thiên biến cố, Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Hình thiên, chuyện gì thế này?" "Này, này thật giống là ta hình tộc thủy tổ." Ta cảm giác được huyết thống đang sôi trào, ta cảm giác được chúng ta hình tộc chí cao vô thượng huyết thống hình thiên trong con ngươi tất cả đều là kích động kém chút nện lồng ngực ngửa mặt lên trời gào to trong mắt tất cả đều là vô cùng tự hào hình tộc thủy tổ dĩ nhiên là vô địch giả chuyện này quả thật là một cái không thể tin bí ẩn hình thiên đều cảm giác đang nằm mơ đây là vô tận vinh quang hình tộc trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả huyết cái gì đạo lăng nội tâm trung mạnh hắn đều tê cả da đầu nghe đồn hình tộc thủy tổ là đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống lẽ nào cự thần chính là đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống nếu như đúng là như vậy vậy chuyện này quá to lớn để hắn kinh hãi nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống đây là đáng sợ đến mức nào nghe đồn đạo lăng nhưng là đời thứ ba cự phủ người truyền thừa cùng đời thứ nhất có quan hệ trực tiếp ý nghĩa phi phàm hình thiên kích động như điên này có lẽ chính là đại hắc để hắn đến chỗ cần đến đây là hình tộc thủy tổ hình tộc vô địch giả mà hình thiên chính là thức tỉnh hình thiên dấu ấn cường giả nói không chắc có thể được vô địch giả toàn bộ truyền thừa đời thứ nhất cự phủ người truyền thừa đạo lăng cũng là kích động hai mắt cắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn vũ trụ nhỏ này vũ trụ nhỏ chầm chậm nứt ra rồi vô địch giả thể xác sắp sửa tái hiện nhân thế gian truyền thừa cũng lại ở chỗ này mở ra hỗn độn triệt để nứt ra rồi lao ra dày đặc năm tháng gần sóng toàn bộ không gian truyền thừa đều đang vặn vẹo đây là cự thần thể xác đang thông thả hiện ra hắn thể xác quá nguy nga, quả thực là một tôn đi về tiên vực thân thể, cao cao không thể với tới, căn bản là tìm không được phần cuối. Đạo lăng mở thiên đạo nhãn, đều không thể hiểu rõ cự thần cụ thể diện mạo, thể xác của hắn cố nhiên xem ra thật yên lặng, nhưng là lại ẩn chứa một loại người thường không thế nào tưởng tượng được thần bí khí thế, gần sóng này đều ảnh hưởng năm tháng trôi qua chậm chậm. Hắn liền đứng ở trong thiên địa, nguy nga tuyệt thế, không thế nào tưởng tượng được cự thần mạnh như thế nào, nhưng là quan hơi thở của hắn, đủ khiến giữa trường tiểu bối sinh không lên chút nào chống lại ý nghĩ, nghe đồng vô địch giả nhưng là có thể chém giết đại đế. Vô địch bá chủ thành tựu quá cao, chỉ có thể nhìn mà thèm, trong cổ sử ở xuất hiện 10 vị vô địch bá chủ, đại diện cho tu luyện lĩnh vực đỉnh cao nhất cảnh giới. Cự thần chính là thể tu một mạch vô địch giả, hắn pháp thể đủ để đè ép cổ kim tương lai, nguy nga mênh mông, nếu không là thể xác của hắn là bất động bất động, sợ là quan phóng thích cận sóng đủ để đánh giết giữa trường cường giả vô cùng vô tận mật văn đồ, đây chính là truyền thừa à. Không gian truyền thừa bên trong ánh mắt ống ánh, mười đại cường giả hai mắt hội tụ ở cự thần thể xác trên, từ bàn chân của hắn mãi cho đến thiên linh cái, dĩ nhiên bao trùm ngàn tỷ trương mật văn đồ. Mỗi một cái mật văn đồ đều rườm ra tuyệt thế, phản phất một đầu lại một đầu chân long nằm uống lượng. Lần thứ nhất tiến vào cường giả căn bản không nghĩ tới truyền thừa sẽ như vậy biến hóa ra, bọn họ chỉ cần quan sát cự thần thể xác, liền có thể nhìn thấy cự thần truyền thừa, tất cả truyền thừa đều ở thân thể của hắn bên trên. Thật lớn tạo hóa, thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo lăng con mắt ống ánh, hắn không để ý tới vô địch giả đến cùng có phải là đời thứ nhất cự phủ truyền thừa, hắn thể xác trên chỗ khắc lại mật văn đồ, trường ra kinh thế, đủ để ngàn tỷ lớp khoảng cách. Này cùng vô lượng kim thân nơi sâu xa vô cùng vô tận mật văn đồ, lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói cách khác đạo lăng chỉ cần có thể đem những này mật văn đồ tìm hiểu ra một phần, như vậy hắn trở thành vũ trụ sơn đệ tử hy vọng sẽ tăng lên một đoạn dài nếu là có thể nắm giữ vũ trụ sơn đây mới thực sự là nghịch thiên tạo hóa rốt cuộc dị vực sắp tới khoảng cách hiện tại thời gian không nhiều nhưng là ở đây ở mảnh này bất động không gian đạo lăng sẽ thêm ra rất nhiều thời gian đến tìm hiểu mật văn đồ thân thể mật văn đồ cùng đại đạo không khác nhau chút nào thể tu một mạch vô địch giả chỗ lưu lại ngàn tỷ lớp mật văn đồ muốn tìm hiểu ra đến chính là một cái mênh mông công trình thế nhưng chỉ cần thời gian sung túc, cũng không phải là không có một ít độ khả thi. Nhiều như vậy mật văn đồ, trời biết bao nhiêu năm mới tham ngộ ngộ ra đến. Hỗn độn nữ sờ sờ đầu, nhìn chầm chầm đạo lăng nói rằng, 30 năm, nhớ kỹ chỉ có 30 năm, 30 năm một khi đi qua, đang nghĩ đến tới đây tạo hóa trên căn bản không thể. Hỗn độn nữ biết được đạo lăng nội tình, bọn họ cũng nghĩ ra được nhiều thời gian hơn, bọn họ cùng thiên tôn những này trong năm tháng lắng động vô địch giả cuối cùng có chút chênh lệch, nhưng là ở đây bọn họ có thể tranh thủ đến 3 thời gian 10 năm đi tìm hiểu những này mật văn đồ. 30 năm, đã rất dài. Đạo lăng mặt tươi cười, lần này bất ngờ đi tới cự thần truyền thừa địa, thật đúng là va đại vận, hắn quan tâm chính là vũ trụ sơn, mà không phải những này mật văn đồ. Rốt cuộc ở vô lượng kim sơn nơi sâu xa khu vực, cùng loại này bằng nhau mật văn đồ nhiều vô cùng, chỉ có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung, đạo lăng ở đây được truyền thừa càng nhiều, hắn được vũ trụ sơn thời gian liền càng nhanh ta hình tộc chí cao vô thượng truyền thừa. Hình thiên hai mắt như bó đuốc thiêu đốt, này dù sao cũng là hình tộc thủy tổ, hắn có thể cảm giác được thủy tổ khí tức, thậm chí ở trong mắt hắn những này mật văn hình vẽ là sống sót, hình thiên được truyền thừa tỷ lệ so với thường nhân đầy đủ tăng lên gấp mấy lần. Thực lực trên lệch vô hình trung rút ngắn, thậm chí hình thiên hơn xa còn lại chính vị người truyền thừa, điều này làm cho hắn phi thường chờ mong truyền thừa cuối cùng. Toàn bộ không gian truyền thừa phi thường yên tĩnh, chỗ này căn bản không cho phép tranh đấu, thời gian 30 năm nghe tới rất dài, nếu là vắng lặng ở những này mật văn đồ bên trong, gặp qua cực kỳ nhanh. Mỗi một tấm mật văn đồ, đều phản phất một loại đại đạo ở vận chuyển, đây là thể tu một mạch trí cường con đường, này mật văn đồ không chỉ có là đối với thân thể thần tàng một loại trình bày, cũng là một loại đối với tương lai con đường tu hành miêu tả. Thể tu tu chính là thân thể, bọn họ nhìn thấy cự thần, mới có thể hiểu rõ đến thể tu một mạch đáng sợ, rất khó tưởng tượng nếu là cự thần có thể thức tỉnh, hắn đến cùng sẽ đáng sợ dường nào, toàn bộ đế lộ chiến có thể không chứa được cự thần khí tức. Thập đại người truyền thừa ngồi xếp bằng ở khu vực này, từng cái từng cái hai mắt dò xét cự thần, mật văn đồ quá nhiều, không thế đến hết được. Đạo lăng trực tiếp nhìn chầm chầm cự thần trái tim khu vực, khu vực này mật văn đồ vạn phần huyền ảo, như là một tấm lại một tấm thiên chi sách, hắn ở quan sát, vắng lặng ở mật văn đồ bên trong. Cũng không biết quá bao lâu, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn đem đạo lăng thức tỉnh, ngoại trừ hình thiên bên ngoài, còn lại tám đại cường giả đều là thức tỉnh, mở con mắt, nhìn phía thiên tôn. Vào lúc này thiên tôn khủng bố cực điểm, hắn thân mặc áo bào đen, ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong, hắn thể xác ống ánh lóa mắt, phản phất một cái chư thiên đạo đồ đang thiêu đốt, từ trên xuống dưới mỗi một tất cơ thể, đều dần hiện ra mật văn thiên đồ. Thời khắc này thiên tôn, như một tôn cuối nhìn cửu thiên người khổng lồ. Trên người hắn mật văn đồ nói ít cũng có ngàn vạn khoảng cách, liền như vậy tổ hợp thành một thể, sau lưng mơ hồ dựng lên một cái mơ hồ vũ trụ người khổng lồ. Thiên tôn, rốt cuộc không ngừng đến rồi một lần, phỏng chừng chung cực tiêu chuẩn cái thứ nhất chính là hắn. Bất diệt long con mắt lấp lóe, liền chậm rãi khép kín, người còn lại dùng dập lắc đầu, thiên tôn dù sao lấy trước liền đến, có thể diễn biến đến một bước này không đáng bất ngờ. Thiên tôn Đạo lăng sâu sắc con mắt nhìn một chút thiên tôn, hắn đang suy tư, vừa nãy tối thiểu đi qua hơn nửa năm, hắn đường có chút chậm chậm, muốn đem trái tim khu vực mật văn đồ triệt để tìm hiểu ra đến, cần một cái thời gian dài dằng dặc. Không thể chỉ nhìn chầm chầm toàn bộ, nên tìm hiểu ra một tấm hoàn chỉnh mật văn đồ. Đương nhiên này rất khó, cần cực cao đạo hạnh mới được, nhưng là đạo lăng cảm giác chỉ có như vậy mới có thể ở 30 năm bên trong, tìm hiểu ra càng nhiều mật văn đồ. Đại đạo đều là tương đồng, đạo lăng rất nhanh sửa lại con đường của chính mình, gắt cao nhìn chồng chọc một tấm giống như tiên hoàng mật văn đồ, tập trung tinh thần bắt đầu quan sát thời gian chậm chậm trôi qua, một năm này liền như vậy xẹt qua, ở không gian truyền thừa trúng quá đi tới một năm, nhưng là ở bên ngoài liền một tháng cũng chưa tới, chỉ là đi qua mười mấy ngày mà thôi. Cỡ này thời không tốc độ chảy, khiến người ta hít khói, rõ ràng vô cớ thêm ra nhiều thời gian như vậy, còn có vô địch giả đạo thống nương theo quan sát, ai cũng khát vọng được loại này tạo hóa. Đáng tiếc tiêu chuẩn chỉ có 10 cái, cự thần truyền thừa địa còn có mười mấy cái đỉnh phong cường giả không thu hoạch được gì. Đạo chủ lại sống đạo chủ Việt đến hiện tại còn ở đế lộ chiến lan tràn, ngày này một cái tin tức động trời truyền ra ngoài, gây nên ngập trời náo động lớn, đạo chủ lại một lần nữa xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó, đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Khắp nơi phi thường nghi vấn, đạo tổ bí cảnh đã mở ra, đạo chủ trên căn bản không thể có thể sống sót, liền là hắn có thể rời đi hung ma nơi, cũng không thể rời bỏ đạo tổ bí cảnh A. Sau đó một chuyện, để các đại đạo thống khiếp sợ, thiên ngoại thiên triệt để phát điên, Thiên Anh kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Là thật, đạo chủ đi tới cự thần truyền thừa địa, đánh giết đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân, hắn cùng thiên tôn những cường giả này đều đi tới cự thần không gian truyền thừa. Đại trưởng lão đều có chút trận mắt ngoát mồm, đây cũng quá đúng dịp. Đạo tổ bí cảnh mới vừa đóng, đạo lăng dĩ nhiên chạy đến cự thần truyền thừa địa, hơn nữa đạo lăng lại vẫn có thể đi vào không gian truyền thừa, điều này làm cho hắn có chút sững sờ, hắn cảm giác hung ma động một năm, đạo lăng được không nhỏ kỳ ngộ đạo chủ phủ vui mừng một mảnh tin tức trên căn bản có thể xác nhận đạo lăng người ngay ở cự thần truyền thừa địa hơn nữa hiện tại đã tiến vào truyền thừa địa đây chính là vô địch giả truyền thừa địa nguyên bản thương khung giáo những thế lực này còn hưng phấn dị thường một vài đại nhân vật đều thiết yến mời mời một ít tu sĩ nhưng là ai biết còn không đi qua nửa năm liền nghe đến tin tức này từng cái từng cái triệt để choáng váng đạo chủ còn sống sót hơn nữa hôm nay chuyên môn vô địch giả cự thần truyền thừa địa này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ hiện tại đạo lăng đã chính là vô địch giả a à. thiên ngoại thiên cường giả đều muốn điên rồi tứ đại thiên tử hậu tuyển nhân đều là chết thảm đều là cùng đạo lăng có quan hệ bọn họ há có thể không giận há có thể không cùng lập tức thông báo thiên tử lập tức thông báo thiên tử thiên anh loại này nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều không khống chế được nội tâm sát ý thê thảm gào thét đạo chủ nhất định phải chết ta thiên ngoại thiên uy danh liên tiếp tổn thất lớn một cái nho nhỏ đạo chủ, há có thể cho phép dưới hắn cưỡi ở ta thiên ngoại thiên trên đầu ngang ngược, hắn nhất định phải chết đi. Tức giận nhất chính là thiên ngoại thiên, bọn họ đã từng cao cao tại thượng đứng ở đế thành cuối nhìn cường giả khắp nơi, nhưng là hiện tại bốn cái thiên tử hậu tuyển nhân chết trận, đây là một loại sỉ nhục, để thiên ngoại thiên không cách nào xóa đi sỉ nhục, nhất định phải chém giết đạo lăng lập uy. Việc này gây nên rung động quá to lớn, thiên ngoại thiên chết rồi bốn cái thiên tử hậu tuyển nhân, để bọn họ không thể không hoài nghi thiên ngoại thiên đến cùng có hay không có chút tài năng thậm chí hắn thiên tử còn tuyên bố để thiên đế trợ giúp hắn nắm giữ vùng vũ trụ này thiên tử mạnh bao nhiêu ai cũng không biết ai biết có phải là hư cấu đi ra một nhân kịp phần bá khẳng định là đạo chủ giết chết tiên hỏa vượt các cường giả sắc mặt khó coi đáng sợ ngoại trừ đạo lăng hiện tại còn ai dám ngắt tội phần tiên cố nhiên nói thiên tôn những người này không sợ nhưng là phần bá không phải người ngu làm sao có khả năng đi treo chọc thiên tôn bọn họ. Hắn sống không nổi, phần tiên cùng phần bá quan hệ phi thường, các ngươi chờ xem, phần tiên nhất định sẽ ra tay đánh chết đạo chủ. Tiên hỏa vực người nổi giận đùng đùng, bọn họ cuối cùng ở đạo lăng trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn, linh giới những thế lực này càng là hận muốn điên, linh vương bị giết đi, nhưng là hung phạm còn sống sót thậm chí ngông nên đi tới truyền thừa địa. Cùng tiên hỏa vực suy đoán gần như, hiện tại phần tiên pháp thể đã là áp sát cự thần truyền thừa địa, mảnh hỗn độn này địa vực đều phải bị thiêu sụp, quả thực chính là một tôn cổ tiên ngang qua ở đây, tắm rửa ở tiên hỏa bên trong, các loại chí tôn chim thần nương theo hắn vận chuyển. Phần tiên cơn giận, đại dương đều muốn sấy khô. Hỗn độn địa vực quần hùng rung rẩy, dùng dập ngước nhìn đứng ở trên trời dưới đất tuyệt thế phong thái, đây chính là phần tiên, hắn dĩ nhiên đến rồi, nhưng là không gian truyền thừa đã đóng. Tới chậm. Phần tiên thủ hạ mạnh nhất chiến tướng thần thái lạnh lẽo, mấy tháng mà thôi, chờ đến, Phần tiên đại nhân sẽ không như thế nhanh vượt qua đến đế hải nơi sâu xa, còn nữa nói cái này pháp thể đối với phần tiên đại nhân chiến lực hao tổn căn bản không nhiều. Bọn họ là đến giết đạo chủ, đạo chủ đã làm gì sự, dĩ nhiên sẽ làm phần tiên giận dữ, không tiếp tự tổn thực lực đánh tới một tôn pháp thể. Khẳng định là bằng trời sự, phần tiên rốt cuộc ở đế trong biển chìm nổi, dễ dàng sẽ không ra ngoài, chớ nói chi là đi ra một cái pháp thể. Hỗn độn trong khu vực quần hùng dồn dập rung rẩy, phần tiên cầm sát kiếm mà đến chắc chắn sẽ không giảng hòa, rốt cuộc phần tiên thành tựu quá cao, hiện tại đã là thiên vương, ai biết hiện tại đạo chủ cùng phần tiên có bao nhiêu chênh lệch. Không gian truyền thừa ngược lại phi thường yên tĩnh, khắp nơi đều ở tìm hiểu cự thần truyền thừa, cự thần ngang qua ở trong hỗn độn, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, thể xác nằm dày đặt ngàn tỷ lớp mật văn đồ, chảy xuôi không cách nào nghĩ đến tiên lực. Thế nhưng một năm này, những cường giả này dồn dập bắt đầu diễn biến cự thần truyền thừa, ai cũng biết được truyền thừa càng nhiều, được chung cực tiêu chuẩn hy vọng lại càng lớn. Thiên tôn là đáng sợ nhất, toàn thể ánh sáng vô cùng, trường rà mật văn chảy xuôi, sau lưng dựng lên đến vũ trụ người khổng lồ càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, như là từ hỗn động thế giới bên trong ngang qua đi ra một cái thiên địa thần ma. Đây là cự thần truyền thừa thể hiện, do lực chi đại đạo hiển hiện ra, hóa thành một vị thần, bể nghệ chúng sinh. Ma Phật mạnh mẽ, trong cơ thể đế khí đang dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật Đà, một năm này pháp của hắn thể đều ở tăng cường, tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là muốn hóa thành một tôn có thể trấn áp chư thiên Phật chủ. Đao kiếm vương toàn thể phong mang chi khí liệt thiên khung, bảo thể của hắn cắt ra tầng tầng lớp lớp ống ánh thiên ngân, như là một cái khủng bố vạn kiếm vũ trụ đang thức tỉnh, toàn bộ thể xác bao trùng đếm không hết vết kiếm cùng vết đao, mỗi một tia đều len ken vang vọng. Thánh vương rất đáng sợ, thân thể của hắn bị lão đại ca coi là đáng sợ nhất phân thân, tạo hóa thiên binh đều không thể xóa bỏ hắn thể xác vờn quanh mộng ảo giống như sắc thái, như là một tô ngủ say của tiên binh đang thông thả thức tỉnh. Tự thần truyền thừa quả thật là đáng sợ, những này mật văn đồ có thể dẫn dắt ra thân thể của ta tiềm năng, ta hiện tại tìm hiểu bất quá là ngàn tỷ một trong. Bất diệt long càng ngày càng nguy nga, cái tráng sừng tỏa ra thần quang, tự hồ muốn triệt để hóa thành một đầu chân long. Cổ hoàng pháp thể lại là nhất nguy nga, bảo thể của hắn tự hồ ở lại ngàn tỷ sinh linh, các loại trùng ánh sáng lộng lẫy dâng lên, đem hắn tôn lên như một tôn thiên chi hoàng tử. Mỗi người đều chiếm được tạo hóa, thân thể tiên tàng không ngừng khai phá, hỗn độn nữ đều triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn, thân thể tự hồ biến mất rồi, mỗi người được đại đạo đều không giống nhau. Chỉ có điều để bọn họ phi thường giật mình chính là hình thiên. Hình thiên tu hành không cao, thế nhưng hắn nắm giữ mật văn đồ tốc độ cực kỳ nhanh, hắn cả người lỗ chân lông phục lên thời khắc, rủ xuống giống như cự phủ thần thông trùng sáng, hắn toàn bộ bảo thể vần quanh tổ huyết, tự hồ hóa thành một cái màu máu mật văn đồ bao trùm trụ thân thể của hắn để hắn xem ra phi thường thần bí loại ký tức này để bọn họ cảm giác tự hồ cùng cự thần có chút rất giống ha ha đạo chủ không phải thân thể xưng tôn vì sao một chút động tĩnh đều không có thánh quân cười lạnh biết nhìn đạo lăng phát hiện hắn vắng lặng có chút quá mức không phải mỗi người đều có thể lĩnh hội vô địch giả trình độ tích góp không đủ tương lai nhất định gian nan thánh vương mở miệng thân thể dường như bất hủ thánh lô ở phục lên mãnh liệt khí huyết. Đao kiếm vương bọn họ đều nhìn về đạo lăng, từng cái từng cái khẽ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ người nơi này cũng chính là thiên tôn, ma phật, còn có đạo chủ. Bất diệt long mấy vị này thân thể trình độ cường thịnh, đạo chủ được chung cực tiêu chuẩn hy vọng cũng rất lớn. Nhưng là đều một hai năm trôi qua, đạo lăng một điểm tiến triển đều không có. Điều này nói rõ rất khả năng cùng cự thần truyền thừa vô duyên. Bọn họ tiếp tục vắng lặng trong tu luyện vô địch giả đạo quá kinh người căn bản không thích hợp mỗi người thế nhưng cần phải tìm được một con đường diễn hóa ra đạo của chính mình mới được đạo lăng vẫn vắng lặng ở bên trong thế giới của mình hắn tự hồ đứng ở một vùng tăm tối trong tinh không hắn đang tìm kiếm đạo của chính mình sức mạnh của chính mình hắn tự hồ nhìn thấy một viên màu đỏ trái tim đang nhảy nhót cường tráng mạnh mẽ mỗi một lần nhảy lên đều có thể vũ trụ đổ nát tinh hà tuyệt diệt hết thảy đều phải đi hướng về luân hồi trái tim này có vô cùng hoa văn tổ hợp mà thành, trường ra sáng lạn như là một cái chư thiên đạo ấn treo ở đây. Hắn ở cảm ngộ sức mạnh của chính mình, thân thể của hắn từng bước thông thần, toàn thể như một, tự hồ hóa thành một cái bất hủ thần vương. Đã một năm qua, thiên tôn những cường giả này càng ngày càng kinh người, ở cự thần truyền thừa đại đạo bên trong thể ngộ rất nhiều, mỗi một cái thân thể khí tức cường thịnh, thân thể tiên tàng đều muốn hóa thành một mảnh lại một mảnh mật văn đồ. Mỗi một lần tìm hiểu, bọn họ cơ thể các nơi đều từng bước khủng bố đứng dậy. Đây là đại tạo hóa, để bọn họ phi thường kích động, những người này khi thấy còn ở vắng lặng đạo lăng, đều âm thầm cao mày, này đều hai năm, đạo lăng một chút động tĩnh đều không có. Cái tên này ở làm cái gì? Hỗn độn nữ đều nói thầm, tuy rằng còn có 28 năm, thế nhưng thời gian này quá quá nhanh. Sẽ không phải hóa đạo chứ. Thánh quân cười lạnh, bốn phía cường giả cười cười cũng không nói thêm gì, chỉ có điều vừa muốn nhắm mắt thời khắc bọn họ mơ hồ nghe được năm tháng sông dài bên trong nổ vang kinh thiên thần âm. Cửu thiên sấm sét, nát tan càng khôn. Khủng bố hình ảnh, tự hồ vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót, tinh hà theo rít gào. Đây là khí huyết, nộ hải giống như khí huyết đang phập phồng, đạo lăng trái tim triệt để bốc cháy lên, tự hồ hóa thành một vùng vũ trụ chi hải, lan tràn khủng bố tuyệt luân gần sóng. Trái tim chi nguyên. Đạo lăng tự hồ đại triệt đại ngộ, trái tim của hắn toàn diện thiêu đốt trái tim đều muốn hóa thành vũ trụ chi hải. Hắn toàn bộ ngực lan tràn mãnh liệt gợn sóng, theo nhảy lên, lệnh khắp nơi đều đi theo nổ vang vang vọng. Đây là một loại khủng bố thể hiện, đạo lăng trái tim dĩ nhiên mở ra một đạo nhân thể tiên tàng, tràn ngập chí cường khí tức, chập trùng thời khắc trên trời dưới đất đều đi theo rung động, đặc biệt trong cơ thể huyết thống như nộ hải ở cuồn cuộn. Trái tim chính là huyết dịch chi nguyên, trái tim chi nguyên mở ra tiên tàng đại môn, để đạo lăng ngực ống ánh lóa mắt, vần quanh kinh thế ánh sáng lộng lẫy, để đạo lăng thân thể huyết dịch sôi trào. Hắn toàn thân thần quan đại thịnh, đây là một loại phi thường thần diệu thể hiện, để đạo lăng phi thường kích động, bởi vì hắn tìm tới một con đường, tìm tới một cái nhanh chóng tăng lên chiến lực con đường, mà con đường này chính là vô địch đường. Đây chính là thân thể áo nghĩa, đạo lăng ở cự thần trên người được rất lớn dẫn dắt, có lẽ này 30 năm sẽ là hắn này mấy chục năm mạnh nhất kỳ ngộ, dưới cái nhìn của hắn lại mạnh bảo vật, cũng không sánh nổi hoàn thiện bản thân truyền thừa địa trầm mặt, thánh quân sắc mặt xanh đỏ trắng đen, hắn vẫn cười nhạo đạo lăng, nhưng là hiện tại bị mạnh mẽ làm mất mặt. Này! Bất diệt long bọn họ trầm mặt, nhìn chầm chầm đạo lăng, hắn là làm thế nào đến? Mặc dù coi như đơn giản, nhưng là chân chính muốn làm được là khó khăn bực nào. Đạo lăng đầy đủ vắng lặng ròng rã hai năm, chỉnh hợp sở học của hắn, mới có thể mở ra một con đường. Đương nhiên con đường này một điểm mở ra, liền không chỉ là một cái, mà là có vô số con đường, thân thể chính là một cái tiên tàng có thể vô hạn đi mở mang đạo chủ thiên tôn nhìn một chút đạo lăng chính là khép lại con mắt đạo lăng đường hắn đã sớm tìm tòi ra đến hắn tới đây mục đích cũng không phải cự thần truyền thừa hắn chẳng đáng với tu hành bất kỳ cường giả truyền thừa hắn đi chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chí cường con đường không chính là hoàn thiện một cái không thiếu sót mật văn đồ sao không có cái gì có thể có ý nghĩa kiêu ngạo thánh vương cười nhạt chưa từng để ở trong lòng tùy ý đạo lăng thân thể lại mạnh, cũng không sánh được hắn vô địch thân. Truyền thừa địa trầm mặt, đạo lăng đột nhiên đi ra con đường, để bọn họ trầm tư, thử nghiệm có thể đi hay không trên con đường này. Đạo lăng mở con mắt, yên lặng thể ngộ, mấy ngày sau hắn triệt để thức tỉnh, giai đoạn thứ nhất triệt để đi qua, hắn tìm tòi ra một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường. Đạo lăng đem hỗn độn nữ cùng hình thiên tỉnh lại, ra ngoài hắn dự liệu chính là hình thiên biến hóa có chút kinh người, Hắn dĩ nhiên có thể toàn phương vị tìm hiểu mật văn đồ, hơn nữa những này mật văn hình vẽ là sống sót. Điều này làm cho hắn có chút ước ao, dù sao cũng là hình tộc thủy tổ, hình tộc tộc nhân tự nhiên là thích hợp nhất cự thần đại đạo, Hình Thiên cũng vô cùng hưng phấn, hai năm nay bế quan hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, hắn có lòng tin ở 30 năm bên trong đi lên cự thần con đường. Điều này làm cho đạo lăng phi thường chờ mong, đạo chủ phủ hiện tại có tiên thiên đạo thể, nếu là đang đi ra đến một tôn hình thiên Vậy coi như là hai đại vô địch giả trấn thủ. Đạo Lăng cùng Hình Thiên, hỗn độn nữ giao lưu đoạt được kinh nghiệm, dù sao cũng là vô địch giả truyền thừa, 30 năm vẫn là quá ngắn, giao lưu nửa tháng sau từng người được một ít dẫn dắt. Đạo Lăng tiếp tục quan sát cự thần, vừa mới bắt đầu đầu tiên nhìn quan sát cự thần thời điểm, quá trường rà, căn bản là không có chỗ xuống tay, hiện tại hắn nhìn cự thần, rất nhiều mật văn đồ đều có thể lý giải đi ra, tìm hiểu con đường nâng cao một bước. Đạo Lăng nhìn chầm chầm cự thần hai chân, người hai chân có thể nói lực căn nguyên, cự thần hai chân quả thực chính là hai mảnh cổ xưa vũ trụ cắm rễ ở chỗ này, hằng cổ bất động, lan tràn sụp nứt chư thiên vạn giới lực cảm. Đạo lăng không có đi chỉnh hợp hắn có thể nhanh chóng tìm hiểu ra đến mật văn đồ, những này mật văn đồ tìm hiểu ra đến nhiều lắm tăng cường một ít thịt thể tiên tàng, đối với đạo lăng tới nói căn bản không tác dụng lớn, hắn chuẩn bị khai phá mạnh nhất thân thể tiên tàng. Ồ! Quan sát cự thần thể xác thời khắc, đạo lăng mơ hồ phát hiện hắn lấy trái tim chi nguyên, có thể càng rõ ràng hiểu rõ cự thần lực lượng, trái tim của hắn chi nguyên tựa hồ cùng cự thần hình thành một con đường. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ, tìm hiểu ra hoàn chỉnh mật văn đồ, liền cùng cự thần thành lập một loại nào đó quan hệ, như vậy tìm hiểu cái khác mật văn đồ tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Thời gian không thể nghi ngờ lại tiết kiệm, đây chính là ngàn tỷ lớp mật văn đồ, 30 năm làm sao có khả năng toàn bộ ngộ ra. Đại nhân vật bế quan một lần hơi một tí hơn trăm năm, 30 năm đối với đạo lăng bọn họ tới nói vẫn còn có chút ngắn ngủi, bọn họ rốt cuộc ở tìm hiểu vô địch giả đạo. Đạo lăng nhìn chăm chú cự thần, không ngừng cảm ngộ cự thần lực lượng, đầy đủ quá nửa tháng, hắn tự hồ dung nhập vào cự thần thân thể bên trong, dung nhập vào hai chân của hắn bên trong. Một mảnh mênh mông cương vực, không gì không xuyên thủng, phản phất hàng cổ bất diệt đại lục treo ở đây, lại dường như ngàn tỷ viên tinh đấu treo lơ lửng, tỏa ra sâu không lường được căn nguyên khí tức. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở mảnh này cương vực bên trong, cảm ngộ cự thần căn nguyên, thế nhưng cách cục quá rộng lớn, Đạo Lăng lại như là một hạt hạt cắt phiêu ở đây, tìm kiếm hắn đường. Một năm này lại đi tới, hình thiên biến hóa rất nhanh, toàn bộ thể xác bị sức mạnh huyết thống bao phủ, thân thể của hắn kỳ thực sinh ra đếm không hết mật văn đồ, thân thể của hắn tiên tàn ngày càng khủng bố, hắn gốc các ngày càng cường thịnh. Hắn đều đột phá, quái nhiễu tọa quan cường giả, một đám người không nói gì, hình thiên chỉ có điều tôn chủ cảnh giới tầng 2, nếu không có đạo lăng hắn không thể đi tới nơi này. Hình thiên bước vào ba tầng tôn chủ, hắn có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ, đây là một lần toàn phương vị tăng lên, chiến lực tăng vọt một đoạn dài, mơ hồ có vô địch bá chủ uy thế. Một năm này hình thiên tiến bộ cái khác, những cường giả khác vẫn ở vắng lặng, đem năm thứ tư, thậm chí năm thứ năm đến thời khắc, tự hồ một khẩu tuyệt thế thiên kiếm xuất khiếu, đao kiếm vương có trọng đại đột phá, hắn thiên một quả thực hóa thành hai cái kiếm thai, dâng lên tuyệt thế khí thế. Đao kiếm vương đạo cùng những cường giả khác không giống, đao kiếm một thể, lấy cự thần đến thôi diễn hắn con đường, hắn tự hồ cũng là khai sáng cổ kinh thư. Một năm này còn lại cường giả tiến triển to lớn, đã 5 năm, những người này đều là bất thế kỳ tài, dùng dập tìm tòi đến một con đường, thân thể tiên tàn kéo dài mở ra, một tôn tiếp một tôn cường giả phía sau lưng đều dựng lên vũ trụ người khổng lồ. Đây là cự thần đạo ở hiện ra, vũ trụ người khổng lồ cố nhiên phi thường mơ hồ, thế nhưng có một loại thông thiên triệt địa uy năng khuếch tán. Thiên tôn là đáng sợ nhất, hắn đều muốn hiển hóa ra một cái phân thân, vũ trụ người khổng lồ trong năm tháng bước chậm, gần bước vào một giới này. Trong này đi qua 5 năm, bên ngoài cũng là một, hai tháng, cự thần truyền thừa địa đến rồi một vài người, xa xa nhìn thấy hỗn độn khu vực có một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, tràn ngập hừng hực gần sóng, quét ngang một triệu dặm non sông. Phần tiên ra tay muốn, canh giữ ở truyền thừa địa bên ngoài, muốn tuyệt sát đạo chủ. Chuyện này quá to lớn, Phần Bá chết khẳng định cũng đạo lăng có quan hệ trực tiếp, bằng không Phần Tiên làm sao sẽ dẫn ra, liền đế hải đều không để ý tới, cũng muốn chém giết đạo lăng một giải trong lòng đại hận. Phần Tiên muốn ra tay. Tổ Long giáo đều bị kinh động, ở Tổ Long đỉnh bên trong ngủ say thương tuyệt cùng tiểu Hắc Long khí tức càng ngày càng tuyệt thế, bọn họ rất lo lắng, Phần Tiên quá mạnh mẽ, đã là thiên vương, nếu là hắn cùng đạo lăng tao ngộ khẳng định là liều mạng tranh đấu. Nghe đồng phần tiên cảnh giới rất khả năng là tầng 7, thậm chí tầng 8 tôn chủ. Vũ trụ Sơn Thiên Phong đều vắng lặng, coi như là sư tuấn bực này cường giả đều chỉ là nhìn tin mà tháng, lấy phần tiên hiện tại thành tựu, Thiên Phong không ai chống đỡ được hắn. Hỏng rồi, đạo lăng cảnh giới không cao, nếu là cùng phần tiên tao ngộ bị nhiều thiệt thòi. Cự thần truyền thừa địa, chính là thể tu một mạch thủy tổ nơi, đạo lăng nên có thể có được đại tạo hóa. Đại trưởng lão đều lo lắng, hắn tự nhiên rõ ràng hiểu rõ đạo lăng thực lực, nếu là khoảng thời gian này không có quá to lớn tiến triển, phỏng chừng đánh không lại phần tiên, bọn họ tao ngộ quá sớm. Ngoại giới rất loạn. Cự thần truyền thừa địa, đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Thực thì đã ròng rã 10 năm đi xong, cự thần truyền thừa địa thập đại người truyền thừa khí tức đều phát sinh biến hóa rất lớn, rốt cuộc 10 năm trôi qua, mỗi người thân thể đều cường thịnh một đoạn. Bọn họ đang diễn hóa cự thần đại đạo, bởi vì ở đây, ai diễn biến cự thần đại đạo càng nhiều ai liền có thể được truyền thừa cuối cùng hống bất diệt long càng ngày càng khủng bố như vậy hắn đều muốn triệt để lột xác thành một cái chân long trong cơ thể khí huyết như biển đang gầm thét hắn ẩn núp năm sáu năm một chiêu thức tỉnh khí thôn hồng hoang vô địch khí tức càng thêm dày đặc a di đà phật ma phật miệng tụng chân kinh hắn càng ngày càng siêu nhiên hậu thế phật thể chống đỡ thiên diễn biến cự thần đại đạo toàn thể bao trùm lít nha lít nhíp mật văn đồ 20 năm sau, thật phải cố gắng tranh tài tranh tài. Bất Diệt Long đều muốn không nhịn được chém giết một hồi, đo lường sở học của hắn. Hình Thiên trong lòng nặng nề, hắn cố nhiên tiến bộ rất lớn, nhưng là cùng ma phật những người này giao thủ, áp lực không khỏi quá lớn. Nhưng là 30 năm một khi đi xong, bọn họ nhất định phải chém giết, cuối cùng sẽ có cự thần lưu lại ý chí lựa chọn tam đại người truyền thừa, đến thời điểm ai được truyền thừa mạnh, ai liền có thể được truyền thừa cuối cùng. Ha ha, tiểu gia hỏa mươi năm sau ta thật sự muốn biết ngươi mạnh bao nhiêu." Thánh Quân nhìn Hình Thiên, gằn giọng âm khí đạo. "Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Hình Thiên nổi giận, mấy năm qua Thánh Quân vẫn đối với nàng chê cười, kỳ thực là đố kỵ Hình Thiên, bởi vì hơi thở của hắn cùng cự thần càng ngày càng rất giống, thậm chí cụ thể hắn được bao nhiêu mật văn đồ bọn họ căn bản không thấy được. "Chỉ bằng ngươi?" Thánh Quân khinh thường nói, "Đừng tưởng rằng có đạo chủ che chở ngươi, ngươi liền dám đối với ta dùng loại này ngữ khí." đạo chủ đã tự thân khó bảo toàn huống hồ đạo chủ những năm này một chút động tĩnh đều không có hắn mới tìm hiểu ra một cái mật văn đồ truyền thừa cuối cùng không có quan hệ gì với hắn nếu là trước thời gian bị knock ao cái kia thật đúng là hiểu được chơi đều giống như ngươi vậy yêu thích khoe khoang hình thiên liếc chéo hắn không muốn cùng thánh quân dông dài cái này kỳ ngộ đối với hắn mà nói quá trọng yếu lãng phí một chút thời gian hình thiên đều phi thường không thoải mái thánh quân sắc mặt có chút âm trầm Cự thần đạo là nhất không thích hợp hắn, thân thể của hắn trình độ là trong những người này yếu nhất, liền là có thể kéo dài tiếp tục tăng lên, cũng tăng lên không được quá nhiều chiến lực. Người cái này sâu, lá gan thật là lớn, lừa dối qua ải, quả thực là đối với cự thần làm nhục. Thánh quân sắc mặt dị thường khó coi. Lời của ngươi thật là quá nhiều, không thấy huynh đệ ta ở bế quan tu luyện, ngươi nếu là cảm giác ở đây tốc độ tu luyện quá chậm, cút nhanh lên đi ra ngoài, ngoại giới còn có rất nhiều người muốn đi vào đạo lăng con mắt phút chốc mở, nhìn phía thánh quân. Đạo chủ. Thánh quân song quyền nắm chặt, trong cơ thể sát khí bắn ra bốn phía, vẫn đối với đạo chủ cướp đi hắn kỳ dược sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi thực sự là quá ngông cuồng, chúng ta mười vị, tốc độ của ngươi là chậm nhất, mới tìm hiểu ra một cái mật văn đồ, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Thánh quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, truyền thừa cuối cùng cùng ngươi vô duyên. Có đúng không? Đạo lăng khí tức đang kéo dài tăng cường, thời khắc này tựa hồ vô cùng mặt đất sụp lúng, hai chân của hắn trong nháy mắt thần quan ngập trời, chuyện này quả thật chính là một cái vũ trụ người khổng lồ ở đây sinh ra. Mới nhìn, dường như hai cái hoàng kim chân lớn, ngang qua ở trong thiên địa, cùng truyền thừa địa cắm rễ, trong lúc nhất thời đạo lăng có một loại hàng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ thiên uy. Bất diệt long bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt, đạo lăng lần này đầy đủ vắng lặng ròng rã 8 năm, 8 năm sau thông thiên triệt địa, đây là đại thần thông tu sĩ phong thái đây là người căn nguyên tiên tàng thức tỉnh đạo lăng hai chân giường như hai đầu chân long nằm uốn lượn hắn như một tôn bất diệt tiên vương đứng ở đây nhìn xuống thánh quân lạnh nhạt mở miệng 30 năm kỳ qua đi không biết ngươi có thể hay không sống sót đi ra ngoài được lắm đạo chủ chờ xem thánh quân vẻ mặt âm trầm hắn coi thường đạo chủ đạo chủ cố nhiên tìm hiểu mật văn đồ phi thường ít ỏi thế nhưng tìm hiểu ra một cái mật văn đồ liền mở ra một cái thân thể tiên tàng thời gian xa xôi 20 năm kỳ hạn đi xong. Đã trồng rã 20 năm, thập đại người truyền thừa ngày càng tìm hiểu cự thần thân thể, mỗi một vị đều là khi thì thức tỉnh khi thì bế quan, tìm hiểu càng sâu, bọn họ thức tỉnh thời gian liền càng là ngắn ngủi, thậm chí đến hiện tại, gần như si mê tìm hiểu. Có cường giả chuyển tỉnh, vô địch giả đạo quá kinh người, yên lặng ảnh hưởng bọn họ tu hành, để bọn họ có một loại triệt để tu luyện cự thần đại đạo cảm giác, bọn họ đều nuôi thành vô địch chiến lực, không thể vào lúc này từ bỏ chỉ có đạo lăng ở vắng lặng, 10 năm này hắn không nhúc nhích, hai chân của hắn, cánh tay, thậm chí trái tim, như là phủ đầy bụi vạn của thần thai. Cự thần nguy nga, thập đại người truyền thừa nhỏ bé như dung dế, đạo lăng ngước nhìn cao cao không thể với tới cự thần, ngước nhìn đầu của hắn, hắn tìm hiểu cự thần đại đạo càng sâu, cùng cự thần cảm ứng liền càng là kinh người. Ngày này, hắn đi đến cự thần khu vực thần bí nhất, đầu của hắn, thiên linh cái, nơi này tự hồ thai ngén một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ, khu vực này mật văn đồ, chính là cao thâm nhất, kinh thế nhất, đạo lăng rõ ràng đây là không thiếu sóc lực chi đại đạo ở vận chuyển, thời khắc tràn ngập ngút trời khí tức, muốn tìm hiểu những này mật văn đồ phi thường gian nan. Đạo lăng tự hồ ngồi xếp bằng đến cự thần trên thiên linh cái, hắn có thể cảm ngộ đến một cái đỉnh đầu vòng trời, chân đạp hồng hoang vô địch cự long. Đạo lăng dung nhập vào loại khí thế này bên trong, hắn thời khắc thể ngộ loại này vô địch gần sóng, đây là không thiếu sót lực cực điểm ảo diệu. Đây là một loại đủ để lật đổ một vực sức mạnh, sâu không lường được, không cách nào lĩnh hội được đến cùng cường hãn đến mức nào. Tiểu tử này dĩ nhiên lại đột phá. Đao kiếm vương bọn họ đều sửng sốt, từng cái từng cái mặt có chút hắc, cảnh giới của bọn họ đều rất cao, muốn đột phá rất khó, hơn nữa cần cực kỳ kinh người dự trữ. Hình thiên đã liên tục bước vào hai cái cảnh giới nhỏ, bước vào tầng bốn tôn chủ cảnh giới, thể xác của hắn tự hồ hóa thành một cái màu máu luyện ngục, cùng cự thần sinh ra cảm ứng, hắn có thể thời khắc cảm ứng được thủy tổ huyết thống sức mạnh. Đây là một loại phi thường biến hóa kỳ diệu, hình thiên tự hồ có phản tổ dấu hiệu, trong cơ thể hắn tổ huyết càng ngày càng kinh thế hải tục, này chừng 20 năm tìm tu, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Thiên tôn đều phát hiện hình thiên có gì đó không đúng, bởi vì hình thiên càng ngày càng hướng về cự thần, hắn có chút quái lạ, lẽ nào lần này cự thần truyền thừa sẽ triệt để kết thúc, rơi vào hình thiên trên tay. Đã đến giờ hiện tại, những cường giả này tu luyện bắt đầu chậm lại, bọn họ hấp thu truyền thừa tự hồ bảo hòa, muốn ở một bước tu luyện, liền phải hoàn thành một lần đột phá hoàn toàn mới. Nhưng là này rất khó, đạo lăng liền kẹt ở cửa ải này, nhất định phải tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo mới được. Thế nhưng đây là nhân đạo đỉnh cao nhất mới có thể ngộ ra đến, nếu là đạo lăng hiện tại có thể tìm hiểu ra trình độ này đại đạo, sẽ vô cùng kinh thế, tương lai bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất sẽ thuận buồm xuôi gió. ầm ầm Ngày này, đạo lăng bị thức tỉnh, hai lỗ tai của hắn đều muốn nứt ra, vùng vũ trụ này biến, hắn nhìn thấy một tôn khí thôn ngàn tỷ dặm tinh không người khổng lồ, đứng ở trong vũ trụ, vì thế đỉnh cao nhất, mênh mông đại vũ trụ đều đi theo hắn run rẩy. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện, Đạo Lăng nhìn thấy cái thứ hai cự thần, cái này cự thần khí quán năm tháng thời không, này tự hồ là mạnh nhất niên đại cự thần. Cự thần hình thể, thân thể thông linh, bảo thể tự hồ cất dấu ngàn tỷ lớp vũ trụ, quả nhiên là đáng sợ. Đạo Lăng thở dài, tu luyện đến một bước này là cỡ nào gian nan, đây là một cái thiên lộ cổ xưa tới nay cũng chỉ có rất ít mấy người có thể làm được vô lượng đại đế đến cùng có phải là vô địch giả ai có thể biết cũng không ai biết hắn cùng cự thần so ra ai mạnh ai yếu đạo lăng vội vã nhìn chăm chú cự thần hình thể đây là sống sót hình thể hắn phỏng chừng thiên tôn những năm này chi sở dĩ như vậy vắng lặng rất khả năng cũng ở quan sát cự thần hình thể liền như cùng hình thiên thông qua huyết thống có thể nhìn thấy một ít mơ hồ đó là bởi vì hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh hắn nếu là vẫn như vậy tu luyện cũng sẽ thấy chân chính cự thần càng là mạnh mẽ đối với người uy thế liền càng là đáng sợ như vậy sẽ lưu lại một loại dấu ấn có thể ảnh hưởng người tương lai tu luyện liền đạo lăng nhìn thấy hiện tại cự thần vô địch khí tức đều muốn từ bỏ tất cả tùy tùng cự thần tu luyện đạo của hắn nhưng là này không thích hợp đạo lăng hắn có hắn con đường vô địch sẽ không bỏ qua tất cả đi lên cự thần đường liền như cùng thiên tôn chẳng đáng với tu luyện bất kỳ cường giả đại đạo hắn tôn chỉ là chính hắn. Vù. Đạo lăng hình thể cũng bắt đầu thức tỉnh, tứ chi như là bốn cái biển sao tạo ra một mảnh hỗn độn, hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, trái tim chi nguyên thiêu đốt thời khắc toàn thể thần quan ống ánh, dường như bất hủ thiên nhật treo lơ lửng. Đạo lăng thiên linh cái cũng cũng động đứng dậy mênh mông khí huyết, muốn hóa thành một vùng vũ trụ, đỉnh đầu cửu trọng thiên. Đạo lăng là thân thể vũ trụ đang thức tỉnh, hắn tùy tùng cự thần hình thể, bắt đầu diễn biến mật văn đồ, toàn bộ thể xác lan tràn gợn sóng càng ngày càng lớn lao. Thật giống đều nhanh nửa năm trôi qua, nghe đồn cự thần truyền thừa địa có thời gian 30 năm. Thời gian nửa năm không dài, cự thần truyền thừa địa nguy cơ trùng trùng, phần tiên y nguyên chìm ở hỗn độn khu vực, hắn chưa từng rời đi, em ruột bị trảm, đây là đối với sự kiêu khích của hắn. Cố nhiên chỉ là phần tiên pháp thể, nhưng là phần tiên cảnh giới quá cao, coi như là điều động một tôn pháp thể, cũng có vô địch uy. Thậm chí phần tiên thủ hạ số một đại tướng, dường như tiên thiên thần ma, đứng ở hỗn độn trong khu vực, đã triệt để niêm phong lại khu vực này, một khi đạo lăng xuất quan, sẽ triển khai tuyệt sát. Nghe đồng thánh quân, cổ hoàng, thánh vương, đều rời đi, bọn họ đã từng phát sinh xung đột, nếu không có hỗn độn thể đột nhiên giết ra đến, đạo chủ liền gặp xui xẻo. Đúng đấy, rời đi có chút nguy hiểm, nếu là có những người khác đúc kết đứng dậy nhằm vào đạo chủ, hắn có thể hay không sống sót đi ra vẫn là một vấn đề. Ta cho rằng đạo chủ vô địch, phần tiên chỉ là ra tới một cái pháp thể, liền muốn đánh giết đạo chủ, không khác nào nói chuyện viễn vông. Có rất nhiều người bất mãn, rất là phẫn nộ, phần tiên đây là ở khinh thị đạo chủ. Phần tiên chính là thiên vương, ta không cảm giác sẽ làm nhục đạo chủ, đạo chủ cuối cùng vẫn là nhân tài mới xuất hiện, cố nhiên là vô địch giả, nhưng là cùng đỉnh phong một đời vẫn có một ít chênh lệch. Có người lắc đầu, không ủng hộ bọn họ. Việc này toàn bộ đế lộ chiến đều quan tâm, bất kể là đạo chủ vẫn là phần tiên, ở đế lộ chiến ảnh hưởng hiện tại là to lớn nhất hai vị, nếu là thật giao thủ, chắc chắn kinh động vạn cổ. Thậm chí có chút người không hy vọng bọn họ tranh đấu, hai người bọn họ thành tựu đều kinh người, tương lai nhưng là đối kháng dị vực trụ cột. Nhưng mà cự thần không gian truyền thừa bên trong. Thời gian 30 năm, đã từng bước đi hướng điếm cuối, cự thần thể xác cũng mơ hồ mơ hồ xuống. Ngày này, toàn bộ không gian truyền thừa đều đang phập phòng, đao kiếm vương bọn họ đều thức tỉnh, con mắt đồng loạt nhìn phía trên thông cao hơn hỗn độn lăn lộn, từng bước hóa thành một cái to lớn hỗn độn chiến đài, có thể gánh chịu vô địch giả chinh phạt. Ha ha ha, rốt cục muốn mở ra. Bất diệt long hiếu chiến, cái thứ nhất xông lên quát lên, lên đây đi, thời gian có hạn, ta có thể không muốn ở đây lãng phí bao nhiêu thời gian. Để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Đao kiếm vương cất bước đi lên, vừa xuất thủ chính là đại thần thông, hống động hỗn độn võ đài, toàn thân đao khí cắt trời càng khôn, hắn quá bá tuyệt, tay nắm đao kiếm, đánh giết hướng về bất diệt long. Các đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, nhanh chóng đi hướng hỗn độn lôi đài, bởi vì võ đài xuất hiện thời gian căn bản không dài, nếu là không thể bị tuyển chọn, cùng tam đại tiêu chuẩn liền vô duyên, đối với này ba cái tiêu chuẩn ai cũng sẽ không muốn cho, coi như là thiên tôn đều sẽ không để cho đi ra ngoài. Không phải vô địch giả lập tức bị nốc ao. Thánh quân vừa xuất thủ, liền nhằm vào hình thiên, hắn đang cười lạnh, tùy ý vung ra một chưởng, muốn trực tiếp đánh giết hình thiên, ở cùng đạo lăng thanh toán. Ngươi có thể bị nốc ao. Dường như thiên ngoại nổ vang sấm sét, đạo lăng trong khoảnh khắc thức tỉnh, dết hướng về hỗn độn lôi đài, trong tay nắm quyền ấn, đập về phía thánh quân. Tuy rằng chỉ là 30 năm, nhưng là đạo lăng lại có một loại vượt qua ngàn năm cảm giác, chưa bao giờ bế quan quá thời gian dài như vậy, chưa từng như này an nhàn tìm hiểu võ học ảo diệu. Ngày này hắn thức tỉnh, 30 năm lắng động, 30 năm ẩn nút, 30 năm ngộ đạo. Hiện tại, một chiêu thức tỉnh, làm cho cả hỗn độn võ đài đều đang rung rẩy, để đạo lăng tinh khí thần leo đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Này một đời máu tanh mưa gió, chưa bao giờ vắng lặng quá lâu như vậy, hiện tại đạo lăng thức tỉnh sao động tỉnh quá to lớn, hống ra 30 năm viên kia không cam lòng bình tĩnh tâm, hống ra thành mảnh hỗn độn quang, hống ra lệnh vũ trụ rung rẩy đạo âm. Thánh quân sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, hắn cảm giác được siêu cường bảo táp cuốn lấy mà đến, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên đi thời khắc, hắn nhìn thấy cũng không phải là một cái người, mà là một mảnh hỗn độn, một cái cắm rễ ở trong hỗn độn vũ trụ người khổng lồ, một cái từ cổ kim tương lai ngang qua mà đến cường giả tuyệt thế. Hỗn độn nhất khí. Đạo lăng mới ra động, chính là lôi đình chi kích, này hống một tiếng thiên địa đều nứt, bá tuyệt vòng trời. Đạo tổ đại thần thông là cỡ nào tuyệt luân, hiện tại đạo lăng càng là ẩn nút 30 năm sau một tiếng trống to, hắn tinh khí thần bạo phát đến đỉnh phong, hống ra vô biên chiến lực, Mảnh liệt hỗn độn vũ trụ nổ cuốn tới, một tầng tiếp một tầng, đều muốn quét ngang toàn bộ hỗn độn võ đài. Âm âm âm. Thánh quân quanh thân hư không trực tiếp chôn vùi, không gian đều phá nát, này sóng âm lực lượng đều muốn ngang qua đến nơi sâu xa trong vũ trụ, thánh quân hai lỗ tai đều muốn nổ vang, như là bị hỗn độn bao phủ lại. Thời khắc này thánh quân gặp được một loại tử vong nguy cơ, đạo lăn ra tay tốc độ quá nhanh, hơn nữa như vậy bá đạo tuyệt luân, hắn có chút lực bất tòng tâm, điên cuồng thức tỉnh thân thể. Thần thánh ánh sáng lộng lẫy tăng vọt, như là đứng ở một mảnh bất diệt trong lĩnh vực. Thánh quân toàn thân tụng kinh âm chấn động thiên hạ, hắn nhưng là vô địch giả, cố nhiên không phải đỉnh phong một đời, thế nhưng sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không đạo lăng này hống một tiếng đủ khiến hắn đổ tung. Bất quá coi như là như vậy, thánh quân xây dựng bất diệt lĩnh vực đều sụp nứt, vô cùng vô tận hỗn độn nhấn chìm hắn thể xác, sức mạnh hủy diệt thẩm thấu mà đến, nắm lấy bảo thể của hắn bên trong a à. thánh quân trống to liên tiếp thức tỉnh đại thần thông chống đối bất quá thân thể hắn y nguyên đang chảy máu nội vũ trụ đều bị chấn chập trùng hắn phát ra điên cuồng gào thét tiếng nội vũ trụ thức tỉnh vô lượng quan trấn thủ thể xác chống đối hỗn độn nhất khí đại thần thông đạo chủ thánh quân sắc mặt hơi trắng bệch khóe miệng tràn ra huyết dịch ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt hơi thở của hắn có chút suy yếu sắc mặt khó coi đáng sợ giận dữ hét ngươi lại dám đánh lén ta lăn tới đây đánh một trận hắn cố nhiên lĩnh hội được đạo lăng chiến lực, nhưng là thánh quân cũng không sợ, toàn thân thần thánh khí tức hoành thông trời đất, hắn tay nắm vô thượng ấn quyết, muốn cùng đạo lăng chém giết. Tác thành ngươi. Đạo lăng nhanh chân đi đến, sợi tóc màu đen khoác vai, thâm thúy trong con ngươi sát quan hiện ra. Hắn đã không nhịn được, 30 năm ẩn nút, cuối cùng 10 năm càng là ngày càng quan sát đạo tổ vô địch thân, trong lòng kìm nén một đoàn khí, hiện tại đã nghĩ đại chiến một trận. Không, hình thiên thân thể phi thường dũng mãnh, sợi tóc màu đỏ vũ động, mi tâm hình thiên chiến ấn mông lung khủng bố ánh sáng lộng lẫy, hắn đưa tay ra ngăn trở đạo lăng, nhìn chầm chầm thánh quân hét lớn, đạo lăng, ngươi không muốn nhúng tay, hắn giao cho ta. Đạo lăng có chút bất ngờ, nhìn một chút hình thiên, hình thiên sẽ không lỗ mãn đến cùng vô địch giả liều mạng tranh đấu, lẽ nào này 30 năm, hình thiên đoạt được lớn vô cùng. Ngươi đang nói cái gì? Thánh quân sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống, này so với mới vừa rồi bị đạo lăng áp chế một đoạn dài tình hình càng khó coi hơn, đạo chủ cùng hắn dù sao cũng là cùng cảnh giới, nhưng là hình thiên tính là gì? Hắn từ đầu đến cuối đều không lọc mắt hình thiên, cảm giác hắn chính là gặp may mới tiến vào không gian truyền thừa. Hình thiên song quyền nắm chặt, trên gương mặt tất cả đều là kiên nghị, toàn bộ thể xác mông lung trùng sáng màu đỏ ngòm, mơ hồ thẩm thấu ra một tia lại một tia bá tuyệt gần sóng, này 30 năm ẩn nút hình thiên chính mình rất rõ ràng sự tiến bộ của hắn. Cố nhiên hắn không có đến có thể cùng vô địch giả chém giết mức độ, thế nhưng hình thiên có giữ được tính mạng sức lực, thậm chí hắn muốn có được thủy tổ truyền thừa, nhất định phải ở hỗn độn võ đài dừng bước. Ta là hình tộc hình thiên, đây là ta thủy tổ truyền thừa địa, hình tộc tộc nhân ổn thỏa không thể yếu hơn bất luận người nào. Hình thiên con mắt trong nháy mắt bắn mạnh ra trùng sáng màu đỏ ngòm, nhìn chầm chầm thánh quân hét lớn, để ta lãnh giáo một chút vô địch giả mạnh như thế nào. Hắn phát động rồi, để đạo lăng đều phi thường kinh dị, hình thiên chớp mắt thức tỉnh thể xác nằm dày đặt ống ánh lóa mắt trùng sáng phản phất ngàn vạn trọng màu máu thiên đồ tổ hợp mà thành khi hắn mi tâm cự phủ dấu ấn thức tỉnh thời khắc toàn thể màu máu thiên đồ trực tiếp vận chuyển sau lưng của hắn đều bước ra một tôn màu máu người khổng lồ muốn xé rách vòng trời không thiệt thòi là vô địch giả đời sau thời gian 30 năm để hình thiên lột xác đến một bước này đạo lăng khẽ gật đầu hình thiên hiện tại chiến lược cực kỳ kinh thế hắn đánh giá có thể cùng huyền vũ thánh thú sánh vai Tuy rằng cùng vô địch giả có chút chênh lệch, thế nhưng ở cho hình thiên một khoảng thời gian trưởng thành, hắn tuyệt đối có thể bước vào vô địch giả hàng ngũ. Ta muốn làm thịt ngươi. Thánh quân nộ không thể dừng, hắn ở thét dài, nhanh như tia chớp xông lên, cùng hình thiên giết cùng nhau. Hiện tại hỗn độn võ đài, đại chiến ngập trời, các đại vô địch giả liên tiếp thức tỉnh, lôi đình chuyển quét ngang địch thủ, ai cũng rõ ràng ở giao thủ trong quá trình hiện ra cự thần truyền thừa càng nhiều, được truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn hy vọng lại càng lớn thiên hàng bảo táp, hỗn độn võ đài cuốn lấy lên ngập trời mưa gió. Thánh vương cùng cổ hoàng đứng thẳng trong hư không, lẫn nhau gian ấp cũ khí thế càng ngày càng kinh thế hải tục, có tuyệt thế sát niệm quét ngang mà ra, khóa chặt đạo lăng. Không nghi ngờ chút nào, thánh vương cùng cổ hoàng chuẩn bị liên thủ, bốn phía vô địch giả cũng không muốn làm dự trận chiến này. Muốn liên thủ sao? Đạo lăng quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ vị, khẽ cười nói. Đạo chủ, ngươi quá đánh giá cao chính mình, chúng ta còn khinh thường cùng liên thủ thánh vương bất động như sơn cơ thể lan tràn bất diệt thánh huy lạnh nhạt nói chỉ bất quá thời gian có hạn ngươi không thể sống trời đi ha 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 liên thủ liền liên thủ ta còn không đến mức xem thấp các ngươi đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy trong con mắt hắn sát quan trung trời chỉ về hai người bọn họ vị gào to nói các ngươi cùng lên đi ngông cùng cổ hoàng cùng thánh vương liếc mắt nhìn nhau hai đại cường giả triệt để tức giận, một phương dường như bất diệt thánh lô hừng hực thiêu đốt, một phương như vạn cổ đại thế ngang qua mà đến. Thời khắc này hai đại cường giả khí thế tăng vọt đến đỉnh cao nhất trình độ, khu vực này trực tiếp bị chấn niêm phong lại, thánh vương cùng cổ hoàng đều ở gầm thét, bọn họ vọt lên, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố thanh thế, quay về đạo lăng tiến hành thảo phạt. Đùng! Đạo lăng bàn chân nhanh như tia chớp dơ lên, hắn quần áo bay phần phật, trong con ngươi sát quan khủng bố đem bàn chân của hắn rơi xuống đất thời khắc, toàn bộ hỗn độn võ đài đều bị đạo lăng dẫm rung rung lên. Thời khắc này đạo lăng quả thực gánh vác vạn của cự long mà cùng, càng không đều nổ tung, phía sau lưng hắn bình tĩnh một mảnh hỗn độn, đem hỗn độn nứt ra thời khắc, một tôn nguy nga tuyệt thế cái bóng ngang qua mà ra. Đạo lăng khí quán vòng trời, như một tôn đỉnh thiên lập địa tuyệt thế nhân kiệt, vô địch khí tức phun ra mà ra, quét ngang hướng về cổ hoàng cùng thánh vương. Ầm ầm. Tam đại vực tràng đang xen vào nhau, phá diệt càng khôn. Nơi này chớp mắt hóa thành một cái vùng cấm, tam đại siêu cường sóng năng lượng lẫn nhau gian đụng vào nhau, quét ngang ra che ngợp bầu trời gợn sóng gợn sóng, khí thôn bát hoang. Một tôn hỗn độn bên trong đi ra người khổng lồ ở thét dài, đây là thuộc về đạo lăng pháp, đạo của hắn, hắn 30 năm tìm hiểu mà ra tuyệt thế đạo hạnh, hỗn độn bên trong đứng người khổng lồ đội trời đạp đất, có một loại phá hủy vũ trụ năm tháng cái thế khí thế lan tràn mà ra. Tình cảnh này để cổ hoàng cùng thánh vương sắc mặt có chút âm trầm, 30 năm bên trong đạo lăng là nhất là biết điều, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn tìm hiểu ra đạo pháp kinh người như vậy, vũ trụ người khổng lồ chính là mật văn đồ tổ hợp mà thành, đây là thuộc về vô địch giả đạo. Cần giúp một tay không? Hỗn độn nữ lên đài, thô bạo chết lậu, thanh tú gò má mang theo ý cười, cổng lấy tay ngọc, dân trào mà đứng, phong thái đoạt người. Không cần. Đạo lăng khí thế càng ngày càng bá tuyệt, tinh khí thần bạo phát, dường như một tôn võ đạo đại tông sư, hắn phi thường kinh người, theo hắn di động, sau lưng đứng ở trong hỗn độn người khổng lồ cũng di động theo, khuấy lên siêu cường cơn bão năng lượng. Đùng. Đạo Lăng xuất kích, đây là vô địch khí thế ở bắn ra, bàn tay nắm quyền ấn, trực tiếp diễn biến Diệt Tiên Quyền, quay về cổ hoàng tiến hành đánh giết. Non sông đều rung, mảnh này không gian truyền thừa đều bị Đạo Lăng quyền thế đã kinh động, treo ở vực ngoại đại tinh đều ngã xuống, không chịu nổi Đạo Lăng vô địch quyền thế. Cổ hoàng, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng rống to sợi tóc cuốn lấy mà lên, khí thôn non sông, quay về cổ hoàng tiến hành giết chết. Liên thủ đập chết hắn. Cổ hoàng tự hồ gánh vác một cái vạn cổ đại thế, thần thái lạnh lẽo, đạo lăng tìm hiểu ra đạo pháp như vậy kinh thế, nói không chắc hắn có thể được một cái chung cực tiêu chuẩn, danh ngạch này cổ hoàng cùng thánh vương rõ ràng tầm quan trọng, không cam lòng bị đạo lăng như vậy cướp đi. Tự hồ ngàn tỷ sinh linh hiện ra, quay về cổ hoàng tiến hành dập đầu, để cổ hoàng khí tức vô hạn tăng vọt, quả thực hóa thành một tôn thiên chi hoàng, bàn tay của hắn dơ lên đến, hóa thành một cái che lấp ngàn tỷ sinh linh bàn tay lớn. Thiên hoàng trưởng. Hắn đang điều động, diễn hóa ra siêu cấp đại thần thông, một trưởng này đủ để đứt đoạn 10 vạn dặm non sông, sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đánh về đạo lăng diệt tiên quyền. Ha ha. Thánh vương cười lạnh, thể xác dường như bất hủ thánh lô, hắn tự xưng là thân thể xưng tôn, không người nào có thể giết chết hắn, vào lúc này trực tiếp vọt vào, như là một tôn bất diệt chiến thần, muốn cùng đạo lăng triển khai chém giết gần người. ầm ầm ầm, nơi này va chạm leo đến gây cấn tột độ trình độ, quyền trưởng đụng vào nhau, đánh ra rung trời thanh âm, đạo lăng ở trống to, diệt tiên quyền quấn quanh khủng bố tạo hóa mật văn, tràn ngập đồ thần diệt tiên vô thượng uy thế. Trăng rắc, thiên hoàng trưởng đều bị kích nứt, vào lúc này cổ hoàng quá bất phàm, ngàn tỷ sinh linh quay về hắn dập đầu, hắn dường như một tôn đứng ở ngàn tỷ sinh linh bên trên cái thế chí tôn. Đạo lăng xung phong mà lên, gánh vác côn bằng, đại dương màu đen chập trùng, hỗn độn người khổng lồ rít gào, lực cực điểm sức mạnh ngang qua mà ra, tỏa ra lệnh chúng sinh run rẩy khí lưu. Không nghi ngờ chút nào, đạo lăng thân thể càng cường, đối với lực chi đại đạo nắm giữ càng khủng bố, quả thực chính là một tôn chiến tiên xuất kích, đem côn bằng diễn biến mà ra thời khắc, che lấp trên trời dưới đất. Ta thân thể vô địch, bất hủ. Thánh vương gào to, thể như bất hủ thánh lô, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, chính là một khối bất diệt tiên kim, đứng ở côn bằng bên dưới thánh quang bắn ra bốn phía chống lại côn bằng chi lực siêu cường xung kích đùng đạo lăng triệt để tiến vào chiến đấu trong lĩnh vực tay trái nắm diệt tiên quyền lại là nắm côn bằng quyền hắn thúc đẩy vô thượng thiên lực triển khai khủng bố tuyệt thế thảo phạt đạo lăng độc đấu hai đại vô địch giả song quyền cùng thời gian đón đánh đi tới mỗi một quyền đều có thể xuyên thủng vũ trụ ngôi sao đánh giết hướng về cổ hoàng cùng thánh vương toàn bộ hỗn độn võ đài đều phải bị đánh nổ đã lên đài chính đại cường giả, chính vị đỉnh cao nhất cường giả chém giết cùng nhau, là cỡ nào thịnh cử, truyền đi sẽ kinh động mảnh này mênh mông vũ trụ. Bất Diệt Long Quả thực tiến hóa đến một đầu chân long, hung khí đi ngang qua thiên địa, hắn phi thường đáng sợ, móng vuốt dễ như ăn cháo vồ nát vòng trời, bổ về phía Đao Kiếm Vương. Xoạc! Đao Kiếm Vương chính là Cổ Thiên Đình Thiên Vương, mạnh mẽ tuyệt luân, hắn cố nhiên xem ra chính là một người thiếu niên, nhưng là một tiếng trống to Nhật Nguyệt đều đang rung rẩy toàn thể dâng lên hỗn loạn thiên mà ba động, nặng ra đao kiếm quyền ấn, đánh giết mà lên, cùng bất diệt long giết cùng nhau. A Di Đà Phật. Ma Phật mi thanh mục tú, trong cơ thể đế khí đang dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật chủ, thể của hắn hình nguy nga, dường như một tôn đứng ở vô tận Phật hải bên trên vô địch giả chân Phật, duỗi ra đi một bàn tay, muốn ép xuống ba ngàn giới. Hỗn độn nữ đều giật mình, ma Phật quá bá tuyệt, cường đại tuyệt thế, nàng cảm giác so với đạo lăng còn muốn đáng sợ, nàng lấy hỗn độn quyền đánh chết, đều bị ma Phật khí thế áp chế một đoạn, đều phải bị đánh bay ra ngoài, điều này làm cho hỗn độn nữ phi thường thay đổi sắc mặt, ma Phật chính là cao nhất vô địch giả, so với ngoại giới nghe đồn còn muốn đáng sợ. Cái này sâu. Thánh quân thật sự nổi giận, cố nhiên hắn có thể áp chế hình thiên, thế nhưng hình thiên càng đánh càng cuồng, hắn thần dũng không gì sánh được, chém giết đẫm máu, như là một tôn vỡ thiên không ngã chiến thần, diễn biến thủy tổ truyền thừa. Điên cuồng giết hướng về Thánh quân, căn bản không có ý muốn lui bước. Chính đại cường giả giao chiến, theo thời gian trôi đi, chính đại cường giả khí tức càng ngày càng khủng bố, chiến trên đài đều ngang qua ra chính đại người khổng lồ, diễn biến cự thần truyền thừa, giết trời sập đất nước, quỷ khóc thần hào. Hỗn độn võ đài bị che lại, cảnh tượng mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được chính đại cường giả tàn ảnh không ngừng cắt ra vòng trời, đánh thiên địa theo chập trùng rung rẩy. Ai dám tiếp ta một quyền? Thời khắc này, hỗn độn võ đài đều muốn nổ tung tự hồ cổ sử ở hoành hành năm tháng ở xuất kích một cái bóng cất bước đi tới hỗn độn trên lôi đài trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thiên tôn đầu đầy tóc tung bay con ngươi như bất hủ kiếm thai ở ra đóng khí thế của hắn quá khủng bố làm cho cả hỗn độn võ đài cách cục đều muốn đổi đường vừa tới trình diện bên trong liền bùng nổ ra làm người huyết thống đều rung động khí lưu ầm ầm hắn đang ra tay mạnh mẽ kinh thế một chưởng vỗ hướng về ma phật một cái tay khác nắm quyền ấn đập về phía đao kiếm vương, hoàn toàn một bộ bể nghệ hỗn độn võ đài, quét ngang toàn trường cái thế phong thái. Giết A. Toàn bộ hỗn độn võ đài đều sụp nứt, mười đại cường giả chém giết, đánh nhật nguyệt ảm đạm, càng không điên đảo. Thiên tôn khủng bố, ở bên trong chiến trường hoành hành, hắn chính là một tôn cuối nhìn năm tháng vô địch giả, có thể nói đế lộ chiến mạnh nhất một đời. Hắn tiếp liền xuất thủ, đánh giết hướng về các đại cường giả, chỉ có buông tha hình thiên một con ngựa, để thánh quân phi thường phiền muộn. Còn đến, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, thiên tôn quyền thứ hai đánh tới, hắn quyền thế phi thường khủng bố, vừa nãy chính là bị thiên tôn công kích, dẫn đến ba đại cường giả đánh giết hắn, kém chút bại vong. Thời khắc này đạo lăng rống to, tóc đen bay phấp với, như tuyệt thế chiến tiên giáng thế. Hắn ở bạo phát, 30 năm ẩn nút tìm hiểu đại đạo đang phập phòng, trái tim khu vực tỏa ra nộ hải giống như thanh thế, vũ trụ đều sụp nứt đạo lăng khí tức khủng bố ngập trời, hắn hình như tại nơi này một lần nữa khai thiên tích địa, tứ chi trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, như là bốn khẩu chống trời thần trụ. ầm ầm, đạo lăng khí thông tin không, bá tuyệt hậu thế. Thời khắc này hắn quá khủng bố, tứ chi thông thiên, thiên linh cái khí huyết cuồn cuộn, ép khắp đại vũ trụ. Thời khắc này hỗn độn võ đài đều đang lay động, đao kiếm vương bọn họ đều bị kinh động, vạn quá nhìn thấy một cái tạo ra vũ trụ vô địch giả đang thức tỉnh đủ để bổ ngang trên trời dưới đất. Hắn dĩ nhiên tìm hiểu đến một bước này. Bất diệt long trong lòng nặng trình trịch, thiên tôn cùng đạo chủ nhất định sẽ lấy đi hai cái tiêu chuẩn, liền còn lại một cái tiêu chuẩn, bất diệt long cảm giác hắn có chút nguy hiểm. Vào lúc này đạo lăng chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòng trời, hắn chính là đang khai thiên tích địa, cơ thể bên trong có ống ánh lực chi đại đạo vận chuyển, trong máu thịt càng là chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân, tỏa ra rung trời động địa tụng kinh âm. Giết! Đạo lăng thét dài, chân đạp hồng hoang, chân trái dẫm hướng về cổ hoàng, chân phải dẫm hướng về thánh vương. Hắn hai cái bàn chân vô hạn tăng lên, quả thực dường như hai đại chống trời thần trụ, nằm dày đặt trường ra mật văn đồ, quay về hai đại cường giả tiến hành đánh giết. A. À, đạo chủ ngươi dám. Cổ hoàng cùng thánh vương kém chút khí nổ, đạo lăng đây là trần trụi làm nhục bọn họ, đem bọn họ xem là cái gì. Một cái tùy ý có thể đạp lên sâu sao. Điều này làm cho bọn họ không thể chịu đựng, từng cái từng cái lửa giận cuồn cuộn điên cuồng va chạm hướng về đạo lăng rơi xuống bàn chân nhưng là vào lúc này đạo lăng đem cự thần đại đạo diễn biến đến mạnh nhất trình độ muốn cùng cự thần so độ cao hai chân dẫm đạp hồng hoang hằng cổ bất động hai tay cùng thời gian kết ấn diễn hóa ra vô địch thảo phạt thủ đoạn đạo lăng chí ở thiên tôn thiên tôn đánh tới một khắc phách tuyệt thiên hạ khí thế của hắn duy ngã độc tôn con mắt như so với thiên đao còn muốn sắc bén ở liên tiếp đối với nó còn lại tám người ra tay hiện ở mục tiêu chuyển hướng đạo lăng. Không thể không nói thiên tôn quá khủng bố, đạo lăng đều cảm giác được siêu cường áp lực, hắn tiện tay đánh giết tới một quyền, để hư không rung rẩy, nhật nguyệt gào thét, đại đạo đều muốn mất đi sắc thái. Đùng! Đạo lăng dương quyền oanh tạp, lực có thể phá thiên, trực tiếp oanh tạp mà lên, cùng thiên tôn quyền thế đụng vào nhau. Thời khắc này hỗn độn võ đài rung rẩy, bốn phía khu vực trực tiếp sụp nứt, dường như hai viên thái cổ cự tinh đụng vào nhau, đánh nứt tứ phương, lan tràn ra như biển gợn sóng gợn sóng, quét ngang trên trời dưới đất. Thiên tôn con ngươi mở to, thời khắc này khí thế của hắn khủng bố một đoạn dài, như một tôn vô địch khắp trên trời dưới đất vương, chiến lực kiếp quỷ thần. Quyền thế bạo phát thời khắc, toàn bộ truyền thừa thời không đều đi theo rung động, chập trùng. Giết! Đạo lăng rống to, trong con ngươi sát quan bắn ra bốn phía, cơ thể của hắn lan tràn ống ánh thánh huy, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, khí thôn tinh không. Này hai quyền đụng vào nhau, Khuyết dịch bay ngang, dường như hai khối đại lục đập xuống cùng nhau, chấn động đến mức người mà nghĩ rung động ầm ầm, đầu lâu đều muốn nứt ra, đối oanh hình ảnh quá kinh người, muốn phải diệt thế. Đạo Lăng cùng Thiên Tôn nắm đấm đều đang chảy máu, bị lẫn nhau gian quyền thế kích thương, thế nhưng Đạo Lăng thương thế càng nghiêm trọng, thân thể của hắn đều đang lay động, cổ hoàng cùng Thánh Vương khí tức quá kinh người, gần đem Đạo Lăng thân thể xé thành phấn vụn. Ba đại cường giả, đang tăng trên một tôn đỉnh phong cường giả Thiên Tôn. Đạo Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mấy lần, nếu là thật đi mấy chiêu, sợ là sẽ phải trực tiếp gặp xui xẻo. Nguyên Thủy Thánh thể, ha ha ha. Thiên Tôn cười to, thô bạo nảy sinh, loạn tóc bay lượn, hắn thân xuyên áo bào màu đen, cả người có một loại kinh thế mị lực, đây là một cái duy ngã độc tôn cái thế cường giả. Thời khắc này, Thiên Tôn bàn chân dựng lên đến rồi, dường như hỗn độn bốc lên, toàn bộ truyền thừa địa đều đi theo chập trùng, ở bốn phía ánh mắt kinh ngạc bên dưới, thiên tôn này một cước trực tiếp dẫm đạp hướng về cổ hoàng, lấy đại khí phách đè ép dưới cổ hoàng khí tức. Vô liêm sĩ Cổ hoàng cùng thánh vương chớp mắt phẫn nộ, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, bọn họ đây là đang làm gì? Dẫm tại bọn họ trên người hai người giao thủ sao, chuyện này với bọn họ làm nhục quá to lớn. Đạo lăng áp lực bỗng nhiên giảm nhiều, con mắt nhìn chầm chầm thiên tôn, phát hiện thiên tôn càng ngày càng kinh thế hải tục, dường như một phương vũ trụ vực sâu đang phập phồng, đạo lăng phi thường rõ ràng đây tuyệt đối không phải thiên tôn mạnh nhất chiến lực, hắn yếu nhất nhưng là tầng 6 tôn chủ, thậm chí càng cao hơn. Trong cổ sử một ít vô địch giả đều rõ ràng, thiên tôn hiếu chiến, có duy ngã độc tôn tâm thái, chẳng đáng với cùng cảnh giới ép địch. Tiếp ta một chưởng. Thời khắc này, thiên tôn bạo phát, thần quan ngàn vạn trọng, khí tức lạnh lẽo tuyệt thế, quả thực hóa thành một tôn có thể chiến chư thiên thần ma vô địch thần vương. Soạt. Cùng ngày tôn bàn tay dơ lên thời khắc, vòng trời bị xé thành hai đoạn, khe lớn lan tràn đến vực ngoại tinh không. Bàn tay của hắn ống ánh chói mắt, dường như một khẩu bất hủ thiên đao ở xuất khiếu, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, làm cho cả hỗn độn võ đài đều vặn vẹo, cũng bị trực tiếp xé thành hai đoạn. Trảm tiên đao Đạo lăng thay đổi sắc mặt, đây là vô địch bí thuật trảm tiên đao, ở chư thiên vạn giới được xưng tam tiên chiến kỷ, trảm tiên, hỗn độn, cự phủ. Hỗn độn bị hỗn độn nữ được, bằng không nàng không thể có thể đỡ được ma Phật, hiện tại thiên tôn sử dụng tới cái thế tuyệt học trảm tiên đao, mênh mông đại vũ trụ đều đang rung rẩy, hoành ra một khẩu chặt đức đại đạo giao cầu. Này một môn tuyệt học quá kinh người, chính là vô địch bí thuật, hiện tại bị thiên tôn hiển hóa ra ngoài, bổ về phía đạo lăng. Thời khắc này, đạo lăng có một loại bị xé thành hai đoạn xu thế, hắn ở trống to, đây là bất thế địch. Thiên tôn quá mức khủng bố, nếu là bị trảm tiên đao bổ trúng, trực tiếp liền có thể đem đạo lăng xé thành hai đoạn. Công bằng chi lực đạo lăng khí tức vô hạn bốc lên đại dương màu vàng, vàng ống dân trào chập trùng hắn đem hết toàn lực thức tỉnh toàn bộ bảo thể đều hóa thành một đầu có thể nứt chư thiên côn bằng thời khắc này đạo lăng khí quán tinh không lan tràn bá tuyệt cửu thiên uy thế trực tiếp liền nổ cuốn mà lên hướng về trạm tiên đao tiến hành va chạm hai đại chí cường bí thuật đối kháng thánh quân những người này đều lay động đi qua hỗn độn võ đài triệt để sôi trào ở toàn diện đổ nát vụn vặt này hai đại bí thuật quá khủng bố hiện tại ở đây triển khai va chạm, côn bằng cùng trảm tiên đao chém giết cùng nhau, để mênh mông đại vũ trụ đều đang lay động, tự hồ là tuyệt thế tiên đao cùng cái thế côn bằng va chạm. Âm âm âm. Va chạm thời khắc cổ hoàng cùng thánh vương gào thét, tuy rằng bọn họ không có tham dự trí cường bí thuật chém giết, nhưng là khoảng cách quá gần, bọn họ cũng bị trí cường bí thuật khuấy lên đến bên trong, giống như là bốn đại cường giả triển khai liều mạng tranh đấu. Thiên đều bị gào khóc, quyết đấu động tỉnh quá khiếp người, hư không đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hỗn độn võ đài triệt để nổ tung, này giống như là vô địch giả huyết chiến, cực đoan khốc liệt. A Di Đà Phật. Ma Phật này sáu đại cường giả cũng ở rống to, bọn họ biết được thời gian đem đi qua, không ra tay nữa liền xong, trong lúc nhất thời các hiển thần thông, sức chiến đấu tiêu thăng đến mạnh nhất trình độ, triển khai cuối cùng chém giết. Để thánh quân sắc mặt âm trầm chính là hình thiên, hắn ban đầu mượn cơ hội này đánh giết hình thiên, không nghĩ tới hình thiên huyết thống lập tức bốc cháy lên, sau lưng đi ra một cái vĩ đại cái bóng, cầm một khẩu màu đen cự phủ, phải đem vũ trụ trực tiếp bổ ra. Hình tộc 36 phủ. Hình thiên đang gầm thét, rơi vào điên cuồng, đây là hình tộc thủy tổ lưu lại cái thế bí thuật, là hắn ở cự thần truyền thừa trên thân thể lĩnh ngộ ra đến, có lẽ chỉ có hình tộc huyết thống mới có thể nhìn thấy càng sâu một tầng cái thế bí thuật. Triệt để rối loạn. Hết thảy đều ở phá diệt, toàn bộ không gian truyền thừa đều ở sụt nứt, mười đại cường giả liên tiếp thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, làm cho cả không gian truyền thừa đều ở rung lên, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Coi như là yếu nhất hình thiên, thời khắc này cũng đem hết toàn lực, hắn ở chém giết, đẫm máu mà cùng. Cầm một khẩu huyết thống hội tụ mà thành màu máu cự phủ, dân trào mà đứng, cả người sát khí ngập trời, vận chuyển hình tộc 36 phủ cái môn này vô thượng tuyệt học. Ánh búa liệt thiên, mãnh liệt bá tuyệt, nhằm phía thánh quân vị này hiện nay hiện ra thái dương quân vương cường giả. Tiên Phật trưởng Ma Phật khí sông tận sao trời, nội hàm một tôn ngồi xếp bằng cổ kim tương lai Phật chủ đều di động, hết thảy đều bị che lại, một chữ này chính là Phật môn vô địch tuyệt học, bắt nguồn từ với cổ tiên Phật cái thế truyền thừa, liền như vậy đánh tới, đủ để chôn vùi cường địch. Hỗn độn lôi đình. Hỗn độn nữ nghiêm chính lấy chờ, hỗn độn thể đều bốc cháy lên, thân thể quấn quanh không nói được thô to hỗn độn chất giật, mà nàng hóa thành một mảnh biển sét hỗn độn, nội bộ giới sinh giới diệt, hỗn độn liệt thiên, thực tại khủng bố như vậy, chống đối đánh xuống tiên Phật lực lượng. Bất diệt thiên long. Bất diệt long hống lên, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, hắn dĩ nhiên diễn hóa ra một đầu chân thực chân long, như là từ năm tháng sông dài bên trong chảy ra đến một đầu chân long, trực tiếp vượt giới mà đến, quay về đao kiếm vương tiến hành oanh kích. Đao kiếm nhất thể. Bắt nguồn từ với đao kiếm vương chí cường bí thuật, chính là cơ thể hắn, hắn hóa thành một khẩu khốc liệt thiên binh, nứt ra càng khôn, quay về bất diệt thiên long chém đánh. Mười đại cường giả các hiển thần thông, mãnh liệt nhất thuộc về với bốn đại cường giả khu giao chiến vực, đặc biệt trảm tiên đao cùng côn bằng chi lực va chạm, trước hết phá hủy hỗn độn võ đài, tiếp đó khuấy lên cổ hoàng cùng thánh vương. Mười đại cường giả va chạm, truyền thừa địa mưa máu đầy trời, đây là khốc liệt chém giết, vận chuyển mạnh nhất bí thuật kết cục, trên căn bản đều bị thương, muốn ở trận này bảo táp lớn bên trong bắt đầu héo tàn. Hống Côn bằng rống to, đại dương màu vàng ống sôi trào, nhấn chìm tinh không, va chạm trảm tiên đao len ken vang vọng, có thể này như bất diệt thiên binh, không cách nào tiêu diệt, ở đại dương màu vàng ống bên trong chìm nổi, thức tỉnh thời khắc đem đại dương màu vàng ống đều nứt ra rồi. Côn bằng đều ở gào thét, khổng lồ thân thể đều phải bị bổ ra. Nhưng là côn bằng sức mạnh cuối cùng bá tuyệt, có một không hai, hai đôi côn bằng xí lấy tốc độ khủng khiếp va chạm trảm tiên đao, đao thể này đều ở xuất hiện vết trạng. Giết! Đạo lăng cùng thiên tôn đều là ở rống to, hai đại vô địch giả va chạm đã đến thời khắc mấu chốt, vào lúc này nổ vang chấn động thương vũ, côn bằng đều giải thể, trảm tiên đao bị côn bằng xí chém thành hai đoạn. Phốt! Đạo lăng ho ra một nguồn máu lớn, hắn thiên linh cái đều có một cái vết máu, kém chút bị trảm tiên đao cho xé xác. Thiên tôn bàn tay hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ cánh tay đều ở nhỏ bé run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, bị côn bằng sức mạnh vô thượng suýt nữa đánh nứt. Cổ hoàng cùng thánh vương cũng không dễ chịu, miệng phun nghịch huyết, dùng dập bay ngang ra ngoài, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hai đại chí cường bí thuật giao chiến quá kinh người, bọn họ có một loại bị cắn giết xu thế. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, hắn có chút suy yếu, mới vừa rồi cùng trảm tiên đao chém giết quá hung hiểm, đạo lăng bị gián đòn nặng nề, nếu không có côn bằng chi lực mạnh mẽ, sợ là sẽ phải bị trảm tiên đao cho trực tiếp đánh giết. Đạo chủ, rất tốt, đáng tiếc ngươi tu hành quá thấp. Thiên tôn đầu đầy tóc bay tứ tung, so với thiên đao còn ống ánh con mắt nhìn chầm chầm đạo lăng, hắn thân mặc áo bào đen, tỏa ra duy ngã độc tôn khí thế ngươi rất mạnh, không thiệt thòi là thiên tôn. Đạo lăng lau lau khóe miệng vết máu, thiên tôn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, hắn nhưng là một giới này cao nhất cường giả một trong, thời khắc này đạo lăng cảm giác được rõ rệt thập vương những cường giả này đáng sợ. Bất quá đạo lăng không sợ, liền là cùng thiên tôn liều mạng tranh đấu, không chắc sẽ bị thua, đương nhiên hắn rõ ràng phần thắng rất thấp. Cổ hoàng cùng thánh vương sắc mặt âm trầm, bọn họ tự nhiên biết rõ thiên tôn mạnh mẽ, một đời vô địch, chỉ tôn chính mình, nếu không há có thể ở cực đạo đại đế bên dưới sống tiếp. Khạc, khạc. Hỗn độn nữ khặc huyết, thân thể mềm mại ở nhỏ bé run rẩy, trong mắt của nàng nhìn chằm chằm ma Phật. A Di Đà Phật. Ma Phật y nguyên khủng bố, ngồi xếp bằng ở một vùng vũ trụ Phật hải bên trong, vạn pháp bất xâm, hắn mạnh mẽ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, ma Phật uy thế cũng chỉ là so với thiên tôn thấp hơn một điểm. A. Bất Diệt Long cùng đao kiếm vương dùng dập bay ngang ra ngoài, hai người ho ra đầy máu, liều lưỡng bại câu thương, bất diệt long kém chút bị chém đứt, đao kiếm vương ngực suýt nữa bị xuyên thủng, có thể nói thế lực ngang nhau. Tám đại cường giả thở hỗn hển, đối mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng ở tiếp tục đấu liền muốn chết trận, ở đây chết trận quá uổng phí. Cổ hoàng cùng thánh vương không cam lòng, còn muốn muốn liên thủ, chỉ bất quá bọn hắn kiên kỵ thiên tôn, thiên tôn nếu là đang ra tay cùng đạo lăng chém giết, đến thời điểm bọn họ còn muốn bị cuốn vào nhưng là để tám đại cường giả bất ngờ chính là hình thiên cùng thánh quân chém giết hiện tại hình thiên đều phải bị trực tiếp luyện chết hắn cả người vết máu loang lổ phát ra tiếng trống to như là một đầu bất khuất giả thú con người đỏ như máu một mảnh thánh quân như một vòng hừng hực đại nhật sinh mệnh khí tượng bàn bạc nhưng là để đạo lăng thay đổi sắc mặt chính là thánh quân bảo thể trên xuất hiện một đạo vết máu có một loại đem thánh quân chặn ngang chặt đứt xu thế điều này làm cho hỗn độn nữ bọn họ đều kinh ngạc hình thiên rất yếu nhưng là thời gian 30 năm, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, dĩ nhiên có thể cùng thánh quân đánh đến hiện tại, này đủ để chứng minh hiện tại hình thiên quá mạnh mẽ. Ta muốn ngươi chết. Thánh quân rít gào, đây là sỉ nhục, đẫm máu sỉ nhục, lại bị trong mắt hắn sâu kích thương, hắn không thể chịu đựng được. Hắn hoành xông lên, hình thiên hiện tại đã là tiêu hao hết, thánh quân chỉ cần lại một lần nữa ra tay, liền có thể giết chết hắn. Ha ha ha. Đạo lăng cười to, sợi tóc tung bay, Đạo chủ phủ xem ra tương lai sẽ đi ra một vị vô địch giả, hình thiên tương lai thành tựu không thể đoán trước. Để đạo lăng bất ngờ chính là, hắn còn chưa từng xông lên, Thiên Tôn dĩ nhiên đi tới, như là một tôn khí tức ép người đại ma vương, sừng sững ở hình thiên trước mặt. Thiên Tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Thánh quân sắc mặt âm trầm lại, Thiên Tôn vai, để hắn có một loại ngước nhìn cự sơn tâm thái, hắn biết rõ không phải Thiên Tôn địch thủ, nếu là cùng Thiên Tôn giao thủ tuyệt đối sẽ bị hắn chém rớt. Thánh vương những người này rất rõ ràng thiên tôn đáng sợ, hắn chính là vô địch, trong năm tháng chìm nổi, càng ngày càng kinh thế hải tục, một đời so với một đời khủng bố, giữa trường người căn bản không ai có thể địch nổi hắn, thậm chí ai cũng không biết thiên tôn tu luyện đến mức nào. Có lẽ hắn đã ngộ ra trí cường đại đạo, nếu là thật triển khai, vô địch giả đều muốn chết thảm. Thiên tôn con ngươi nhìn chầm chầm hình thiên, hình thiên cũng phi thường ngờ vực, thiên tôn đây là muốn bảo đảm hắn. Đạo lăng phỏng chừng cùng truyền thừa có quan hệ, Thiên Tôn trước đây đã tới nơi này, hắn nên nhìn ra hình thiên lai lịch, Thiên Tôn ở cự thần truyền thừa địa khẳng định được rất lớn tạo hóa, hiện tại che chở hình thiên, không ngại là một loại nhân quả. Đạo Lăng con mắt nhìn chầm chầm thánh quân, hắn ra tay, muốn tế sống thánh quân. ầm ầm. Nhưng là này yên tĩnh truyền thừa địa, trong nháy mắt vang vọng vỡ thiên thần âm, một tôn bất hủ thánh thể đang thiêu đốt, đại dương màu vàng ống đập động vòng trời. Đạo lăng khí tức leo đến điên cuồng, thậm chí hắn ở bốc lên, bản nguyên đang thức tỉnh, có thông thiên tư thế, đánh ra nguyên thủy thông thiên này một môn bản nguyên thần thông, để đạo lăng khí quán thiên hạ, dũng không thể đỡ. Đạo chủ Thánh quân sau lưng đều sụp nứt, khủng bố cực điểm gần sóng quét ngang mà đến, điều này làm cho thánh quân khuôn mặt dữ tợn, hắn thân hóa một vòng hừng hực thiên nhật, như một tôn tuyệt đại thiên quân, trong con ngươi bắn mạnh ra lạnh lẽo sát quan. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc vẻ mặt ngơ ngác, đạo lăng khí tức thời khắc này quá mãnh liệt, vừa xuất thủ liền vận chuyển côn bằng chi lực này một môn vô thượng thần thông, mà hắn bản nguyên bắt đầu mãnh liệt thức tỉnh, hóa thành thông thiên chiến lực. Thánh quân ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng khí sông tận sao trời, gánh vác côn bằng chi hải, hắn nắm côn bằng quyền ấn, đánh ra vô địch quyền thế, quay về thánh quân tiến hành đánh giết. Giết. Thánh quân ở hí dài, toàn bộ mái tóc vũ động, nội vũ trụ bắt đầu vận chuyển, thức tỉnh thần bí nói chủng, toàn bộ thể xác thẩm thấu ra tuyệt thế lực lượng đồng thời song trưởng của hắn cắt phá trời cao, kết ra đại sát ấn, quay về đạo lăng nắm đấm tiến hành đánh giết. Đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hải tục, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh, ngàn tỷ lớp đạo ngân ở trong người vận chuyển, thậm chí bảo thể bên trong tiên hỏa vần quanh, trong lúc nhất thời để côn bằng vần quanh vô cùng tiên hỏa, như là một tôn dục hỏa trùng sinh côn bằng. Đùng! Đủ để thông thiên chiến quyền oanh tạp mà đến, như là một viên bất diệt đại tinh xông ra thế giới, xông ra đại dương định ở thánh quân kết ra đại sát ấn tiến lên ầm 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 truyền thừa địa không gian đều rung rung lên đạo lăng ra tay động tác quá nhanh ai cũng không nghĩ tới vào lúc này đạo lăng sẽ lôi đình ra tay nhằm vào thánh quân này trên căn bản thuộc về đạo lăng đáng sợ nhất chiến lực. để cái này đại sát ấn đều tan vỡ đào móc a à. thánh quân gào thét trên trời dưới đất đều bị đại dương màu vàng ống che lấp chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn thánh quân tóc tai bù xù cơ thể thiêu đốt, côn bằng chi lực quá mức bá tuyệt, có một loại xé rách thánh quân bảo thể xu thế, thế nhưng hắn cũng là vô địch giả, muốn liều mạng một tôn vô địch giả há có thể là như vậy dễ dàng. Nhưng là này đủ khiến thánh quân bị thương nặng, hai tay đều đang chảy máu, toàn bộ thể xác đều phải bị côn bằng chém thành hai đoạn. Phúc! Thánh quân ho ra một nguồn máu lớn, bị giết đến côn bằng đập cho bay ngang ra ngoài, hắn khuôn mặt dữ tợn, tàn thể thiêu đốt, giận dữ hét, đạo chủ, ta muốn chém ngươi ầm ầm. Côn bằng lại một lần nữa nâng động mà lên, xuề hai cánh, che lấp tinh không, trong nháy mắt ngang qua mà xuống, mang theo vô địch lực lượng, lại một lần nữa bổ về phía thánh quân, bảo tác này quá to lớn, có thể nói tiền sử cự hung đánh giết mà tới. Thánh quân gầm lên liên tục, cuồng cuộn không ngừng kết ra pháp ấn banh kích lao xuống mà đến côn bằng, nhưng là côn bằng sức mạnh chí cường, áp suất tất cả trở ngại, ngập trời sức mạnh đánh rơi xuống mà xuống, để thánh quân cả người lỗ chân lông đều ở phun máu, xương muốn tách ra vô liêm sĩ thánh quân khuôn mặt dữ tợn hắn cố nhiên thất bại nhưng là hắn căn bản không phục gằn giọng nói côn bằng chi lực đáng chết côn bằng chi lực ta chí cường bí thuật không ngăn được côn bằng chi lực không ngăn được thánh quân khí tức suy yếu liên tiếp vận chuyển chí cường thần thông ai cũng chống không ngừng coi như là đạo lăng khí tức đều suy yếu rất nhiều nghĩ muốn chém giết một tôn vô địch giả không phải là nhẹ nhõm như vậy tùy ý đạo lăng có sự kiên dè hắn chắc chắn đánh gục thánh quân thế nhưng này có tiêu hao hắn quá to lớn. Thánh vương cùng cổ hoàng đều ở chung quanh đây, hơn nữa một cái đao kiếm vương, cố nhiên đao kiếm vương chưa từng nhầm vào hắn, nhưng là khó bảo toàn cổ thiên đình nhân mã không sẽ xuất thủ trừ đi một cái đại địch. Thời khắc này, truyền thừa địa không gian lay động mãnh liệt đứng dậy, sừng sững ở trong hỗn độn cự thần cái bóng càng ngày càng mơ hồ, thậm chí toàn bộ không gian truyền thừa mơ hồ đang vạn vẹo, có một loại đóng xu thế. Mười đại cường giả đều là trầm mặt, đây là đi đến cuối con đường, 30 năm kỳ hạn kết thúc. 30 năm, 30 năm qua quá đúng lúc. Đạo Lăng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, này 30 năm hắn to lớn nhất đoạt được ở chỗ tìm hiểu các loại mật văn đồ, này 30 năm quá có ý nghĩa, sau 10 năm Đạo Lăng quan sát vô địch thân, hắn hiện tại đã chạm được không thiếu sót lực chi đại đạo. Một khi bước vào bước đi này, đến thời điểm nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới, Đạo Lăng không sợ bất kỳ cường giả, hắn hầu như có thể ở cửu tuyệt thiên ngân ngang mà đi. Thậm chí Đạo Lăng rụt rà rụt rịch, hắn muốn ra xông ra một môn cái thế tuyệt học, tôn định hắn thân thể vô địch đường. Sao có thể có chuyện đó? Bất diệt long những người này vẻ mặt trung mạnh, đặc biệt bị thương nặng thánh quân, sắc mặt dữ tận đáng sợ, nội tâm sĩ nhục cảm rất mãnh liệt, nếu không có thiên tôn muốn che chở thánh quân, hắn liền là liều mạng lại bị đạo chủ chém giết độ khả thi, cũng phải đánh gục hình thiên. Bởi vì cự thần truyền thừa địa bên trong, bắn mạnh ra một vệt sáng, bao phủ hình thiên. Bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, tại sao lại là hình thiên? Lẽ nào không nên là thiên tôn sao? Tuy rằng có ba cái tiêu chuẩn, thế nhưng ai cũng rõ ràng, cái thứ nhất tiêu chuẩn là tìm hiểu cự thần đại đạo nhiều nhất một vị, này nguyên do trong đó đạo lăng nói không rõ ràng, khả năng là bởi vì cự thần là hình tộc thủy tổ, cũng khả năng là bởi vì hình thiên thu hoạch là to lớn nhất. Nhưng là bất luận làm sao, tương lai đạo chủ phủ, sẽ có một vị vô địch giả tỏa trấn, hết thảy đều trị được. Dĩ nhiên là ta. Hình thiên thần thái kích động, đều có chút khó mà tin nổi hắn cũng cảm giác là thiên tôn hoặc là đạo lăng dĩ nhiên là ta tổ tiên tán thành ta ha 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 tổ tiên tán thành ta hình thiên lồng ngực chập trùng kịch liệt hưng phấn không gì sánh được thương thế của hắn cố nhiên vô cùng nghiêm trọng rất gần với tiêu hao hết nhưng là tất cả phấn đấu đều là có ý nghĩa hình tộc mạnh nhất truyền thừa liền ở ngay đây hắn vì hình tộc đời sau khát vọng nên sẽ hình tộc chí cường truyền thừa cái thứ hai nên chính là thiên tôn người xung quanh hô hấp trầm trọng, cái thứ ba là ai? Ai cũng muốn được cái này tiêu chuẩn, bởi vì phi thường trọng yếu, coi như là từ bỏ cũng có thể được đại tạo hóa. Thiên tôn. Quả thật là hắn, không có cái gì bất ngờ, cái thứ ba đến cùng sẽ bị ai được. Khó nói, nếu là ta chiếm được nhất định sẽ tìm hiểu truyền thừa cuối cùng, nhưng là thiên tôn sẽ không, hắn nên từ bỏ đi. Không gian truyền thừa càng ngày càng vắng lặng, tám đại cường giả đều trầm mặt, danh ngạch này quá trọng yếu, nhưng là xuất hiện một cái biến số, lại bị hình thiên được cái thứ nhất, cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Ngay cả Thiên Tôn đều không có tranh quá hắn. Này đạo thứ hai trùng sáng bao phủ Thiên Tôn. Thiên Tôn so với Thiên Đao còn ống ánh hơn con mắt quét về phía truyền thừa địa, cùng rất nhiều cường giả suy đoán gần như, hắn trực tiếp từ bỏ, không muốn cái này tiêu chuẩn. Ầm ầm. Thời khắc này, đạo lăng đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, quả thực như là năm tháng đổ nát, lịch sử luân hồi giới sinh giới diệt. Một giọt máu, một giọt máu dáng thế. Giọt máu này khí tức khủng bố vô biên, vần quanh vô cùng thần quang, từ hỗn độn bên trong nghiêng xuống thời khắc, có một loại để vũ trụ hủy diệt sạch khí thế quét ngang mà ra, bọn họ há có thể không sợ hãi. Vô địch giả huyết, có thể nói là mạnh nhất đế huyết, giá trị nên sẽ là là cỡ nào kinh thế hải tục. Giọt máu này, như cùng một mảnh mênh mông vũ trụ ngã xuống, treo lơ lửng ở thiên tôn trước mặt, giọt máu này ẩn chứa tinh huyết vô lượng, đương nhiên những này vẫn là thứ yếu chủ yếu chính là này một giọt vô địch giả huyết ẩn chứa vô địch giả đạo thiên tôn mục đích chính là giọt máu này dựa vào giọt máu này hắn có thể ở dị vực đến trước nhanh chóng tăng lên chiến lực khôi phục nhân đạo đỉnh cao nhất hy vọng rất lớn đời này thiên tôn chí ở đại đế cảnh giới thiên tôn đem giọt máu này lấy đi thân thể của hắn mơ hồ xuống biến mất ở không gian truyền thừa bên trong cố nhiên thiên tôn từ bỏ một cái tiêu chuẩn nhưng là cái này tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không lạc ở những người khác trên người lại là đạo chủ xen lẫn trong là đạo chủ bị đạo chủ được thánh quân sắc mặt dị thường âm trầm cái thứ ba tiêu chuẩn là đạo lăng này cùng bất diệt long bọn họ thở dài cùng bọn họ suy đoán gần như thế nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái biến cục cái thứ nhất tiêu chuẩn dĩ nhiên rơi vào hình thiên trong tay đạo lăng trầm tư một hồi hắn cũng lựa chọn từ bỏ ta có ta con đường nếu là thật tiếp thu truyền thừa cuối cùng sẽ ảnh hưởng tương lai con đường tu luyện ta đường chính ta đi ai đều không thể can thiệp. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn trực tiếp từ bỏ cái này tiêu chuẩn, để đao kiếm vương bọn họ đều sững sờ, cơ hội này quá trọng yếu, so với một giọt vô địch giả huyết còn trọng yếu hơn nhiều lắm, đây chính là vô địch giả truyền thừa. Thậm chí nghe đồn cự thần binh khí liền nằm ngang ở thể xác của hắn bên trong, nếu là có thể được vô địch giả chân truyền, thì có hy vọng được binh khí của hắn. Đạo lăng từ bỏ nguyên nhân còn có hình thiên, hình thiên nhưng là cự thần đời sau, Hắn thức tỉnh rồi vô địch giả huyết thống dấu ấn, bởi vậy hình thiên được mạnh nhất truyền thừa hy vọng rất lớn, đạo lăng rất chờ mong ngày này đến. Từ bỏ tiêu chuẩn, vô địch giả sẽ khen thưởng một giọt đế huyết, cùng thiên tôn được không khác nhau chút nào. Đạo lăng có thể cảm ứng rõ ràng đến, giọt máu này ẩn chứa đạo quả, nếu là nuốt vào, trực tiếp bước vào năm trọng thiên tôn chủ, thậm chí thẳng tới đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu là giọt máu này ẩn chứa vô địch giả đạo, đạo lăng rất chờ mong, luyện hóa giọt máu này sau, hắn tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo, đến thời điểm khí thôn bát hoang, nhưng đạo đỉnh cao nhất cường giả không ra, ai cũng không sợ. Đạo chủ có thể hay không trao đổi. Bất diệt long trong mà thèm, nếu không là đạo lăng trở thành cái thứ ba tiêu chuẩn, nó cũng không nhịn được ra tay tranh cướp, giọt máu này đối với bất diệt long tương lai hy vọng quá lớn, nó quá khát vọng được. Thánh vương sắc mặt âm trầm, đạo lăng thân thể đã đầy đủ đáng sợ, nếu là mượn giọt máu này tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo, đủ để uy hiếp hắn. Đạo lăng nhìn một chút bất diệt long, nhẹ giọng nói, không muốn ý tứ, này một giọt đế huyết đối với ta quá trọng yếu, muốn trao đổi bằng hữu, ta xem thì miễn đi. Bất diệt long thở dài, đạo chủ chiến lực hắn rõ như ban ngày, coi như là tranh cướp, cũng không thể đoạt được đi, ngược lại sẽ bị đạo chủ chiến lực uy hiếp, hiện tại đạo lăng đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí có thể cùng thiên tôn đối thoại. Hình thiên, ngươi ở đây thật tốt tu luyện. Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng còn có chút sững sờ hình thiên, cười cợt, bên ngoài sự, không cần lo lắng. Ừm. Hình thiên xoay người, hắn trầm trọng gật đầu, ta phải nhận được vô địch giả đại đạo. Ha ha, quả thực là buồn cười, dĩ vãn được tiêu chuẩn tiến vào truyền thừa địa vô địch giả cũng có một chút, chỉ bằng ngươi còn muốn lấy được vô địch giả đại đạo. Thánh quân chê cười, ngươi không buông tha cái này tiêu chuẩn, mới là quyết định sai lầm nhất. Nhưng là ta, đạt được chính là cái thứ nhất tiêu chuẩn. Hình thiên nhìn thánh quân, nhếch miệng cười. Thánh quân sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hắn cả giận nói, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể được cái gì truyền thừa, một khi truyền thừa địa đóng, ngươi nhất định bại vong. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút có thể hay không sống mà đi ra truyền thừa địa. Đạo lăng lạnh lẽo con mắt chuyển hướng thánh quân, đối với hắn động mãnh liệt sát niệm, muốn giết đi kẻ địch đó. Đạo chủ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành thánh quân lửa giận hừng hực, ngươi dựa vào côn bằng chi lực mà thôi, nếu là thả ra côn bằng chi lực, ta chém xuống ngươi quá mức ung dung. Đạo lăng, ngươi lưu hắn một mạng, đợi ta xuất quan ngày, tất nhiên cắt xuống đầu của hắn. Hình thiên nổ hống một tiếng, rất là hung hãn, liền bước vào chống hỗn độn, tiếp thu truyền thừa cuối cùng. Thánh quân sửng sốt, tiếp đó sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, tái nhật một mảnh, bọn họ có ý gì? Còn muốn tranh cướp giành giật đánh gục vô địch giả hay sao? Điều này làm cho thánh quân nổi giận đùng đùng, hắn trong năm tháng chìm nổi, chưa bao giờ từng gặp phải cỡ này sỉ nhục. Vù. Đạo lăng lấy đi này một giọt đế huyết, thân thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Thời khắc này truyền thừa địa bắt đầu rung động, năm tháng khí tức cuồn cuộn, hỗn độn che ngợp bầu trời cuốn lấy mà ra, đây là truyền thừa địa gần đóng, lần sau mở ra khoảng cách hiện tại năm tháng liền quá mức cửu viễn. Đạo lăng thân thể xuất hiện ở hỗn độn vùng cấm bên trong, thiên tôn đã là rời đi, Đạo lăng mới xuất hiện ở khu vực này, trong mắt của hắn lạnh xuống. Có người ở đây chờ đợi hắn xuất quang, hắn mới ra đến có khoảng cách đạo một vệt sát khí, hừng hực đến tận trong xương cốt người ta, dường như một đoàn tuyệt thế tiên hỏa đang thiêu đốt. Đạo lăng im lặng không lên tiếng nuốt vào một viên kim đan, hắn vừa nãy đại chiến không ngừng hao tổn quá lớn, bất tử thần hoàng thuật trực tiếp vận chuyển tu bổ thân thể hao tổn. Đạo chủ, xuất quang. Toàn trường náo động, bởi vì phần tiên xuất kích muốn muốn chém giết đạo lăng việt đã kinh động đế lộ chiến tới rồi các đại giáo cường giả lại đây quan chiến ngay ở vừa nãy bọn họ nhìn thấy thiên tôn cái thứ nhất đi ra không nghi ngờ chút nào thiên tôn được một cái tiêu chuẩn cái thứ hai là đạo lăng điều này nói rõ đạo lăng cũng được một cái tiêu chuẩn điều này làm cho bọn họ phi thường giật mình rốt cuộc tiến vào truyền thừa địa cường giả đều là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ tuổi trẻ đạo lăng cái này nhân tài mới xuất hiện lại có thể được một cái tiêu chuẩn đến rồi nhiều người như vậy đạo lăng mơ hồ đoán được, khả năng là bởi vì phần bá, hắn giết rơi mất phần bá, tiên hỏa vực tất nhiên tức giận, sẽ tìm hắn trực tiếp thanh toán. Hỗn độn vùng cấm vắng lặng một mảnh, khắp nơi đều tỏa ra nghẹt thở gần sóng, bởi vì nơi này lơ lửng một đám lửa, hừng hực thiêu đốt, phản phất một mảnh tiên cổ chi hỏa ở nhen lửa, nghiêng mà ra, lệnh hỗn độn nứt thành bốn mảnh. Hỏa bên trong, đứng một cái người, cố nhiên chỉ là phần tiên một cái hóa thân, nhưng là có phần tiên bản thể rất nhiều chiến lực phần tiên hiện tại nhưng là thiên vương cảnh giới siêu cường hiện nay chính đang vượt qua đế hải hắn ở đế lộ chiến quy thế quá to lớn có thể xưng tụng hiện tại đệ nhất nhân phần tiên chiến dịch này cử động toàn bộ cửu tuyệt thiên đều quan tâm đạo chủ cùng phần tiên đều không phải phàm nhân trận chiến này tất nhiên muôn người chú ý dáng người có người chờ mong đạo chủ chém giết phần tiên hóa thân đến thời điểm phần tiên bản thể chịu đông sẽ trở về ngươi chính là đạo chủ phần tiên bên dưới đứng một tôn thần ma thân mặt màu đen khô giáp, con mắt lạnh lẽo vô cùng, toàn bộ thể xác lan tràn màu đen thiên phong. Được lắm phần tiên, đến rồi một cái hóa thân còn muốn trấn áp ta. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ý lạnh. Ngươi tới đây cho ta. Công này thần ma đối với đạo lăng vất vất tay, lạnh giọng quát lên, lại đây quỳ xuống lĩnh tội, phần tiên đại nhân cố nhiên chỉ đến rồi một cái hóa thân, nhưng là còn kinh thường với ra tay với ngươi.